là nghịch thiên. Cũng chỉ có tổ thần dạng này có thể xưng thiên quân tồn tại mới có thể đem số mệnh kiếp hỏa bao trùm, không phải vậy lời nói, để lọt một tia kiếp hỏa đi ra, vậy cũng đầy đủ la quân dễ chịu. Những người này, làm sao lại đều nghe ngươi lời nói. La quân quét mắt còn lại thần cảnh, hắn cảm thấy rất quái. Bởi vì thần cảnh nhóm đều là tu chân giả, bọn họ đều là nắm giữ độc lập tự chủ nhân cách. Có thể tuyệt sẽ không bởi vì lão đại một câu, các huynh đệ, chúng ta phản đi sau đó đại gia hỏa theo phản huống chi bây giờ thương gần đế quân trưởng khống thế giới chi lực lại khống chế lại thần nông nguyên thai tại cái này thần nông thế giới bên trong thương gần đế quân chính là là chúa tệ tuyệt đối phản thương gần đế quân đó là một con đường chết chiến cuồng lập tức nói ra hồi chủ nhân bọn họ trước kia bị ta khống chế lại nếu như gan dám phản kháng ta ta lập tức có thể cho bọn họ toàn bộ chết la quân nói ra thì ra là thế Hắn còn nói thêm, ngươi làm sao như thế kịp thời chạy tới. Chiến Cuồng nói ra, tiểu nhân gần nhất bắt đầu đại thông đại ngộ, nghe nói dịch giáo sư bọn người bị bắt, liền thời khắc chú ý, cũng tại vương cung chỉ bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Hôm nay gặp đế quân ra ngoài, liền biết hẳn là cùng chủ nhân ngài có quan hệ. Bởi vì chỉ có quan hệ đến chủ nhân ngài, đế quân mới sẽ đích thân xuất thủ. Tại là tiểu nhân lập tức bố trí tốt về sau, liền hỏa tốc chạy đến. Tiểu nhân liên thông thiên trực tiếp bắt được đế quân quỹ tích. Tốt, rất tốt, là quân vui mừng không, nói ra, chiến cuồng, lần này ngươi lập đại công. Muốn là ngươi lại đến chế một điểm, ta có thể muốn ngỏm củ tỏi. Chiến cuồng nói ra, có thể vì chủ nhân phục vụ, chính là là tiểu nhân phúc khí. Là quân đột nhiên nhíu mày, hắn cảm giác được thương thế nghiêm trọng. Xem như tại hư không đứng thẳng thân thể cũng rất khó khăn. Không được, chúng ta thời gian không nhiều, La Quân nói với Chiến Cuồng, "Trước mang ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đến, đi nhiều người thành thị, để Thương gần sợ ném chuột vỡ bình." Chiến Cuồng nói ra, "Chủ nhân, chúng ta sao không trước trực tiếp rời đi cái này Thần Nông đỉnh?" Thần Nông thế giới, rất nhiều tu vi thấp người không biết, nhưng Chiến Cuồng hiển nhiên là biết. La Quân khoát khoát tay, nói ra, "Thương gần sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hiện tại hắn muốn trở về giải quyết Vương cung sự tình." hắn khả năng sẽ còn trì hoãn một chút thời gian nhưng nếu như chúng ta trực tiếp rời đi hắn hội lập tức tới ngăn cản chiến cuồng nói ra cái này hắn đón đến nói chủ nhân tiểu nhân phải nên làm như thế nào la quân nói ra thương gần dù sao vẫn là quan tâm cái này thần nông thế giới tìm người nhiều thành thị kinh tế trọng địa chiến cuồng nói ra tốt sau đó chiến cuồng liền đem cơ giáp nhường cho la quân một đoàn người lại là trực tiếp đi vị thủy khu vị thủy thành. Cái kia vị thủy trong thành, xe cộ như rồng, xuyên thẳng qua không thôi. Thiên, lòng đất, đám người dày đặc, từ không trung hướng phía dưới nhìn, giống như là lít nha lít nhít con kiến dọn nhà. Mọi người tiến vào, chiến cuồng bọn người ẩn tàng cơ giáp, sau đó vào ở đến trong tử điếm. La quân lần nữa phân phó, nói ra, các người cơ giáp rất dễ dàng bị hệ thống khống chế, hiện tại toàn bộ vứt bỏ cơ giáp, mỗi người phân tán ở trong thành phố này. Chúng ta tính toán cùng một chỗ cũng ngăn không được thương ra đến tay, nhưng chúng ta tối thiểu muốn để thương trước mắt đau một chút. Một tên thần cảnh nghe vậy nhịn không được nói ra, nhưng như thế cũng cuối cùng trì hoãn không thời gian quá dài, đây không phải kế hoạch lâu dài. Tận lực trì hoãn thời gian, ta cứu binh mã hội tới. Trì hoãn đến nàng đến, chúng ta cũng có cơ hội. Là quân nói như vậy. Mọi người không khỏi nhãn tình sáng lên vốn là con đường này trong mắt bọn hắn đã là tử lộ nhưng bây giờ la quân lại cho một con đường sống cái này để bọn hắn làm sao có thể đầy đủ không phấn chấn đây cứ việc sinh lộ xa vời nhưng cuối cùng là không có đến tuyệt đối tuyệt vọng bước chiến cuồng nói ra trong cái thành phố này mạch điện thiết bị ta có thể tiến đến làm một chút phá hư la quân nói ra không cần phải vậy hiện tại hy vọng thương gần có thể chẳng phải nóng vội cho ta nhiều một chút thời gian hắn cũng không biết ta còn có hậu chiêu, có lẽ. Có lẽ sẽ còn cho ta một chút thời gian. Sau đó, là quân đơn giản bố trí một chút, sau đó bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hắn muốn phải nhanh một chút khôi phục thương thế. Đồng thời, là quân cũng hỏi chiến cuồng, thương gần hồi đi giải quyết vương cung bom bố trí cần phải bao lâu. Chiến cuồng trả lời là nhiều nhất 3 giờ. Chiến cuồng nói ra, muốn giải quyết triệt để ta bố trí bom, còn có giải mã password, cần 3 giờ nhưng thương gần nếu là nóng vội, trực tiếp lấy đại pháp lực để đạt tới tạm thời chân áp, hắn có thể tại 10 phút đồng hồ giết trở về. La Quân không khỏi thở phào, nói ra, hiện tại đã qua nửa giờ, điều này nói rõ thương gần cũng không có quá nóng vội. Và lại, thương gần khẳng định còn muốn đi nghiệm chứng đầu kia tiểu thanh long. Chỉ mong, chỉ mong thời gian của ta là đầy đủ. Đây là La Quân tâm lớn nhất không có nắm chắc một lần. Hết thảy đều phải tới thăm vận khí, Nhìn Thương gần ý nghĩ, nếu như lúc này Thương gần lại Liều Lĩnh đánh tới, như vậy La Quân rất khó ứng phó. Thương gần đế quân nắm giữ thế giới chi lực, tại thần nông trong thế giới, hắn suy nghĩ đến địa phương, người có thể lập tức đến. Đây là La Quân cảm thấy kinh khủng nhất địa phương, ở cái này thần nông thế giới bên trong, bất luận cái gì ẩn núp đều không có ý nghĩa. Mặc kệ như thế nào, đều trốn không thoát Thương gần đế quân giám sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, là quân liên tục thôn vệ long quả nhưng thể nội thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp loại thương thế này cực chi trọng biện pháp duy nhất là âm dương dung hợp lẫn nhau bổ dưỡng lúc này thương gần đế quân một bên sai người tại nhanh chóng phá giải vương cung mật mã nguy cơ hắn muốn phá giải mật mã phá giải cái kia khủng bố thuốc nổ mặt khác hắn độc tự tại trong lao đi gặp dịch giáo sư dịch giáo sư bản thân bị trọng thương hắn đã là hấp hối thương gần đế quân thủ đoạn tuyệt đối là lôi đình tàn nhẫn. Tối tăm trong địa lao, dịch hành chi luân ghế dựa, cùng tiểu thanh long đều không ở bên người. Dịch hành chi, một thân máng bảo thương gần đế quân xuất hiện tại dịch hành mặt trước, hắn lạnh lùng hô một tiếng. Địa lao thủ vệ đều đã lui ra, nơi này trò chuyện chỉ có thương gần đế quân và dịch hành chi biết. Dịch giáo sư từ từ mở mắt, hắn suy yếu nhìn về phía thương gần đế quân, theo rồi nói ra, người còn muốn như thế nào thương gần đế quân nói ra cô đã cho ngươi lựa chọn là ngươi không có muốn bây giờ kết cục này ngươi nghĩ ra được dịch giáo sư rủ xuống đôi mắt hắn nói ra cho nên ta cũng không có oán niệm ngươi cái gì cũng không có cầu ngươi cái gì thương gần đế quân nói ra ngươi thật đánh tính toán một mực dạng này uất ức tham sống sợ chết dịch giáo sư nói ra người ta xem như huynh đệ ta sinh ra bị phụ thần coi như bia ngắm hiện tại ta thân sinh huynh đệ cũng muốn đối đãi với ta như thế ta có cái gì tốt nói thương gần đế quân ngơ ngẩn hắn trầm mặc đi xuống sau một hồi khá lâu hắn nói ra dịch hành chi những năm gần đây cô không phải không cùng ngươi nói qua tình cảm huynh đệ dịch giáo sư nói ra đồng dạng là huynh đệ người có thể cao ngạo còn sống ta vụng trộm còn sống đều xem như ngươi một loại ban ơn thương gần đế quân nói ra được làm vua thua làm giặc lúc này cô cùng ngươi tự tình cảm huynh đệ đó là ban ơn không theo ngươi tự phần nhân tình này cũng là bổn phận con gái của ngươi cô cũng không có giết nàng nàng bây giờ còn đang thật tốt tu luyện đây là cô đối với ngươi lớn nhất nhượng bộ dịch giáo sư ánh mắt động một cái hắn có chút kích động a kính a kính còn sống quá tốt thương gần đế quân nói ra chỉ cần ngươi chịu tại công chúng tại tất cả tu chân giả trước mặt hướng cô thần phục như vậy cô sẽ thả ngươi khôi phục thực lực ngươi, để ngươi trở thành người người. Dịch giáo sư rủ xuống đôi mắt, hắn nói ra, ta không thể. Ngươi kiên trì, có ý nghĩa sao? Thương gần đế quân nói ra, ngươi có thể làm được cái gì? Ngươi có thể thay đổi gì? Dịch giáo sư nói ra, A Kính mẫu thân, đã chết tại ngươi sao? Nhiều như vậy tu chân giả, đều chết tại tay ngươi. Lần này, cái kia rất nhiều tiểu hài tử, cũng đều chết tại tay ngươi bọn họ đều là không chịu khuất phục ngươi sao ta phản kháng xác thực không có ý nghĩa nhưng nếu như ta khuất phục bọn họ chết cũng sẽ không còn có bất cứ ý nghĩa gì chính là vì điểm này ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục bao quát con gái của ngươi tánh mạng ngươi cũng không quan tâm thương gần đế quân nói ra dịch giáo sư nói ra đây cũng là a kính lựa chọn thương gần đế quân trầm mặc đi xuống dịch giáo sư tiếp lấy bỗng nhiên nói ra như vậy, đối với ngươi mà nói. Tất cả mọi người hướng ngươi khuất phục, ngươi hội thật thỏa mãn, vui không? Ngươi kiên trì, ý nghĩa lại ở đâu? Thương gần đế quân nói ra, thiên hạ quy tâm, tu chân giả tay, có vô hạn khả năng, ngươi là không chịu khuất phục một cỗ lực lượng, tinh thần. Làm ngươi khuất phục về sau, cỗ này tinh thần sẽ chết. Ngươi không có khả năng chiến thắng tất cả mọi người, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế gian này không chỉ là thần nông thế giới. Dịch giáo sư nói ra, ngươi dục vọng quá mức mãnh liệt, có thể ngươi đã định trước sẽ không trở thành chư thiên chi chủ. Bởi vì ngươi nhãn giới chỉ ở thần nông trong thế giới. Ngươi sợ hãi đồ, vật cũng quá nhiều. Im miệng, thương gần đế quân bạo giận lên. Hắn theo rồi nói ra, bớt nói nhiều lời, cái kia tiểu thanh long đến đó. Cho cô tìm trở về. Dịch giáo sư nao nao, hắn sau đó kinh ngạc nói ra, người muốn Long Nhi làm cái gì? Thương gần đế quân nói ra, duy chỉ có nó trốn sau khi ra ngoài, cô vô luận như thế nào cũng tìm không thấy nó. Xem ra, tiểu tặc kia nói không sai, chế tạo lần nữa khí linh quan trọng, cùng cái này tiểu thanh long thoát không can hệ. Dịch giáo sư nói, khí linh. Thương gần đế quân nói ra, tiểu thanh long, cô là nhất định phải được. Dịch giáo sư nói ra, người nào nói cho ngươi, khí linh cần từ ta long nhi đến chế tạo. Audio điện tử võ tấn bền Dịch giáo sư không đợi thương lâm đế quân trả lời, liền còn nói thêm, người nói tặc tử chính là. La quân, là la quân nói người khí linh là cần ta long nhi đến chế tạo. Thương lâm đế quân nói ra, không sai, làm sao? Dịch giáo sư lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ hắn nói là giả? Thương lâm đế quân mắt lóe qua hàn mang. Dịch giáo sư nhìn về phía thương lâm đế quân, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên là giả, Thương lâm đế quân ánh mắt lập tức biến hóa, hắn đột nhiên cũng cười một tiếng, nói ra, người sợ cô sẽ giết người tiểu thanh long, cho nên cố ý đến lừa dối cô. Dịch giáo sư nói ra, thần nông đỉnh hạch tâm, còn có khí linh, đều là trí cao bí mật. Cái kia là quân bất quá là cái kẻ ngoại lai, người thế mà tin vào hắn lý do thoái thác, quả nhiên là buồn cười cùng cực. Thương lâm đế quân cười ha ha một tiếng, nói ra, dịch hành chi, cô quá giải ngươi. Tóm lại, mặc kệ ngươi nói cái gì cô cũng sẽ không tin tưởng ngươi tại con gái của ngươi cùng tiểu thanh long ở giữa ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái tiểu thanh long trở thành khí linh chưa chắc sẽ chết nhưng con gái của ngươi lại là không có bao nhiêu cơ hội hắn đón đến còn nói thêm cô không có công phu cùng ngươi nói nhảm như thế nào lấy hay bỏ ngươi bây giờ muốn vạch ra cái nói tới không phải vậy lời nói cô hiện tại đi giết con gái của ngươi dịch giáo sư trầm giọng nói ra Long Nhi hướng đi, ta xác thực biết. Chỉ là, ta muốn triệu hoán nó, cũng cần nhất định lực lượng. Người bây giờ đem ta toàn thân phía dưới lực lượng phong bế, ta như thế nào triệu hoán? Nó không được ta mệnh lệnh, là tuyệt sẽ không xông tới. Không phải vậy lời nói, nó cũng sớm nên rơi vào trong tay ngươi. Hắn đón đến, còn nói thêm, tại Long Nhi cùng A Kính ở giữa, ta thật có chính mình tư tâm. Bất quá, Long Nhi đến cùng có thể hay không nghe ta đến đây chịu chết, ta đây không dám khẳng định. Nó nếu không đến, cái kiểu án niệm con gái của ngươi số khổ. Thương lâm đế quân không chút nào cho dịch giáo sư nửa phần quay về chỗ trống. Ngươi, dịch giáo sư nói ra. Thương lâm đế quân nói ra, cô cái này liền vì ngươi khôi phục một chút lực lượng. Áo đen tố trinh một đường phi nhanh, nàng trong lòng như có lửa đốt. Ngày hôm đó địa rộng lớn ở giữa, áo đen tố trinh đại na di thuật dùng đến lô hỏa thuần thanh. Trong nháy mắt, Áo đen Tố Trinh đi vào Thanh Thành Cung hư không. Thanh Thành Cung mới, trận pháp tán phát ra trận trận sóng pháp lực, áo đen Tố Trinh am hiểu sâu trận pháp, chỉ chợt lóe thân thể, liền vào trong trận pháp. Thanh Thành Cung, một mảnh hài hòa, ánh sáng mặt trời cùng mùa hè phong triền miên cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thiên địa đều là long lanh. Tuy nhiên nam tống bên ngoài chiến hỏa liên miên, bách tính dân chúng lầm than, nhưng là tại Thanh Thành Cung bên trong, lại là ninh tĩnh mà nhàn hạ dường như nơi này là một mảnh thế ngoại đào nguyên áo đen tố trinh hóa ra nguyên hình trực tiếp tại thanh thành cung bên trong đi lại những cái kia quá khứ đệ tử tu vi thấp đều nhìn không ra đây là nhất tôn nguyên thần lại là cho là nàng là áo trắng tố trinh áo đen tố trinh toàn thân áo đen nàng y phục là màu đen đây là nàng và áo trắng tố trinh khác nhau nhưng các đệ tử lại sẽ chỉ coi là thánh nữ đổi áo đen cứ việc thực áo đen tố trinh mới thật sự là thánh nữ nhưng căn này phức tạp lại không phải những đệ tử bình thường kia có thể hiểu rõ áo đen tố trinh cùng áo trắng tố trinh ở giữa còn là có huyền diệu cảm ứng nàng thân thể lại lóe lên liền xuất hiện tại hậu phủ trong sân cái kia sau trong phủ tiểu thanh cùng nguyên trưởng lão còn có hồng trưởng lão đều tại cùng áo trắng tố trinh nghị sự tỷ tỷ người thật đánh tính toán muốn gả cho cho cái kia hứa tuyên công tử tiểu thanh bài trước khi nói ra áo trắng tố trinh trầm giọng nói ra không sai nàng đón đến, nói ra, thế nào, các người không đồng ý. Tiểu thanh nói ra, ta không có có khác biệt ý, chỉ là rất quái lạ, tỷ tỷ ngươi vì sao lại đột nhiên tiếp nhận hứa tuyên công tử. Cái kia nguyên trưởng lão cười một tiếng, nói ra, hứa công tử pháp lực thâm hậu, lại là tài hoa tuyệt đỉnh. Hắn cùng chúng ta thánh nữ, ngược lại thật sự là nam tài nữ mạo. Thánh nữ cùng hứa công tử kết hợp, tất nhiên sẽ quang đại chúng ta thanh thành cung. Tiểu thanh nói ra, ta lại là càng ưa thích vị kia là quân công tử chỉ là đáng tiếc hắn khư khư cố chấp cũng không biết hiện tại như thế nào áo trắng tố trinh nghe tiểu thanh nói lên là quân đến nàng đôi mi thanh tú cao lại lại hình như có nói không nên lời ưu sầu mọi người đang thương lượng thời điểm áo đen tố trinh lách vào tới mọi người nhìn thấy áo đen tố trinh không khỏi giật nảy cả mình tiểu thanh càng là kinh hãi đến nói không ra lời nàng lắp bắp nói ngươi ngươi là ngươi không phải đã nguyên thần đều bị hủy sao không có khả năng ngươi sao có thể như thế nhanh thu luyện đến nước này nguyên trưởng lão cùng hồng trưởng lão cũng là khó có thể tin đối với áo đen tố trinh các nàng là có chỗ giải các nàng biết trước mắt áo đen tố trinh mới là năm đó thánh nữ phải nói thánh nữ cho tới bây giờ chưa từng thay đổi năm đó thánh nữ thiên tư tuyệt đỉnh linh khí bức người mà lại tính cách kiệt ngao bất thuần không sợ trời không sợ đất. Năm đó thánh nữ là không quen nhìn Tây Vương Mẫu, cho nên trộm tiên thảo, lại đại náo giao trì cung. Về sau, bị quan âm đại sĩ trấn áp 200 năm. 200 năm về sau, tất cả mọi người coi là thánh nữ đã bị quan âm đại sĩ tẩy đi lệ khí. Lại không nghĩ rằng, bất quá là trấn áp nguyên thần. Về sau, thánh nữ lần nữa đại náo giao trì cung, trực tiếp đối mặt quan âm đại sĩ. Tình nguyện chết, cũng không nguyện ý khuất phục. Áo đen thánh nữ sinh mệnh, là tràn ngập đấu chiến cả đời. Nhưng đối với thanh thành cung những người này tới nói, các nàng cũng không thích đen như vậy áo thánh nữ. Bởi vì, dạng này thánh nữ cũng không có vì thanh thành cung cân nhắc qua, sẽ cho thanh thành cung mang đến vô tận phiền phức. Mà áo trắng tố trinh khác biệt, nàng bản sự tuy nhiên không kịp áo đen thánh nữ, nhưng cũng chấn được chàng diện. Mấu chốt là, nàng biết đại thể, tính cách dịu dàng, có thể rất tốt chiếu cố thanh thành cung. Cho nên giờ này khắc này, đối với áo đen tố trinh đến tiểu thanh nguyên trưởng lão bọn người tâm là phức tạp mà bất an lúc này áo trắng tố trinh đứng lên nàng có phần ngoài ý muốn nhìn về phía áo đen tố trinh làm sao thật bất ngờ đại khái ngươi cho rằng ta hiện tại cũng đã chết đúng hay không lại hoặc thì ta vẫn là nhất tôn nhỏ yếu cô hồn liền mặt trời cũng không dám gặp áo đen tố trinh hướng áo trắng tố trinh cười lạnh nói ra Áo trắng Tố Trinh trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, người đến, có việc. Đem ta sơn hà xã tắc đồ, còn có tinh thần thạch, còn trở về đi. Áo đen Tố Trinh không chút khách khí nói ra. Áo trắng Tố Trinh còn chưa trả lời, nguyên trưởng lão lại nói, cái kia hai loại pháp bảo, chính là thuộc về thánh nữ. Cũng là quan âm đại sĩ định ra đến, thuộc về chúng ta thánh nữ. Người muốn như thế muốn đi, không có dạng này đạo lý. Hồng trưởng lão lập tức nói ra, không sai. Trước đó chúng ta đem quá âm nguyên đỉnh cho ngươi, đã là đối ngươi mạc đại ân huệ. Thanh thành cung cũng không thiếu ngươi, mà thánh nữ càng không cần thiết, đem cái kia hai kiện pháp bảo cho ngươi. Áo đen tố trinh mắt hàn ý lập tức thoáng hiện, nàng quét nguyên trưởng lão cùng hồng trưởng lão liếc một chút, rất tốt, rất tốt. Các ngươi ngược lại là rất biết gió chiều nào theo chiều nấy, nếu không phải xem ở các ngươi đều là thanh thành cung đệ tử phần, bằng các ngươi mấy câu nói đó, ta liền nên đem bọn ngươi giết. Nàng cái này vừa nói ra, lập tức chính là sát khí đằng đằng. Cái kia nguyên trưởng lão cùng hồng trưởng lão lập tức giật mình, sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên trước mắt áo đen tố trinh không thấy có bao nhiêu lợi hại, nhưng là áo đen tố trinh cho các nàng uy lực vẫn là cực lớn. Áo đen tố trinh liền Tây Vương mẫu đều không để vào mắt, lại dám cùng quan âm đại sĩ đối kháng. Đen như vậy áo tố trinh, cũng không phải nguyên trưởng lão cùng hồng trưởng lão nhỏ như vậy nhân vật dám đắc tội. Tiểu Thanh mở miệng, nàng nói ra, người trải qua sinh tử, không nghĩ tới tính khí vẫn là một chút cũng không thay đổi. Người lúc này trở về, chuyện thứ nhất là muốn người hai kiện pháp bảo. Chẳng lẽ người còn muốn đi cùng quan âm đại sĩ đối kháng? Nàng đón đến, nói ra, ta biết, người căn bản không sợ chết. Cũng không phải mỗi một lần, người đều có vận khí tốt như vậy có thể sống sót. Chẳng lẽ, người như vậy không tiếc mệnh? Áo đen tố trinh nhìn tiểu xanh một mắt, sau đó nói, ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nàng tiếp lấy nhìn gần áo trắng tố trinh, nói ra, thế nào, ngươi không muốn trả lại. Áo trắng tố trinh hít sâu một hơi, nói ra, đồ, vật không phải là không thể được về trả lại cho ngươi, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn chiếm thành của mình. Chỉ là, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi muốn cầm hai thứ đồ này đi làm cái gì. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta không thể trả lại. Áo đen tố trinh lạnh lùng nói ra, cho phép ngươi sao lấy ra, cuối cùng là một tiếng quát chói tai. Áo trắng Tố Trinh sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nói ra, ngươi không nói rõ ràng, ta tuyệt sẽ không cho ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi không nên ép ta xuất thủ. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ngươi như muốn xuất thủ, ta phụng bồi. Đáng giận, áo đen Tố Trinh triệt để giận, nàng mắt sát ý thoáng hiện. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến nguy cơ sớm tối La Quân, liền hít sâu một hơi, nói ra Ta hiện tại muốn cầm sơn hà xã tác đồ còn có tinh thần thạch đi nghĩ cách cứu viện la quân. Hiện tại có thể cho A. À. Áo đen tố trinh cả giận nói. Cứu la quân, hắn làm sao, chuyện gì phát sinh, một bên tiểu thanh lập tức hỏi. Áo đen tố trinh không để ý tới tiểu thanh, nàng nói ra, người bây giờ nên cho A. À. Nguyên trưởng lão ở một bên nhỏ giọng nói ra, nói mà không có bằng chứng, thánh nữ, người không thể tin tưởng nàng lời nói. Nàng không có lấy đến pháp bảo liền ngông cuồng như thế. nếu là pháp bảo, chẳng phải là chúng ta đều muốn mặc nàng bài bố? đúng vậy a, à, thánh nữ. một bên hồng trưởng lão cũng nói như vậy. nhưng tại lúc này, áo trắng tố trinh lại nói, ta cùng đi với người cứu la quân. không cần đến. áo đen tố trinh lập tức cự tuyệt. quả nhiên là đang nói láo. nguyên trưởng lão lập tức nói ra. hồng trưởng lão nói ra, nếu không phải nói láo, sao lại không dám để cho chúng ta theo? Áo đen tố trinh thức giận đến toàn thân phát run lên, nhưng nàng cắn chặt môi dưới, y nguyên không nói một lời. Nàng khinh thường tại cùng nguyên trưởng lão những người này giải thích. Áo trắng tố trinh trầm giọng nói ra, ta cùng la quân ở giữa, cũng là giao tình không ít. Nhận được hắn để mắt, gọi ta một tiếng bạch tỷ tỷ. Ta tuy nhiên bản sự không kịp ngươi, nhưng cũng coi như có chút bản sự. Cùng đi với ngươi cứu, há không tốt hơn. Ta nếu là đem người cứu trở về, lập tức đem hai thứ bảo vật này trả lại ngươi. Nếu là thất bại, hết thảy không cần nhiều lời, hiện tại ta thời gian rất gấp, không muốn cùng ngươi nói nhảm. Mời ngươi đem đồ vật cho ta. Áo đen Tố Trinh trùng điệp nói cái này mời chữ. Hiển nhiên, có thể theo trong miệng nàng nghe được một cái mời chữ, đây tuyệt đối là rất khó được sự tình, quả thực có thể thiết thụ khai hoa. Áo trắng Tố Trinh cắn môi, sau một lúc lâu, nàng nói ra, đồ vật có thể cho ngươi nhưng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến nghĩ cách cứu viện La Quân. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới nhìn lớn nhất toàn. Không dùng, áo đen tố trinh quả quyết nói ra. Áo trắng tố trinh nói ra, vì cái gì? Ta không có thời gian, áo đen tố trinh đột nhiên mặt lộ ra dữ tợn nàng tiến lên trước một bước, hung diễm bừng bừng, vươn tay ra, lệ quát một tiếng, nói, lấy ra. Nàng đột nhiên nổi giận, nhất thời để tiểu thanh, nguyên trưởng lão, Hồng Trưởng lão đánh một cái giật mình. Các nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đơn giản là, các nàng quá giải áo đen Tố Trinh là một cái dạng gì người. Nữ nhân này tính cách táo bạo, giết lệ sâu nặng. Nàng có thể cũng không phải cái hội nói đùa người người. Nhưng mà, áo trắng Tố Trinh lại là không có chút rung động nào. Áo trắng Tố Trinh mắt từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì kinh động, bởi vậy cũng có thể gặp, nàng thật là không sợ tối áo Tố Trinh nàng cũng thật là không cần sợ. Lấy nàng lúc này tu vi, còn có người mang sơn hà xã tác đồ cùng tinh thần thạch. Nàng muốn bóp chết áo đen tố trinh, giống như là bóp chết một con kiến một dạng. Có thể khiến người ngoài ý là, một giây sau, nàng lại đem sơn hà xã tác đồ cùng tinh thần thạch giao ra. Áo đen tố trinh một tay đoạt lấy, theo sau đó xoay người hóa thành một vệt cầu vồng. Đại na di thuật thi triển đi ra, lập tức rời đi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao thật đem pháp bảo cho nàng. Nàng không phải đối thủ của ngươi, tiểu thanh lập tức nói ra. Nguyên trưởng lão cùng hồng trưởng lão cũng mới phản ứng được, nguyên trưởng lão nói ra, thánh nữ, cái này yêu nữ tu luyện tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Ta chưa bao giờ thấy qua, nhất tôn đơn thuần nguyên thần có thể tu luyện tới nàng trình độ này. Huống chi, nàng mới dùng hơn một tháng thời gian, đợi một thời gian, nàng sẽ biến càng khủng bố hơn. Người bây giờ đem hai kiện pháp bảo cho nàng, nếu là ngày sau nàng cùng chúng ta thanh thành cung khó xử sợ là không có người có thể chống đỡ được nàng áo trắng tố trinh nhìn một chút nguyên trưởng lão nàng theo rồi nói ra sẽ không đón lấy liền còn nói thêm hôm nay đến đây thôi nhé ta hơi mệt chút áo đen tố trinh một đường nhanh như điện chấp hướng cái kia thần nông đỉnh địa phương tiến đến sốt cục tại không lâu sau đó đến thần nông đỉnh bên trong thương lâm đế quân tuy nhiên nắm giữ thần nông đỉnh Biết thần nông đỉnh bất cứ chuyện gì, nhưng hắn cũng sẽ không đi xử lý nhiều như vậy phức tạp tin tức. Cái này cùng màn hình giám sát một dạng, không chuyện phát sinh, người nào có nhiều như vậy hứng thú, mỗi ngày đi điều tra những cái kia màn hình giám sát đây. Huống chi, lúc này Thương Lâm đế quân ngay tại nhằm vào dịch hành chi tiểu thanh long. La quân đạt được đầy đủ thời gian thở dốc, áo đen Tố Trinh cùng La quân ở giữa có ấn ký liên hệ, áo đen Tố Trinh đến thần nông thế giới bên trong về sau, cấp tốc tìm tới La Quân. Lúc đó, La Quân chính đang khổ cực tu luyện, muốn khôi phục thương thế. Sau đó, đồng thời không có cái gì chứng dùng, bởi vì Thương Lâm Đế Quân xuất thủ quả thực quá mức lợi hại. Thương thế chi ẩn chứa thế giới chi lực pháp tắc, La Quân làm sao đều phá giải không rơi. Hắn lo lắng hãi hùng cực kỳ, cũng biết, gặp lại Thương Lâm Đế Quân, đó là quyết định không có nửa phần may mắn. Vốn là lần này có thể đào tẩu, đã là vô cùng lớn vận đạo la quân căn bản không xác định thương lâm đế quân lúc nào sẽ tới hắn trong cái thế giới này muốn phải cố gắng muốn dựa vào trí tuệ chờ một chút đều vô dụng hắn đánh mất hết thảy thủ đoạn duy nhất có thể làm là trông đợi vận khí tốt một chút đây là để la quân cảm thấy lớn nhất nôn nóng cùng bất lực hắn có rất ít dạng này cảm giác cho nên làm la quân nhìn đến áo đen tố trinh một khắc này quả thực là có thể dùng vui đến phát khóc để hình dung Áo đen tố trinh vội vã mà đến, nàng nhìn thấy La Quân bình yên vô sự thời điểm cũng thở phào một hơi. Nàng là có lo lắng nhiều, là quân hội này chết mất ca. À? Không có việc gì tốt, áo đen tố trinh hơi hơi thở dốc, nàng đoạn đường này bôn ba, quá mức tổn thương nguyên khí. Ngươi rất có thủ đoạn mà. Sau đó, áo đen tố trinh nói ra, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không chết, thậm chí đều không bị thương gần cho bắt đi. Là quân không khỏi cười khổ, nói ra, Vận khí tốt mà thôi. Quang vận khí có thể là không được đi. Chẳng lẽ còn có thể thiên hàng vẫn thạch đem thương gần bước cho đi. Áo đen tố trinh rất là quái. Nói ra, lúc đó chuyện gì phát sinh. Là quân ngay sau đó đem cái kia chiến cuồng sự tình nói ra. Áo đen tố trinh nghe rồi nói ra, vận khí chỉ là một phần nhỏ, vẫn là may mắn người sớm làm chuẩn bị. Là quân nói ra, ta không biết còn có thể hốt xu thương gần bao lâu chúng ta vẫn là mau chóng khôi phục thương thế đi. Áo đen tố trinh nói ra, tốt. Ngay sau đó, áo đen tố trinh hóa thành một sợi khói xanh tiến vào la quân não vực chi. Hai người đã là xe nhẹ đường quen, rất nhanh pháp lực dung hợp lại cùng nhau. La quân lập tức lại ăn long quả, âm dương pháp lực cấp tốc dung hợp long quả dinh dưỡng lực lượng. Chỉ một giờ, la quân thương thế hoàn toàn khôi phục. Mà áo đen tố trinh nguyên khí cũng hoàn toàn khôi phục hai người lần nữa đến trạng thái toàn thịnh la quân lúc này mới chính thức buông lỏng một hơi suốt cục không còn là cái thất gỗ đợi làm thịt thịt cá la quân đồng thời hỏi sơn hà xã tác đồ cùng tinh thần thạch đều lấy ra sao áo đen tố trinh nói ra lấy tới vậy chúng ta đối phó được thương gần sao la quân lại hỏi áo đen tố trinh nói ra cái kia không nhất định ta hiện tại cảnh giới thương gần kém rất nhiều xem như âm dương dung hợp vậy cũng khó khăn, huống chi chúng ta còn tại thần nông trong thế giới này bằng với là tại thần nông pháp tác bên trong. bây giờ thần nông đỉnh không có khí linh, nhưng ta sơn hà xã tác đồ cũng không có khí linh. sơn hà xã tác đồ khí linh đâu? là quân hỏi. áo đen tố trinh nói ra, ta tìm đến lúc đó không có khí linh, không biết là chuyện gì xảy ra. đúng, ta một mực quái vấn đề này. là quân nói ra, người tại sao có thể có sơn hà xã tác đồ? chẳng lẽ người thật sự là thánh nhân nữ oa nương nương chuyển thế chi thân lúc trước hắn có sự hoài nghi này phải biết nữ oa nương nương đầu người thân rắn mà áo đen tố trinh lại là cự mãng đắc đạo thành người Là quân trước đó tuy nhiên có hoài nghi nhưng cũng không dám hỏi áo đen tố trinh bởi vì hắn cũng biết cho dù là hỏi áo đen tố trinh cũng sẽ không chim hắn nhưng bây giờ hai người quan hệ đã có khác biệt lớn cho nên la quân cũng dám hỏi áo đen tố trinh nói ra ta đây không biết ta trong não vực không có liên quan tới trí nhớ kiếp trước giống ngươi có thể biết ngươi là ai chuyển thế sao ta không biết la quân cười khổ áo đen tố trinh nói ra đến mức cái kia sơn hà xã tác đồ còn có tinh thần thạch cùng ta thất túc ngôi sao công chính là ta tại nữ hoa nương nương còn sót lại ở nhân gian một chỗ động thiên chi đạt được la quân nói ra thì ra là thế tiếp đó ngươi định làm gì áo đen tố trinh sau đó hỏi La Quân gặp áo đen tố trình chuyển đổi đề tài, lòng hắn tiếp theo run sợ, đột nhiên nghĩ đến hỏa hồng khăn cùng dịch giáo sư. Hai người này, hắn không thể không quản. La Quân nói ra, thương gần bây giờ bị ta lừa gạt, đoán chừng tại nhằm vào khí linh sự tình làm chương. Hỏa hồng khăn hẳn tạm thời còn tốt, nhưng là ta cũng không xác định thương gần sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Áo đen tố trình nói ra, hiện tại chúng ta muốn rời đi nơi này ngược lại là rất dễ dàng. Chỉ là, chắc hẳn ngươi sẽ không như thế làm la là quân nói ra nếu như không có ngươi trợ giúp ta xác thực chỉ có thể rời đi nhưng bây giờ có ngươi tương trợ ta vẫn là muốn đem giáo sư cùng hỏa hồng khăn cứu ra hỏa hồng khăn nói thế nào đều là đồ đệ của ta ta là làm sao có thể thấy chết không cứu tốt ngươi không dùng nói với ta nhiều như vậy ta giúp ngươi ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết ngươi định làm gì thành áo đen tố trinh nói ra la quân nói ra ta cũng không có cái gì kế hoạch, tất cả mấu chốt đều tại Thương Lâm nhất thân người. Giải quyết Thương gần, tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái đó là là quần ngẫm lại, hắn nói ra, vương cung bên trong, cao thủ quá nhiều. Ta nhìn Thương gần ưa thích độc lai độc vãng, ta hiện tại thừa cơ rời đi thần nông thế giới. Lấy hắn đối với ta hận ý, chắc hẳn sẽ đến ngăn cản. Chúng ta lại cùng hắn chiến một trận, đồng thời ta để chiến cuồng bọn họ đi nghĩ cách cứu viện hỏa hồng khăn cùng dễ dàng giáo sư bọn họ. Áo đen tố trinh nói ra, được. Là quân kế hoạch này, cũng không tính tỉ mỉ cẩn thận. Tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn, nhưng lấy là quân tình huống bây giờ, hắn cũng chỉ có vừa làm một bên ứng phó. Quang trong nhà, đó là vĩnh viễn nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Khó khăn khó khăn, khốn trong nhà luôn luôn khó. Đường ra đường ra, đi ra ngoài, tự nhiên có đường. La quân sau đó lập tức triệu tập chiến cuồng bọn người, chiến cuồng một đoàn người rất nhanh quy vị. Là quân nói với chiến cuồng, ta thương thế bây giờ đã khôi phục, đợi chút nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp đi dẫn suốt thương gần. Các loại thương gần rời đi vương cung về sau, các người có biện pháp hay không đem đồ đệ của ta hỏa hồng khăn còn có dịch giáo sư cứu ra. Chiến cuồng bọn người nghe nói là quân thương thế đã khôi phục, đều là đại hỷ. Chiến cuồng nói ra, chủ nhân, ngài muốn chờ người kia đã tới sao la quân nói ra không sai chiến cuồng ngay sau đó liền nói ra phải cứu ra hỏa hồng khăn còn có thể đến mức cái kia dịch giáo sư chúng ta căn bản không biết hắn quan ở nơi nào mà lại dịch giáo sư sở tại vị trí khẳng định bị thương gần bố trí xuống trùng điệp phòng ngự vậy là không có nửa phần khả năng la quân không khỏi nhíu mày một tên khác thần cảnh thì nói ra là tiên sinh lớn nhất vấn đề mấu chốt là ngài có nắm chắc chiến thắng thương lâm đế quân sao? nếu như hắn trở về, chúng ta dù cho cứu ra hỏa hồng khăn, đó cũng là là chuyện vô bổ. là quân nói ra, các ngươi cứu ra hỏa hồng khăn về sau, ta hội bảo hộ các ngươi rời đi thần nông đỉnh. các ngươi đi ra bên ngoài, hội tránh thức an toàn. thương gần tại thần nông thế giới bên trong ở lâu, hắn lực lượng đến từ thần nông thế giới, là không dám tùy tiện rời đi. mọi người nghe vậy, không khỏi đại hỉ nếu như có thể rời đi nơi này, đó chính là tránh thức đạt được tự do a. À? Mặc dù bây giờ vẫn không có thể rời đi, nhưng bọn hắn chỉ ít đã thấy bình minh ánh dạng đông. Về sau, là quân vừa chuyển động ý nghĩ, nói ra, hiện tại, các người cùng ta cùng đi. Làm ra chúng ta muốn cùng rời đi thần nông thế giới giả tượng. Chỉ đợi thương gần vừa đến, các người lập tức rời đi. Ta đến ngăn chặn thương gần, đúng, chủ nhân, chiến cuồng ầm vang đáp. Sau đó, la quân liền dùng phòng bị tu di đem mọi người chứa vào đi vào sau đó thì triển đại na di thuật nhanh chóng hướng thần nông thế giới màn trời chi bay đi thương lâm đế quân không đợi đến tiểu thanh long trở về hắn và dịch hành một trong chờ một mạch cùng một chỗ vào lúc này thương lâm đế quân sắc mặt đột nhiên biến đổi bởi vì hắn vẫn là đều ở trong tối chú ý la quân bây giờ hắn rõ ràng cảm giác được la quân chính đang thoát đi thần nông thế giới tiểu tặc này như thế nào nhanh như vậy khôi phục thương thế thương lâm đế quân không khỏi giật mình sau đó hắn mắt hàn quang lóe lên muốn đi muốn chết làm sao dịch giáo sư lập tức nói ra xảy ra bất chắc ta ngẫm lại là la quân bên kia sao đúng thương lâm đế quân thẳng thắn nói ra thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể chạy ra cô lòng bàn tay sao dịch giáo sư nói ra ta khuyên ngươi không muốn lại quản hắn không có khả năng, thương lâm đế quân nói ra, dịch giáo sư nói ra, thực ta không nên nói những thứ này. Bởi vì chỉ có người đi đối phó hắn, mới có ta biến số. Chỉ bất quá, chúng ta trung quy là huynh đệ, cho nên, ta cũng không muốn người rời cái thân tử đạo tiêu cấp độ. Chuyện cười, thương lâm đế quân cười ha hả, nói ra, bằng hắn. Dịch giáo sư nói ra, người đừng quên, phụ thần nhân vật như vậy, đều là chết trong tay hắn. Thương lâm đế quân nói ra, đây chẳng qua là trùng hợp, là bởi vì phụ thần không quan sát. Có thể cô sẽ không cho hắn dạng này cơ hội, tính toán, lười nhác nói cho ngươi, ta đi trước đem hắn bắt trở lại. Tiếp theo trong nháy mắt, thương lâm đế quân đã biến mất tại nguyên chỗ. Tới, tại sắp tiếp cận màn trời thời điểm, áo đen tố trinh cùng la quân đồng thời tâm cảm ứng được thương lâm đế quân ngay tại chạy đến. Các ngươi lập tức tiến về vương cung, la quân lập tức phân phó chiến cuồng, đồng thời, hắn đem cái kia phòng bị tu di bắn ra đi. Phòng bị tu di bay ra hơn 10 dặm về sau, chiến cuồng bọn người theo phòng bị tu di bên trong đi ra, sau đó hướng vương cung bay đi. Đồng thời, thương lâm đế quân ngăn lại la quân đường đi. Tiểu tặc, thương lâm đế quân lạnh lùng nhìn về phía la quân. La quân nói ra, thương gần, người quả nhiên là nói không giữ lời người. Trước đó chúng ta ước định, ta cho người biết luyện chế khí linh sau đó liền thả ta rời đi hiện tại ngươi lại chạy tới bắt ta thương lâm đế quân nói ra cô trước đó đã thả ngươi nhưng cô cũng không có nói không thể lại bắt ngươi la quân cười ha ha một tiếng nói ra thương gần ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a à. đường đường đế quân cùng ta chơi loại này hạ cấp chữ trò chơi thương lâm đế quân mắt nở rộ hàn ý nói ra tiểu tặc ngươi bây giờ thương thế khôi phục sau đó liền lại bắt đầu miệng lưỡi bén nhọn chẳng lẽ ngươi đều quên vào hôm nay buổi trưa ngươi là làm sao tại cô trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ sao la quân nói ra ôi hắc cái kia ngươi có phải hay không cũng quên vài ngày trước ngươi là làm sao ở trước mặt ta quỳ cầu xin tha thứ sao ngươi bản mặt nhọn kia ta có thể còn nhớ tinh tường đây cùng la quân đánh pháo miệng người cơ bản không có kết quả gì tốt thương lâm đế quân nghe vậy nhất thời giận tím mặt đó là hắn cuộc đời chỗ bị duy nhất hổ thẹn đại nhục a à. Điều tặc, cô lần này bắt ngươi, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi có xoay người cơ hội. Cô muốn vĩnh viễn tra tấn ngươi, cô muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong a." À. Thương Lâm Đế Quân nghiến răng nghiến lợi nói ra. "Mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba, ngươi ba lần bốn lượt đều không giết chết được ta." "Thương gần, điều này đại biểu ngươi khí số tận, ngươi khí số tận, vậy ta khí vận muốn bắt đầu." La Quân nói ra. "Ha ha ha ha, Thương Lâm Đế Quân giận quá thành cười." thật sự là con kiến một vật, cũng dám ở cô trước mặt càn rỡ. Người bây giờ ngoan ngoãn cho cô dập đầu cầu xin tha thứ, từ vả miệng ba, cô còn có thể cân nhắc để ngươi không thống khổ như vậy. Không phải vậy lời nói, các loại cô bắt ngươi, đó là ngươi vĩnh viễn tra tấn bắt đầu. Nói nhảm thật mẹ hắn nhiều, là quân chẳng thèm ngó tới, nói ra, ra tay đi. Con hàng này miệng càn rỡ, sau khi nói xong liền đối với áo đen tố trinh ngầm nói ra, còn lại giao cho ngươi. Áo đen Tố Trinh không khỏi im lặng. La Quân dù sao trong lòng là biết, hắn cùng Thương Lâm Đế Quân đánh đánh pháo miệng có thể, nhưng là đánh nhau, vậy đến 10 cái La Quân đều không được. Thương Lâm Đế Quân cũng không biết La Quân thân thể những thứ này thần diệu biến hóa, hắn mắt sát ý thoáng hiện, tiếp lấy xuất thủ. Vừa ra tay, chính là thần nông hoàng pháp tắc. Cái kia thiên không chi, phong vân dũng động, tầng mây cuồn cuộn, rất nhanh, đại biểu thần nông hoàng pháp tắc kim quang xuất hiện mặc kệ áo đen tố trinh như thế nào xê dịch biến hóa đều trốn không thoát pháp tắc trói buộc cho nên áo đen tố trinh cũng căn bản không có động thậm chí ngay cả trốn tránh suy nghĩ đều không có trong nháy mắt này áo đen tố trinh đem sơn hà xã tác đồ tế ra tới bầu trời chi sơn hà xã tác đồ vô hạn biến lớn đem trọn tòa bầu trời bao phủ lại cũng đem thương gần bao phủ lại đồng thời cái kia thần nông hoàng pháp tắc liền chiếu xa tại sơn hà xã tác đồ bên ngoài Thần nông hoàng pháp tác cực uy nghiêm, nhưng sơn hà xã tác đồ chính là nữ oa nương nương tay thánh vật. Thần nông hoàng gặp nữ oa nương nương đều muốn ngoan ngoãn hô một tiếng nương nương, cho nên thần nông hoàng pháp tác làm sao có thể áp kềm chế được sơn hà xã tác đồ đây? Ừm, thương lâm đế quân tại cái này một cái trước mắt đột nhiên cảm giác được khủng bố, bởi vì hắn phát hiện thế giới chi lực trở nên yếu kém lên, đồng dạng đạo khí đều ngăn cản không nổi thần nông đỉnh thế giới chi lực nhưng sơn hà xã tác đồ lại là có thể bởi vì sơn hà xã tác đồ phẩm chất cùng thần nông đỉnh là lực lượng ngang nhau thương lâm đế quân giật mình nói đây là cái gì pháp bảo thần sơn trấn áp áo đen tố trinh làm sao có thể để ý tới thương lâm đế quân nàng trong nháy mắt điều động bốn tòa thần sơn trong chớp mắt bốn tòa ngọn thần sơn màu đen theo bốn phương tám hướng vây lại thương lâm đế quân đồng thời cấp tốc công sát muốn đem thương lâm đế quân triệt để trấn áp ở bên trong lúc trước áo đen tố trình điều động thần sơn trong nháy mắt tương đạo pháp ngao thiên nguyên lão tổ đánh chạy trôi chết thương gần lập tức cảm giác được thần sơn lợi hại hắn ngược lại không phải là ngày đó nguyên lão tổ có thể tới tướng cũng không thấy hắn kinh hoàng chỉ là pháp tướng trang nghiêm liên tục nắn pháp quyết một giây sau thương lâm đế quân lại là trực tiếp rời đi thần sơn lại nói tiếp thương lâm đế quân ra sơn hà xã tắc đồ áo đen tố trinh không khỏi nhíu mày Nàng âm dương pháp lực dung hợp về sau, tuy nhiên uy lực đại tăng, nhưng dù sao cùng nàng toàn thịnh thời kỳ lên, vẫn là kém một chút. Mà Sơn Hà xã tắc đồ tuy nhiên lợi hại, nhưng thủy Trung vẫn là tại thần nông đỉnh bao phủ bên trong. Cho nên Thương Lâm đế quân mượn nhờ thế giới chi lực, tìm tới khe hở, trực tiếp xuyên thẳng qua ra ngoài. Thương Lâm đế quân rời đi Sơn Hà xã tắc đồ về sau, hắn lập tức nhìn đến hư không chi, bao phủ phương viên trăm dặm bầu trời to lớn Sơn Hà xã tắc đồ tốt pháp bảo, thương lâm đế quân không khỏi đại hỷ. Hắn cấp tốc thu thần nông hoàng pháp tắc, sau đó tụ tập thế giới chi lực, hét lớn một tiếng nói, thế giới chi lực, nguyên thai chi thủ, nắm bắt. Sau đó, cái kia hư không chi, vô cùng lực lượng phun trào. Sau đó, nhất tôn to lớn nguyên thai xuất hiện tại hư không. Cái kia nguyên thai, khoảng chừng khoảng một nghìn trượng dài, giống như là nguy nga cự sơn vắt ngang tại bầu trời chi. Đồng thời, nguyên thai đột nhiên ấp trứng, cái kia nguyên thai phá vỡ bên trong xuất hiện nhất tôn cự trẻ sơ sinh cái kia cự trẻ sơ sinh không ngũ quan tai mũi không bất kỳ biểu lộ gì như vậy đột nhiên vươn tay ra bắt cái kia sơn hà xã tắc đồ thương lâm đế quân chính là muốn đem sơn hà xã tắc đồ chiếm thành của mình hừ áo đen tố trinh lập tức theo sơn hà xã tắc đồ bên trong đi ra nàng cười lạnh một tiếng tiếp theo trong nháy mắt tinh thần thạch xuất hiện ầm ầm to lớn ngôi sao hư ảnh xuất hiện cái kia ngôi sao hư ảnh không ngừng banh ra, thậm chí có đem thần nông thế giới chen bể nguy hiểm. Tinh thần thạch chính là nguyên một tòa tinh thần chi lực, nếu là toàn bộ thi triển đi ra, cũng không phải thần nông thế giới có thể thừa nhận được. Nhưng tinh thần thạch chỗ lấy trở thành một khối đá, chính là pháp tắc cùng pháp thuật ngưng luyện ra tới. Cho nên, nếu là pháp tắc cùng pháp thuật, liền cũng có thể bị pháp tắc có hạn chế. Cái kia thần nông đỉnh không dùng thương gần thi pháp, liền bắt đầu tự động biến hóa quy tắc áp chế tinh thần thạch. Nhưng cho dù như thế, cái kia nguyên thai cự trẻ sơ sinh một chảo chi lực cũng không cách nào đem sao trời thạch lấy xuống. Ầm. Um, cự trẻ sơ sinh chi thủ cùng tinh thần thạch đụng vào nhau, đón lấy, nguyên thai cự trẻ sơ sinh cấp tốc lùi về nguyên thai chi. Tinh thần thạch cũng hóa thành một hòn đá đến thương lâm đế quân tay. Áo đen Tố Trình đứng yên tại chỗ, nàng một tay đem sơn hà xã tác đồ bắt vào tay mà lúc này thương lâm đế quân mắt lại là chấn kinh không. Bởi vì trong mắt hắn, cho tới bây giờ đều là la quân tại cùng hắn đối chiến. Người cái này tặc tử, từ nơi đó tới này như thế hai kiện pháp bảo. Thương lâm đế quân chấn kinh không. Áo đen tố trinh lại là căn bản không để ý tới thương lâm đế quân, nàng cấp tốc lại lần nữa ra tay. Thất túc ngôi sao công, ngôi sao vỡ vụn, áo đen tố trinh điểm ra tinh thần thạch. Cái kia tinh thần thạch một tiếng ẩm vang, mãnh liệt banh ra ngôi sao vô hạn biến lớn, đem nửa bầu trời chiếm cứ, ngôi sao chi, sơn hà, hải dương, khắp nơi, toàn bộ xuất hiện. Sau đó, một tiếng ẩm vang, tận thế khí tức ngút trời mà ra, sơn hà phá nát, hải dương chi nhấc lên thao thiên cự lãng, khắp nơi dạn nứt. Cả tòa ngôi sao ẩm vang phá nát, khủng bố tận thế pháp tắc buông xuống. Tận thế pháp tắc bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia tận thế pháp tắc tràn ngập cả tòa bầu trời, cũng đem Thương Lâm Đế Quân bao phủ. Thương Lâm Đế Quân lập tức cảm giác được khủng bố, tận thế pháp tắc chi, một cỗ mãnh liệt tận thế khí tức hướng hắn tập giết tới. Hắn mọi loại pháp lực, pháp tắc toàn bộ bị tận thế pháp tắc ngăn chặn. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này tặc tử, như thế nào đột nhiên có lợi hại như thế pháp bảo? Thế giới chi lực, Thương Lâm Đế Quân cấp tốc vận chuyển thần nông bình thế giới chi lực đồng thời, nguyên thai chi lực cũng bảy biện ra tới. Thiên địa vĩnh tồn, thế giới bất diệt, nguyên thai chi lực, hộ ta kim thân, thương lâm đế quân thủ pháp quyết cấp tốc nắn. Cái kia nguyên thai lại lần nữa xuất hiện, thương lâm đế quân xuất hiện tại nguyên thai bên trong. Nguyên thai bên ngoài, thế giới chi lực hình thành 10 triệu điều kim sắc sợi tơ bảo vệ nguyên thai. Vô cùng mạt nhật vẫn thiết hướng cái kia nguyên thai khủng bố đánh giết tới. Nhưng là nguyên thai sừng sững bất động tại cái kia nguyên một tòa ngôi sao vỡ vụn tình huống dưới kim thân nguyên thai như noe ác một dạng không hư hao chút nào đáng giận áo đen tố trinh thấy thế không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng sau đó nàng tay vừa lộn chuyển cái kia tinh thần thạch một lần nữa trở lại tay nàng ngôi sao vỡ vụn chính là tinh thần thạch trung cực đại chiêu một khi sử dụng cần ba ngày thời gian mới có thể khôi phục áo đen tố trinh tinh thần thạch không có có thể làm sao thương lâm đế quân trong lúc nhất thời nàng tình cảnh liền lại lần nữa bị động. Thương lâm đế quân cũng là động thật giận. Ngăn cản được ngôi sao vỡ vụn về sau, thương lâm đế quân cấp tốc lại lần nữa ra tay, thương thiên chi nộ, thế giới chi kiếm, nguyên thai thiên phạt. Thương lâm đế quân trong nháy mắt thủ pháp quyết liên tục nắn, quanh thân quần áo không gió từ trống. Hắn thi triển ra toàn bộ pháp lực. Thương lâm đế quân tu vi đến hư tiên đỉnh phong, hắn lần này nổi giận, đồng thời phát động thần nông đỉnh lực lượng, uy lực khủng bố tới cực điểm thương thiên chi nổ. Cái kia thiên không chi, bỗng nhiên mây đen dày đặc, đồng thời lôi quang ẩn hiện. Lại thật giống là trời xanh nổi giận. Âm ầm mây đen chi, ngàn vạn đạo điện quang giống như mưa rào có sấm chớp dày đặc hướng áo đen tố trinh chảm giết tới. Nói đạo lôi điện chi, đều chất chứa thế giới quy tắc. Đồng thời mà còn có khủng bố lôi điện khí tức, cái này một tia chấp đối tu sĩ tới nói, đều là thiên kiếp. Mà bây giờ, nhiều như thế thiên lôi chém xuống, đây tuyệt đối là có thể đem động tiên cao thủ đều xé rách thành phấn vụn. Động tiên cảnh cao thủ ở chỗ này, đối mặt thần nông đỉnh lực lược, lược, một dạng muốn không làm gì được. Áo đen tố trinh tự nhiên cũng biết lợi hại. Tốt, rất tốt, cái kia lôi đỉnh tưới tiêu đi. Áo đen tố trinh đem cái kia sơn hà xã tác đồ triển khai. Sơn hà xã tác đồ mặt diện mạo xuất hiện, vô số sơn hà bày ra. Tất cả lôi điện đều chém vào đến sơn hà xã tác đồ chi cái kia lôi điện chi thế giới quy tắc khi tiến vào sơn hà xã tác đồ về sau lập tức bị sơn hà xã tác đồ bên trong hỗn nguyên quy tắc tan giã đến phân mảnh vô số lôi điện sau cùng chém giết tại nước sông cùng sơn phong chi ngọn núi kia chịu đến lôi điện tưới tiêu ngược lại càng thêm tư nhuận nước sông chi tóe lên thao thiên cự lãng nhưng cũng này lại không hắn phản ứng áo đen tố trinh nếu không phải có cái này sơn hà xã tác đồ vậy thật đúng là không có tư cách chống lại thương lâm đế quân nhưng nàng có sơn hà xã tác đồ, liền có thể cùng thương lâm đế quân tranh phong. Đồng thời, thế giới chi kiếm hình thành. Đó là một miệng núi liền trời đất kiếm, giống như là một cái xanh thiên trụ. Thân kiếm tinh sáng, vô cùng tận thế giới pháp tắc quay chung quanh, thân kiếm kia bốn phía vân vụ lượn lờ, cuồn cuộn lao nhanh, để thế giới này chi kiếm càng là tăng thêm vô cùng thần bí. ầm ầm thế giới chi kiếm hung hăng chém tới áo đen tố trinh. Cùng lúc đó, Nguyên Thai Thiên phạt cũng xuất hiện. Cái kia Nguyên Thai cấp tốc đem áo đen tố Trinh hư không bao phủ lại. Thế giới chi kiếm theo Nguyên Thai chi xuyên chen vào, giữa hai bên không chút nào lên xung đột. Nguyên Thai chi có vô cùng vô tận mê chướng. Đó là Thai chi mê. Nguyên Thai Thiên phạt lực lượng chính là từng lớp từng lớp luân hồi sức mạnh công kích. Thai chi mê, tuyệt thế cao thủ chuyển thế đầu thai phải đối mặt loại này luân hồi công kích, một cái sơ sẩy, liền sẽ hãm vào luân hồi trở thành si ngốc. Mà Hoàng Vương Lam Tử Y thực là đứng trước dạng này một cái tình huống. Cho nên, Lam Tử Y cũng vẫn luôn xa vào đến hôn mê chi. Cái kia thai chi mê, Lam Tử Y đã từng phá giải qua. Nhưng Đại Địa Thiên Quân Gai A Đại Luân Hồi Thuật vẫn là Lam Tử Y không cách nào phá giải. Áo đen tố trinh lại muốn ngăn cản thế giới chi kiếm, đồng thời muốn ngăn cản Luân Hồi Thiên Phạt chi lực. Hai loại công kích khủng bố tới cực điểm, hơi không cẩn thận, lập tức hội biến thành cho bụi. Áo đen tố trinh sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nàng Sơn Hà xã tác đồ thủy chung vẫn là tại thần nông đỉnh bên trong, cho nên cũng là ở vào bị áp chế một loại trạng thái. Nguy cơ chi, áo đen tố trinh ngồi xếp bằng, chính là như vậy hư ngồi tại bầu trời chi. Sơn Hà vận chuyển, bài trừ hư ảo. Cái kia Sơn Hà xã tác đồ lần nữa triển khai. Áo đen tố trinh duy nhất có thể cùng thương lâm đế quân chống lại chính là Sơn Hà xã tắc đồ hỗn nguyên chi khí ầm ầm mà ra đồng thời từng tòa đại sơn bắt đầu nổi lên vô số đại sơn hư ảnh ngăn cản được thế giới chi kiếm lực lượng mà cái kia luân hồi chi lực cũng bị nồng đậm hỗn nguyên chi khí ngăn cản luân hồi chi khí không phá nổi hỗn nguyên chi khí đại sơn chung quanh cái kia nước sống quay chung quanh như ngàn đầu thái cổ thiên long tại vận chuyển áo đen tố trinh pháp lực cũng vận chuyển tới cực điểm hai người bày biện ra một loại rằng co trạng thái Vô luận thương lâm đế quân như thế nào vận chuyển thần nông lực lượng, lại là thủy chung đều không phá nổi cái kia sơn hà xã tắc đồ. Đáng giận, thương lâm đế quân giận dữ không thôi. Hắn nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, đột nhiên con người đảo một vòng, lập tức thân thể lóe lên, rời đi tại chỗ. Bên trong thiên địa, cấp tốc khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Áo đen tố trinh lúc này mới đem sơn hà xã tắc đồ thu nhập túi. Là quân vẫn luôn tại cùng áo đen tố trinh hợp tác, hắn cũng tương tự hao tổn không ít nguyên khí đồng thời áo đen tố trinh đem quyền khống chế còn cho la quân la quân liền trưởng khống thân thể nói ra đi hắn trực tiếp tìm một cái đỉnh núi dừng lại sau đó liền trước ăn mấy chục mai long quả đến trong thân thể một mình hắn là không chịu nổi nhiều như vậy long quả lực lượng nhưng có áo đen tố trinh lại là khác nhiều hai người âm dương dung hợp hấp thu long quả lực lượng phi thường khủng bố cái này mấy chục mai long quả lực lượng trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ, nhưng áo đen tố trinh cùng La Quân vẫn cảm giác nguyên khí bị hao tổn nghiêm trọng. Sau đó La Quân lại ăn 100 mai. Mãi cho đến ăn 500 mai long quả về sau, hai người nguyên khí mới hoàn toàn khôi phục. Áo đen tố trinh 30.000 suy nghĩ, mỗi một mai suy nghĩ đều là một cái tiểu thế giới. Cho nên cần bổ sung dinh dưỡng là to lớn. Có thể nói, áo đen tố trinh đi cho tới hôm nay, La Quân là cư công chí vĩ. Vốn là La Quân ma xui quỷ khiến có 100 tỷ thuần âm đan. Cái này 100 tỷ thuần âm đan thành áo đen tố trinh. Tiếp lấy La Quân cùng áo đen tố trinh cùng một chỗ vượt qua hai trọng lôi kiếp. Về sau, La Quân những thứ này long quả lại có 100 triệu khoảng cách. Có thể giúp áo đen tố trinh rất nhanh khôi phục nguyên khí. Áo đen tố trinh trước đó là thuần âm chi thể, mà long quả thuộc về thuần dương. Đen như vậy áo tố trinh thực không cách nào phục dụng nhân gian đan dược nhân gian đan dược, đều là thuần dương. Nhưng bởi vì nàng vượt qua lôi kiếp, lại cùng la quân âm dương dung hợp. Cho nên giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Áo đen tố trinh cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn khác biệt, Minh Nguyệt Tiên Tôn dù sao cũng là người, có thân thể. Cho nên còn có thể hưởng dụng nhân gian đan dược, nhưng áo đen tố trinh trước đó là thuần túy nguyên thần, thuần túy vật thuần âm. Không đến một canh giờ, là quân cùng áo đen tố trinh liền khôi phục nguyên khí. Mà lại, lực lượng còn có điều tinh tiến la quân lúc này trong lòng nhất động đột nhiên cảm giác được chiến cuồng khí tức chiến cuồng gặp phải phiền phức bất quá đã không tại hoàng cung chi chúng ta lập tức đi giúp hắn la quân nói ra áo đen tố trinh nói ra tốt la quân không làm hắn nghĩ lập tức thi triển đại na di thuật tiến đến chiến cuồng bọn người đi nghĩ cách cứu viện hỏa hồng khăn cũng không có rất khó khăn bởi vì thương lâm đế quân vội vàng trở lại vương cung về sau còn không có chính thức hạ đạt lệnh truy nã. Hắn muốn làm sự tình quá nhiều, đến mức chiến cuồng bọn người phản loạn sự tình, vẫn chỉ là tại cao tầng bên trong biết được. Chiến cuồng để cho thủ hạ người, lấy thần cảnh thân phận đi vào. Thần cảnh tại đế quốc bên trong, thân phận không thể coi thường. Cho nên bọn họ lại mượn nhờ phòng bị tu di, lặng lẽ mang đi hỏa hồng khăn. Không chỉ là hỏa hồng khăn, hơn nữa còn có lôi nữ sờ nâu, cùng trưởng lão muộn kiếm thu toàn bộ đều mang ra. Thương lâm đế quân là cái cực độ thích nữ sắc người, riêng là giống lôi nặc tư ừm, còn có muộn kiếm thu dạng này tu vi không tệ tuyệt sắc, hắn càng là không thể bỏ qua. Thải bổ dạng này nữ người tinh nguyên, đối với hắn có chỗ tốt cực lớn. Còn hỏa hồng khăn, bằng vào hỏa hồng khăn là la quân đổ đệ cái này một thân phận, như vậy thương lâm đế quân không biết giết hỏa hồng khăn. Thần cảnh nhóm thuận lợi đem tam nữ mang ra vương cung. Bọn họ vừa đến vương cung, lập tức chạy vội đào tàu ngay vào lúc này đợi vương cung cao thủ rốt cuộc bị kinh động thần cảnh nhóm bằng vào đối đế quốc giải liền xen lẫn trong đám người một đường trốn như điên đến mức thương lâm đế quân hắn lúc này cũng không có tham dự chiến đấu bởi vì hắn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng nguyên khí hắn về trước cung tĩnh dưỡng đối với hỏa hồng khăn bọn người đào tẩu tin tức thương lâm đế quân căn bản đều còn không biết được thương lâm đế quân tại cùng áo đen tố trinh lúc đang chém giết đợi chỗ lấy đột nhiên rời đi, đó là bởi vì hắn nghĩ thông suốt một việc. Đó là, hắn cảm thấy mình không thích hợp lại đơn đả độc đấu. Hắn chỗ lấy đơn đả độc đấu, đó là bởi vì hắn có nắm chắc chân áp la quân. Nhưng bây giờ sự thực là hắn chân áp không la quân, như vậy, hắn quyết định các loại khôi phục nguyên khí, phát động đế quốc cao thủ tới đối phó la quân. Thương lâm đế quân cũng không sợ la quân hội này rời đi, bởi vì hỏa hồng khăn, dịch giáo sư bọn người còn tại hắn tay đây là thương lâm đế quân rời đi bản tính. Mà lúc này, chiến cuồng bọn người rốt cuộc ở trên không bị trong vương cung cao thủ chặn lại. Chặn lại chiến cuồng 10 người là 100 tên thần cảnh, ngoài ra còn có 4 vị long cảnh. 4 vị long cảnh toàn bộ đều là hư tiên chi cảnh, bất quá bọn hắn phần lớn là hư tiên sơ kỳ. Chỉ có một vị long cảnh đến hư tiên kỳ cấp độ. Thần nông đỉnh bên trong có nguyên khí của tiên giới, cho nên nơi này cao thủ tu vi tiến triển rất là thần tốc chỉ bất quá cái này cũng có cái hạn liền thương lâm đế quân cũng chỉ là hư tiên cảnh đỉnh phong người khác muốn bước ra quan trọng một bước nói nghe thì dễ thần nông đỉnh nó dù sao chỉ là một kiện tiên khí không có khả năng đem động tiên cảnh cao thủ đều bồi dưỡng được đi ra đáng giá nói chuyện là vị này hư tiên cảnh kỳ cao thủ long cảnh chính là thương lâm đế quân nhi tử thương lâm đế quân đời đời con cháu rất nhiều thần nông thế giới bên trong quý tộc rất nhiều đều cùng thương lâm đế quân kéo tới liên hệ máu mủ. Thương lâm đế quân lớn nhất con trai trưởng đều có 700 tuổi. Nhỏ nhất nhi tử mới 100 tuổi. Đứa con trai này, gọi là thương lãng quân, là thương lâm đế quân con trai thứ nhất. Thương lâm đế quân, nhân vật bậc nào? Hắn nhỏ nhất nhi tử số tuổi, đều có thể làm la quân tổ ra ra. Nhưng bây giờ, thương lâm đế quân lại bắt không được một cái la quân khiến thương lâm đế quân làm sao có thể đầy đủ không nổi nóng. Hắn tại thần nông thế giới bên trong, từ khi ra đời là tiêu giao vô địch. Nhiều năm như vậy cuộc sống an giật, chưa bao giờ từng gặp phải tránh thức địch thủ, mà bây giờ, một cái tiểu tiểu thanh niên tiến đến, thế mà quấy thần nông thế giới thao thiên cự lãng. Liên tổ thần đều chết nơi tay. Thương lâm đế quân cũng biết, cái này là mình kiếp số A. Hắn càng ngày càng biết việc này nghiêm túc tính cùng tính nghiêm trọng thương lãng quân một mực trong vương cung đều có lớn lao địa vị, chính là long cảnh đứng đầu. Hắn biết, mấy cái này nữ tử đối phụ thân đến nói, rất là trọng yếu. Cho nên lần này, cũng tự mình xuất thủ theo đuổi bắt. Tuyệt đối không thể sai sót. Chiến cuồng, người tốt đại cầu gan, lại dám phản bội đế quốc, phản bội phụ hoàng ta. Thương lãng quân anh Tuấn tiêu sái, hắn mặc lấy cơ giáp, lấy xuống đầu khôi, lộ ra diện mục thật sự, lạnh lẽo chỉ trích chiến cuồng. Thương lãng quân tại đế quốc chi lấy thiết huyết sát phạt mà lấy sưng. Lúc này, trừ chiến cuồng còn lại thần cảnh nhóm đều mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Chiến cuồng bọn người không có mặc cơ giáp, cái kia cơ giáp bị hệ thống khống chế xuyên tại thân thể, ngược lại không ổn. Bọn họ những thứ này thần cảnh đều là cùng lôi từ dung hợp, cho nên cũng không sợ lôi từ công sát. Thương lãng quân thủ hạ thần cảnh nhóm trùng trùng điệp điệp cấp tốc bố trí xuống trận pháp đem cái này thiên hư không bao phủ đến kín không kẽ hở. Lấy chiến cuồng bọn người thực lực, căn bản không có nửa điểm chạy đi khả năng. Chiến cuồng, người tại thần cảnh chi, địa vị cũng là khá cao. Nếu là lại tiến tới một bước tiến vào hư tiên, người chính là đế quốc long cảnh. Thương lãng quân tiếp tục nói, như thế tiền đồ, như vinh hạnh đặc biệt này. Người thế mà làm ra bực này không bằng heo chó sự tình đến, nói cho bản điện, vì cái gì phải làm như vậy chiến cuồng cười lạnh một tiếng nói ra ta trước kia là bị ma quỷ ám ảnh vẫn luôn là tại tham sống sợ chết chuyện cho tới bây giờ ta mới hiểu được số mạng ta là muốn phụng dưỡng ta chủ nhân đã thương gần muốn làm ta chủ nhân địch nhân cái kia thương gần tự nhiên là địch nhân của ta cái gì lộn xộn đầu ngươi bị lừa đá sao thương lãng quân nghe vậy không khỏi cảm thấy rất là kỳ lạ lúc này thương lãng quân bên cạnh một tên long cảnh thiết long nói ra điện hạ này người thật giống như là một ít rượu thuật pháp, đầu bị tẩy. Thương lãng quân nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói ra, chiến cuồng tu vi đã công tham tạo hóa, thần thể cảnh đỉnh phong, tuyệt đối cường giả. Ý chí kiên định, không thể tưởng tượng, cái dạng gì pháp thuật, thế mà có thể tẩy hắn não. Thiết Long nói ra, việc này xác thực kỳ quặc. Thương lãng quân quét mắt một vòng chiến cuồng, hắn lạnh giọng nói ra, lười nhác cùng những người này phế tâm tư. Toàn bộ giết, cái này một cái chớp mắt hắn mắt sát ý thoáng hiện thương lãng quân lấy lãnh huyết cùng giết hại nổi tiếng hắn cũng không phải cá nhân từ nương tay người thiết long nói ra đúng biện hạ sau đó thiết long liền cùng hắn hai tên long cảnh đồng loạt ra tay ba tên hư tiên cao thủ đồng thời xuất thủ chiến cùng bọn người cơ bản không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội chính là la quân loại này khí vận nồng đậm người gặp phải dạng này ba tên hư tiên cao thủ cái kia cũng là đường chết một đầu Huống chi, cái kia hơn trăm tên thần cảnh còn đem hiện trường bắt đầu phong tỏa. Thiết Long cùng hai gã khác Long cảnh thi triển ra thiên kiếp lôi phạt lĩnh vực đi ra, trong nháy mắt, hiện trường chi, thiên kiếp tuôn ra, lôi quang như ngàn đầu điện xà hung mãnh tích lũy thẳng hướng chiến cuồng bọn người. Dạng này uy thế, tuyệt đối khủng bố, có thể trong nháy mắt đem chiến cuồng bọn người nghiền sát thành phấn vụn, cho tàn. Đồng thời, thương lãng quân ở một bên nhìn chung quanh, Tại chiến cuồng bọn người xuất thủ chống cự đồng thời, hắn đột nhiên lấy tay mà ra, thế mà thần trực tiếp đem chiến cuồng tay phòng bị tu di thu tới. Thương lãng quân một mực tại tìm kiếm hỏa hồng khăn bọn người, hắn đã tra được hỏa hồng khăn bọn người trốn ở cái kia phòng bị tu di chi. Lúc này, thương lãng quân đạt được phòng bị tu di, liền không cố kỵ nữa. Chiến cuồng bọn người, chết cũng chết, thương lãng quân căn bản không quan tâm những thứ này phản đồ chết sống. Phản đồ, vốn nên chết thiên kiếp lôi phạt đánh tung mãnh liệt nổ rồi rào bành trướng pháp tác lực lượng đem hết thảy đến chống rách mắt thấy chiến cuồng bọn người liền muốn chết oan chết uổng ngay vào lúc này đợi áo đen tố trinh rốt cục chạy tới cái kia ngoại giới thần cảnh nhóm bố trí xuống trận pháp trồng chất lôi từ nguyên bạo khuấy động không thôi tầng tầng lôi từ như thiên trọng lôi thủy dập dần mỗi một chiếc lôi từ chi đao đều là lợi khí giết người la quân lúc này đem quyền chủ động giao cho áo đen tố trinh hắn chỉ là toàn lực vận chuyển pháp lực để áo đen tố trinh điều động hai người phối hợp là càng phát ra ăn ý phá áo đen tố trinh nhìn đến cái kia thiên trọng lôi từ trận pháp lập tức tế ra sơn hà xã tắc đồ sơn hà xã tắc đồ trong nháy mắt đem cái này phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại cái kia thiên trọng lôi từ trận pháp cũng bị bao phủ đến sơn hà xã tắc đồ bên trong đồng thời áo đen tố trinh điều động bốn tòa thần sơn bốn tòa thần sơn ầm vang buông xuống. Ầm ầm, bốn tòa thần sơn cùng cái kia thiên trọng lôi từ mãnh liệt đụng vào nhau, đón lấy, lôi từ trận pháp liền trực tiếp phá nát. Trăm tên thần cảnh phần lớn đều là vũ thánh cảnh cao thủ, cũng có một số ít là thần thể cảnh. Bọn họ mỗi một cái đặt ở thế giới bao la bên trong, vậy cũng là nhân vật cường hãn. Cái này trăm tên thần lực lượng cảnh sát lượng, tuyệt đối là cường hãn đến nghịch thiên cấp độ. Bất quá, những thứ này thần cảnh tuy nhiên cảnh giới cao, nhưng tự nhiên là không thể nào cùng tránh thức ngoại giới đồng cấp cao thủ đến sánh ngang. Những người này, hấp thu nguyên khí của tiên giới, thụ thần nông thế giới cung cấp nuôi dưỡng, pháp lực cùng cảnh giới tăng lên, cực nhanh chóng. Nhưng nhưng đều là tốc thành hình cao thủ, nếu để cho ma đế đến, một người một kiếm, xuyên thẳng qua. Một cái có thể đem cái này trăm tên thần cảnh cho toàn bộ giết. Lúc này, lôi từ trận pháp phá nát trăm tên thần cảnh bỗng cảm giác hoảng sợ. Áo đen tố trinh điều động Sơn Hà chi lực, trong lúc nhất thời, trăm tên thần cảnh liền cảm giác được trong không gian, Sơn Hà vận chuyển, di tinh hoán đầu, nhật nguyệt chuyển đổi. Bọn họ rất nhanh bị phân tán ra tới. Những người này muốn phải lập tức phá vỡ trước mắt hư ảo, nhưng không gian kia, vô cùng hỗn nguyên pháp tác thẩm thấu ra, hình thành trùng điệp không gian quy tắc. Những người này, là như thế nào cũng tham không phá trước mắt hư ảo. Đây là... Tiên khí lợi hại. Sơn Hà xã tác đồ một khi xuất thủ, lập tức để trăm tên thần cảnh kiến thức đến lợi hại. Cái này trăm tên thần cảnh, tuy nhiên từng cái cảnh giới đều cao, nhưng chân chính có kiến thức, một cái đều không có. Đổi lại La Quân, tuy nhiên cảnh giới chưa hẳn bọn họ cao nhiều ít, nhưng lấy hắn đối với trận pháp nhận biết hòa giải, nhất định có thể tìm tới một chút manh mối. La Quân đi cho tới hôm nay, tuy nhiên tiến bộ thần tốc. Nhưng ở kinh lịch chưa bao nhiêu gian nan khốn khổ, sinh tử gặp chắc trở. Hắn kinh lịch, kinh nghiệm, còn có đối pháp tắc lĩnh ngộ, cũng không phải những thứ này thần cảnh có thể nghĩ. Lấy la quân giờ này ngày này tu vi, hắn muốn đối phó 20 tên thần cảnh, cũng không phải là không thể. Lục tiên kiếm nơi tay, những thứ này thần cảnh lôi từ không lại xưng hùng về sau, không có người chống đỡ được hắn một kiếm chịu uy. Áo đen tố trinh đem cái kia trăm tên thần cảnh tại trong lúc nhấc tay vây khốn, tiếp lấy lần nữa thi triển pháp thuật, Sơn hà xã tắc đồ, trăm đầu thần long theo lòng đất tuôn ra. Sau đó trong nháy mắt đem chiến cuồng bọn người bảo vệ, trăm đầu thần long, mỗi một điều đều dài đến một trăm trượng, bọn họ xoay quanh cùng một chỗ, hình thành tuyệt đối thần long bích trướng. Những ngày kia kiếp lôi quang trảm giết tại bọn họ thân thể, bọn họ cũng coi là tiếp nhận nhất định trừng phạt. Lại cũng không làm bị thương hắn nhóm căn bản. Thương lâm đế quân mặc dù chỉ là hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng áo đen tố trinh đối phó lại phá lệ cố hết sức. Đó là bởi vì, Thương Lâm Đế Quân cầm giữ có thần nông to lớn lượng. Mà lúc này, cái này Thiết Long bọn người, cũng là hư tiên cao thủ. Nhưng áo đen Tố Trinh ứng phó, lại dễ dàng nhiều. Tay nàng cầm tiên khí, căn bản chưa đem bọn hắn để vào mắt. Lẽ nào lại như vậy? Thương Lãng Quân lập tức phát hiện bốn phía biến hóa, hắn biến sắc. Cấp tốc tế ra tiểu thần nông đỉnh. Cái kia tiểu thần nông đỉnh vừa đến, liền đem trăm đầu thần long toàn bộ bao phủ tại đón lấy, hắn vung tay lên, liền đem cái kia tiểu thần nông đỉnh co rút lại thành đồng linh lớn nhỏ, sau đó chộp vào tay. Toàn bộ không gian, đột nhiên trở nên thanh tịnh, tình lãng. Áo đen tố trinh cũng xuất hiện tại thương lãng quân bọn người trước mắt. Mà lúc này, hiện ra tại thương lãng quân bọn người trước mắt là La Quân. Ngươi là La Quân, thương lãng quân bài trước khi nói ra, chuyện cho tới bây giờ, hắn không có khả năng đối La Quân không có có nghe nói áo đen tố trinh đồng thời không nói lời nào nàng cái kia có hứng thú ý thương lãng quân loại người này la quân thì đang quan sát bốn phía hắn nói tiếp ta cảm giác được hỏa hồng khăn bọn họ tại thương lãng quân tay phòng bị tu di bên trong áo đen tố trinh ân một tiếng cái kia thiết long tam đại hư tiên lập tức đem áo đen tố trinh bao vây lại áo đen tố trinh thì trước vận chuyển sơn hà xã tắc đồ trong nháy mắt xã tắc đồ bên trong lần nữa di tinh hoán đầu, nhật nguyệt chuyển đổi rất nhanh thiết long ba người bị hoàn toàn cách ly tách ra chiến cuồng mấy người cũng bị bảo vệ áo đen tố trinh thì đối mặt thương lãng quân thương lãng quân vốn là binh hùng tướng mạnh nhưng lúc này lại là đột nhiên biến thành người cô đơn cái này biến cố để thương lãng quân hoảng sợ thất sắc hắn ngồi ở vị trí cao bản lĩnh cao cường tại cái này đế quốc bên trong còn chưa bao giờ có để hắn thất sắc hoặc cảm thấy hoảng sợ thời điểm nhưng lúc này hắn đối mặt áo đen tố trinh lại là chân chính theo đáy lòng cảm thấy tia chút sợ hãi đem phòng bị tu di giao ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết áo đen tố trinh mở miệng nàng thanh âm là la quân thanh âm nhưng ngữ điệu khí chất đều là thuộc về nàng đó là một loại dày đặc băng lãnh không cho nghi vấn một loại ý chí thương lãng quân hít sâu một hơi hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời cái kia thiên không chi một mảnh lăn lộn mũi nhọn Ngươi đây là cái gì pháp bảo? Pháp bảo này lực lượng, chỉ sợ không kém thần nông đỉnh A. À. Thương lãng quân nói ra. Áo đen tố trinh mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên xuất thủ. Tay nàng xoay chuyển, pháp quyết liền bóp. Trong thân thể âm dương pháp lực bạo phát tới cực điểm, não vực chi, chứa đại âm dương từ trường vận chuyển, vậy liền giống như là thiên thể đạo tràng. Cỗ này âm dương pháp lực cấp tốc khu động sơn hà xã tắc đồ. Đồng thời, tại thương lãng quân tay nhỏ thần nông đỉnh bên trong trăm đầu thần long đạt được pháp lực tưới tiêu một tiếng ẩm vang trực tiếp đem cái kia tiểu thần nông đỉnh bạo phá thương lãng quân bị kinh ngạc lập tức tia chớp lui lại hư không chi tiếng nổ còn như sơn băng điện liệt vô số toái phiến cùng thần long ở trên không bay múa thần sơn trấn áp thần long trấn áp hơn trăm điều thần long cấp tốc vần quanh tại bốn tòa thiết sơn chi cái kia bốn tòa hung hãn Tuyệt Luân Thiết Sơn theo bốn phương tám hướng hướng Thương Lãng Quân đè ép tới. Thương Lãng Quân không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Vị này đại hư tiên cao thủ, đệ nhất cường giả, tuy có mọi loại thần thông. Nhưng giờ phút này Quan Tâm Sơn Hà xã tác đồ bên trong, lại là kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Thần Sơn đè ép, Thương Lãng Quân vô luận như thế nào vận chuyển pháp lực, nhưng đều là không cách nào ngăn cản. Mắt thấy Thương Lãng Quân muốn chết oan chết uổng, tại loại này hoảng sợ tình huống dưới, Thương Lãng Quân đột nhiên quát to một tiếng, nói ra: "Dừng tay, dừng tay, ta giao ra phòng bị tu di. Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta lập tức giao ra." Bốn tòa thiết sơn ầm vang dừng lại. Loại kia tử vong hoảng sợ áp bách cũng rốt cục hoãn một chút. Áo đen tố trinh lạnh lùng tại hư không chi, ở trên cao nhìn xuống nói ra, lấy ra: "Ngươi muốn trước buông tha ta, ta sinh mệnh" nhất định phải đạt được bảo hộ thương lãng quân cò kè mặc cả nói ra áo đen tố trinh đem sơn hà xã tắc đồ chấn động lập tức liền để thương lãng quân rời đi sơn hà xã tắc đồ thương lãng quân vừa đến sơn hà xã tắc đồ lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tại sơn hà xã tắc đồ bên trong cái kia áp bách lực thật sự là để lòng hắn rung động lúc này hắn cảm thấy trời xanh mây trắng đều là khả ái như thế thương lãng quân không dám thư giãn cấp tốc giao ra phòng bị Tu Di. Không sai sau đó xoay người chạy vội rời đi, hắn cũng không phải là loại kia tử trung tại người đế quốc. Sự tình gì, người nào, vậy cũng là không bằng hắn mạng nhỏ trọng yếu. Thương Lãng quân cấp tốc rời đi. Áo đen Tố Trinh nhưng lại chưa truy kích, nàng và La Quân đều không phải là Thương Lâm đế quân loại kia lật lọng người. Sau đó, áo đen Tố Trinh đem thân thể quyền khống chế còn cho La Quân. La Quân tiếp nhận phòng bị Tu Di. Hắn cảm ứng bên trong, lập tức phát hiện hỏa hồng khăn bọn người tuy nhiên hôn mê, nhưng tánh mạng không ngại. Như thế, là quân mới buông lỏng một hơi. Đi, là quân lập tức thôi động đại na di thuật, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ, tìm một mảnh đại thanh sơn làm rừng chân chi địa. Bạch Tố Trinh, là quân sau khi rơi xuống đất, nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ừm. Ha ha, là quân cười một chút. Áo đen Tố Trinh không khỏi nghi hoặc, nói ra, làm sao. La Quân nói ra, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta làm ra đây hết thảy. Hắn là thật tâm cảm thấy hoan hỉ cùng vui vẻ. Áo đen tố trinh là lạnh lùng như vậy, không có tình người người. Nhưng lại đối với hắn nỗ lực như thế thực tình, hắn có thể cảm thụ áo đen tố trinh đi cả ngày lẫn đêm, 10.000 dặm đến cứu giúp tình nghĩa. Nhưng mà, áo đen tố trinh vẫn chưa đáp lại La Quân. Chỉ nói là hai chữ, thần kinh. La Quân cười hắc hắc, trong lòng cũng biết áo đen tố trinh là cái cực độ ra mặt mỏng người. Cùng với nàng hung ác, tuyệt tình, nàng là không có chút nào luống cuống. Nhưng là muốn nói với nàng chút ôn nhu lời nói, đoán chừng nàng lập tức muốn lên cả người nổi da gà. Người cái kia sơn hà xã tác đổ bên trong, nhiều như vậy thần cảnh còn có hư tiên, người định làm như thế nào? Là quân hỏi áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh nói ra, những người này, rất khó thuần phục. Từng cái đều là ý chí kiên định chỉ có thể đem đánh giết, sau đó làm Sơn Hà xã tác đồ chất dinh dưỡng tới. Toàn bộ đánh giết, La Quân giật mình. Áo đen tố trinh nói ra, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn hắn thả? La Quân nói ra, thiên có đức hiếu sinh, bọn họ chỉ là được chính mình chức trách, cũng đồng thời không tính là cái gì vô cùng hung ác người đi. Áo đen tố trinh nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? La Quân cũng có phần đau đầu, hắn nói ra, các loại chúng ta giải quyết thương gần, cứu ra dịch giáo sư bọn người. Liền đem bọn hắn thả đi. Áo đen tố trinh nói ra, thả, ngươi nói đùa cái gì? Những người này, đã vào ta sơn hà xã tắc đồ, mơ tưởng lại hoàn hảo không chút tổn hại ra ngoài. Là quân nói ra, quá nhiều giết hại, hội có nhân quả tới người. Áo đen tố trinh nói ra, tu tiên giả, đều là nghịch thiên người. Giết là thuận thiên mà làm, có cái gì giết không được. Nàng tâm giết hại, thủy chung là quá mức mãnh liệt. La Quân nói ra: "Ngươi nhìn, ngươi luôn luôn lề mề chậm chạp, nhân từ nương tay." Áo đen Tố Trinh nói ra: "Đổi lại trước kia, ta lớn nhất không nhìn nổi là loại người như ngươi." La Quân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói ra: "Vậy bây giờ đâu?" Áo đen Tố Trinh nói ra: "Vẫn là không nhìn nổi." La Quân cười hắc hắc: "Biết nàng là khẩu thị tâm phi, nếu không, ngươi cho ta cái mặt mũi, khác giết bọn hắn." Tu hành không dễ a. À áo đen tố trinh nói ra bọn họ cũng không phải bằng hữu của ngươi ta tại sao phải cho ngươi mặt mũi này la quân không khỏi nghẹn lời áo đen tố trinh nói ra bọn họ một mực tại sơn hà xã tắc đồ bên trong phá giải trận pháp những người này lực lượng cũng là không nhỏ ta phải lập tức từng nhóm giải quyết bọn họ không phải vậy lời nói hậu hoạn vô cùng lại nói lúc này nếu như thả bọn họ trở về chẳng phải là cho thương gần gia tăng lực lượng la quân nói ra thật đúng là đạo lý này cái kia, áo đen tố trình biến sắc, nói ra, không tốt, mấy cái này hư tiên tại trắng trợn quấy rối phá hư sơn hà vận chuyển. Ta muốn đi giết bọn hắn. Chờ một chút, là quân linh cơ nhất động. Hắn lập tức nói ra, ta có cái biện pháp. Biện pháp gì, áo đen tố trình hỏi. Là quân nói ra, ta có một môn pháp thuật, gọi là đại lôi âm phổ độ pháp. Là đến từ Phật giới pháp thuật, có thể đem người độ hóa. Ngươi xem một chút, hắn nói xong liền đem kim quang phù lục cho áo đen tố trinh nhìn áo đen tố trinh tại la quần não vực bên trong đối la quần não vực bên trong tình huống đều nhất thanh nhị sở nàng lập tức cảm nhận được kim quang phù lục chân lý là đến từ phật giới đồ vật áo đen tố trinh lập tức nói ra la quần nói ra không sai áo đen tố trinh nói ra hừ phật giới người lưỡi nở hoa sen ba hoa trích chòe. ngươi môn thuật pháp này cũng là cho người ta tẩy não là quần nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không dùng? Áo đen tố trinh con người đảo một vòng, đột nhiên nói ra, dùng, làm gì không dùng? Ta đem những người này toàn bộ độ hóa. Là quần nói ra, cái này độ hóa cũng không quá tốt độ a. Áo đen tố trinh nói ra, cái này đại lôi âm phổ độ pháp nguyên lý ta dĩ nhiên minh bạch, cần đầy đủ nguyện lực. Thoáng cái độ hóa nhiều cao thủ như vậy, tự nhiên không có khả năng. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể độ hóa một cái sau đó hấp thu nguyện lực như thế từng bước từng bước từng bước xâm chiếm là quần nhãn tỉnh sáng lên nói ra biện pháp tốt áo đen tố trinh nói ra vậy thì tốt người ta dung hợp đem thân thể người quyền khống chế cho ta hết thảy giao cho ta đến xử lý là quần nói ra chờ một chút làm sao áo đen tố trinh nói ra là quần nói ra người đến lúc đó mang theo nhiều cao thủ như vậy sẽ không phải muốn tiếp tục đi cùng nam hải quan âm đối nghịch a Áo đen tố trinh nói ra, đương nhiên, làm sao, không cho ngươi. Là quần nói ra, ngươi ngày sau tiêu giao ngươi, ngươi cần gì phải một mực cùng với nàng không qua được đâu. Áo đen tố trinh nói ra, ta như một mực tiêu giao, ngươi còn có đến máu và nước mắt sao. Là quần không khỏi ngây người. Áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, cho nên, sự vật phát triển, có tất yếu cùng ngẫu nhiên. Ngươi cần gì phải tự tìm phiền não. Là quần nghe vậy, đành phải thở dài một tiếng. Cái kia sơn hà xã tác đồ bên trong, thiết long các loại ba cái hư tiên chính đang thi triển thuật pháp oanh tạc mắt trước thập vạn đại sơn. Thanh sơn trong nháy mắt biến thành đất khô cằn, bãi cỏ, cây cối, cùng những cái kia linh thú toàn bộ bị giết thành cho tàn. Thiết long thi triển thuật pháp, chính dẫn thiên lôi oanh sát hướng về phía trước một ngàn con linh dương. Cái kia một ngàn con linh dương tại cỏ tươi đường đi ăn. Không có chút nào cảm thấy được tử vong ngay tại buông xuống. Tại lúc này, áo đen tố trinh lách mình tiến đến. Nàng gảy ngón tay một cái, phát ra một đạo hỗn nguyên thần lôi. Cái kia hỗn nguyên thần lôi cấp tốc đem thiết long thiên lôi chảm giết thành phấn vụn. Dám ở ta xã tác đồ bên trong quấy rối, ngươi là đang tìm cái chết sao. Áo đen tố trinh nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt đi vào thiết long trước mặt. Thiết long nhìn thấy áo đen tố trinh, nhất thời thất sắc. Hắn nhịn không được lui lại một bước áo đen tố trinh cho thiết long vô uy áp thiết long không nói một lời chăm chú nhìn áo đen tố trinh quanh người hắn phía dưới khí lưu nhấp nhô cái này là ở vào một loại độ cao tình trạng giới bị cho ngươi hai con đường lựa chọn con đường thứ nhất chết thứ hai con đường từ nay về sau làm nô lệ cho ta áo đen tố trinh tiếp tục nói thiết long nghe vậy mắt lóe qua hàn ý ta chính là đường đường hư tiên há có thể làm nhân nô lệ cái kia chịu chết đi, áo đen tố trinh là tuyệt đối cường ngạnh, tay nàng chỉ xoa động, cấp tốc triệu tập thần sơn chân áp. Bốn tòa thiết sơn, tùy thời di động, trong nháy mắt phân bốn phương tám hướng đem thiết long chân áp. ầm ầm thiết sơn di động, hết thảy pháp tắc, quy tắc đều tại thiết sơn bên trong mất đi hiệu lực. Thiết long liên tục vận công chống cự, nhưng lại đều là chuyện vô bổ. Đi, thiết long lập tức tế ra tiểu thần nông đình. Phá, áo đen tố trinh bắn ra một đạo chỉ kiếm. Cái kia lục tiên kiếm tụ tập lao nhanh sát khí còn có hỗn nguyên chi lực, một tiếng ẩm vang, kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem cái kia tiểu thần nông đỉnh chém thành hai nửa. Cái này, thiết long thấy thế, hoảng sợ thất sắc. Bốn tòa thần sơn chấn áp, trong chốc lát, thiết long bị giết chết. Hắn nguyên thần, như có như không đi ra, kết quả bị hách áo tố trinh ra tay vồ một cái, lập tức chộp vào tay, thiết long mảnh vụn linh hồn cũng bị áo đen tố trinh vổ lấy dung nhập vào la quân linh hồn bổn nguyên chi khí thiết long tại lúc sắp chết đã từng thống khổ hối hận nhưng hết thảy đều đã là chuyện vô bổ cơ hội là cho đã không có bắt lấy cái kia chết đi về sau áo đen tố trinh thân hình lóe lên lại đến người thứ hai hư tiên trước mặt cái kia hư tiên gọi là huyết mãng huyết mãng ngay tại phá hư áo đen tố trinh lạnh lùng xuất hiện huyết mãng nhất thời đánh cái giật mình, lại là một cử động cũng không dám. Áo đen tố trình đem thiết long nguyên thần phóng xuất ra, cái kia thiết long suy yếu nguyên thần phiêu phiêu miểu miểu, đã là suy nhược không chịu nổi. Ta vừa mới, cho người này hai lựa chọn, một là chết, hai là làm nô lệ cho ta, nhưng hắn thả chết chứ không chịu khuất phục, phải gìn giữ hắn tôn nghiêm. Sau đó, ta tác thành cho hắn, bất quá, hắn trung quy là không có cường ngạnh đến cùng, lúc sắp chết, đủ kiểu cầu xin tha thứ. Nhưng, cơ hội bỏ lỡ, liền là bỏ lỡ. Áo đen tố trinh nói với huyết mãng, ta người này, luôn luôn coi trọng công bình. Hắn có, người cũng phải có. Hiện tại ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là làm nô lệ cho ta. Ngươi lựa chọn đi. Áo đen tố trinh lãnh khốc không, đừng nhìn nàng tuy nhiên lạnh nhạt vô tình, hành sự trực lai trực vãng, không nói mưu lược. Nhưng thực tế, nàng cũng là có thủ đoạn người huyết mãng nhìn đến thiết long thảm trạng lòng hắn gan đều đã theo lạnh cái này ta huyết mãng nói ra áo đen tố trinh nói ra cơ hội chỉ có một lần ta huyết mãng lần nữa nhìn một chút thiết long hắn đột nhiên quỳ đi xuống nói ra tiểu nhân nguyện ý về sau vì tiên hiệu lực áo đen tố trinh gật gật đầu nói ra ừm um, cái kia tốt hiện tại thả ra ngươi tâm linh tiếp nhận ta phật quang phổ chiếu nếu như ngươi gan dám phản kháng lập tức chết. Sau đó, nàng liền tế ra kim quang phù lục. La quân cùng áo đen tố trinh dung hợp về sau, hai người có thể đem kim quang phù lục nguyện lực phát huy tới trình độ nhất định. Cái này là quân lúc trước trưởng không u minh cửu âm đồ 100.000 ma đầu nguyện lực còn muốn lợi hại hơn. Kim quang trong nháy mắt bao phủ huyết mãng. Huyết mãng muốn chống cự, áo đen tố trinh lập tức quát nói, ngươi là muốn muốn chết sao. Tiểu nhân không dám, vị này hư tiên cao thủ, cuối cùng vẫn là thấp cao ngạo đầu lâu. Hư tiên cao thủ, một đời thiên kiêu. Nhưng mà, như máu mãng bực này hư tiên, cuối cùng bất quá là cái giả tiên. Tuyệt đối không thể cùng Lam Tử Y Chi lúc trước cái loại này hư tiên nghĩ. Huyết mãng bực này hư tiên, cuối cùng bất quá là giả tiên. Chính là hệ thống bồi dưỡng ra đến, cùng loại dây truyền sản xuất sản phẩm. Mà Lam Tử Y loại kia, lại là trăm năm lão thang, dư vị kéo dài huyết mãng tại áo đen tố trình uy dưới không dám chống cự kim quang kia phù lục một mực chiếu dọi huyết mãng qua sau một tiếng huyết mãng thân thể huyết mạch toàn bộ bị kim sắc bao phủ sau đó giờ khắc này huyết mãng bị triệt để độ hóa cái này một cái chớp mắt huyết mãng thần sắc đại biến hắn trở nên nhu hòa không đứng dậy chấp tay hành lễ nói ra đa tạ đạo hiếu độ hóa tiểu nhân từ đó quy y đạo hiếu thoát ly khổ hải về sau tự nhiên tận tâm là đạo hữu phụng hiến, dùng cái này đến rửa sạch quá khứ tội nghiệt. Áo đen tố trinh gật gật đầu, nói ra, người theo ta cùng đi độ hóa người khác. Đúng, đạo hữu huyết mãng lập tức đáp ứng. Một tên sau cùng hư tiên, gọi là chân trời, thuần phục chân trời cũng không có bao nhiêu lo lắng, tại huyết mãng trợ giúp phía dưới, áo đen tố trinh dùng nửa giờ thời gian độ hóa chân trời. Đem chiếc này tên hư tiên độ hóa về sau, áo đen tố trinh liền buông lỏng một hơi về sau, nàng nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó tiếp tục bắt đầu độ hóa. Về sau tiến độ là càng lúc càng nhanh. Bởi vì mỗi độ hóa một người, lực lượng hội gia tăng. Chỉ bất quá, tốc độ lại nhanh, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đem cái này 100 tên thần cảnh toàn bộ độ hóa. Độ hóa 20 người về sau, áo đen tố trinh triệu tập chiến cuồng mấy người cũng hỗ trợ đi độ hóa người khác. Kim quang kia phù lục bị hách áo tố trinh lưu tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong mà áo đen tố trinh thì bước ra đi ra. Tại Sơn Hà xã tác đổ bên ngoài, là quần đem hỏa hồng khăn, muộn kiếm thu, lôi nữ sờ nâu đều thả ra. Các nàng trong thân thể pháp lực bị phong ấn lại, là quân vì giải trừ cấm chế. Rất nhanh, cái này tam nữ liền chậm rãi tỉnh lại tới. Sư phụ, hỏa hồng khăn trông thấy là quân cái này một cái trước mắt, không khỏi vui đến phát khóc, lệ nóng doanh chồng Nàng tại hôn mê trước đó cảm giác mình là thân thể hãm A à tị địa ngục, Sống không bằng chết Mà sau khi tỉnh lại Lại đặt mình vào thiên đường Khiến hỏa hồng khan làm sao có thể đầy đủ không vui đây Bao quát muộn kiếm thu còn có sờ nâu Cũng là đại hỷ không thôi Các nàng tự nhiên biết cái kia thương lâm đế quân ý tứ Cũng là sợ hãi cái kia đáng sợ xuống tràng Hỏa hồng khăn một chút nhào vào đến la quân trong ngực La quân không khỏi có chút bất đắc dĩ Đồng thời hắn cũng nhẹ giọng an ủi hỏa hồng khăn Sở nâu cùng muộn kiếm thu đồng thời cũng cảm kích không nhìn về phía La Quân. Muộn kiếm thu nói ra, là tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, ta thực sự không biết ta nên như thế nào dựng ở thế gian này. La Quân mỉm cười, nói ra, không cần phải khách khí. Ta chỉ là ta tận hết khả năng. Hỏa hồng khăn lúc này kích động sau đó, cũng có chút xấu hổ, rời đi La Quân ôm ấp. La Quân đối cái này tiểu đồ đệ có chỉ là một loại sư trưởng sủng ái. Hỏa hồng khăn nhào vào trong ngực hắn thời điểm, hắn cũng là hai tay hư mở, e sợ cho có cái gì tiếp xúc thân mật. Sư phụ, ta biết, ngài nhất định sẽ tới cứu ta. Hỏa hồng khăn nói ra. Lôi nữ sờ nâu tiếp lấy thở dài một tiếng, nói ra, đáng tiếc, nhiều như vậy hài tử, còn có kiếm nam bọn họ, toàn bộ đều không tại. Muộn kiếm thu nghe vậy không khỏi ảm đạm, có điều nàng lập tức hỏi, giáo sư đâu, là tiên sinh, người có đem giáo sư cứu ra sao la quân nói ra còn không có hắn đón đến nói ra giáo sư bị thương lâm dấu ở rất bí ẩn địa phương ta không có cách nào cứu ra muộn kiếm thu nói ra vậy cũng đúng bất quá nàng nói tiếp ngươi là làm sao đem chúng ta cứu ra lấy thực lực ngươi giống như muộn kiếm thu xác thực là có chút nghĩ không thông bởi vì la quân tu vi cũng là thần thể cảnh đỉnh phong cùng hắn muộn kiếm thu là tại cùng một cái phẩm giai muộn kiếm thu đứng trước thương lâm đế quân những người kia quả thực là không có sức hoàn thủ mà la quân lại hoàn thành dạng này đại sự la quân nói ra ta có một ít chính mình thủ đoạn đặc thù các ngươi đều không cần lo lắng thương lâm cùng ta giao thủ mấy lần hiện tại hắn đã bị ta đánh chạy đánh chạy sờ cùng muộn kiếm thu nhất thời cảm thấy thật không thể tin khó có thể tin ngược lại là hỏa hồng khăn đối La Quân có sủng bái mù quáng. Nói ra, sư phụ ta rất lợi hại. La Quân không khỏi có chút cười khổ, nhưng hắn không muốn nói rõ áo đen tố trinh sự tình, cho nên chỉ có thể trang bước đến cùng. Hắn nói đơn giản phía dưới chuyện đã xảy ra, sau đó nói, hiện tại trọng yếu nhất là đem giáo sư cứu ra, nếu như có thể đem thương lâm giết. Như vậy giáo sư có thể kế thừa thế giới chi lực cùng nguyên thai chi lực. Cho đến lúc đó, toàn bộ thần nông thế giới có thể nghênh đón tránh thức an lành. Muộn kiếm thu nói ra, người có nắm chắc giết thương lâm cái này bảo quân. La quân nói ra, sự do người làm. Thần nông thế giới chưa nhiều chuyện, hay là bởi vì la quân mà lên. Riêng là thiên đạo học viện, tai họa ngập đầu cùng la quân thoát không can hệ. Cho nên cho tới bây giờ, la quân cảm thấy mình đã có bản sự này, như vậy tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, rốt cuộc muốn như thế nào tới tay, hắn còn cần tỉ mỉ suy nghĩ. Lúc này, hắn đã khí định thần nhàn rất nhiều không giống trước đó như con ruồi không đầu đối mặt thương lâm căn bản là không thể làm gì mà lại lúc này thương lâm đế quân cũng cảm thấy rất là đau đầu trước đó la quân trong mắt hắn là cái thu được về châu chấu chỉ cần hắn muốn bóp chết la quân liền có thể bóp chết có thể một ngày ngắn ngủi la quân đã trưởng thành đến có thể uy được hắn toàn bộ đế quốc trình độ thương lâm đế quân nghỉ ngơi một đêm ăn vô số đan dược lại nuốt nguyên khí của tiên giới. Như thế về sau, vừa mới khôi phục Tu Vi. Hắn ở thời điểm này, cũng chính thức theo thương lãng quân miệng biết hỏa hồng khăn bọn người được cứu đi. Tin tức này đã để thương lâm đế quân giận tím mặt, nhưng mà, đến đón lấy tin tức càng làm cho hắn nổi giận. Một trăm tên thần cảnh, ba tên hư tiên, toàn bộ rơi vào đến la quân tay, đồng thời tin tức hoàn toàn không có. Cái này là tuyệt đối tổn thất to lớn A. Đế quốc bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy, cần hao phí nhiều tuổi thiếu niên, nhiều ít tư nguyên cùng đan dược mới có thể đạt đến một bước này a. À. Bây giờ như thế rất là kỳ lạ toàn bộ mất đi. Thương lâm đế quân nghiến răng nghiến lợi, hắn đồng thời hối hận vạn phần, tặc tử tiểu tặc cô sớm nên liều lĩnh đưa ngươi cho giết. Nếu là sớm đưa ngươi giết, làm sao có thể có trước mắt bực này cục diện? Hận, cô thật hận a. À. Thương lâm đế quân cảm thấy mình ác mộng chính là từ la quân bắt đầu đến thần nông thế giới bắt đầu. Hắn bị lớn nhất làm nhục, uy, khiêu khích, toàn bộ đều là đến từ la quân. Phụ hoàng, hiện tại chúng ta phải làm gì? Thương lãng quân cũng là đối la quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn một mực thật cao tại, chưa từng nhận qua bực này làm nhục, cái kia tặc tử tay sơn hà xã tắc đồ, huyền diệu quả thực không tại ngài thần nông đỉnh phía dưới, quá khó đối phó. Thương lâm đế quân luôn luôn ương ngạnh, nhưng đối thương lãng quân lại luôn luôn tha thứ. Có thực lực người, tự nhiên sẽ chịu đến tôn trọng. Thương lâm đế quân nhìn một chút thương lãng quân, hắn trầm giọng nói ra, người nói, cô đều biết. Lúc này, chúng ta xác thực là không thể lại khinh địch. Một cái sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục A. À. Thương lãng quân nói ra, nhi thần nhưng bằng phụ hoàng phân phó, sông pha khói lửa, không chối từ. Thương lâm đế quân trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ tay còn có một số thiên đạo học viện tiểu hài tử, còn có dịch hành chi. Là quân tiểu tặc, khẳng định là muốn muốn cứu bọn hắn. Nhưng là, những con tin này nơi tay, tác dụng cũng không lớn. Lấy hắn tính cách, không có khả năng phong cách. Thương lãng quân cũng là minh bạch điểm này. Dù sao, đây không phải cầu huyết ngôn tình thiết mục. Bắt cóc con tin, nam chính hết thảy phong cách, mặc cho người xấu tra tấn. Là quân tính cách lại thiện lương cùng lề mề chậm chạp, nhưng ở loại này trái phải rõ ràng trước mặt, tuyệt sẽ không phong cách. Không có khả năng nói, thương lâm đế quân dùng dịch hành chi mệnh đến để la quân giao ra sơn hà xã tắc đồ, la quân ngoan ngoãn giao ra. Thương lâm đế quân ánh mắt thâm trầm, hắn trầm mặc, không biết tâm lý đang tính toán thứ gì. Thương lãng quân thì nói ra, phụ hoàng, nhị thần trước đó mang theo những cái kia long cảnh cùng thần cảnh, chỗ lấy cấp tốc bị cái kia tặc tử bắt lấy chính là là bởi vì chúng ta đều chống lại không cách khác khí Sơn Hà xã tắc đồ. Mà ngài là có thể chống lại, chỉ cần ngài đi trước chống lại Sơn Hà xã tắc đồ. Nhi thần lại mang phá trận đại sư lãnh đại sư, còn có một đám cao thủ cùng một chỗ tiến đến. Ngài kiềm chế cái kia tặc tử, chúng ta phá trận pháp. Ngài nhìn như thế, sẽ hay không có phần thắng. Thương lâm đế quân nhìn về phía thương lãng quân, hắn mắt lóe qua một sợi nhiếp nhân tâm phách quang mang. Cái này một cái chớp mắt, Hắn lại là muốn rất nhiều. Trong đầu của hắn ý niệm đầu tiên lại là, Thương Lãng Quân chẳng lẽ muốn ta chết, sau đó hắn đến ngưu đoạt đại vị. Hắn không thể không nghĩ như vậy, tu luyện tới hắn cùng Thương Lãng Quân tình trạng này, thân tình trong lòng, thực tế sớm đã đạm mạc không. Hắn là như thế hại chết tổ thần, cho nên hắn tự nhiên cũng sợ hãi bị con trai mình tính kế. Thương Lãng Quân không khỏi hoảng sợ, hắn cũng đột nhiên ý thức được chính mình nói lời nói này hội dẫn tới phụ hoàng ngờ vực vô căn cứ. Nhi thần tuyệt không này tâm, thương lãng quân lập tức quỳ đi xuống. Thương lâm đế quân từ tốn nói, tốt, người đứng lên đi. Cô tin tưởng ngươi. Hắn là chân tướng tin thương lãng quân, bởi vì lúc này, duy nhất có thể chống lại la quân, chỉ có hắn thương lâm đế quân. Thương lãng quân lúc này tuyệt đối không có năng lực thay vào đó. Chính mình chết, đối thương lãng quân là không có một chút chỗ tốt. Cái này thịnh thế phồn hoa, giữ vững tất cả mọi người tốt thủ không được đó chính là tổ chim bị phá chứng có an toàn lãnh đại sư tốt rất tốt cô ngược lại là kém chút quên lão gia hỏa này thương lâm đế quân nói ra người đi an bài một chút đem các cao thủ điểm đủ cùng một chỗ phá trận đúng phụ hoàng thương lãng quân ầm vang hẳn là sau đó thương lâm đế quân đi gặp dịch giáo sư tối tăm địa lao chi dịch giáo sư mỏi mệt không chịu nổi cái kia tiểu thanh long đã rơi hầu ở dịch giáo sư bên người làm thương lâm đế quân trước đến thời điểm tiểu thanh long phát ra phẫn tiếng giống giận dữ thương lâm đế quân lại là không đại lý hội cái kia tiểu thanh long cô cuối cùng vẫn là cái kia tặc tử làm khí linh là giả hắn tìm thời gian đến khôi phục thực lực là thật thương lâm đế quân nói ra bây giờ hắn hùng hổ dọa người cô cũng đã khó có thể chống đỡ thương lâm đế quân mắt lóe qua một sợi vẻ mệt mỏi dịch giáo sư nghe vậy không khỏi hoảng sợ cái này sao có thể tại cái này thần nông đỉnh bên trong ai có thể là đối thủ của ngươi dịch giáo sư không thể tin nói ra thương lâm đế quân lạnh hừ một tiếng nói ra có cái gì không có khả năng trong thiên hạ này pháp khí cũng không phải chỉ có thần nông đỉnh tiểu tặc kia thân thể có nhất pháp bảo bối tên là sơn hà xã tắc đồ sơn hà xã tắc đồ dịch giáo sư lần nữa chấn kinh thương lâm đế quân nói ra không sai Dịch giáo sư nói ra Căn cứ thần nông đỉnh nguyên thai chi cổ lão trí nhớ Năm đó thần nông hoàng chế tạo thần nông đỉnh Sưng hùng một phương Mà cùng thần nông đỉnh tịnh sưng có chu tiên tứ kiếm Sơn hà xã tắc đồ Còn có thất bảo diệu thụ Thập nhị phẩm công đức kim liên Người sai Thương lâm đế quân nói ra Người nói chu tiên tứ kiếm Sơn hà xã tắc đồ Đều chính là thánh nhân chi vật Mà thần thái nông hoàng cuối cùng không phải thánh nhân Tiểu tặc kia cầm sơn hà xã tác đồ, độc chiến không dưới hắn, lại có cái gì quái? Dịch giáo sư nói ra, là quần tu vi có hạt, lấy hắn tu vi không phát huy ra sơn hà xã tác đồ uy lực. Thương lâm đế quân nói ra, cô lại làm sao có thể đem thần nông đỉnh uy lực toàn bộ phát huy ra? Huống chi thần nông đỉnh có nhiều nhân khẩu như vậy tồn tại. Dịch giáo sư biến sắc, hắn nghĩ đến cái gì, thân thể khẽ run lên, hắn nói ra, thương lâm. Ngươi hôm nay đến nói với ta những thứ này, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn không để ý thiên hạ này chúng sinh phát động thần nông kiếp hỏa? Thương Lâm đế quân nói ra, không phải cô muốn đi đến một bước này, mà chính là nếu như tiểu tặc kia đem cô bước đến một bước này. Như vậy, cô cũng sẽ máu nhuộm thương khung, sẽ không tiếc. Dịch giáo sư giận tím mặt, nói ra, Thương Lâm, ngươi thật là Ngươi mãi mãi cũng là như thế tự tư, mãi mãi cũng cảm thấy người khác có lỗi với ngươi. Là quân sự tình, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Hắn là không phải đã nói, chỉ muốn trợ giúp hắn bằng hữu rời đi. Có thể ngươi để hắn rời đi sao? Là ngươi đem hắn từng bước một bước đến nước này. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn tranh với ngươi cái gì, tính tới giờ này ngày này, chỉ cần ngươi nguyện ý hơi thở binh, ta tuyệt đối có thể tin tưởng, là quân thì nguyện ý nhượng bộ. Hơi thở binh, thương lâm đế quân đột nhiên cười lạnh người trong thiên hạ chết sạch thì sao thần nông đỉnh bây giờ đã cho người ngoài biết người trong thiên hạ này nếu là làm nhiên liệu này chết sạch lại có thể trợ giúp cô giết tiểu tặc kia đoạt sơn hà xã tắc đồ cái này chẳng phải là lớn nhất có lời mua bán muốn cô cùng tiểu tặc kia hơi thở binh mơ tưởng thời khắc đó sương làm nhục là thương lâm đế quân tuyệt đối không thể tiêu tan người điên người thật điên thương lâm người đang làm trời đang nhìn, người sớm muộn sẽ đem chính mình chôn vùi, dịch giáo sư nói ra. Thương lâm đế quân cười lên ha hả, sau đó, hắn nói ra, dịch hành chi, hãy đợi đấy. Tại thương lâm đế quân sau khi đi, dịch giáo sư trách trời thương dân, hắn thống khổ vạn phần nói với tiểu thanh long, long nhi, người nói ta nên làm cái gì. Tiểu thanh long lẻ lưỡi lắp lấy dịch giáo sư tay, nó tại tận năng lực chính mình tới dỗ dành dịch giáo sư. Thương lâm cả đời này, chưa bao giờ từng chịu đựng ngăn trở. Hắn là cái bị sủng hư hài tử, hiện tại, hắn cái gì điên cuồng sự tình đều làm ra được. Dịch giáo sư nói ra, một khi hắn dẫn động thần nông kiếp hỏa, đến lúc đó, sinh linh đổ thán, đó là vô tận tội nhiệt A. À. Không được, ta phải nghĩ biện pháp đi cùng la quân liên lạc. Để hắn đi, chỉ cần hắn đi, thương lâm không biết dẫn động thần nông kiếp hỏa. Tiểu Thanh Long đột nhiên kêu lên. Nó cũng sẽ không miệng nói tiếng người nhưng lại có thể ôn hòa giáo sư tâm linh giao lưu tiểu thanh long chủ quan thì là giáo sư không thể làm như vậy không thể vì cái gì dịch giáo sư nói ra tiểu thanh long nói ra chính như ngài nói thương lâm là bị sủng hư hài tử nhưng một mực không có người dạy cho hắn huấn hắn hội càng ngày càng vô pháp vô thiên dạng này người trưởng khống toàn bộ đế quốc này sẽ là tất cả mọi người tai nạn hiện tại hắn nhất định phải đạt được giáo huấn dịch giáo sư nói ra nhưng hắn đạt được giáo huấn lại hại chết toàn bộ đế quốc sinh linh tiểu thanh long nói ra ngài phải tin tưởng hết thảy tự có thiên số thiên số dịch giáo sư ngốc ngẩn ngơ la quân bên này tiêu phí một ngày thời gian rốt cục đem tất cả mọi người độ hóa bây giờ la quân tay thực lực tăng nhiều bao quát chiến cuồng bọn người hắn tay thực lực đã có thể cùng thương lâm đế quân ganh đua cao thấp la quân cùng áo đen tố trinh thương lượng chúng ta đi cùng thương lâm giao chiến, để bọn hắn đánh vào vương cung, đem dễ dàng giáo sư bọn họ toàn bộ doanh cứu ra. Áo đen tố trinh quả quyết cự tuyệt, không được. Ừm, La Quân nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, diễn lại trò cũ, thương lâm cũng không phải ba tuổi tiểu nhi. Nàng đón đến, nói, trước đó nhất chiến, chúng ta vẫn chưa lấy được thắng lợi. Thương lâm đột nhiên rời đi là có dự định, lần này giao chiến, chỉ sợ thương hội chuẩn bị tốt người đến phá ta sơn hà xã tắc đồ cho nên chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn người cứu ra lại nhiều người nếu là người ta thua với thương lâm như vậy hết thảy đều là uổng công trái lại nếu như chúng ta hai người giết thương lâm như vậy hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng có đạo lý là quần nhãn tình sáng lên nói ra nhìn không ra người thông minh như vậy áo đen tố trình bạch liếc một chút nói ra ta biết tại trong lòng ngươi ta vẫn luôn là lỗ máng không não vậy nhưng tuyệt đối không phải, là quân lập tức nói ra. Đi, áo đen tố trinh cũng không lại trì hoãn, bây giờ, nàng đã đối thương lâm đế quân chẳng sợ hãi. Tại cái kia vương cung hư không, là quân thi triển đại na di thuật trong nháy mắt đến. Hư không chi, là quân quát to, thương lâm tiểu nhi, lăn ra đến nhận lấy cái chết. Hắn liên tiếp uống lớn ba tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Thần đều mọi người nhao nhao nhìn hướng lên bầu trời tại cái này vương cung phương viên hơn 10 dặm chính là là tuyệt đối khu vực cấm bay cho nên cũng không có người có thể nhìn đến vương cung hư không đến cùng chuyện gì phát sinh tiểu tặc trong vương cung thương lâm đế quân nghe vậy phẫn nộ hắn làm sao có thể đầy đủ không giận hắn là thiên hạ trí tôn hắn là đế quân là vương là trí cao không tồn tại tại người trong thiên hạ đều kính sợ hắn mà la quân thế mà tại trước mặt mọi người gọi thẳng thương lâm tiểu nhi đây là hồ thẹn đại nhục a hắn cảm thấy mình nếu như hôm nay không đem la quân giết hắn không mặt mũi lại nhìn dưới trời người mà đứng tại la quân góc độ cái này thương lâm suốt ngày cũng là gọi hắn tiểu tặc tặc tử vung hắn làm thù địch mới không có khả năng đến trả hô đế quân mang theo kính ngữ sau đó cái này mâu thuẫn điểm quả thực là vừa chạm vào tức đốt thương lâm đế quân bên này cũng đã chuẩn bị tốt ngay sau đó thương lâm đế quân chỉ huy thương lãng quân còn có hắn một đám cao thủ hoàng tử hoàng tôn, còn có dư long cảnh, thần cảnh, hết thảy ước chừng hơn trăm tên cao thủ toàn bộ đi ra. Đây mới thực là dốc toàn bộ lực lượng, cũng là quyết nhất tử chiến. La quân lập tức đối hắc áo tố trinh nói ra, dùng sơn hà xã tác đồ đem bọn hắn vây khốn, tận lực không nên thương tổn đến thần đều bách tính. Áo đen tố trinh nói ra, người ngược lại là lòng từ bi. La quân nói ra, có thể miễn thì miễn mà. Áo đen tố trinh nói ra, ta tận lực hai người thương lược, mà đồng thời, thương lãng quân đám người đã đem la quân trồng chất bao vây lại. Đó là chân chính kín không kẽ hở. Nơi này đã phát sinh hết thảy cũng triệt để bị ngăn cách. Ngoại giới tuyệt đối không nhìn thấy trong kết giới tình huống. Thương lâm đế quân một thân mãng bào, hắn trường thân ngọc lập, lạnh lùng đứng tại la quân mặt trước 30 mét chỗ. Hai người tại hư không chi đứng đối mặt nhau. Tiểu súc sinh, thương lâm đế quân nghiến răng nghiến lợi, hắn chỗ có phong độ đều đã không còn sót lại chút gì lần này ngươi rơi vào cô tay cô sẽ để cho được người bộ cầu thí lời đã nói rất nhiều lần là quân đánh gãy thương lâm đế quân lời nói ngươi không nói phiền ta đều nghe phiền bước bước lầm bẩm cái gì có bản lĩnh động thủ a giống thương lâm đế quân triệt để bạo tẩu giết thương lâm đế quân bạo giống một tiếng thương thiên chi nộ thế giới chi kiếm ầm ầm Thương Lâm Đế Quân tuyệt không mềm tay, tới là đại sát chiêu, đại tuyệt chiêu. Toàn thân hắn phía dưới, pháp lực nhấp nhô, khí kình phủ đầy, quần áo không gió từ trống. Thương thiên chi nộ, ngàn vạn đạo lôi điện oanh sát hướng La Quân. La Quân lập tức không dám miệng pháo, đem cái kia quyền khống chế giao cho áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh cũng biết, Thương Lâm Đế Quân là muốn ép ra bản thân sơn hà xã tắc đồ. Hai người này giao thủ, nàng không ra sơn hà xã tác đồ là tuyệt không có khả năng. Lấy, áo đen tố trinh trong nháy mắt thi triển ra sơn hà xã tác đồ. Cái kia một cái chớp mắt, sơn hà xã tác đồ sắp hiện ra chàng tất cả mọi người bao phủ đi vào. Phải nói là hư không phạm vi ngàn dặm, toàn bộ bao phủ đến sơn hà xã tác đồ bên trong. Bao quát những cái kia ở trên không bay lượn lơ lửng xe chạy nhanh. Vân vân, chỉ là những người kia còn không biết rõ trước mắt tình huống mà thôi lôi kiếp bạo sát mà xuống, áo đen tố trình vận chuyển sơn hà xã tắc đồ, liền dùng thái hồ chi thủy, thập vạn đại sơn gánh chịu cái này thương thiên chi nộ sức mạnh sấm sét. Một chiêu này, đối sơn hà xã tắc đồ tới nói, là lông tóc không tổn hao gì. Chiêu thứ hai, thế giới chi kiếm theo chém xuống. Sơn hà vận chuyển, bài trừ hư ảo. Từng tòa đại sơn hư ảnh xuất hiện, quá bờ sông chi thủy hóa thành ngàn đầu thái cổ thiên long quay chung quanh đại sơn. Thế giới chi kiếm chém xuống, toàn bộ hóa thành hư vô. Thương Lâm Đế Quân lực lượng cuối cùng vẫn là không làm gì được Sơn Hà xã tắc đồ. Nhưng Thương Lâm Đế Quân đã có so đo, cái kia một cái chớp mắt, Thương Lãng Quân bọn người bắt đầu phá trận. Riêng là lãnh đại sư, hắn đối với trận pháp nghiên cứu cực chi sâu, những cao thủ này cũng bắt đầu phá trận. Mà áo đen tố trình đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nàng cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều. Cái kia Sơn Hà xã tắc đồ bên trong sơn hà cuồng mãnh vận chuyển, có thể thấy được các loại chân dị thú, có thể thấy được thiên trọng núi, vạn trượng thụ, có thể thấy nhiều thái cổ thần thú. Vân vân. Đương nhiên, thái cổ thần thú là bị phong ấn lại. Áo đen tố trinh cũng không thể điều động những cái kia thần bí lực lượng. Chỉ là, trận pháp vận chuyển về sau, đại hơn cao thủ đều bị phân biệt phây khốn. Mà áo đen tố trinh bên này bị độ hóa cao thủ lại là quần khởi mà công, đem những cao thủ kia giết giết, gãi gãi quả thực là thế như trẻ tre. Riêng là cái kia lãnh đại sư, trực tiếp ngay đầu tiên bên trong bị khống chế lại. Áo đen tố trinh phát giác lãnh đại sư thần diệu, lập tức phái huyết mãng cùng chân trời đánh giết lãnh đại sư. Đáng thương cái kia lãnh đại sư, đệ nhất đại sư, lại là liền trước mặt trận pháp đều không thấy rõ ràng, trực tiếp bị huyết mãng chém giết. Thương lãng quân cũng bị một đám cao thủ vây quanh, kêu khổ liên tục. Thương lâm đế quân thủ hạ cao thủ, thực lực vẫn là tại áo đen tố trinh tay một nhóm người này chi nhưng mấu chốt là bọn họ toàn bộ đều tại sơn hà xã tắc đồ bên trong áo đen tố trinh vận chuyển sơn hà xã tắc đồ từng nhóm quần ẩu cứ như vậy thương lâm đế quân thủ hạ chính là binh bại như núi đổ thương lâm đế quân một phương tuyệt đối không ngờ rằng là quân bên này thế mà đem cái này rất nhiều cao thủ cho độ hóa trước đó chiến cuồng sự tình thương lâm đế quân không phải là không có tỉnh tháo nhưng hắn cũng đoán được cái kia hẳn là là la quân đại số mệnh thuật gây nên mà lúc này thương lâm đế quân là biết la quân đại số mệnh thuật đã mất đi hiệu lực cái kia số mệnh kiếp hỏa thiêu đốt thương lâm đế quân tâm lý rõ ràng vô cùng còn có thương lâm đế quân cũng biết la quân đại số mệnh thuật khống chế chiến cuồng là cái ngẫu nhiên cũng cần thời gian rất lâu còn muốn càng lớn đại giới cái này quả quyết không có trong vòng một đêm đem hắn hơn trăm cao thủ toàn bộ đều độ hóa đạo lý a thương lâm đế quân không tưởng được cho nên giờ phút này bị đánh trở tay không kịp hắn tại cùng áo đen tố trình ứng chiến đồng thời liền cảm giác được chính mình đời đời con cháu chết thương tổn thương tổn liền thương lãng quân đều nhanh muốn nhịn không được đáng giận tặc tử đáng giận thương lâm đế quân biết lúc này đến sinh tử tồn vong cấp độ hắn không thể không được ăn cả ngã về không tiểu xúc sinh là ngươi bức cô thương lâm đế quân hai mắt huyết hồng. Sau đó, hắn câu thông thế giới chi lực. Cái kia sơn hà xã tác đổ bên ngoài, mây đen phun trào. Đột nhiên, mây đen bị thế giới chi lực còn có nguyên thai chi lực ầm ầm một chút, thiêu đốt thành vô biên hỏa diễm. Toàn bộ cả mảnh trời hư không bốc cháy lên. Đáng giá nói chuyện là, thần nông thế giới bên trong bầu trời, đám mây, mặt trời, vốn là không phải chân chính vật thật mà chính là thần nông tổ thần căn cứ ngoại giới vật chất lấy đại pháp lực cấu tạo mà thành. Cho nên giờ phút này, thường lâm đế quân đem thần nông kiếp hỏa đốt đồng thời, cũng chẳng khác gì là mở ra Pandora ma hộp. Một ngày này, đối với thần nông thế giới mọi người tới nói, là không bình tĩnh. Không ai từng nghĩ tới, ngày tận thế dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị tiến đến. Tại thần đều một cái bình thường hộ gia đình trong nhà, triệu minh là cái phổ thông mới sinh. Tại hắn trong sinh hoạt, luôn luôn đều là không có chút rung động nào. Hắn tuổi thơ, sữa bò, trò chơi điện tử, máy tính, trò chơi, còn có đám tiểu đồng bạn. Phụ mẫu là tiền lương tộc, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về. Cái nhà này rất vui vẻ. Hắn cũng thích xem điện ảnh, điện ảnh bên trong có rất nhiều siêu cấp anh hùng. Như bị côn trùng cắn qua mà biến dị hiệp, như theo ngoài vũ trụ tới nắm giữ siêu năng lực hiệp, rất nhiều rất nhiều hiệp. Đế quốc chi Duy chỉ có không thể nâng lên tu chân giả. Mang theo tu chân giả phim đều là tuyệt đối không thể qua thầm. Tại triệu minh tiếp nhận giáo dục bên trong, tu chân giả cũng không gọi tu chân giả mà là ác ma. Là thủ ma quỷ dụ hoặc đọa lạc thành ác ma người. Bọn họ sau khi chết là muốn phía dưới 18 tầng địa ngục. Triệu minh tiếp nhận giáo dục chi, cái thế giới này là thuộc về khoa học, hết thảy vật chất đều là có khoa học căn cứ. Như tu chân người nắm giữ những cái kia phi thiên độn địa, đều là không chân thực, không khoa học. Một ngày này, hắn như thường ngày, tại tự học buổi tối trước đó về nhà ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, lại đi trường học tự học buổi tối. Hắn là học sinh. Tại hắn thừa dịp mẫu thân nấu cơm khe hở, hắn tại máy vi tính chơi lấy trò chơi thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Trời ạ, à, bầu trời bốc cháy lên. Xong, xong ngày tận thế muốn tới trốn a à. đó là từng mảnh từng mảnh việt vọng thanh âm bốn phía đều tràn ngập điên cuồng còn có vật nặng rơi xuống đất truyền đến ầm ầm thanh âm triệu minh giật mình hắn vội vàng xông ra phòng cái này một cái chớp mắt triệu minh nhìn đến từ lúc chào đời tới nay suốt đời khó quên tràng diện đây là bất luận cái gì điện ảnh khoa huyễn phim lớn đặc hiệu đều không thể chế tác được tràng diện cái kia thiên không Toàn bộ cả mảnh trời hư không bốc cháy lên lửa nóng hừng hực tới. Khắp nơi chi nhiệt độ kịch liệt lên cao, khiến người ta cảm thấy khô nóng khó nhịn. Vô số lơ lửng xe chạy nhanh, máy bay chờ một chút, đều theo hư không rơi xuống, nện ở nóc nhà, mặt đất. Đường cái, một mảnh điên cuồng, mọi người đâm quàng đâm xiên, có trực tiếp bị nện chết. Có bị bị kinh sợ mất khống chế hơi xe đụng chết. Có xe hơi đụng vào đám người chi, trung tâm mua sắm chi còn có càng tệ hơn huyền phù thành thành phố đoàn tàu quỹ đạo bị nện nát sau đó lao xuống toàn bộ thần đều loạn thành một đống triệu minh hoảng sợ ngốc mẫu thân hắn rất nhanh cũng theo đi ra tình huống này hiển nhiên là mẫu thân hắn cũng chưa thấy qua sau đó triệu minh cùng mẫu thân cũng không dám tránh vào trong nhà chỉ dám hướng ra phía ngoài chống trải địa phương chạy tới càng kinh khủng tình huống tiếp tục đang phát sinh lấy cái kia lửa nóng hừng hực ở trên không hình thành to lớn lốc xoáy cái kia lốc xoáy khoảng chừng phạm vi ngàn dặm rộng vô số xe hơi nhân loại động vật các trồng đồ vật bị hút vào đến vòng xoáy chi hình thành nhiên liệu tận thế tận thế đến đều phải chết trốn không thoát toàn bộ đều phải chết a à. đủ loại tuyệt vọng thanh âm tràn ngập vô số người bị hút vào đến kiếp hỏa chi chết oan chết uổng vương cung trận pháp đổ sụp vương cung chi thị vệ chờ một chút toàn bộ chạy trốn. Dịch giáo sư bọn người ngược lại đạt được tự do, cái kia tiểu Thanh Long sông mở cấm đoán, mang theo dịch giáo sư đi nghĩ cách cứu viện người khác. Toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Đó là cực kỳ khốc liệt một màn. Dịch giáo sư Thiên Đạo học viện người sống sót, còn có Quy Thuận Vương cung người đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đi vào dịch giáo sư bên người. Dịch giáo sư nhìn đến cái kia hư không to lớn thần nông kiếp hỏa lốc xoáy, hắn mắt toát ra vẻ thống khổ vậy phải làm sao bây giờ một tên dịch giáo sư thủ hạ tu chân giả hỏi dịch giáo sư hắn cũng rất là lo lắng đây là thần nông kiếp hỏa kiếp hỏa cả đời toàn bộ thần nông thế giới đều muốn trở thành nhiên liệu đều phải chết chúng ta đều phải chết có người đáp lại nói ra không bằng chúng ta bây giờ lập tức rời đi thần nông thế giới lại có người nói không thể rời bỏ dịch giáo sư nói ra thần nông thế giới cửa vào đã phong bế toàn bộ đều không đường có thể trốn Vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta thật chỉ có thể chờ đợi chết sao? Tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong, áo đen Tố Trinh cũng cảm nhận được thần nông kiếp hỏa khủng bố. Cái này Thương Lâm đúng là điên, La Quân cũng cảm thấy không ổn. Hắn nói tiếp, ta cảm nhận được thế giới bên ngoài tại đổ sụp, hỏng bét, 300 triệu sinh linh đều gặp nguy hiểm. Áo đen Tố Trinh nói ra, 300 triệu sinh linh đều là Thương Lâm tại hỏa. Hắn đã đều không để ý chúng ta có cái gì tốt quan tâm không được là quân cháy gấp như lửa đốt hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy 300 triệu sinh linh đây là khái niệm gì từ trước tới nay chiến tranh sử cũng không có qua dạng này thương vong chết một triệu người đã là một cái rất con số khủng bố ta nhất định muốn ngăn cản thương lâm là quân giọng nói lăng lệ nói ra liều lĩnh nhất định muốn ngăn cản trước hết giết thương lâm Áo đen Tố Trinh không nghĩ tới là quân kiên quyết như vậy, nàng có chút đau đầu, nói ra, kiếp này lửa đối với ta Sơn Hà xã tác độ áp chế rất sâu. Ta nhất định phải toàn lực phòng ngự, nhưng là như kiếp hỏa toàn bộ bốc cháy lên, Sơn Hà xã tác đồ cũng sẽ thụ tổn hại nghiêm trọng. Mà cho đến lúc đó, Thương Lâm Thiêu đốt thần nông thế giới, tương đương với trừ bỏ chìm a, hắn hội hoàn toàn trưởng khống thần nông đỉnh. Chúng ta tình cảnh hội rất không ổn, hiện tại phương pháp tốt nhất là rời đi thần nông thế giới. Tuy nhiên thần nông thế giới xuất khẩu phong bế, nhưng ta lấy sơn hà xã tác đồ đến vị ấn, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Không thể đi, là quân trầm giọng nói ra, bạch tố trinh, ta cầu ngươi, nghĩ biện pháp cứu người. Nếu như cái này 300 triệu sinh linh vì vậy mà chết, ta cả đời này đều không có cách nào an tâm. Áo đen tố trinh nói ra, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà chính là kiếp này lửa thiêu đốt đến quá lợi hại. Hiện tại thương lâm tránh tại kiếp hỏa chi nàng đón đến nói ra tốt chết đi chúng ta xông vào kiếp hỏa chi la quân nghĩa vô phản cố hắn nói ra tốt áo đen tố trinh nói ra nếu là bởi vậy chúng ta đều chết thê tử ngươi nàng hội thông cảm ta lựa chọn la quân nói ra đi áo đen tố trinh không nói thêm lời nàng xưa nay băng lãnh nhưng không có nghĩa là nàng vô tình nàng cho rằng la quân là cái lề mề chậm chạp người nhưng nàng thực cũng là thưởng thức la quân khẳng khái bi kha trách trời thương dân một tiếng ầm vang áo đen tố trinh đem sơn hà xã tắc đồ thu nhỏ các nàng ẩn thân sơn hà xã tắc đồ bên trong liền hướng cái kia kiếp hỏa tâm xông tới giết kiếp hỏa hình thành to lớn lốc xoáy cái kia kiếp hỏa đem thiên địa bao trùm thương lâm đế quân vẫn chỉ là bắt đầu dùng kiếp lửa đốt cháy sơn hà xã tắc đồ lại không nghĩ rằng la quân sẽ trực tiếp tiến vào kiếp hỏa tâm muốn chết ha ha, thương lâm đế quân thấy thế, không khỏi cười lên ha ha. Cái kia kiếp hỏa chi, vô cùng pháp tắc vận chuyển, không gian tầng tầng lớp lớp. Khác biệt là, mỗi một cái không gian bên trong, đều có khủng bố kiếp hỏa thiêu đốt. Áo đen tố trinh không ngừng tiêu trừ quy tắc, nhưng lại tựa hồ như mãi mãi cũng đến không kiếp hỏa tâm địa điểm. Mà lại, kiếp này lửa lợi hại vô cùng, cho dù là sơn hà xã tác đồ cũng chịu ảnh hưởng. Nếu là pháp bảo tầm thường, sớm đã trở thành kiếp cho. Thần nông thế giới bên trong, ước vạn sinh linh chính là thịnh vượng nhất nhiên liệu. Cho dù là tiên khí nhốt ở bên trong, cũng là hậu quả đáng lo. Thương lâm đế quân đã dám làm như thế, là có niềm tin rất lớn. Tiếp tục như vậy, Sơn Hà xã tác đồ thực sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Áo đen tố trinh hướng là quân nhíu mày nói ra, chỉ tiếc, ta cũng không có cách nào đem Sơn Hà xã tác đồ lực lượng toàn bộ phát huy ra. Lúc này, cái này không gian quy tắc biến hóa khó lường, ta cũng có chút thúc thủ vô sách. Là quân cũng là đau đầu. Tiểu Súc Sinh, Thương Lâm Đế Quân lệ tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, ngươi cho rằng ngươi đến một món pháp bảo liền có thể cùng cô chống lại. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám can đảm ở cô trước mặt vô lễ, cô sẽ để cho ngươi phải trả cái giá nặng nề. Kiếp này lửa, là ngươi bị chết chi địa, không có người can đảm dám đối với cô vô lễ, đây là ngươi mạo phạm cô xuống tràng. Thương Lâm là quân nghiêm nghị quát nói người ta ân oán bất quá tự oán vì tự oán người thế mà đem cái này ức vạn sinh linh coi như nhiên liệu như thế hành động cũng xứng làm đế quân người quả thực là không bằng heo chó thương lâm đế quân nói ra đây đều là ngươi một tay tạo thành cô chính là thiên tử chính là đã nói là làm người tiểu xúc sinh này dám can đảm ngỗ nghịch cô ha ha đây hết thảy toàn bộ đều là ngươi hại thế có như vậy một loại người nhận vì tất cả mọi thứ đều là người khác sai như dịch giáo sư nói thương lâm đế quân tuy nhiên sống mấy trăm tuổi nhưng hắn vẫn là cái bị sủng ngư hài tử đứa bé này chỗ phạm sai lầm đã không phải là sai lầm đơn giản như vậy hắn là tại phạm tội phạm tội lớn ngập trời kiếp hỏa chi là quân cùng áo đen tố trinh rất cảm thấy nung nấu sơn hà xã tác đồ bên trong sơn hà động giao động cái kia thập vạn đại sơn bắt đầu toát ra khói xanh đất khô cằn Vậy quá bờ sông Chi Thủy, bắt đầu sôi trào, thủy ngư, không ngừng lật lăn ra đến, sau cùng phần lớn đều chết tại nước. Từng mảnh từng mảnh thanh sơn bắt đầu hóa thành đất khô cằn, cây cỏ bốc cháy lên. Như vậy đi xuống, cho dù là thần diệu sơn hà xã tác đồ cũng có thể sẽ này biến thành cho bụi. Đó cũng không phải sơn hà xã tác đồ kém thần nông đỉnh, mà chính là sơn hà xã tác đồ thủy chung tại thần nông thế giới chi. Mà lại, thần nông kiếp hỏa hấp thu ức vạn sinh linh vì nhiên liệu, loại này thương tổn, quá mức khủng bố. Mặt khác, còn có một một nguyên nhân trọng yếu. Đó là Sơn Hà xã tác độ uy lực, Thủy Trung chưa từng bị phát huy ra. Chỉ ít hiện tại, thần nông đỉnh uy lực là phát huy ra tầng 5, mà Sơn Hà xã tác đồ thì không đến một tầng, cái này khác nhau một đi không trở lại. Tình huống càng trở nên không ổn lên. Áo đen tố trinh nghiêm túc nói ra, hiện tại biện pháp duy nhất, muốn đi phóng thích Sơn Hà xã tác đồ bên trong thái cổ thần thú. Chỉ là, cái này thần thú một khi trốn tới, hậu quả cũng là không thể tưởng tượng nổi. Là quân cũng là không có cách nào, hắn nói ra, quản chẳng phải nhiều, nếu là chúng ta bị giết, toàn bộ thần nông thế giới đều muốn xong đời. Tốt, áo đen tố trinh lập tức thân hình lóe lên, tiếp lấy đến sơn hà xã tác đồ một nơi. Đó là một chỗ thâm uyên, thâm uyên rộng lớn không, chừng hơn trăm dặm phạm vi. Liếc nhìn lại, chỉ gặp cái kia phía dưới trăm mét chỗ, sương mù màu trắng lao nhanh, giống như là đến bồng lai tiên cảnh một dạng. Có trận pháp tại phong ấn lại mới, La Quân lập tức nói ra, hắn cảm nhận được cái kia phía dưới xương trắng cuồn cuộn, thế mà ẩn chứa vô cùng không gian pháp tắc, còn có rồi rào năng lượng ba động. Áo đen tố trinh nói ra, đương nhiên sẽ có trận pháp, thái cổ thần thú, cái kia là tuyệt đối cường đại tồn tại. Nếu không có trận pháp phong ấn, bọn họ sớm đi ra. Trận pháp này, làm sao phá? La Quân hỏi. Áo đen tố trinh nói ra, ta là Sơn Hà xã tác đồ chủ nhân, muốn phá trận pháp này cũng không khó. Hiện tại, người toàn lực phối hợp ta. La quân trong lòng có chút bất an, nhưng cũng là không có hắn biện pháp. ầm ầm áo đen tố trinh âm dương pháp lực liên tục đập vào, tại ba lần đập vào về sau, cái kia phía dưới năng lượng phong ấn liền xuất hiện một tia vết nứt. Nhưng lúc này, cái kia phía dưới đột nhiên phát sinh biến hóa một cỗ vô cùng rồi rào lực lượng đột nhiên đánh tới. ầm ầm cái kia trận pháp mặt xuất hiện vô số dạn nứt văn, phía dưới lần nữa va chạm. ầm ầm tất cả trận pháp phong ấn toàn bộ phá nát. Giống, 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 tam sinh giống to, âm thanh chấn cửu tiêu, cái này ba cỗ mạnh mẽ tiếng gầm phát ra, tựa như âm khiếu sóng biển hung hãn đụng giết ra tới. ầm ầm sóng âm chấn động, rời núi lấp biển la quân liền cảm giác được màng nhĩ run lên cả người đều nổi da gà hắn không khỏi trong lòng hoảng sợ ta thiên cái này thái cổ thần thú như thế nào khủng bố như thế hỏng bét hết thảy ba con thái cổ thần thú hiện tại phong ấn phá vỡ toàn bộ đều đi ra cái này không dễ làm áo đen tố trinh tâm hướng xuống chìm la quân cũng cảm thấy sự tình phức tạp hắn biết thái cổ thần thú lợi hại lại không nghĩ rằng cái này thái cổ thần thú lợi hại đến tình trạng như thế đón lấy, La Quân liền gặp một tòa màu đen cự sơn ẩm ẩm bay tới. Cái kia cũng không phải là thật cự sơn, mà chính là thần thú. Cái kia thần thú quanh thân vảy giáp màu đen, La Quân cũng không thấy rõ ràng diện mục thật sự. Áo đen tố trinh lập tức đem sơn hà xã tắc đồ chấn động, liền đem cái này thần thú dung ra sơn hà xã tắc đồ. Đồng thời, cái kia phong ấn bên trong, mặt khác hai đầu thái cổ thần thú đang muốn phá phong mà ra. Ngay vào lúc này, bầu trời chi, một tươi đẹp huyết dịch hướng về cái kia thâm uyên vân địa. Ầm ầm một chút, tại cái kia vân vụ hư không, huyết quang lóe lên. Lập tức, mới trận pháp bố thành. Đáng giận, dưới vực sâu kia mới truyền đến thần thú tiếng gào thét, nữ oa, người rốt cuộc muốn khốn bổn tỏa tới khi nào? Đó là tuyệt vọng tiếng giống. Hơn 4000 năm, cho tới hôm nay, người còn không chịu thả chúng ta ra ngoài. Nữ oa, người thật là ác độc. Dần dần, thanh âm kia bắt đầu chìm xuống, thẳng đến La Quân bọn người cái gì đều nghe không được. Nhưng La Quân có thể cảm giác được cái kia thần thú tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, còn có phẫn hận. La Quân ngược lại sẽ không đồng tình những thần thú này, hắn đồng tình tâm còn không có tràn lan đến loại tình trạng này. Loại này thần thú, pháp lực cao thâm, lực lượng hung hãn. Thả sau khi ra ngoài, không biết sẽ chọc cho ra loạn gì đây. Sơn Hà xã tác đổ bên ngoài, hướng giết ra ngoài thần thú chính là thao thiết. Cái kia thao thiết dài đến 100 trượng, từ xa nhìn lại, là một ngọn núi. Toàn thân nó dưới đều là cứng rắn vảy giáp màu đen. Cái này thao thiết bị giam cầm đã lâu, được từ từ, chính là vui cực mà cuồng. Nó lại không nghĩ rằng, vừa ra sơn hà xã tắc đồ, lập tức xa vào đến cái kia vô cùng vô tận kiếp hỏa chi. Giống, thao thiết phát ra thống khổ gào thét thanh âm, nó lực lượng cường hãn vô cùng, huy động cự trảo, pháp lực cùng lực lượng chạy giết ra ngoài cấp tốc đem kiếp hỏa một chút không gian quy tắc xé rách thành phấn vụn. Đáng giận, thao thiết bạo giống liên tục, tại kiếp hỏa chi tán loạn. Gợn sóng không gian xuất hiện, áo đen tố trinh nhìn thấy cái kia trận pháp một lần nữa phong bế, thở phào một hơi. Đồng thời chú ý tới thao thiết đâm vào gợn sóng không gian, nàng lập tức điều động sơn hà xã tắc đổ trốn đến gợn sóng không gian chi. Liền là theo chân cái kia thao thiết cùng một chỗ tiến lên, tất cả áp lực đều từ thao thiết thần thú đến gánh chịu thao thiết thần thú tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng cũng không làm gì được thần nông đỉnh kiếp hỏa. Nó chỉ có thể đang dẫy ruộng khổ sở. Nó không ngừng giận mắng, thân thể truyền ra mùi cháy khét nói. Lúc này, nó tâm đem phóng thích nó đi ra nhân tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Biết sớm như vậy, còn không bằng không ra đây. Thao thiết thần thú rất nhanh phát hiện thương lâm đế quân, là ngươi cái này tạp chủng đang dở trò, bổn tọa giết ngươi thao thiết lập tức hướng thương lâm đế quân sông tới giết nó lực lượng quá cường đại mà lại nó tu vi đã đạt tới động tiên cảnh thái cổ thần thú đó cũng không phải là nói đùa riêng là bởi vì thân thể nó to lớn nó đồng dạng cảnh giới có thể phát huy ra pháp lực cùng lực lượng lại là nhân loại vô số lần thao thiết thần thú đem cái kia vô số không gian kiếp hỏa pháp tác động thành phấn vụn thương lâm đế quân không thể làm gì làm sao cũng không ngăn cản được thao thiết thần thú nếu là thần nông hoàng lần nữa, trường khống thần nông đỉnh, lại có thể để cái này nhất tôn thao thiết thần thú quát tháo. Chỉ tiếc, thần nông hoàng không tại, mà thương lâm đế quân cũng tuyệt không thể cùng thần nông hoàng tướng. Đáng giận, thương lâm đế quân cảm giác được nguy hiểm, cấp tốc phát ra thế giới chi kiếm tới. Thế giới chi kiếm cùng kiếp hỏa cùng một chỗ chém tới thao thiết. Cái kia thao thiết bị cướp lửa vây quanh, thế giới chi kiếm hung mãnh chém giết tới. Thao thiết thần thú bạo giống một tiếng, Đột nhiên há mồm, thế mà đem thế giới kia chi kiếm nuốt vào bụng chi. Muốn chết a, à, Thương Lâm Đế Quân thấy thế, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nhưng là rất nhanh, dấu vết phát sinh, Thao Thiết đem thế giới kia chi kiếm sau khi thôn vệ lại là đánh một ở no nê, nó một chút sự tình đều không có. Cái này sao có thể? Thương Lâm Đế Quân thấy thế, nhất thời hoảng sợ. Thao Thiết thần thú tiếp tục hướng phía trước phóng đi, trong nháy mắt liền đến Thương Lâm Đế Quân trước mắt. Thương Lâm Đế Quân lập tức tổ chức kiếp hỏa ngăn cản cái kia thao thiết thần thú đột nhiên há mồm. Thương Lâm Đế Quân chỉ cảm thấy trước mắt nhất thời một vùng tâm tối. Hắn xa vào đến một đầu hắc đạo thông đạo chi, cái kia thông đạo bên trong chính là đoàn đoàn huyết nhục, huyết nhục chi có vô cùng pháp lực tinh nguyên tồn tại. Trùng trùng điệp điệp pháp lực tại thông đạo chi diễn biến ra các loại quy tắc, hơn nữa còn có không gian quy tắc thôn vệ pháp tắc. Càng có một cỗ thiên nhiên tinh khí thần tiêu trừ bất kỳ lực lượng nào. Thương lâm đế quân nhất thời mất đi cùng thần nông đỉnh liên hệ. Hắn thi triển ra các loại pháp thuật đến đánh tung mãnh liệt nổ, nhưng đều phá giải chẳng nhiều thông đạo bên trong tinh khí thần cùng không gian quy tắc. Cuối hành lang, xuất hiện một đại hán. Đại hán kia nhìn kỹ, lại là một quả trái tim. Chỉ bất quá cái kia to lớn trái tim, sinh ra một cái hình người. Đại hán kia thi triển pháp thuật, thủ pháp ấn liên kết, lập tức phóng xuất ra một cỗ cuồn cuộn vô cùng pháp lực. Cái kia pháp lực dung hợp tinh khí thần hình thành 10 đạo tinh nguyên thần kiếm, tia chớp chém tới Thương Lâm Đế Quân. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Thương Lâm Đế Quân bạo giống. Hắn mất đi thế giới chi lực, lúc này lại bị quy tắc hạn chế, cuộc đời đến nay, hắn lần thứ nhất như thế bất lực. Hắn pháp lực không ngăn cản được tinh nguyên thần kiếm, một giây sau, hắn bị tinh nguyên thần kiếm phân giải. Quanh thân huyết nhục nổ tung, đại hán kia lập tức há mồm đem huyết nhục tinh nguyên toàn bộ thôn phệ về sau, huyết nhục tinh nguyên khí lại bị đại hán một miệng phun ra. Sương máu ở trong hành lang lan tràn, cấp tốc kết thành trận pháp. Thương lâm đế quân, này hồn phi phách tán. Hắn làm nhiều việc ác, trung quy là đạt được báo ứng. Mà ở bên ngoài, kiếp hỏa thiêu đốt về sau, lại không có ngừng nghỉ xuống tới. Kiếp hỏa cũng sẽ không bởi vì thương lâm đế quân tử vong mà này dừng lại, chỉ bất quá, là quân cùng áo đen tố trinh lập tức phá vỡ đến trước mắt hư ảo, theo kiếp hỏa chi trốn tới. Cái kia thao thiết thần thú cũng theo đâm vào tới. Thao thiết thần thú thực tế cũng là bị hao tổn có chút nghiêm trọng, nó quay người lại ở trên không nhìn đến áo đen tố trinh. Cũng biết sơn hà xã tác đồ tại áo đen tố trinh thân thể. Áo đen tố trinh nhìn thao thiết thần thú, cái này một cái chớp mắt, trong nội tâm nàng cũng có chút run rẩy. Bởi vì cái này thái cổ thần thú thật sự là quá cường đại, một khi động thủ, không thể tưởng tượng nổi liền thương lâm đế quân đều bị thao thiết thần thú giải quyết áo đen tố trinh không thể không cảnh giác cái kia thao thiết thần thú mắt nhìn trống không cùng kiếp hỏa lại mắt nhìn áo đen tố trinh nó tâm cũng có hoảng sợ hoảng sợ tại áo đen tố trinh sơn hà xã tắc đồ nó cũng không phải là kẻ hồ đồ chính mình chạy ra đến cái kia hai người đồng bạn lại chưa hề đi ra căn này đến cùng ý vị như thế nào nó không là nghĩ không ra sơn hà xã tắc đồ chủ nhân chính là nữ oa nữ oa hai chữ này vĩnh viễn để thao thiết thần thú trong lòng run sợ đi thao thiết thần thú ngầm nói một tiếng quay người lại liền biến mất ở tại chỗ áo đen tố trinh thấy thế nhỏ khẽ thở phào một cái nhưng lúc này cái kia không tiếp lửa còn đang hấp thu lấy thành thị bên trong hết thảy vật chất audio điện tử võ tấn bền sơn hà xã tác đồ bị hao tổn có chút nghiêm trọng bất qua Sơn Hà xã tác đồ có chính mình chữa trị công năng. Cho nên, Sơn Hà xã tác đồ đồng thời không có vấn đề gì lớn, chỉ cần không thương tổn đến căn bản được. Mà lúc này, thương lâm đế quân một mạch thế lực đối địch đã không đủ gây sợ. Sơn Hà xã tác đồ bên trong, cái kia một đám bị độ hóa cao thủ đã đem thương lâm đế quân thủ hạ khống chế khống chế, giết giết. Lúc này, toàn bộ vương cung đều là một mảnh trống rỗng trạng thái. Phải nói, đế quốc ngay tại đứng trước lớn nhất nghiêm trọng cục diện. Kiếp hỏa bốc cháy lên, như Pandora ma hộp bị mở ra, muốn lại quan, không dễ dàng như vậy. Đồng thời, cái này lại giống như là rừng rậm đại hỏa bị nhen lửa, mặc dù phóng hỏa người bị tóm lên đến, có thể hỏa thế đã kéo dài ngàn dặm, căn bản không biết nên như thế nào dốc sức cứu. Là quân cùng áo đen tố trinh lúc này không có thời gian đi cân nhắc cái kia thao thiết thần thú đào tẩu sự tình, bọn họ nhìn lấy cái kia vô cùng kiếp hỏa, cũng là phạm lên khó. Sơn Hà xã tác đồ bên trong có thái hồ chi thủy, còn có còn lại hồ nước. Bạch Tố Trinh, người thủy nhược là dung hợp chúng ta pháp tắc tinh thần, phải chăng có thể đem kiếp này lửa dội tắt? La Quân hỏi, hắn tại mở miệng hỏi thời điểm, ruột đặc bên trong biết đáp án. Nhưng hắn nóng lòng gấp, hay là hy vọng áo đen Tố Trinh có thể cho nàng ngoài ý muốn đáp án? Nếu là có thể tưới tắt, ta sáng sớm liền dùng. Cần gì phải đi phóng thích thái cổ thần thú? áo đen tố trinh nhíu mày nói ra là quần đau đầu không lúc này duy nhất đáng giá vui mừng là không có thương lâm về sau cái kia kiếp hỏa mất đi pháp lực chống đỡ liền không lại giống trước đó như vậy cuồng bạo trước đó chẳng khác gì là kiếp hỏa chi còn có cái hung hãn động cơ bây giờ chỉ ít động cơ là không có nhưng là dù vậy một mực như vậy đi xuống toàn bộ thần nông thế giới vẫn là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát đúng đi tìm giáo sư hắn hẳn là rõ ràng nhất la quân nghĩ đến cái gì ánh mắt bỗng nhiên sáng lên áo đen tố trinh lúc này cũng không có càng tốt hơn biên pháp ngay sau đó tự nhiên cũng không có ý kiến la quân lập tức hướng cái kia vương cung địa phương bay đi hắn không có hoa phí bao lớn tinh lực rất mau tìm đến dịch giáo sư tại dịch giáo sư bên người còn tụ tập rất nhiều cao thủ bao quát a à kính cũng bị cứu ra dịch giáo sư bị thương nặng giờ phút này đồng thời không có cái gì lực lượng a kính cũng lộ ra rất là uể oải dịch giáo sư một đoàn người vẫn luôn tại lầu thật chú ý kiếp hỏa toàn bộ thần đều đều loạn thành một đống nói cho đúng toàn bộ đế quốc đều loạn thành một đống lúc này mọi người tránh vào trong nhà liền sẽ không bị kiếp hỏa hấp thu mặc dù lớn điện nóng rực nhưng còn tại có thể tiếp nhận cấp độ chỉ là mọi người tâm đã tuyệt vọng đế quân trật tự đã loạn thành một bầy không ít điện lực thiết bị đều đã bị phá hư Cloud computing toàn cục theo các loại các thứ đều không có cách nào tính toán quá khứ. Đám cảnh sát lực bất tòng tâm. Khắp nơi đều tràn ngập cướp bóc, bạo lực, thậm chí cả cưỡng gian. Cướp bóc đốt xiết, đây là thuộc về tận thế cuồng hoan. Loại tình huống này nếu như trễ ngăn lại đi xuống, cho dù kiếp hỏa không có đem thần nông thế giới hủy diệt, nhân loại cũng sẽ tự mình đem chính mình hủy diệt đi. Giáo sư là quân tại dịch giáo sư trước mặt đứng nghiêm dịch giáo sư bọn người nhìn thấy la quân không khỏi ngoài ý muốn cùng cực ngoài ý muốn về sau thì là hoan hỉ là tiên sinh a kính cũng có phần kích động la quân không để ý tới mọi người cấp tốc hướng dịch giáo sư nói ra thương lâm đã chết nhưng kiếp này lửa quá hung ta cũng không có cách nào sắp tắt giáo sư ngài có thể có biện pháp thương lâm chết nghe được tin tức này lúc dịch giáo sư bọn người là ngẩn ngơ dịch giáo sư tâm tình phức tạp nhất mà a kính cái kia cả đám người lại là cuồng hỉ ác ma này rốt cục đạt được báo ứng chết tốt chết tốt chỉ tiếc tên súc sinh này tuy nhiên chết nhưng là hắn như cố tại hại người a các loại thanh âm đều có dịch giáo sư lâm vào trầm tư sau một hồi khá lâu dịch giáo sư nói ra a kính các người tất cả đi xuống đi ta có lời muốn đơn độc cùng la quân nói a à, a kính bị kinh ngạc nàng có chút ngoài ý muốn nhưng nàng gặp phụ thân nghiêm túc, cũng không dám ngỗ nghịch. Mọi người đối giáo sư tôn kính cùng cực, cho nên cũng không dám ngỗ nghịch giáo sư ý tứ. Cái này cả đám rất đi mau. Giáo sư, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Là quân đợi mọi người sau khi đi, lập tức hỏi dịch giáo sư. Dịch giáo sư chút nghiêm túc gật đầu, hắn nói ra, có điều, ta cần người hỗ trợ. Là quân lập tức nói ra, nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo dịch giáo sư vui mừng gật gật đầu hắn nói ra là quân ngươi là cái hảo hài tử vận mệnh lựa chọn ngươi quả nhiên là có nó dự định là quân thì nói ra ngài nói đi phải làm gì dịch giáo sư nói ra ta nghe thương lâm nói ngươi có sơn hà xã tắc đồ là quân sướng sờ sướng sờ hắn vốn là muốn nói mình không có nhưng rất nhanh tỉnh ngộ lại trong mắt của mọi người áo đen tố trinh là mình a à. cho nên hắn liền nói ra đúng dịch giáo sư đồng thời không có hỏi tới là quân sơn hà xã tắc đồ là từ nơi đó tới hắn nói ra sơn hà xã tắc đồ chi sơn nước đều có chính mình quy tắc pháp tắc dùng bên trong nước đến dội tắt kiếp hỏa là quân lập tức nói ra tưới bất diệt giáo sư nếu là có thể dội tắt ta sớm dùng một chiêu này dịch giáo sư nói ra một mực tưới ta có biện pháp sắp tắt là quân nhãn tỉnh sáng lên hắn tiếp mà đại hỉ nói ra xem ra giáo sư ngài đã là đã tính trước dịch giáo sư mỉm cười bất quá la quân có chút hồ nghi hắn nói ra ngài đến cùng có biện pháp nào cái này ta thật sự là có chút tốt dịch giáo sư cười thần bí nói ra thiên cơ không thể tiết lộ la quân thông tuệ hơn người hắn đột nhiên phát giác được dịch giáo sư mắt có một tia không thể diễn tả bi thương giáo sư đến cùng là biện pháp gì chẳng lẽ là ngài phải dùng tự thân tinh huyết đi dung hợp sơn hà xã tắc đồ sơn thủy." La Quân đầu chuyển rất nhanh, lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng cảm giác hoảng sợ. Dịch giáo sư thân thể hơi chấn động một chút, hắn nhìn nhiều La Quân, người thật sự là thông minh, nhanh như vậy nghĩ tới đây. Thương Lâm thua ở tay ngươi, cũng không tính oan uổng. "Cái này," La Quân nói ra. Dịch giáo sư nói ra, không muốn lề mề chậm chạp ta vốn là một cái không nên tồn tại người hiện tại nếu dùng ta bản thân chi thân có thể đổi lấy thần nông hòa bình thế giới cái này rất tốt rất tốt sao ta cũng coi là bị chết chỗ thế nhưng là là quân không biết nên nói cái gì khẳng khái chịu chết bốn chữ này nghe bi tráng kịch liệt nhưng thật muốn ứng nghiệm đến một người nào đó thân thể lúc quyết định này lại là cỡ nào khó làm cỡ nào tàn nhẫn là quân tự nhận chính mình là khó có thể làm đến khác đi lêu lỏng, kiếp hỏa mỗi nhiều thiêu đốt một phần, thương vong nhiều người rất nhiều. Nhân gian đã loạn không còn hình dáng, nhất định phải dập tắt kiếp hỏa, mới có thể cho chúng sinh lấy hy vọng. Dịch giáo sư nói ra, tốt, là quân cắn răng một cái, nói ra, chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Đây là dịch giáo sư lựa chọn. Chúng sinh tuy có thói hư tật xấu, nhưng chúng sinh cũng có linh tính. Có người đáng chết, nhưng chúng sinh không đáng chết. Một ngày này, đối thần nông thế giới mọi người tới nói, là cả đời khó quên một ngày. Là hội ghi vào đến sử sách một ngày, cũng là hắc ám một ngày. Ở đời sau chi, sử sưng hắc ám kỷ nguyên. Theo một ngày này bắt đầu, thần nông thế giới bắt đầu mới hướng đi. Chuyên chính mang đến hòa bình cùng công nghệ cao, làm thương lâm đế quân bị giết, thần nông thế giới bắt đầu quần hùng tịnh lập thời điểm, đây rốt cuộc là chuyện tốt, hay là chuyện xấu đâu. Có người địa phương, Mãi mãi cũng miễn không chém giết. Toàn bộ đế quốc đều đang khóc. Khắp nơi đều tràn ngập bạo loạn, phạm tội. Có phụ nữ đang khóc chết đi trưởng phu, có phụ thân cầm lấy dao nhọn vây quanh người nhà. Có phụ nữ đàng hoàng bị lưu manh kéo vào trong hẻm nhỏ. Nhiều vô số kẻ tội phạm hành động lại không người có thể ngăn cản. Chính là La Quân có đầy bầu nhiệt huyết, nhưng lúc này cũng là bất lực. Áo đen tố trinh tại La Quân phối hợp phía dưới rốt cục phát động thái hồ chi thủy thiên hồ chi thủy mười vạn đạo hồ nước chi thủy toàn bộ bị điều động bầu trời chi kiếp hỏa hừng hực tại lúc này bỗng nhiên trời mưa trời xanh rốt cục cảm động thiên thần hiển linh có người reo hò có người hô to trận mưa lớn này phía dưới rất nhanh mưa to như chút nước cái kia kiếp hỏa rốt cục dần dần bắt đầu dập tắt đồng thời đế quốc cao tầng bắt đầu phát ra mệnh lệnh các phương sĩ binh toàn bộ hành động, trấn áp thành thị chi náo động. Cái này đế quốc cao tầng tự nhiên là áo đen tố trinh bên này phóng thích có trách nhiệm tâm cao thủ, cùng những cái kia đế quốc quan viên cùng một chỗ tuyên bố. Kiếp hòa tại 3 giờ sau, rốt cuộc dập tắt. Dịch giáo sư hóa thành một chút thần huy chiếu xuống hồ nước chi, kể từ đó mới dập tắt kiếp hỏa Bên trong thiên địa, rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Dịch giáo sư vĩnh viễn ly khai, tiểu thanh long cùng A Kính cùng một chỗ đau buồn muốn tuyệt, mà thiên hạ tại trải qua 3 ngày ba đêm chấn áp về sau cũng rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. bị thương sau đó thành thị ninh đón một ngày mới. không khí chỉ còn có lưu lại mùi máu tươi. tại nhiều năm về sau thần nông thế giới rất nhiều quảng trường đều có như thế một bộ pho tượng. đầu chọc giáo sư ngồi lên xe lăn hiền lành nhìn lên bầu trời. sách lịch sử chi ghi chép hắc ám kỷ nguyên thương lâm đế quân đủ loại hung ác suốt cuộc bị vạch trần lộ ra, quét sạch đầu giáo sư vì dập tắt kiếp hỏa, hiến ra sinh mệnh mình. Ở đời sau chi, thần nông thế giới thần thoại hệ thống một cách tự nhiên hình thành. Trong này có ngày cha, thiên phụ là tổ thần, tổ thần thai ngén hai đứa con trai, một cái là thương lâm đế quân. Đây là bạo quân, tàn nhẫn thống trị đế quốc, quét sạch đầu giáo sư dịch hành chi, lòng mang từ bi, sau cùng vì dập tắt kiếp hỏa, dâng ra sinh mệnh quý báu. Tại cái này, hỏa hồng khăn, a kính, muộn kiếm thu, còn có chiến cuồng chờ một chút, toàn bộ đều xếp vào đến thần nông thế giới thần thoại hệ thống bên trong, càng truyền càng thần, càng truyền càng là mơ hồ. Giống như là thế giới bao la hậu thế bên trong, có quá giả quân, ngọc hoàng đại đế, có nam hải quan âm, như lai thế tôn chờ một chút, tự thành hệ thống cùng hệ thống. Mà cái này, áo đen tố trinh cùng la quân chưa bao giờ xuất hiện qua. Bọn họ vốn cũng là khách qua đường, không nên xuất hiện tại thần nông thế giới tai nạn sau đó ngày thứ ba la quân rời đi thần nông thế giới hỏa hồng khăn cũng không có cùng đi theo bởi vì nàng phải bồi muộn kiếm thu a à kính bọn họ cùng một chỗ trọng kiến thần nông thế giới la quân tại đi thời điểm cho hỏa hồng khăn lưu rất nhiều pháp bảo cùng đan dược hỏa hồng khăn cùng la quân lưu luyến chia tay nàng nói nói ra sư phụ một ngày nào đó ta sẽ đi tìm ngài ngài nói địa chỉ ta hội một mực nhà tù nhớ kỹ về sau La Quân cho Muộn Kiếm thu các nàng lưu một chút bị độ hóa cao thủ để trung tâm trợ giúp Muộn Kiếm thu nhóm người kia đón lấy La Quân cùng áo đen tố trinh rời đi Thần Nông Thế Giới có người địa phương sẽ có phân tranh Thần Nông Thế Giới về sau đến cùng sẽ như thế nào đây là La Quân không cách nào hai bên dù sao đây không phải một bản đồng thoại có thể nói Vương Tử cùng Công chúa về sau qua cuộc sống hạnh phúc sau đó liền có thể lấy xuống dấu chấm tròn bởi vì, cái này là sinh hoạt. Đến mức cái kia Thao Thiết Thần Thú đã hoàn toàn rời đi thần nông thế giới, đây cũng là La Quân cùng áo đen Tố Trinh yên tâm rời đi nguyên nhân. Thao Thiết Thần Thú cũng không phải là loại kia không có đầu óc quái thú. Tự nhiên cũng biết một chút hơi thở tai đạo lý, nếu là thật sự liều lĩnh tiến đến nhân gian giết người, làm loạn, cái kia là muốn chết. Lại nói, như thế đối với Thao Thiết Thần Thú tới nói, cũng không có một chút chỗ tốt. Bất quá tuy là như thế, là quần cùng áo đen tố trinh cũng có chút bận tâm dù sao thao thiết thần thú là bọn họ thả ra nhưng lo lắng cũng vô dụng bởi vì bọn hắn cũng tìm không thấy thao thiết thần thú tung tích rời đi thần nông thế giới về sau chính là trời cao vân rộng rãi trời xanh chi ngàn dặm không mây một mảnh trong vắt ánh mặt trời chiếu sáng tại mảnh này tuyết sơn chi là như thế hùng vĩ mà mỹ lệ không khí cũng tươi mát tới cực điểm La Quân đứng ở một tòa tuyết sơn sơn phong chi, cái kia gió núi phồng lên, nhưng lại để La Quân cảm thấy sinh mệnh gì sự đẹp đẽ. Tại thần nông thế giới bên trong, cái kia kiếp hỏa thiêu đốt tận thế cảnh tượng khiến người ta lòng còn sợ hãi. Cũng để cho La Quân cảm thấy, hòa bình mới là lớn nhất cái gì tốt đẹp. Lúc này, La Quân đột nhiên cảm giác được có chút dã rời. Trong lòng hắn chuyển động suy nghĩ thời điểm, áo đen tố trinh liền có điều phát giác. Áo đen tố trinh tung bay bay ra ngoài, nàng toàn thân áo đen thanh tú động lòng người đứng ở la quân bên người đồng thời đối la quân tử tốn nói làm sao nhớ nhà la quân khe khẽ thở dài nói ra đúng vậy a à, nhớ nhà áo đen tố trinh nói ra đáng tiếc ngươi không được đến máu và nước mắt trung quy là không thể quay về la quân nói ra muốn máu này nước mắt nhất định phải để ngươi thống khổ áo đen tố trinh nói ra không có máu và nước mắt ngươi không có cách nào cứu sống thê tử ngươi La quân mắt lóe qua táo bạo chi sắc hắn cảm thấy cái này lão thiên luôn luôn cho hắn một chút muôn vàn khó khăn sự tình áo đen tố trinh sau đó cười một tiếng nói ra người nếu không có tình liền vô phiền buồn bực người nếu có tình liền tăng phiền não Người là người đa tình cho nên người mới có nhiều như thế phiền não như vậy ngươi thì sao la quân nói ra áo đen tố trinh nhạt lạnh cười một tiếng nói ra ta có ta muốn làm cùng nhất định phải làm sự tình cho nên ta không có thời gian đến phiền não. La Quân nói ra, nhất định phải làm sự tình, người bây giờ đi tìm quan âm đại sĩ, y nguyên không phải nàng đối thủ. Áo đen tố trinh nói ra, cái kia trước ẩn núp, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không buông tha cho. La Quân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Người nào cũng không có quyền lợi đi đối người khác lựa chọn cùng sinh hoạt khoa tay múa chân. Mà thường thường, chân lý cũng không phải nắm giữ tại đa số người tay. La Quân không dám nói áo đen tố trinh là sai, bởi vì ở trước mặt nàng, chính mình là buồn giàu người, mà nàng mới là trí giả. Làm rất nhiều người nhìn tốt một cái hạng mục, chưa chắc là tốt. Làm nhìn nhiều người nhìn tốt một cái cổ phiếu, hoặc một cái xu thế, thường thường đều là sai. Người sẽ giúp ta sao? Áo đen tố trinh bỗng nhiên nói ra. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Áo đen tố trinh nói ra, ta phải thừa nhận, không có người trợ giúp, ta phần thắng sẽ rất tiểu. Là quân gái gãi đầu, tâm lý kích thích vạn tăng lãng. Ta giúp ngươi đi đối kháng quan âm đại sĩ, là quân nói ra. ngươi không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng, áo đen tố trinh nói ra. Không phải, là quân không khỏi cười khổ, nói ra, tề thiên đại thánh tôn ngộ không đều chưa làm qua nghiêu như vậy sự tình, đối kháng quan âm đại sĩ, khiến ta thật sự là có chút không dám nghĩ à. Cái gì tề thiên đại thánh, áo đen tố trinh cảm thấy có chút rất là kỳ lạ la quân nói ra tốt a à, dù sao cũng không có việc gì ta cùng ngươi nói một chút sau đó hắn rất mau cùng áo đen tố trinh giảng cái kia nổi tiếng tây du cố sự áo đen tố trinh ngược lại là nghe rất nghiêm túc sau khi nghe xong nàng nói ra ngược lại thật sự là phật giới nhất quán cách làm ta nếu là khuất phục cũng bất quá là một cái khác tôn ngộ không a à? la quân nói ra ngươi là đấu sĩ đổi lại là ta chỉ cần không phải thâm cừu đại hận ta không muốn đi gây phiền toái như vậy sự tình. Ngươi sai, áo đen tố trinh nói ra, không phải chỉ có phụ mẫu sư trưởng vợ con bị sát tài tính toán thâm cừu đại hận. Ngươi không hiểu, hai thời gian trăm năm đến cùng ý vị như thế nào. Bởi vì ngươi đều không có sống qua ba mười năm. Khụ khụ, ba mười năm là sống vượt qua, La Quân nói ra. Hắn thực số tuổi thật sự, đem bình hành thế giới hai mươi năm thêm thái vũ quyền trượng mười năm, hiện tại cũng là hơn năm mươi tuổi. Áo đen tố trinh nói ra, 200 cái năm tháng bên trong, 200 năm năm tháng. Nàng vĩnh viễn là thật cao tại, vĩnh viễn không biết nghe trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Nàng chỉ là muốn ngươi phục tùng, nếu như không theo, cái kia tiếp tục bị giam giữ. Ngươi cho rằng, đây không phải cừu hận sao. Là quân thân thể chấn động. Hắn cảm nhận được áo đen tố trinh tâm sát khí cùng lệ khí. Một đầu xúc sinh bị giam lâu, đều sẽ sinh ra lệ khí huống chi là cao ngạo bạch tố trinh đâu ta lần không phải không biết hội có hậu quả gì không nhưng ta là muốn đi nói cho quan âm nói cho diệu thiện nàng làm ra hết thảy hai trăm năm độ hóa đều là cầu thí là quần hơi hơi đắng chát hắn nói ra độ hóa thì ra là thế nỗi khổ nhưng chúng ta lại độ hóa nhiều như thế người bọn họ cũng có thể lựa chọn chết lựa chọn không tiếp thụ áo đen tố trinh nói ra ta lựa chọn chết lựa chọn không tiếp thụ chỉ bất quá vận khí ta tốt, sống sót mà thôi. Là quần nào nào, sau đó nói, cũng là, đây là mỗi người lựa chọn. Hắn sau đó còn nói thêm, chúng ta thế nhân, đều kính một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tôn quan âm đại sĩ vì Bồ Tát. Nàng cuối cùng không phải ác nhân, không phải vậy lời nói, nàng có rất nhiều thủ đoạn có thể cưỡng ép làm ngươi thần phục, hoặc là giết ngươi. Nhưng nàng không, ngươi cứ nói đi, ta cảm thấy, nàng là một người cách cao hơn người cứ việc lời này, người khả năng không quá nguyện ý nghe. Áo đen tố trinh nói ra, ta chưa có nói qua nàng người này tự tư, hoặc là không chịu nổi. Chỉ là, đây là ta cùng nàng tư nhân ân oán. Ta cũng không có nghĩ qua muốn giết nàng, nhưng nàng thiếu nợ ta một cái xin lỗi, ta nhất định phải làm nàng thấp nàng cao ngạo đầu lâu. Cái này giống người cùng phụ thân người ở giữa, người muốn hắn đi mẫu thân người trước mộ phần nhận lầm một dạng. Như hắn không phải phụ thân ta, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh la quân nói ra vì mẫu thù làm giết chi nhưng ta đồng dạng cũng là hắn nhi tử cái tầng quan hệ này luôn luôn biến không rơi đây là ta duy nhất có thể làm áo đen tố trinh nói ra nói nhiều như vậy người đến cùng có giúp ta hay không la quân nói ra nếu không phải ngươi ta cũng chết sớm tại thần nông trong thế giới ta cái mạng này chính là nhặt được có thể nhiều sống một ngày đều là kiếm lời được Ta cùng ngươi, nhưng ta đầu tiên thanh minh một điểm. Ngươi nói, áo đen tố trinh nói ra. Có thể không tạo giết hại, tận lực hơi thở tâm. La quân nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, tốt. Sau đó, áo đen tố trinh khẽ cho mày, nói ra, cái này sơn hà xã tác đồ còn có tinh thần thạch ta đáp ứng phải trả lại cho nàng, đi thôi, trước trả lại nàng lại nói. La quân giật mình, nói ra, cái này muốn là trả, cái kia còn làm cọng lông a. Áo đen tố trinh nói ra, rồi nói sau, nhưng nói chuyện qua, nên thủ hứa hẹn vẫn là muốn tuân thủ. Nàng chủ ý đã quyết. Là quân cũng biết áo đen tố trinh tính cách, và lại, nếu như là hắn đáp ứng người khác lời nói, cũng là hội tuân thủ lời hứa. Cho nên hắn cũng không lại nói cái gì. Sau đó, áo đen tố trinh tiến vào là quân não vực chi. Hai người hợp thể, đã là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, là quân thi triển đại na di thuật, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Sau 5 phút, thanh thành cung hư không. Thiên thanh khí sảng, ánh nắng tươi sáng. Thanh thành sơn tốt phong cảnh, ở đời sau bên trong, thanh thành thiên hạ u, nga mi thiên hạ tú, đó là lớn lao thanh danh tốt đẹp. Mà lúc này thanh thành sơn, chính là càng thêm phong cảnh tú lệ. Tiến vào thanh thành cung cũng không phiền phức, là quân có thể nói là xe nhẹ đường quen. Là quân tại thanh thành cung danh tiếng còn thật là tốt, ít nhất là áo đen tố trinh muốn được hoan nghênh nhiều, tiến vào thanh thành cung về sau rất nhanh có người thông bẩm báo áo tố trinh áo trắng tố trinh cùng hứa tuyên còn có tiểu thanh cùng đi gặp la quân hứa tuyên bây giờ khí vũ hiên ngang khí sắc cũng là vô cùng tốt hắn tuy nhiên tộc nhân toàn bộ bị giết thế nhưng tộc nhân đều là phạm nhân mà hắn chính là thần thể cảnh cao thủ đương nhiên sẽ không vì phạm nhân thân thể sự tình buồn giàu rất nhiều bản thân hắn cũng là sát phạt tàn nhẫn chủ bất quá hắn mặc dù tàn nhẫn đợi áo trắng tố trinh lại là một tấm chân tình hứa tuyên gặp la quân nhưng cũng là cao hứng trần huynh ngươi về là tốt hứa tuyên vừa cười vừa nói hắn mãi mãi cũng nhớ đến la quân đối với hắn đại ân cứu mạng la quân mỉm cười nói ra hứa huynh tốt tiểu thanh cũng là vừa cười vừa nói thanh thành cung cũng là ngươi nửa cái nhà lần này trở về được nhiều ở vài ngày la quân nói ra nhất định nhất định về sau là quần ánh mắt mới đến áo trắng tố trinh thân thể bạch tỷ tỷ là quần hô một tiếng áo trắng tố trinh ánh mắt dịu dàng nàng nhẹ nói nói người không có việc gì tốt là quần mỉm cười hắn nói tiếp lần này trở về chủ yếu là trả lại hai dạng đồ vật tinh thần thạch sơn hà xã tác đồ nguyên vật hoàn trả hắn nói đem cái kia hai loại pháp bảo lấy ra áo trắng tố trinh hơi hơi ngẩn ngơ nàng ngốc nửa ngày mới lên tiếng là nàng ý tứ. La Quân nói ra, không sai, nếu nàng không nguyện ý, người nào cầm nàng có rất biện pháp. Áo trắng Tố Trinh nói ra, người nàng đâu? La Quân biết áo đen Tố Trinh không muốn cùng đám người này gặp mặt, ngay sau đó liền nói ra, nàng không có tới. Áo trắng Tố Trinh khe khẽ thở dài, nói ra, nàng liền gặp cũng không nguyện ý gặp ta. La Quân trầm giọng nói ra, bạch tỷ tỷ, nàng tính tình xưa nay nội liếm, người không cần chú ý. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ừm, ta biết. Sau đó, nàng tiếp nhận Sơn Hà xã tác đồ cùng tinh thần thạch. Là quần nào nào? Hắn ở trong lòng hy vọng nhiều áo trắng tố trinh nói không muốn hai thứ này pháp bảo. Thế nhưng là, cuối cùng đều là xa xỉ nghĩ. Áo trắng tố trinh vẫn là tiếp nhận Sơn Hà xã tác đồ cùng tinh thần thạch. Cũng còn tốt, tại Sơn Hà xã tác đồ bên trong hơn 100 tên tuyệt đỉnh cao thủ, toàn bộ đều bị áo đen tố trinh trước thả ra. Những cao thủ kia từ chiến cuồng quản thúc lấy, làm la quân cùng áo đen tố trinh cần bọn họ thời điểm, bọn họ hội khởi nghĩa vũ trang, nỗ lực hết thảy. Mười ngày sau, là ta cùng tố tố ngày đại hôn. Trần Huynh, người phải tất yếu tham gia, hứa tuyên đột nhiên nói ra. Ngày đại hôn, la quân tâm giật mình, tin tức này đột nhiên truyền đến, thật là để la quân chấn kinh. Có điều nàng là cái sành sỏi người, lập tức ôm quyền nói ra, vậy ta thật sự là muốn chúc mừng hứa huynh cùng bạch tỷ tỷ hứa tuyên thực tế cũng tại chăm chú nhìn la quân muốn theo la quân ánh mắt biến hóa tìm tới một ít gì nhưng là đáng tiếc hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì đến bất quá hứa tuyên nghĩ lại cũng cảm thấy không có phát hiện mới là càng tốt hơn chẳng lẽ mình còn hy vọng la quân cùng tố tố ở giữa có cái gì sao hàn huyên sau đó la quân tại thanh thành cung bên trong tạm thời ở lại chiến cuồng đám người kia tuy nhiên không cùng la quân cùng một chỗ nhưng La Quân có thể thông qua tín vật cùng chiến cuồng ngư không câu thông. La Quân bàn giao chiến cuồng, lại không thể gây chuyện thị phi. Đồng thời để bọn hắn tại núi Hoang Chi tìm kiếm một tòa phù hợp động phủ, bố trí trận pháp, trước tạm giàn xếp lại. Cái này thực là có chút khai tông lập phái ý vị. Nhưng La Quân cũng không tiện làm như thế, bởi vì toàn bộ cao thủ đều là độ hóa đến, vậy thì có cái gì chân tâm thực ý đệ tử A? Chính hắn là không có giày như vậy ra mặt. Mặt khác khai tông lập phái cần thiết tư nguyên, đan dược, đây chính là lượng lớn. Là quân tay đan dược là thật nhiều, lòng quả có thể độ vô số người. Nhưng cầm ra pháp bảo, cuối cùng vẫn là thiếu điểm. Bình thường cho người ta đưa chút lễ vật, cái kia đều là chuyện nhỏ. Nhưng đến một cái tông phái cấp độ, vậy cũng là phải có tàng bảo các. Và lại, là quân cũng không có ý nghĩ này. Bởi vì hắn bản thân chỉ là cái này nam tống khách qua đường, ở chỗ này kiến tạo ra lại đại thế lực, đó cũng là không có ý gì. Tiểu Thanh cho La Quân An bài một gian vắng vẻ nhã phòng, đồng thời mà còn có nha hoàn phục thị. La Quân trong khoảng thời gian này cũng xác thực là có chút mệt mỏi, liền để nha hoàn đi xuống. Nha hoàn thì nói ra, muộn thanh trưởng lão an bài giả dạ tiệc, đến lúc đó, nô tỳ nhắc nhở La công tử. La Quân nói ra, tốt. Nha hoàn đi xuống về sau, cửa phòng cũng quan. La Quân ngồi xếp bằng, áo đen tố trinh lập tức cùng la quân bắt đầu giao lưu. Nàng đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, vừa mới hứa tuyên nói muốn cùng ta cái kia muội muội thành hôn, người tựa hồ tâm lý ba động rất lớn. La quân nói ra, cái này đều bị người phát hiện. Áo đen tố trinh nói ra, nói nhảm, người bây giờ tâm tình biến hóa, ta như thế nào không rõ ràng. La quân nói ra, người đừng có hiểu lầm, ta không phải đối người muội muội có ý đồ. Thật sao? áo đen tố trinh giống như cười mà không phải cười la quân nói ra ta thật là rất kinh ngạc ta nói qua với nàng tương lai nàng và hứa tuyên ở giữa tựa hồ kết quả không được tốt đương nhiên đây chẳng qua là truyền thuyết có thể truyền thuyết luôn có ít thứ là thông qua chân thực sự kiện đến tin đồn thất thiệt lúc đó nàng cũng đã nói hẳn là sẽ không cùng với hứa tuyên không biết nàng vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý áo đen tố trinh nói ra bởi vì ngươi cải biến không đã chuyện phát sinh, ta cũng không biết nàng là làm sao nghĩ, nhưng muốn đến là có chính nàng suy tính đi. Nàng sự tình, ta lười nhắc quản, cũng không quản được. Là Quân nói ra, tốt a, à, quả nhiên vẫn là cái gì đều cải biến không. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ đến cổ thế giới cùng máu và nước mắt. Đã, cái kia máu và nước mắt là nhất định chảy ra. Chính mình còn nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đây? đến lúc đó, chờ đợi cơ hội là được. Chỉ là, đến cùng vận mệnh này còn chuẩn bị như thế nào trêu cợt những người này đâu. La Quân không nghĩ ra. Sau đó, La Quân cũng dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn ngồi xếp bằng, thầm vận huyền công tu luyện. Những ngày gần đây, thời gian cũng không tính qua rất dài. Nhưng mỗi một phút mỗi một giây, cơ hồ đều là tại nguy hiểm chi vượt qua. Đây đối với La Quân tới nói, cũng là kinh nghiệm quý báu. Bất quá, là quân vẫn là biết mình cách hư tiên cánh cửa có khoảng cách rất xa. Đây là gấp không được. Mà lại, là quân cũng biết, tốc độ quá nhanh về sau, tính toán nguyễn cưỡng đến hư tiên. Đối với về sau cảnh giới tăng lên là rất bất lợi. Nhất định phải đem căn cơ đánh tốt, dạng này mới có thể thuận tiện về sau tu luyện. Chỉ là lúc này, áo đen tố trinh thì nói ra, ta cần đại lượng long quả tới tu luyện, ta phải nhanh một chút tăng lên, sau đó xong đi độ tam trọng lôi kiếp tam trọng lôi kiếp, là quân bị kinh ngạc. Áo đen tố trinh nói ra, đương nhiên, nếu là tu vi không tăng lên, ta như thế nào báo thù? Là quân nói ra, tốt ha, à, người cần bao nhiêu long quả? Mỗi ngày 100 mai cung ứng đi, áo đen tố trinh nói ra. Đó không thành vấn đề, là quân theo rồi nói ra, cái này long quả là cái thứ tốt, ta tối nay ăn dạ tiệc, liền đi trước lâm an thành bên trong, lại nhiều làm chút long quả tới. Áo đen tố trinh nói ra, được, chúng ta cũng có thể cắm dễ tại Lâm An Thành. Sau đó, La Quân liền thôn vệ 100 mai long quả. Cái này long quả lực lượng cũng không phải La Quân lúc này có thể tiêu thụ. Bất quá áo đen tố trinh cùng La Quân pháp lực dung hợp lại cùng nhau, nàng hấp thu lượng lại là kinh người. Rất mau đem cái kia 100 mai long quả toàn bộ thôn vệ, đồng thời tiêu hóa. Áo đen tố trinh tiêu hóa long quả dinh dưỡng về sau, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều là ấm áp nàng cảm thấy hài lòng cùng cực mà la quân thì là cái gì đều không có cảm giác đến tất cả dinh dưỡng đều tại áo đen tố trinh chỗ đó nhưng la quân cũng biết áo đen tố trinh nhất định phải dựa vào cùng pháp lực mình dung hợp sau đó mới có thể thống khoái hấp thu long quả dinh dưỡng không phải vậy lời nói nàng mặc dù là thuần dương chân tiên nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về âm dương âm tính một mặt là không có cách nào rất sung sướng hoặc toàn diện đến hấp thu long quả dạng này thuần dương lực lượng Cô âm bất trường, cô dương bất sinh, nói là đạo lý này. Thật sự là thống khoái a." À. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta còn cần hấp thu càng nhiều long quả dinh dưỡng, một ngày 100 mai là ta đánh giá thấp chính mình. Người lại đến 300 mai thử một chút." La Quân giật mình, nói ra, cái này có thể quá mạo hiểm hay không? "Không có chút nào mạo hiểm." Áo đen Tố Trinh nói ra, người yên tâm đi, điểm ấy phân tắc ta vẫn là có. La Quân cũng nhìn ra áo đen Tố Trinh còn giống như thành thạo, sau đó cũng không nói thêm lời. Về sau, La Quân lần nữa ăn 300 mai long quả. Sau đó, Vô Tận Thuần Dương chi lực vây quanh La Quân thân thể. La Quân cảm giác được trong thân thể giống như có từng cái từng cái tổ long ngay tại tán loạn. Thân thể của hắn không thể thừa nhận dạng này cuồng bạo lực lượng, nhưng những lực lượng này một khi đến áo đen Tố Trinh suy nghĩ bên trong, lập tức như trâu đất xuống biển. Hồi lâu sau, là quân thân thể khôi phục lại bình tĩnh. Áo đen tố trinh kêu to thống khoái, đồng thời nói ra, lại đến một nghìn mai. Ta thiên, là quân không khỏi ám đạo này nương môn thật là mạnh. Hắn dứt khoát cũng không nói nhảm nữa, lại ăn một nghìn mai long quả. Áo đen tố trinh lực lượng đang từng bước mạnh lên, mà lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mạnh lên. Hôm nay trước rừng ở đây, tranh lệch thời gian không nhiều, người muốn đi tham gia dạ tiệc, Áo đen tố trinh đột nhiên rời đi la quân não vực. Nàng nói ra, ta phải đi ra ngoài một bật, muộn lại tới tìm ngươi, sau đó cùng đi lâm an thành. La quân nói ra, tốt. Màn đêm buông xuống, đèn hoa ban đầu. Tối nay dạ tiệc, là tiểu thanh bắt đầu an bài. Áo trắng tố trinh, hứa tuyên còn có thu linh tố những cô nương kia toàn bộ đều tới tham gia. Dạ tiệc thức ăn toàn bộ đều là ăn chay, hoa quả. Rượu kia là tuyệt đối hầu nhi tửu, chính là không rượu ngon. La Quân cũng không phải là hảo tử chi nhân, cho nên cũng còn tốt. Trong bữa tiệc bầu không khí rất là hòa hợp, lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui. La Quân đối với thần nông thế giới sự tình, thì là không nhắc tới một lời. Hắn không muốn để cho ngoại nhân biết thần nông thế giới tồn tại. Thế giới kia, liền để một mực yên tĩnh lại đi. Sau phần giả tiệc, La Quân chuẩn bị trở về phòng. Áo trắng tố trinh đột nhiên đơn độc tới gặp La Quân đi theo ta, áo trắng tố trinh đột nhiên thân thể nhảy lên, hướng bầu trời chỗ bay đi. Là quân nào nào, lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Có điều hắn vẫn là lựa chọn đi theo. Áo trắng tố trinh tìm một chỗ yên tĩnh đỉnh núi hạ xuống. Là quân theo tại áo trắng tố trinh bên cạnh đứng nghiêm. Lúc này, thanh phong minh nguyệt, đón khách thương tùng tại vách núi tri đỉnh. Theo cái này đỉnh núi nhìn xuống dưới đi, giang sơn 10.000 dặm, bao la hùng vĩ tú lệ áo trắng tố trinh một thân quần dài trắng, tay áo tung bay. Nàng giống như là xuất trần thoát tục tuyệt thế tiên nữ, thân thể không dính vào trần tục một tia khí tức. Bạch tỉ tỉ, là quần hô một tiếng. Áo trắng tố trinh nói ra, ta biết, người mang theo nàng đi cho tới hôm nay một bước này, cũng không dễ dàng. Là quần nào nào, hắn theo rồi nói ra, nàng giúp ta một chút càng nhiều. Nhìn ra được, bây giờ ta tỉ tỉ đối ngươi, tựa hồ phá lệ khác biệt nàng xưa nay không quan tâm hắn nhân sinh chết, nhưng lại vì ngươi trước tới tìm ta. Ngày ấy, nàng rất lo lắng, áo trắng tố trinh nói ra. Là quần nghe vậy hơi động lòng, trong lòng của hắn chảy ra cuồn cuộn dòng nước ấm. Sau một lúc lâu, là quần nói ra, bạch tỷ tỷ người hôm nay tìm ta đi ra, đến cùng muốn nói cái gì. Áo trắng tố trinh thăm thẳm thở dài, nói ra, ta biết, tỷ tỷ trong nội tâm nàng, không có khả năng thả xuống được cùng quan âm đại sĩ cửu oán nhưng là quan âm đại sĩ đại biểu là Phật giới, mà lại quan âm đại sĩ bản thân là pháp lực vô biên. Nàng không có khả năng có cái gì phần thắng, cái kia sơn hà xã tác đồ cùng tinh thần thạch cũng không phải là ta muốn, mà là ta sợ nàng sẽ tiếp tục đi cùng quan âm đại sĩ đối nghịch. La Quân là người thông minh, lập tức minh bạch áo trắng tố trình ý tứ, bạch tỷ tỷ, ngươi là muốn ta khuyên nàng buông xuống cửu hận. Áo trắng tố trình nói ra, nàng đối ngươi không tầm thường, có lẽ ngươi lời nói nàng ngược lại sẽ nghe. Là quần nói ra, ta khuyên qua, nhưng không dùng. Áo trắng tố trinh ngơ ngẩn. Là quần nói ra, nàng là cái rất thanh tỉnh người, biết mình muốn cái gì. Cũng biết mình làm cái gì, hội có hậu quả gì không. Áo trắng tố trinh nói ra, ta hy vọng nàng có thể tốt tốt. Là quần nói ra, ngươi là sợ, nàng sẽ cho thanh thành cung tại họa thân thể A. Áo trắng tố trinh thân thể mềm mại run lên nàng trầm mặc đi xuống sau một hồi khá lâu áo trắng tố trinh mới thăm thẳm nói ra tại trong lòng ngươi ta là một người như vậy sao la quân giật mình trong lòng hắn nhất thời cảm giác được chính mình lỡ lời chỉ bất quá trong lòng của hắn là nhớ đến lúc trước áo trắng tố trinh không phải rất nguyện ý cho mượn quá âm nguyên đỉnh đến giúp đỡ áo đen tố trinh la quân trầm mặc không biết nên làm sao đáp lại áo trắng tố trinh đúng la quân nghĩ đến cái gì hắn nói ra không nghĩ tới người cùng hứa huynh nhanh như vậy muốn thành cưới áo trắng tố trinh nói ra người thật bất ngờ đúng hay không la quân nói ra nói thực ra thật có chút ngoài ý muốn ta không phải là nói hứa huynh chính là không phải phu quân mà chính là những truyền thuyết kia cái bóng thủy chung không phải là dấu hiệu tốt lành gì đương nhiên lúc này đã đã thành kết cục đã định ta chúc các người bách niên hảo hợp áo trắng tố trinh nói ra hứa tuyên toàn tộc người bởi vì ta mà chết Ngươi hiểu chưa? Là quân thân thể chấn động. Lúc trước hứa tuyên ban đêm sông vào cấm cung, thật là là bạch áo tố trinh. Về sau, hắn toàn tộc về sau bị chộp vào tử kim bát, mà áo đen tố trinh không có điều dưỡng, dẫn đến hắn toàn tộc người chết oan chết uổng. Vô luận như thế nào, cái này thật là cùng áo trắng tố trinh thoát không can hệ. Dạng này một phần cảm tình, có báo ân tâm lý, có tộc nhân cái chết bóng mờ. Đây có phải hay không quá nặng nề, là quân nói ra ngươi không nên dạng này xử trí theo cảm tính áo trắng tố trinh nói ra trừ cái đó ra ta không có cái gì có thể bổ sung hắn hắn như biết ngươi chỉ là bổ sung chỉ sợ tâm càng không dễ chịu la quân nói ra không chỉ là bổ sung hứa tuyên có hắn ưu điểm ta tâm đối với hắn cũng rất có hảo cảm đây không tính là là một kiện rất miễn cưỡng sự tình áo trắng tố trinh nói ra tốt ra à, tức là như thế ta cũng không nói thêm cái gì La Quân nói ra, mỗi người đều có tự mình lựa chọn cùng vận mệnh. Làm người đứng xem, duy nhất có thể làm đến là tôn trọng. Tôn trọng hắn người lựa chọn. Về sau, áo trắng Tố Trinh nói ra, người nói ta là sợ tỷ tỷ sẽ cho thanh thành cung rước lấy phiền phức cũng tốt, là lo lắng nàng cũng được. Ta đều hy vọng, người có thể ngăn cản lại nàng đi làm thiêu thân lao vào lửa sự tình. Ta biết, hai thời gian trăm năm, để cho nàng tâm tràn ngập phẫn hận. Nhưng lui một bước, mới có thể trời cao biển rộng. Lúc trước sự tình, dù sao cũng là nàng đã làm sai trước. Cái thế giới này, bản thân là không công bằng, nàng muốn tuyệt đối công bình, công nghĩa, vốn là chuyện không có khả năng. La Quân nói ra, tốt, ngươi lời nói, ta hội chuyển đạt. Ta cũng sẽ tận lực tới khuyên nàng, chỉ là ngươi cũng biết, nàng không quá là một cái chịu nghe khuyên người. Áo trắng tố trinh nói ra, làm phiền. Trò chuyện thôi về sau, la quân cùng áo trắng tố trinh trở lại thanh thành cung la quân trở lại gian phòng của mình về sau liền phát hiện áo đen tố trinh đã đang chờ đợi đi áo đen tố trinh nói ra la quân nói ra tốt sau đó áo đen tố trinh tiến vào la quân não vực chi đón lấy la quân thi triển đại na di thuật rời đi thanh thành cung mục tiêu kế tiếp là thẳng đến lâm an thành đến lâm an thành bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình La Quân rất nhanh tới Đạt Lâm An thành hư không, vừa đến Lâm An thành, liền có thể cảm nhận được hư không rồng ngâm hổ gầm, cái kia tổ long chi khí nồng đậm cùng cực, thần thánh không thể xâm phạm. La Quân đối cái này tổ long chi khí cũng không bài xích, vừa tung người đâm vào đến tổ long chi khí bên trong. Sau đó, La Quân trực tiếp ẩn tàng tại trong hoàng cung. Cái kia hoàng cung rộng lớn vô cùng, La Quân tìm an tĩnh nơi hẻo lánh, bố trí xuống pháp lực kết giới. Như thế về sau, liền ngồi xếp bằng nàng cùng ngươi nói cái gì áo đen tố trinh hỏi la quân la quân hơi hơi trầm ngâm hắn theo rồi nói ra nàng nói người muốn muốn công bằng công nghĩa là không tồn tại áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng la quân im lặng áo đen tố trinh nói ra vậy ngươi cảm thấy thế nào la quân nói ra ta cho rằng nàng nói đúng áo đen tố trinh nói ra nếu như mỗi người đối mặt không công bằng thời điểm đều lựa chọn trầm mặc không đi tranh thủ, vậy thế giới này sẽ như thế nào? Là quân ngây người. Áo đen tố trinh nói ra, nàng có thể lựa chọn làm rùa đen rút đầu, nhưng nàng cũng không có tư cách yêu cầu ta theo nàng cùng một chỗ làm rùa đen rút đầu. Là quân nói ra, ngươi không cần nói khó nghe như vậy, nàng rất quan tâm ngươi. Áo đen tố trinh nói ra, ta không cần. Là quân khe khẽ thở dài. Đón lấy, là quân bắt đầu hấp thu lên tổ long chi khí tới hắn lần nữa nhanh chóng hấp thu long quả, chỉ cảm thấy cái này ngũ cốc xã tắc thần thụ, coi là thật là đồ tốt. Là quân thầm nghĩ, tại thế giới bao la yến trong kinh thành, cũng có tổ long chi khí. Ta tiến đến liền cũng có thể hấp thu, như vậy về sau, ta cần thiết đan dược, chính là sẽ không thiếu. Cũng tiết kiệm đi luyện chế đan dược phiền toái như vậy. Đối với La Quân tới nói, hiển nhiên là một tin tức tốt. La Quân chọn vẹn hấp thu một đêm tổ long chi khí, lại được 5 triệu long quả. Những thứ này long quả dinh dưỡng phong phú, thuần dương chi khí thuần trùng, chính là là chân chính đồ tốt. Ta dựa vào, là quân chợt phát hiện không ổn địa phương. Làm sao, áo đen tố trinh hỏi. Là quân đi điều tra chính mình tồn kho long quả, thế mà mảng lớn mảng lớn bắt đầu hư thối. Rất nhiều long quả, đều đã mất đi hiệu dụng. Hỏng bét, là quân còn đến không kịp hoan hỉ, cái này phủ đầu nước lạnh liền trùng kích vào tới hắn hướng áo đen tố trinh nói ra cái này long quả cuối cùng không phải đan dược bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn nếu là đặt ở huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong còn có thể thông qua hỗn độn chi khí nhưng trong này mặt có thể thả số lượng cũng là có hạn áo đen tố trinh nói ra vậy xem ra vẫn là có hạn chế la quân nói ra đúng vậy a à, ta vốn là coi là ta đều có thể khai tông lập phái xem ra long quả có ưu điểm liền cũng có khuyết điểm Áo đen Tố Trinh nói ra, "Trước không cần quan tâm nhiều, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ta muốn bắt đầu hấp thu long quả dinh dưỡng." La Quân nói ra, "Tốt. Tồn kho long quả, đại bộ phận đều đã xấu, chỉ có một phần nhỏ còn có thể dùng." La Quân mang theo áo đen Tố Trinh rời đi nơi đây, liền đến Thanh Thành Sơn. Cũng trước chưa đi Thanh Thành Cung, tìm yên lặng địa phương để áo đen Tố Trinh bắt đầu tu luyện. Thời gian qua rất nhanh, nhoáng một cái đi qua 9 ngày thời gian. Trong vòng 9 ngày, áo đen tố trinh hấp thu long quả lực lượng trọn vẹn hấp thu 10 triệu mai long quả. Nàng giống như là một cái vũ trụ hắc động một dạng, không có hạn. La Quân nhìn đến áo đen tố trinh ba vạn sáu ngàn cái suy nghĩ, mỗi một cái ý niệm trong đầu bên trong đều là thuần dương kim quang nở rộ. Vô cùng vô tận lực lượng tại nàng suy nghĩ bên trong tiểu thế giới tràn ngập. Nàng pháp lực tăng trưởng tốc độ, nhanh đến cực điểm. Này 10 ngày bên trong, là quân ban ngày sẽ ở thanh thành cung xuất hiện một chút. Muộn lại đi lâm an thành hấp thu một chút long quả. Hắn hiện tại cũng không chứa đựng quá nhiều, chỉ để lại một chút đủ dùng được. Mà tại hôm nay, khí trời đột nhiên âm trầm, thanh thành cung bên trong, thì là răng đèn kết hoa. Đơn giản là hôm nay, chính là áo trắng tố trinh cùng hứa tuyên đại hôn thời gian. Là quân từ bỏ hắn sống động, tại thanh thành cung chuẩn bị ăn cưới. Là quân cũng chuẩn bị quà mừng, hắn đưa một chút long quả đồng thời lại tìm ra mấy thứ không tệ pháp bảo phân biệt đưa tặng cho áo trắng tố trinh cùng hứa tuyên ngươi không chuẩn bị một ít gì đó tặng cho ngươi muội muội sao la quân trong âm thầm hỏi áo đen tố trinh ngươi cái này không nói nhảm sao ta là cái này nhất tôn nguyên thần ta có đồ vật gì đưa áo đen tố trinh khinh thường nói ra la quân nói ra ta có thể cho ngươi một ít gì đó sau đó ngươi đến đưa không dùng áo đen tố trinh nói ra người đối nàng thật không có một điểm tình tỉ muội sao la quân nói ra áo đen tố trinh nói ra người biết ta hiện tại muốn là cái gì không la quân hỏi áo đen tố trinh nói ra thân thể nàng là ta dạng này đi thành hôn ta thân thể chẳng phải là la quân vội ho một tiếng hắn sau đó cảm thấy cái này thật đúng là cái vấn đề nhưng cũng không thể không cho phép người ta động phòng a Thanh Thành cung phía dưới náo nhiệt tới cực điểm, nhiều năm như vậy, Thanh Thành cung có rất ít náo nhiệt như vậy thời điểm. Áo trắng Tố Trinh hôm nay đổi Phượng Quan Hà Bí, đỏ thấm nghỉ bào. Mà Hứa Tuyên cũng là một thân đỏ thấm nghỉ bào. Mặc kệ bọn hắn vì tiên là yêu, nhưng đều vẫn là tuân thủ nhân gian tập tục. Màn đêm buông xuống thời điểm, khách mời lần lượt đến. Bởi vì muộn mới cử hành thành thân đại điển, khách mời đến lúc đó đều muốn đến đây xem lễ thành thân đại điển sắp cử hành thời điểm, đại điện chi, người người nhốn nháo. Chúng khách mời, có đến từ tứ hải bát hoang các loại yêu tinh, cũng có một chút cao thủ thành danh. Vân vân, thanh thành cung danh tiếng vẫn là lan xa bên ngoài, rất nhiều người đều muốn tới cho chút thể diện. Bất quá vào lúc này, ồn ào âm thanh, hát lễ quan đột nhiên nói ra một câu, giao chỉ cung, cử thiên huyền nữ đến. Chúng đều là an tính, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu thiên huyền nữ, ai không rõ ràng. Giao trì cung cùng thanh thành cung ân oán, ai không biết được. Cho nên, cửu thiên huyền nữ đột nhiên đến, là vì cái gì đây? Đây là mọi người tâm phỏng đoán, mỗi người đều đều có lấy tâm tư. Áo trắng tố trinh thấy thế, cũng đi ra. Nàng tuy nhiên tuân thủ nhân gian tập tục, nhưng cuối cùng không phải bảo thủ phàm nhân. Cửu thiên huyền nữ đến, để thanh thành cung phía dưới đều có chút khẩn trương. Là quân càng là có chút đau đầu, cái kia Tiểu Thanh là rõ ràng nhất La Quân cùng cử thiên huyền nữ ở giữa ân hoán. Sau đó nàng lập tức tới kéo La Quân, nói ra, La Quân, người mau tránh đi một bên. Há, tốt, La Quân đáp ứng. Nhưng mà, áo đen tố trình trách mắng, người có thể hay không có chút tiền đồ, sợ nàng cái gì? La Quân nghĩ lại, cũng thế, nàng vừa đến, lão tử muốn mặt mày sám xịt rời đi sao? Hừ, La Quân ngay sau đó nói với Tiểu Thanh ta tránh một bên làm gì, không tránh. Tiểu thanh gấp dậm chân, nhưng cũng cầm la quân không thể làm gì. Ta tới, là phụng sư phụ ta mệnh lệnh, đến đây vì thánh nữ bạch tố trinh chúc mừng đại hôn niềm vui. Cửu thiên huyền nữ một thân tử sắc váy dài, nàng băng cơ ngọc phu, xuất trần thoát tục, thần thánh không thể xâm phạm. Sau đó, cửu thiên huyền nữ liền phụng quà mừng. Cái kia lại là một đôi trắng như tuyết long phượng ngọc như ý, cái này Long Phượng Ngọc như ý cũng không phải phẩm phẩm, chính là tốt chất liệu, tuy nhiên uy lực không lớn. Nhưng lại có thể cầm đến luyện chế đan dược và đồ vật. Đây tuyệt đối là đồ tốt, mặc kệ Tây Vương Mẫu nghĩ như thế nào, nàng xuất thủ, tuyệt sẽ không không phóng khoáng. Tây Vương Mẫu chỗ lấy đến quả mừng thì là bởi vì nàng biết lúc này áo trắng Tố Trinh không còn là trước đó nữ nhân kia. Cho nên, nàng nguyện ý đến giữ gìn mối quan hệ. Dù sao, Nam Hải Quan Âm Đại Sĩ cũng đang nhìn quan âm đại sĩ cũng là hy vọng hai nhà sửa chữa tốt. Tây vương mẫu cũng kiêng kỳ áo trắng tố trinh tay sơn hà xã tác đồ còn có tinh thần thạch. Cửu thiên huyền nữ cũng không là một người đến, đi theo nàng cùng đi, còn có giao chỉ cung bát đại kim tiên chi cửu đầu kim điêu vương thái nguyên tiên tử. Hai cái này tuyệt thế mỹ nữ đi ra tràng, nhất thời làm toàn bộ tiệc cưới rồng đến nhà tôm. Vậy quá nguyên tiên tử tuyệt mỹ vô song, chỉ là cùng cửu thiên huyền nữ đứng chung một chỗ, vẫn còn có chút thua chị kém em. Loại này khác biệt là một loại khí chất khác biệt, mọi người liếc một chút liền có thể nhìn ra, cửu thiên huyền nữ chính là kẻ chủ đạo. Mà Thái Nguyên tiên tử bực này phong vân nhân vật đứng tại cửu thiên huyền nữ bên người, ngược lại giống như là nha hoàn đồng dạng nhân vật. Thanh thành cung phía dưới, tự nhiên là không dám thất lễ cửu thiên huyền nữ cùng Thái Nguyên tiên tử, chính là nhiệt tình chiêu đãi. Cửu thiên huyền nữ vốn là cười không ngớt, nhưng đôi mắt ánh mắt xéo qua rất nhanh quét đến la quân. La Quân cũng đang xem cửu thiên huyền nữ, hai người ánh mắt lập tức bốn mắt nhìn nhau. Cửu thiên huyền nữ nụ cười lập tức thu lại, ngược lại đổi chi tiện là khắc cốt cửu hận, căm giận mút trời. Hai con ngươi chính là muốn phun ra hỏa diễm tới. Nàng cả đời kiêu ngạo, mà cuộc đời sở thụ hổ thẹn đại nhục, liền là tới từ La Quân A. La Quân người này, trời sinh xác thực xấu, đi tới chỗ nào, đều có thể không tự giác gây kẻ địch mạnh mẽ. Nói cho cùng, cũng là la quân người này không hiểu mượt mà chi đạo, thích chó mũi vào chuyện người khác, đồng thời còn không sợ phiền phức. Đối mặt cửu thiên huyền nữ lửa giận, la quân lập tức cười hì hì trước khi đi tới. Ai nha, đây không phải giao trì cung đệ nhất đại mỹ nữ nha. La quân tiếp cận đi nói ra. Cửu thiên huyền nữ gặp la quân bộ dáng này, càng thêm giận không nhịn nổi. Nàng tu vi cao hơn la quân quá nhiều, ở trong mắt nàng, la quân bất quá là con kiến hôi một vật cũng chính bởi vì vậy nàng mới có thể càng phát ra không thể tiếp nhận ngày đó xỉ nhục lúc này nàng lại là không thèm để ý la quân mà chính là hướng áo trắng tố trinh nói ra bạch cô nương theo ta được biết thanh thành cung chỉ có nữ đệ tử đi người này làm sao lại ở chỗ này hắn hẳn không phải là các ngươi thanh thành cung đệ tử a à? áo trắng tố trinh nói ra la quân tuy nhiên không phải thanh thành cung đệ tử nhưng lại tính toán là bằng hữu ta hôm nay hắn đến xem lễ cùng huyền nữ ngài một dạng, đều là khách quý. Cửu thiên huyền nữ nói ra, ta cùng hắn có chút tư nhân ân oán, bất quá hôm nay là bạch cô nương ngươi ngày vui, cho nên ta tạm thời tha hắn một lần. Nhưng là các loại bạch cô nương ngươi sau khi đám cưới, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay ta cùng hắn ở giữa ân oán. Áo trắng tố trinh nói ra, cái này. Ngay vào lúc này, hứa tuyên lại đứng ra, hắn nói ra, Trần Huynh là huynh đệ của ta, người muốn tìm hắn để gây sự, là tìm ta phiền phức là quần nào nào, lại là không nghĩ tới hứa tuyên thế mà như thế đầy nghĩa khí. Lòng hắn không xuống được từ có chút cảm động. Cửu thiên huyền nữ ánh mắt phát lạnh, nàng liếc nhìn liếc một chút hứa tuyên. Nàng tự nhiên biết hứa tuyên đúng mốt lang quan, tân lang quan viên đều nhúng tay, cái này áo trắng tố trinh quả quyết không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Cửu thiên huyền nữ hít sâu một hơi, nàng nói ra, hôm nay chính là bạch cô nương cùng hứa công tử các ngươi ngày vui, ta giao chỉ cung phía dưới, cũng đều là lòng mang thiện ý, hy vọng hai vị có thể bách niên hảo hợp. Nhưng, ta cùng tiểu tạc này tư nhân ân oán, cũng không muốn dẫn đến thanh thành cung cùng giao trì cung sinh ra không hợp hoặc là hiểu lầm. Bạch cô nương, ta cùng giao trì cung đều kính ngươi, cũng cho ngươi đầy đủ an tử. Cho nên, ta cũng hy vọng thanh thành cung cùng ngươi không nên nhúng tay ta sự tình. Cái này, áo trắng tố trinh nói ra. Cửu thiên huyền nữ nói ra, vẫn là nói, thanh thành cung bây giờ đã hoàn toàn không đem giao trì cung để vào mắt giao trì cung không muốn làm to chuyện một lòng tu tốt nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta là mềm yếu huyền nữ lời nói nói quá lời áo trắng tố trinh hít sâu một hơi nói ra tức là tư nhân ân oán thanh thành cung làm không nhúng tay vào tố tố hứa tuyên bị kinh ngạc áo trắng tố trinh một tay nắm lấy hứa tuyên nàng nói ra hắn sự tình người không cần quản khả trần huynh chính là người ta ân nhân cũng là bạn tốt chỗ của hắn là cái này huyền nữ đối thủ chúng ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn hứa tuyên ngược lại là thẳng thắn Cửu thiên huyền nữ ở một bên cười lạnh nói ra hứa công tử thật sự là tốt nghĩa khí a à. chỉ bất quá cầm lấy ngươi nương tử cùng thanh thành cung tới làm tấm mộc không chú ý người ta chết sống mà nói phần này nghĩa khí cái này tựa hồ cũng không còn gì để nói đi ngươi cho rằng người cùng tiểu tạc này hai người có thể chống lại đến ta sao? Ngươi, Hứa Tuyên nghẹn lời, trong nháy mắt, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Ta, Hứa Tuyên đang muốn mở miệng, áo trắng Tố Trinh trầm giọng nói ra, không nên nói nữa. Hứa Tuyên ngẩn ngơ, hắn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn giữ yên lặng. La Quân nhìn về phía áo trắng Tố Trinh, trong lòng của hắn là không nguyện ý liên lụy Thanh Thành cung, nhưng hắn cũng ẩn ẩn lại có chút hy vọng, áo trắng Tố Trinh có thể vì hắn đứng ra đây là một cái rất mâu thuẫn tâm lý giống như là tại tuyết sơn phi hồ bên trong miêu nhân phượng nhìn lấy vợ mình theo lửa đào tẩu chưa có trở về miêu nhân phượng tuy nhiên cảm thấy gặp phải nguy hiểm nữ nhân là nên đào tẩu nhưng tâm trung quy có chút không thoải mái áo trắng tố trinh tuy nhiên không phải la quân thê tử nhưng la quân cảm thấy lẫn nhau ở giữa cũng coi là cởi mở bằng hiếu chỉ tiếc áo trắng tố trinh cuối cùng vẫn là để la quân thất vọng áo trắng tố trinh cất giọng nói tiếp tục cử hành thành hôn nghi thức. Nàng thái độ rất rõ ràng, đó là liên quan tới la quân sự tình, nàng không biết nhúng tay, cũng sẽ không quản. Tỷ tỷ, tiểu thanh nhịn không được, nàng mở miệng nói ra. Im miệng, áo trắng tố trinh thái độ kiên quyết. La quân một mực trầm mặc, mà cử thiên huyền nữ lại là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy la quân. Nàng muốn nhìn lấy la quân ăn quả đắng, sợ hãi, thậm chí cầu xin tha thứ, như thế mới có thể rửa sạch nhục nhã. Là quần gái gái sau gáy, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười này, thì là hướng hứa tuyên cười, hứa huynh, ngươi là bạn tốt. Ngươi tâm ý, ta lính, còn có tiểu thanh cô nương, cũng cảm ơn ngươi đối với ta bảo trì. Hắn sau đó mặt hướng áo trắng tố trinh, nói ra, bạch tỷ tỷ ngươi tâm tình, ta hiểu. Ngươi quyết định, ta cũng lý giải, chỉ là, về sau chúng ta không là bằng hữu nữa. Ta muốn đi á, hắn sau khi nói xong, lại hướng cửu thiên huyền nữ cười một tiếng, nói ra, muốn báo thù, đi theo ta. Trước nhìn ngươi có theo hay không đến. Hắn sau khi nói xong, thân hình lóe lên, lập tức thi triển ra đại na di thuật rời đi tại chỗ. Cửu thiên huyền nữ biến sắc. Nàng cấp tốc khóa chặt lại la quân khí tức, cũng theo thân hình lóe lên, khống chế thần hồng rời đi. Cửu thiên huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử cùng rời đi thanh thành cung. Tiểu tặc này, như thế nào chạy nhanh như vậy? Cửu thiên huyền nữ người tại hư không chi, cái kia tứ phương thanh sơn tại minh nguyệt sáng sáng cho chiếu giỏi, lộ ra thanh u mà yên tĩnh. Gió núi thổi, cửu thiên huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử tay áo tung bay. Cửu thiên huyền nữ cảm giác được la quân đã tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Đáng giận, cửu thiên huyền nữ tự nhận là khó có thể truy la quân, nàng không khỏi răng ngà thầm cắm. Thế nào biết tại lúc này, la quân đột nhiên đi mà quay lại cửu thiên huyền nữ lập tức cảm giác được la quân cách mình càng ngày càng gần. Nàng lập tức thân hình nhất động, tại xác định la quân vị trí về sau, cấp tốc bố trí xuống lĩnh vực trận pháp. Cửu thiên huyền nữ thông thiên kiếm bờ sông đã bị hách áo tố trinh tinh thần thạch vỡ vụn. Bất quá Tây Vương Mẫu rất nhanh lại ban thưởng cửu thiên huyền nữ một kiện pháp khí. Phương pháp này khí chính là là một cái tiên vũ. Cái này tiên vũ là một cái màu trắng to lớn vũ mau, nhưng cái này vũ mau cũng không phải là bất luận cái gì thần thú thân thể vũ mau, đến cùng đến từ nơi nào cũng là không được biết. Tựa hồ là thiên địa sinh ra đồ, vật, bên trong còn thai ngén rượu hỗn nguyên chi lực. Cái này tiên vũ, rất có thể là năm đó thánh nhân thối luyện qua đồ, vật. Cử thiên huyền nữ bố trí xuống tiên vũ. Cái kia tiên vũ mặt, còn có vô số tiểu vũ mau. Lúc này, tiểu vũ mau cấp tốc biến hóa, lập tức đem phương viên chăm giảm toàn bộ bao phủ lại tiên vũ thế giới cấp tốc hình thành, bên trong tràn ngập hỗn nguyên pháp tắc, còn có cửu thiên huyền nữ lĩnh vực lực lượng. Đáng giá nói chuyện là, cửu thiên huyền nữ tu vi đã là hư tiên cảnh đỉnh phong. Tuyệt đối đại cao thủ. Tại giao trì cung, cũng là số một. Là quân lập tức bị bao phủ tại, có điều hắn lại thân hình lóe lên, đi vào cửu thiên huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử trước mặt. Tiểu tặc, cái này ngươi không chạy, thái nguyên tiên tử nhất thời kích động không? Cửu Thiên Huyền Nữ thì trong lòng hồ nghi không, tiểu tặc này, rõ ràng đã đào thoát, làm sao đột nhiên trở về. La Quân cười hì hì nói ra, Huyền Nữ, làm sao? Cảm giác truy không, vừa mới ca ca là muốn nói cho ngươi, ca ca muốn đi, ngươi truy không? Nhưng hôm nay, ca không đi, cũng là phải nói cho ngươi. Ca không có ý định trốn, ca có bản lĩnh bắt ngươi một lần, có bản lĩnh bắt ngươi lần thứ hai. Nói khoác mà không biết ngượng, Cửu Thiên Huyền Nữ nổi giận Nàng vốn không phải dễ dàng tức giận người, nhưng La Quân lại là nàng tử huyệt. Nữ nhân này lần thứ nhất cho một người nam nhân còn nghiêm trọng hơn. Cửu Thiên Huyền Nữ tại dân gian truyền thuyết chi, là mỹ mạo cùng trí tuệ hóa thân. Nàng luôn luôn đều là một thân ngạo cốt, nhưng lần lại tại La Quân trước mặt thể diện mất hết. Lúc này, La Quân vừa hung ác rửa sạch nàng một lần, khiến Cửu Thiên Huyền Nữ không thể không giận. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Thái Nguyên Tiên tử lập tức nói ra huyền nữ, người ở một bên, ta đến bắt tiểu tặc này. Cửu thiên huyền nữ gật gật đầu. Nàng cảm thấy có chút kỳ quặc, cho nên không nguyện ý tùy tiện xuất thủ. Nàng quyết định ở một bên lược trận, chỉ cần cơ hội thành thục, lập tức sẽ ra tay bắt giết La Quân. Nàng phải hiểu rõ, đến cùng La Quân trở về át chủ bài là cái gì. Thái nguyên tiên tử vì đập cửu thiên huyền nữ mông ngựa, lập tức xuất thủ. Tại La Quân trong não vực, áo đen tố trinh nói ra, ta giúp ngươi lưu ý cái này huyền nữ, ngươi đến ứng phó thái nguyên tiên tử. Cái này quá xa tiên tử tu vi bất quá là thần thể cảnh đỉnh phong, cũng không ngươi cao. Ngươi nếu là liền nàng đều cầm không tới, vậy ngươi đi tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Là quân gật đầu, nói ra, tốt. Thái nguyên tiên tử lệ xích một tiếng, nói ra, chịu chết đi, tiểu tặc. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tiện tì, bằng ngươi sao. Còn chưa đủ tư cách. Trong nháy mắt, thái nguyên tiên tử cùng la quân đồng thời xuất thủ thái nguyên tiên tử pháp khí chính là đồng đỏ lô nàng cấp tốc tế ra đồng đỏ lô cái này một cái chớp mắt thân thể nàng pháp lực cuồng mãnh vận chuyển lại cái kia đồng đỏ lô biến hóa khó lường cấp tốc khóa chặt la quân đồng đỏ lô hướng la quân bao phủ tới nó trong nháy mắt lớn như trời màn la quân ngẩng đầu liền gặp bốn phía một vùng tăm tối la quân liền đại na di thuật đều không thi triển ra được liền xa vào đến đồng đỏ lô trong không gian thái nguyên tiên tử chính là giao trí cung đại danh đỉnh đỉnh bát đại kim tiên một trong tay tự nhiên là có vô cùng thủ đoạn mà đồng đỏ lô cũng là một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí phẩm chất là thuộc về hạ phẩm đạo khí phàm là pháp khí có thể cân đắc đạo khí cũng là phi phàm chi vật cái này đồng đỏ lô thay ngén một lò đồng đỏ chết lửa đồng thời tự thành không gian đem người bao một cái sau đó đồng đỏ chết lửa thiêu đốt nhiều ít cao thủ, đều muốn chết oan chết uổng. Mặc cho người pháp tắc thâm ảo, pháp lực thông huyền, đồng đỏ chết lửa cùng một chỗ, chính là chết không táng sinh chi địa. Lúc này, là quân bị trùm tại đồng đỏ lô, đồng đỏ lô bao một cái, không thể trốn đi đâu được. Đồng thời, đồng đỏ chết lửa mãnh liệt bốc cháy lên. Đầy trời hư vô chi, đồng đỏ chết lửa rồi rào mãnh liệt, cuồn cuộn lao nhanh. Đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, một hỏa diễm, có thể đem cứng rắn nhất kim cương thiết thiêu đốt thành nước thép. La Quân lập tức ý thức được cái này đồng đỏ lô lợi hại, lòng hắn tiếp theo trận phát run. Hỏa diễm đánh giết tới, La Quân chỉ cảm thấy bất luận cái gì pháp lực tại cái này đồng đỏ chết lửa trước mặt, đều có vẻ hơi trắng xám bất lực. Làm cái gì, La Quân thúc thủ vô sách. Tại điện quang thạch hỏa, nhìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, áo đen tố trinh lập tức cùng La Quân hợp thể, trưởng khống La Quân thân thể thao tác quyền. Heo A ngươi, Áo đen Tố Trinh mắng một tiếng, sau đó tế ra Lục Tiên kiếm. Đồng đỏ chết lửa chỗ lấy lợi hại, là quy tắc cùng bản nguyên chi lực. Cái kia dùng lực lượng ngươi, phá hư nó bản nguyên cùng quy tắc. Áo đen Tố Trinh vận chuyển Lục Tiên kiếm, cuồn cuộn sát khí lập tức ở Lục Tiên kiếm chi tuôn ra. Cái này một cái chớp mắt, áo đen Tố Trinh đột nhiên chém ra 10 kiếm. Một kiếm một kiếm nhanh tuyệt, một kiếm một kiếm mãnh liệt, một kiếm một kiếm sát khí rồi rào vô cùng sát ý ngưng tụ đại lục tuyệt thuật lực lượng cũng dung nhập rồi rào sát khí cùng lục tiên kiếm cùng một chỗ thi triển ra đi lập tức đem đồng đỏ chết lửa quy tắc cùng bản nguyên tổ chức xiết ra từng tia từng tia vết nước tới mà kể từ đó cái này đồng đỏ chết lửa không còn là chúa tể tuyệt đối áo đen tố trinh vận chuyển địa sát chi tinh tầng tầng băng tường cũng ngăn cản lên đồng đỏ chết lửa tới đại hỏa diễm thuật dung hợp áo đen tố trinh tiếp theo hừ lạnh một tiếng nàng thi triển ra đại hỏa diễm thuật. Vô cùng địa ngục chi hỏa bốc cháy lên, địa ngục chi hỏa liền bắt đầu cùng đồng đỏ chết lửa lẫn nhau dây dưa. Nhưng đại hỏa diễm thuật đại đạo áo nghĩa, lại là cực kỳ cuồn cuộn cao thâm. Tầng tầng lớp lớp quy tắc, trong nháy mắt đem đồng đỏ chết lửa áp chế. Áo đen tố trinh vận chuyển âm dương pháp lực, vô cùng âm dương chi lực thôi hóa đại hỏa diễm thuật. Vốn là, đại hỏa diễm thuật có thể thiên nhiên hấp thu một chút hỏa sát, tinh hỏa. Nhưng là đồng đỏ chết lửa là nắm giữ tinh thần cùng quy tắc, mà lại sâu đậm ảo, cho nên khó có thể hấp thu, nhưng lúc này, áo đen Tố Trinh là lấy đại hỏa diễm thuật không ảo nghĩa, còn có âm dương pháp lực sinh vạn vật huyền diệu đang hấp thu. Rất nhanh, cái kia đồng đỏ chết lửa ngăn cản không nổi. Áo đen Tố Trinh sử dụng địa ngục chi hỏa cấp tốc hấp thu đồng đỏ chết lửa. Cái kia đồng đỏ chết lửa căn bản kháng cự không, rất nhanh hóa thành đại hỏa diễm thuật một bộ phận là quân thể nội đại hỏa diễm thuật bản nguyên ngay tại vô hạn mạnh lên, trở nên hung hãn tuyệt luân. Đầy trời đồng đỏ chết lửa đều đang biến hóa, biến hóa thành đại hỏa diễm thuật. Thu, áo đen tố trinh mắt hàn quang lóe lên, bỗng nhiên một chỉ điểm ra. Vô cùng hỏa diễm, đột nhiên liếm lửa thành đan. Trong nháy mắt, một khỏa đại hỏa đan ở trên không hình thành. Đồng đỏ lô, trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại có cái này đại hỏa đan. Phá, Áo đen tố trinh một trưởng vỗ ra. Cái kia đại hỏa đan phá hư không mà đi, mang theo một loại tốc độ âm thanh nổ tung tiếng thét. Không khí chi, sóng lửa trùng điệp, ầm ầm. Đại hỏa đan đột nhiên nổ tung, đem cái kia đồng đỏ lô trực tiếp nổ thành phấn vụn. Vô cùng địa ngục hỏa diễm bộc phát ra, bên trong thiên địa toái phiến nổ tung. Thái Nguyên tiên tử tại đồng đỏ lô nổ tung trong nháy mắt, liền đi theo phun ra một ngụm máu tươi. Đón lấy vô cùng địa ngục hỏa diễm đem nàng bao trùm. A, à, Thái Nguyên Tiên Tử phát ra thảm liệt thét lên thanh âm. Thiên, cửu thiên huyền nữ thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Chỉ là, nàng muốn xuất thủ lúc đã muộn, bởi vì chỉ là một cái nháy mắt, vậy quá Nguyên Tiên Tử đã bị đốt cháy thành cho bụi. Đồng thời, địa ngục chi hỏa ở trên không tiếp tục nổ tung, lại là muốn đem cái kia tiên vũ thế giới nổ tung. Tiên vũ thế giới chi, mỗi một mai tiểu vũ mau đều ẩn chứa không gian quy tắc. Tại địa ngục hỏa diễm đánh tới đồng thời, vô cùng nhỏ bé vũ mau ở trên không trôi nổi, vô số tiểu thế giới đem cái này địa ngục chi hỏa thôn vệ đi vào. Áo đen tố trinh mắt hàn quang lại lóe lên, lục tiên kiếm chém ra hung ác một kiếm. Một kiếm này lại là chém tới cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ lập tức cảm nhận được rồi rào sát ý hướng mình mặt trùng sát mà đến, nàng tâm phát lạnh, đồng thời cảm thấy hoảng sợ nàng cảm thấy thật không thể tin, cái này là quân biểu hiện ra lực lượng, quá kinh khủng. Một cái thần thể cảnh đỉnh phong cao thủ, làm sao có thể có hung hãn như vậy chiến đấu lực đâu. Đối mặt lục tiên kiếm kiếm mang, cửu thiên huyền nữ thân thể chuyển một cái, như nghe thường kiếm vũ, nàng thân thể cấp tốc trốn ở vô số bên trong tiểu thế giới. Kiếm mang kia rất nhanh bị tiểu thế giới nuốt hết. Áo đen tố trinh tay liền bắt pháp quyết, cấp tốc đem rất nhiều địa ngục chi hỏa co vào cái kia tiểu vũ mau thế giới lại là khốn không được hung hãn địa ngục chi hỏa. Bầu trời chi, địa ngục chi hỏa cấp tốc co rút lại thành một cái lửa đan. Cái này mai lửa đan, cùng đậu phộng một kích cỡ tương đương, linh lợi tròn, liền tại hư không chi trôi nổi. Xem ra, lại là không chút nào thu hút. Sau đó, áo đen tố trinh mắt tinh quang lóe lên. Cong ngón búng ra, sau đó, cái này mai lửa đan gào thét bắn ra. Liền như lôi đình thiểm điện, hư không lôi kéo ra hung hãn sóng lửa. Vô số tiểu thế giới, không gian quy tắc phá nát. Cửu thiên huyền nữ lập tức ý thức được cái này mai lửa đan lợi hại, nàng từ cũng không dám khinh thường. Nàng cấp tốc khống chế tiên vũ, cái kia tiên vũ thế giới trong một chớp mắt vỡ tan. Mà cửu thiên huyền nữ tay xuất hiện một cái tiên vũ. Tiên vũ thần kiều, cửu thiên huyền nữ mềm mại quát một tiếng. Cái kia tiên vũ lập tức hóa thành vô số vũ mau, những thứ này vũ mao cấp tốc hình thành một tòa hư huyễn như có như không cầu nối mà cái viên kia lửa đan liền tiến vào tiên vũ thần kiều chi tiên vũ thần kiều bên trong quy tắc vô cùng biến hóa đồng thời có mấy trăm nói hỗn nguyên kiếm lực chém tới cái viên kia lửa đan lửa đan ầm vang nổ tung ầm ầm tiên vũ thần kiều bên trong hỏa diễm mãnh liệt địa ngục hỏa diễm toàn bộ vỡ ra nhưng là tiên vũ thần kiều hỗn nguyên kiếm lực tướng địa ngục hỏa diễm toàn bộ ngăn chặn chỉ chốc lát về sau, cái kia tất cả địa ngục hỏa diễm liền lại ngưng tụ thành một cái lửa đan. Áo đen tố trinh mắt lóe qua hàn quang, nàng vẫy tay một cái, liền đem lửa đan cầm ra. Cái kia lửa đan cấp tốc bay trở về, nàng một cái miệng, liền đem nuốt vào bụng. Cửu thiên huyền nữ cổ tay khẽ đảo, một chảo tiên vũ thần kiều. Cái kia tiên vũ lập tức hóa thành một miệng tinh sáng thần kiếm. Nàng đem thần kiếm đột nhiên một bổ, sau đó một đạo hung hãn kiếm quang hướng áo đen tố trinh trảm giết tới. Đạo kiếm quang này, ẩn chứa khai thiên tích địa tinh thần ảo nghĩa, kéo theo rồi rào hỗn nguyên chi lực, trong nháy mắt đến áo đen tố trinh mi tâm chỗ. Áo đen tố trinh mắt cũng không chấp, tay lục tiên kiếm bổ đi ra. Âm dương pháp lực hung mãnh mà ra, oanh một tiếng, nàng lục tiên kiếm trực tiếp đem đạo này hỗn nguyên kiếm quang chảm giết thành cho tàn. Cửu thiên huyền nữ thấy thế, lần nữa hoảng sợ, hỗn nguyên thánh lực, chính là thánh nhân lực lượng, tiểu tạc này làm sao có thể đối phó được hỗn nguyên lực lượng. Cái này quá bất khả tư nghị. Cửu thiên huyền nữ càng phát giác la quân cực kỳ cổ quái. Không, người không là tiểu tặc, người rốt cuộc là ai? Cửu thiên huyền nữ chợt phát hiện không ổn. Áo đen tố trinh khẽ nhíu mày. Ngươi là, ngươi là cái kia ác niệm nguyên thần bạch tố trinh, ngươi thế mà còn chưa có chết. Cửu thiên huyền nữ đột nhiên theo la quân trong ánh mắt nhìn ra áo đen tố trinh tồn tại cái kia càng không thể để ngươi sống nữa. Áo đen tố trinh lạnh hừ một tiếng, mắt sát ý nồng đậm đến muốn xuất ruộng nước bước. Nàng thi triển đại na di thuật, cấp tốc đến cửu thiên huyền nữ sau lưng. Tiếp lấy lục tiên kiếm hung hãn giết ra, cửu thiên huyền nữ phản ứng cũng nhanh, tay tiên kiếm một ô. Sau đó, hai người biến chiêu nhanh, liền lấy hung hãn kiếm thuật lẫn nhau chém giết, trong chớp mắt, mỗi người chém giết ra ba vạn sáu ngàn kiếm. Vô cùng kiếm quang ở trên không chém giết, đầy trời kiếm khí lao nhanh mà ra, trong nháy mắt, kiếm hải cuồn cuộn. Tiện tì, cửu thiên huyền nữ mắng một tiếng, toàn bộ thân thể phóng lên tận trời. Áo đen tố trinh theo sát, cửu thiên huyền nữ đưa tay tiên vũ triển khai, hỗn nguyên thế giới, chân áp. Cái kia tiên vũ đột nhiên biến hóa, mỗi một cây nhỏ bé vũ mau đột nhiên đều nặng như vạn cân. Như vậy, tiên vũ đột nhiên giống như một ngọn núi lớn chân áp xuống dưới. Áo đen tố trinh lập tức cảm nhận được tiên vũ biến hóa. Ừm, nàng bị kinh ngạc, cái kia tiên vũ chân áp xuống, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình khó có thể ngăn cản. Đây là tiên vũ chi lợi hại nhất sát chiêu, không đến bị bất đắc dĩ, cửu thiên huyền nữ cũng sẽ không thi triển đi ra. Nhưng hôm nay, nàng biết áo đen tố trinh là tuyệt đối kình địch, hơi không cẩn thận, liền sẽ thu nhận họa sát thân. Cửu thiên huyền nữ tại vừa mới tư giết chết, không chỉ có không có chiếm được phong hơn nữa còn khắp nơi bị khắc chế ở, nàng liền lòng sinh kế này, cố ý chạy trốn. Quả nhiên, áo đen tố trinh làm, theo đuổi tới. Cho nên cái này một cái chớp mắt, tiên vũ hỗn nguyên thế giới rời đi triển khai. Lúc này, vô luận áo đen tố trinh lục tiên kiếm mũi nhọn cỡ nào sắc bén, lại đều không phá nổi hỗn nguyên thế giới. Mắt thấy áo đen tố trinh muốn bị tiên vũ hỗn nguyên thế giới chân áp thành cho tàn, tình huống quả thực nguy hiểm tới cực điểm. Áo đen tố trình đỉnh đầu đột nhiên xông ra một cỗ âm dương đại pháp lực, cái kia âm dương đại pháp lực hóa thành một đóa liên hoa ngai vàng, liên hoa ngai vàng hiện ra hai màu đen trắng, cái này liên hoa ngai vàng đem hỗn nguyên thế giới nắm cử nhi lên. Hỗn nguyên thế giới cấp tốc chân áp cái này âm dương liên hoa. Nhưng âm dương liên hoa chi cũng lập tức sinh ra biến hóa, cái kia âm dương liên hoa cấp tốc biến lớn, lớn lớn lớn. Lớn đến trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ đều là cái này một đóa liên hoa may mắn lúc này là tại tầng mây chi lại là đêm tối cho nên nhân gian không nhìn thấy dạng này quái dị cảnh tượng liền chỉ cảm thấy tầng mây chi lôi quang thoáng chuồn cái kia hắc bạch liên hoa chi đột nhiên xuất hiện lôi điện hải dương vô cùng lôi điện chém tới hỗn nguyên thế giới mà lại không đợi hỗn nguyên thế giới sụp đổ hoa sen kia chi lôi điện thế giới đi đầu biến mất sinh ra âm dương song dây leo quấn chặt lấy hỗn nguyên thế giới đây là phi thường quỷ dị một màn Đồng thời cũng là không nhận áo đen Tố Trinh khống chế một màn, âm dương pháp lực dung hợp, tại gặp phải cường đại áp lực lúc, chỗ sinh ra biến hóa đã không phải là thi pháp giả có thể tưởng tượng ra tới. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân đồng thời cảm thấy cố hết sức không, cái kia âm dương pháp lực tự phục vụ hấp thu hai người bọn họ pháp lực, cũng tự phục vụ cường đại. Âm dương dựng dục ra vạn vật, cái này vạn vật chính là thiên đạo biến hóa, căn bản không phải nhân loại có thể tưởng tượng ra tới thiên địa sơ khai, nhân loại cùng vạn vật sinh linh là như thế nào diễn sinh ra đến, đây là một cái không hiểu chi mê. Cái này bao hàm vĩ đại tiến hóa, còn có âm dương thai ngén ảo diệu. Mà lúc này, áo đen tố trinh cùng La Quân đang diễn loại ảo diệu này. La Quân từ cùng áo đen tố trinh linh tu đã tới, hắn pháp lực thông hiểu đạo lý, tự thân tích xúc, không ngừng tăng trưởng. La Quân theo cửu trọng thiên đỉnh phong đến tầng 10 đỉnh phong, căn này thời gian sử dụng ở giữa thật sự là quá ngắn. Phải biết, Lâm Phong bằng vào mẫu trùng Hoàng La khuyên tâm đặc thù huyết mạch, một đường tấn cấp đến hư tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng vậy cũng là dựa vào cậy mạnh đập vào, nếu không có La khuyên tâm huyết dịch vô hạn tiến hóa tu bổ, Lâm Phong sớm đã chết trăm ngàn vạn khắc. Mà lại, cho dù là như thế, Lâm Phong hiện tại cũng vận dụng không sức mạnh, ngược lại mỗi ngày đều tiếp nhận xé rách nỗi khổ. Thân thể kinh mạch xé rách về sau, lại cấp tốc chữa trị. Cái này giống là mỗi ngày đều tại thụ cực kỳ bi thảm cực hình muốn được cái gì, phải bỏ ra cái gì. Thiên đạo mặc dù không có tuyệt đối công bình, nhưng nhưng lại có trái ngược nhau công bình. Cái này công bình, còn thể hiện tại tại vô luận nghèo khó, giàu có, mỗi người đều có chính mình buồn giàu. La quân bây giờ là tại hấp thu áo đen tố trinh ảo diệu cùng tri thức, bổ sung hắn nội tình. Chỉ có nội tình bổ sung đến có thể gánh vác lên lúc này tu vi, hắn sau này đường mới có thể vùng đất bằng phẳng. Dựa vào gian lận thi điểm cao, thi đến trường tốt nhưng nếu không sớm cho kịp bổ sung tri thức, vẫn là hội bị đào thải. Lúc này, cái kia âm dương song đằng xoắn cùng một chỗ, thế mà bắt đầu hấp thu hỗn nguyên thế giới chi hỗn nguyên chi lực. Này đôi dây leo, tại hấp thu hỗn nguyên chi lực về sau, càng phát ra tươi tốt, cường đại. Cái kia hỗn nguyên thế giới liền chống đỡ không nổi, bắt đầu sụp đổ. Thu, cửu thiên huyền nữ thấy thế, bị kinh ngạc, lập tức muốn thu hồi tiên vũ. Từ nơi nào biết, giờ phút này tiên vũ lại tựa hồ như mất đi khống chế. Mặc cho nàng pháp lực cuồng mãnh lại là khu bất động cái kia tiên vũ tí tẹo teo. Mà lại, tiên vũ còn đang hấp thu nàng pháp lực, một khi nàng ngừng vận chuyển pháp lực. Tiên vũ thừa nhận thương tổn lập tức hội phản vệ đến nàng thân thể tới. Lẫn nhau tâm ý tương thông pháp khí, tự nhiên không có khả năng một phương miễn tai. Đáng giận, cửu thiên huyền nữ thầm mắng một tiếng, đồng thời kinh hãi giật mình. La quân cùng áo đen tố trinh thời gian cũng không dễ chịu hai người cảm thấy không còn chút sức lực nào cùng cực cơ hồ muốn sử tại một loại thoát lực trạng thái thế nhưng âm dương song đằng lại tại tiếp tục liều mảng hấp thu pháp lực như thế như vậy đi xuống cái kia âm dương song đằng không chỉ có là muốn đem cửu thiên huyền nữ pháp lực hút khô càng là muốn đem la quân cùng áo đen tố trinh nguyên khí hút khô đây là một loại rất nguy hiểm trạng thái đến rừng pháp lực la quân lập tức hướng áo đen tố trinh nói ra áo đen tố trinh nói ra, người cho rằng ta không muốn thu sao? đã thu lại không được, này làm sao xử lý? là quần cũng là có chút hoảng. ăn long quả, áo đen tố trinh nói ra, đúng, là quân lập tức cấp tốc thôn vệ long quả, bổ sung dinh dưỡng. âm dương song đằng liền càng thêm lớn mạnh, đem cái kia hỗn nguyên thế giới lít nha lít nhít bao khỏa mang tới. từ bên ngoài nhìn, là một đen một trắng hai loại dây leo nhánh đem một tòa núi lớn bao trùm ở cái này cảnh tượng để có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn tại chỗ muốn hoảng sợ chết rồi cái kia tiên vũ vốn là lợi hại vô cùng pháp khí phẩm chất chính là hạ phẩm đạo khí thái nguyên tiên tử đều có đạo khí mà cửu thiên huyền nữ đồ vật tự nhiên cũng là đạo khí mà cái này tiên vũ cùng đồng đỏ lô tuy nhiên đều là đạo khí nhưng khác biệt là tiên vũ chính là trải qua thánh nhân thối luyện qua đồ vật phẩm chất là không cần nhiều lời Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác được thể nội pháp lực đang bị tiên vũ cuồng mãnh hấp thu. Nàng cảm thấy trong cơ thể lực lượng khô kiệt, hai mắt ngất đi, toàn thân bất lực. Trời ạ, à, chẳng lẽ ta muốn chết? Cửu Thiên Huyền Nữ tâm hoảng sợ. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân cũng có đồng dạng cảm giác. Cái kia long quả còn muốn chuyển hóa làm lực lượng, cái này cũng phải cần thời gian. Mà âm dương song đằng hấp thu tốc độ quá nhanh, long quả cung ứng không kịp. Ngươi không phải còn có cái viên kia Hư Tiên đan hoàn sao? Lấy ra ăn, áo đen Tố Trinh sắc mặt nghiêm túc, nàng tâm cũng cảm ứng được lớn lao nguy cơ, như vậy đi xuống, tất cả mọi người muốn đồng quy vô tận. Cái kia có thể ăn sao? La Quân giật mình, có cái gì không thể ăn, không phải chết sao? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nghĩ cũng phải, liền cắn răng một cái, lập tức đem cái kia Hư Tiên đan hoàn thôn phệ. Hư Tiên đan hoàn rồi rào vô cùng tinh khí lập tức ở La Quân thể nổi khuếch tán. La Quân vốn là hấp thu không loại này lực lượng, nhưng rất nhanh, áo đen tố trinh đem toàn bộ hấp thu đến nàng suy nghĩ chi. Nàng toàn bộ thân thể, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đồng thời, rồi rào đục mang pháp lực rót vào âm dương song đằng bên trong. Âm âm một chút, toàn bộ tiên vũ hóa thành hư vô. Mà cái kia âm dương song đằng lập tức co vào, sau cùng thế mà có rút lại thành một cái đan hoàn lớn nhỏ âm dương đan cái này âm dương đan hướng la quân miệng bay tới cái này âm dương đan ẩn chứa la quân cùng áo đen tố trinh vô cùng pháp lực đồng thời còn đem chọn mảnh tiên vũ lực lượng hấp thu mà lại cửu thiên huyền nữ nguyên khí cũng bị hấp thu đại bộ phận tiến đến cho nên đừng nhìn cái này âm dương đan không chút nào thu hút nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng là khủng bố la quân chỗ đó dám thôn về cái này âm dương đan hắn đột nhiên thân thủ đem âm dương đan chộp vào tay nhưng rất nhanh, chuyện quỷ dị lần nữa phát sinh, âm dương đan thế mà trực tiếp tại La Quân tay hòa tan, tiến vào hắn kinh mạch chi. Cái này âm dương đan tại La Quân trong huyết mạch bắt đầu hòa tan. Hỏng bét, La Quân hoảng sợ. Dạng này một cỗ lực lượng nếu thật bạo phát đi ra, La Quân cảm thấy mình chỉ có bạo thể vận mệnh. Áo đen Tố Trinh cũng phát hiện sự biến hóa này, hiểu hơn hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nàng không nói hai lời, pháp lực vận chuyển nàng dùng tự thân nguyên thần suy nghĩ tại la quân trong huyết mạch cấp tốc đem cái kia âm dương đan bao trùm bao trùm một sát na kia âm dương đan đã hòa tan áo đen tố trinh cấp tốc tụ lại nguyên thần xông ra la quân thân thể la quân thể nổi nguy cơ liền cũng theo giải trừ nhưng hắn cũng không có buông lỏng một hơi mà chính là lo lắng nhìn về phía hư không áo đen tố trinh hắn tại cái này một cái chớp mắt nước mắt kém chút dũng mãnh tiến ra hắn lại làm sao có thể không hiểu áo đen tố trinh là vì cứu hắn, cho nên mới đem âm dương đan nhanh chóng khống chế lại, sau đó mang đi. Bạch tố trinh, là quân nôn nóng không, thân hình lóe lên, đến áo đen tố trinh bên người. Lúc này, áo đen tố trinh đã không có ngưng tụ bản thể, mà chính là hóa thành một đoàn xương mù màu đen. Cái này vũ khí trùng trùng điệp điệp, bao phủ phương viên người dặm. Trong hắc vụ, ba vạn sáu ngàn cái suy nghĩ nổi lơ lửng. Cái kia âm dương đan hiệu lực toàn bộ hòa tan, đang bị ba vạn sáu ngàn cái suy nghĩ hấp thu. Thân thể có hạn, nguyên thần vô hạn, là quân thấy thế, lập tức minh bạch đạo lý này. Hắn nhỏ khẽ thở vào một cái, chỉ ít giờ phút này, áo đen tố trinh xem ra cũng không có nguy hiểm tính mạng. Đồng thời, là quân cảm giác được cửu thiên huyền nữ chính đang đào tẩu. Là quân thân hình lóe lên, lập tức ngăn lại cửu thiên huyền nữ đường đi. Cửu thiên huyền nữ áo trắng chi, nhiễm đỏ tươi điểm huyết dịch. Sắc mặt nàng trắng bệch, khi tức yếu ớt. Lúc này nàng, chật vật không? Ngươi muốn làm gì? Cửu thiên huyền nữ miễn cưỡng ổn định thân hình, lập tại hư không chi. Nàng lạnh giọng nói ra. Là quần cười lạnh, nói ra, muốn đi, không dễ dàng như vậy. bổn tọa chính là giao trì cung thủ tọa đệ tử, người dám giết ta hay sao? Cửu thiên huyền nữ nghiêm nghị nói ra. Là quần nói ra, vậy quá nguyên tiên tử đều đã bị giết, cửu oán đã kết xuống, giết người không giết, cũng không khác nhau nhiều lắm. Cửu thiên huyền nữ không khỏi hoảng sợ, nàng tránh thức cảm nhận được tử vong áp bách cùng hoảng sợ. Trước mắt cái này tiểu tặc, phảng phất là nàng cả đời ma chú. Nàng cũng biết, tiểu tặc này là cái to gan lớn mật chủ, ngày đó hắn dám ở quan âm đại sĩ trước mặt động thủ. Hôm nay lại càng không có chỗ cố kỵ. Ngươi, là quân trao mày, nói ra, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cửu thiên huyền nữ vồ lấy sau đó, hắn ôm cửu thiên huyền nữ vòng eo. Cái kia vòng eo ngược lại thật sự là mềm mại. Là quân tại trước kia còn là cái mao đầu tiểu tử lúc, thường nghe người hình dung mỹ nữ đều nói là cửu thiên huyền nữ. Hôm nay rốt cuộc có thể tiếp xúc gần gũi, lòng hắn vẫn còn có chút ý niệm tà ác. Sau đó, là quân một cái bóp phía dưới cửu thiên huyền nữ ngực cùng bờ mông, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, xúc cảm còn là rất không tệ. Cửu thiên huyền nữ nhất thời xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, tiểu tặc, người muốn chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi. La quân cười một tiếng, nói ra, người vẫn là trước hết nghĩ muốn chính mình hội chết như thế nào đi. Hắn nói xong vận chuyển pháp lực phong bế cửu thiên huyền nữ kinh mạch, đồng thời đem dấu ấn tinh thần đánh vào đến cửu thiên huyền nữ thể nội. Như thế về sau, lại đem cửu thiên huyền nữ ném vào đến phòng bị tu di bên trong. Làm xong đây hết thảy, La Quân mới quay trở lại áo đen tố trinh bên người. Áo đen tố trinh vẫn là đắm chìm trong đoàn hắc vụ kia bên trong. La Quân ở một bên cũng không giúp được cái gì, hắn tại trận đại chiến này cũng tiêu hao quá nhiều, sau đó liền lại phục dụng ba cái long quả. Long quả dinh dưỡng lưu chuyển, La Quân vận ra đại kim đan tới. Cái kia đại hắc đan đã tại lôi kiếp về sau, hóa thành đại kim đan. Đại kim đan vừa dài ra hai cái cánh, La Quân khoanh chân ngồi tại đại kim đan mặt, sau đó bắt đầu thầm vận huyền công, hấp thu long quả dinh dưỡng. Chỉ một lúc sau, là quân khôi phục nguyên khí. Không thể không nói, đối với người tu đạo tới nói. Tài phú là đan dược, đan dược đầy đủ, đó là xa hoa. Là quân tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, có thể mấy cái long quả ăn một lần, lập tức khôi phục. Mà đối với phổ thông người tu đạo tới nói, bọn họ chỗ đó có dạng này đan dược A. Một cái long quả hiệu lực có thể thần đan, cái kia một cái thần đan đối với cửu trọng thiên phía dưới cao thủ, quả thực là thần phẩm. Là quân cái này một hơi ăn ba cái long quả, liền tương đương với thổ hào một bữa cơm ăn ba triệu. Người bình thường, người nào mẹ nó một bữa cơm ăn đến lên ba triệu a Áo đen tố trinh tại cái kia hắc phụ chân đủ tu luyện ba ngày ba đêm. Là quân cũng vẫn luôn đang thủ hộ áo đen tố trinh. Đồng thời, là quân vì phòng ngừa giao trì cung truy cha cửu thiên huyền nữ hắn đã đem phòng bị tu di triệt để phong bế. Đồng thời, cũng đem bốn phía khí thức toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Có trời mới biết, giao trì cung tổn thất cử thiên huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử, sẽ làm ra phản ứng gì đâu. Ba ngày ba đêm sau đó, áo đen tố trinh rốt cục ngưng tụ ra bản thể nguyên thần. Nàng toàn thân áo đen, mỹ lệ mà yên tĩnh. Áo đen tố trinh một đầu mái tóc tại bầu trời đêm chi bay múa, nàng tinh khiết trong con ngươi, tách ra cường đại mà hung hãn tinh quang tới dạng này ánh mắt có loại khí thôn sơn hà khí thế la quân ở một bên nhìn một chút đều có chút không rét mà run áo đen tố trình ánh mắt liếc nhìn tứ phương nàng ánh mắt xa xăm lại lại thâm thúy la quân cũng đoán không được giờ này khắc này áo đen tố trình tâm lý suy nghĩ cái gì hồi lâu sau áo đen tố trình ánh mắt rốt cục đến la quân thân thể lúc này nàng trong ánh mắt liền rốt cục có thuộc về nhân loại tình cảm a à, ta tại sao lại ở chỗ này áo đen tố trinh hỏi la quân thở phào một hơi nói ra người một mực đều ở nơi này áo đen tố trinh rơi vào trầm tư sau một hồi khá lâu nàng đột nhiên nói ra huyền nữ tiện nhân kia đâu một tiếng này tiện nhân tại la quân nghe tới lại là không quen cắt bởi vì áo đen tố trinh rốt cục khôi phục bình thường la quân đang muốn trả lời cử thiên huyền nữ đã bị khống chế lại nhưng nghĩ lại áo đen tố trinh giết hại quá nặng chính mình kiểu nói này làm không tốt áo đen tố trinh muốn trực tiếp giết cửu thiên huyền nữ. Cái này cửu thiên huyền nữ cũng không coi là đại ác nhân. Lại thêm, đối phương vẫn là cái đại mỹ nữ, là quân tâm lý khó tránh khỏi hội có mấy phần thương hương tiếc ngọc chi tình. Sau đó hắn liền nói ra, đào tẩu. Đào tẩu, áo đen tố trinh bị kinh ngạc. Là quân nói ra, đúng, đào tẩu. Áo đen tố trinh nói ra, ta ở chỗ này bao lâu thời gian. Là quân nói ra, qua ba ngày. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, người cái tên này, đem cái kia huyền nữ giấu ở phòng bị tu di bên trong A. La quân giật mình, nói ra, làm sao người biết. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu là huyền nữ đào tẩu, chúng ta ở chỗ này đợi ba ngày, cái kia giao chỉ cung sớm giết tới. Cho nên, cửu thiên huyền nữ khẳng định là bị ngươi bắt. Tính ngươi lợi hại, La quân không thể không bội phục áo đen Tố Trinh nhạy bén. Hắn nói ra, Vậy sao ngươi không cảm thấy ta có thể có thể đưa nàng cho giết đâu? Nếu là giết, ngươi cần gì nói láo? Áo đen tố trinh nói ra, ngươi chỗ lấy nói láo, là sợ ta hội giết cửu thiên huyền nữ. Là quân hoàn toàn phục, hắn nói tiếp, ngươi không thực sự muốn giết cửu thiên huyền nữ a? À? Áo đen tố trinh nói ra, vì cái gì không giết? Chẳng lẽ giữ lấy nàng trở về tích xúc thực lực, lại tới giết chúng ta sao? Là quân nói ra, cái này áo đen tố trinh nói ra làm sao ngươi nhìn nàng la quân nói ra cái kia tuyệt không ta là chính nhân quân tử áo đen tố trinh nói ra nhìn cũng không có gì vội vàng nữ nhân kia thật có chút tư sắc ngươi muốn là ưa thích hoặc đem thu làm ngươi thiếp thất đi dứt khoát độ hóa nàng đi la quân nói ra áo đen tố trinh nói ra nàng tu vi là hư tiên cảnh đỉnh phong cho dù là độ hóa nàng cũng có bản lĩnh phục hồi như cũ còn có chúng ta độ hóa những người kia, khi bọn hắn tu luyện tới hư tiên cảnh đỉnh phong lúc, tự mình ý thức đều sẽ có khả năng thức tỉnh. Hư tiên cảnh kỳ rất khó, huống chi là hư tiên cảnh đỉnh phong. Người đại lôi âm phổ độ pháp chính là Phật giới lợi hại thần thông, nhưng lợi hại thần thông cũng không có lợi hại đến liền hư tiên cảnh đỉnh phong đều có thể thu phục. Hư tiên cảnh đỉnh phong, là quân nói ra, vì cái gì đến hư tiên cảnh đỉnh phong, sẽ trở thành một cái đường danh giới. Áo đen tố trinh nói ra, hư tiên cảnh bắt đầu, đã có thể chế tạo lĩnh vực, đạo tràng. Đến hư tiên cảnh đỉnh phong, là thiên tâm ý thức thức tỉnh. Thiên tâm ý thức thức tỉnh về sau, bất luận cái gì thuật pháp, đều đã không thể đem mê hoặc. Ta như thế giải thích với ngươi, ngươi có thể hiểu không? Cái này có cái gì không thể hiểu, là quân nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, thuật pháp trung quy là thuật pháp, thuật pháp cũng là thủ đoạn. Chúng ta tu luyện, là chống cự ngoại giới dụ hoặc, còn có não hải tâm ma vân vân đại đạo phía trước tâm cần kiên định người thiên tâm ý thức một khi thức tỉnh sẽ minh bạch chính mình cùng bên trong thiên địa tất cả liên hệ cho nên lúc này thuật pháp là không thể đối tẩy não hoặc là mê hoặc trừ phi là đại số mệnh thuật đại số mệnh thuật gieo xuống số mệnh về sau đó chính là thiên tâm ý thức thức tỉnh đó cũng là không được vẫn là hội thụ khống chế không đúng là quân nghĩ đến cái gì nói ra ta vừa đến đại lôi âm phổ độ pháp lúc liền độ hóa một cái trước kia tu vi đến hôm khác quân cấp độ ra hỏa. Chẳng lẽ tên kia là giả vờ bị ta độ hóa, là quân nói ra, có thể chuyện này không có khả năng lắm a à? Ta có thể rõ ràng trưởng không đến, nó là bị ta độ hóa. Thiên quân, áo đen tố trinh không thể tin nói ra, thiên quân phất phất tay đầu ngón tay, người lại nhiều thuật pháp đều là một con đường chết. Người có biết hay không, thiên quân đến cùng là cái gì a à? Là quân nói ra, ta biết a à? hắn sau đó giảng trùng hoàng lai lịch hắn nói rõ về sau áo đen tố trinh nói ra cái kia không trách bởi vì nó tuy nhiên đã từng là thiên quân nhưng bản thân đã đọa vào luân hồi pháp lực hoàn toàn biến mất cái này ngươi không thể coi như nó là thiên quân thiên tâm ý thức đều đi theo biến mất giống ngươi bây giờ pháp lực tồn tại người có thể cảm giác được bốn phía diệu phần tử biến hóa cùng vận chuyển nhưng khi người pháp lực biến mất về sau người còn có thể cảm giác được sao tốt ha à? ta minh bạch là quân bừng tỉnh đại ngộ áo đen tố trinh nói ra đi thôi nơi đây không nên ở lâu la quân gật đầu sau đó áo đen tố trinh lần nữa tiến vào la quân não vực bên trong la quân thì triển đại na di thuật nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ lần này la quân lần nữa đi vào thái sơn chi đỉnh nhật nguyệt luân chuyển sơn hà biến hóa nhưng từ xưa đến nay thái sơn lại vẫn luôn là thái sơn la quân tới nơi này Tự nhiên không phải theo đuổi nghĩ chuyện cũ. Hắn bất quá là đối với nơi này rác thuộc hết, sau đó trực tiếp chuyển rời tới. Đón lấy, hắn ngồi xếp bằng. Áo đen tố trinh cùng La Quân pháp lực cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. La Quân lập tức cảm giác được áo đen tố trinh pháp lực trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đây là một cái rất khủng bố khái niệm, La Quân cảm giác được áo đen tố trinh nguyên thần chi, mỗi một cái ý niệm trong đầu bên trong đều có dồi rào pháp lực ba vạn sáu ngàn cái suy nghĩ, mỗi một cái ý niệm trong đầu đại biểu một cái tiểu thế giới. Mỗi một cái bên trong tiểu thế giới đều pháp lực vô biên. Lực lượng ngươi, thế mà cường đại đến nước này, là quân nhất thời nhìn mà than thở. Áo đen tố trinh nói ra, cái viên kia âm dương đan hấp thu cửu thiên huyền nữ rất nhiều nguyên khí, mà lại, cái kia tiên vũ chi không chỉ có lực lượng cuồn cuộn vô cùng, đồng thời thai ngén thánh nhân hỗn nguyên chi lực. Ta đem toàn bộ hấp thu lý giải về sau, lực lượng thật là tăng lên gấp bội. Hiện tại ta cần làm muốn đi lần nữa độ lôi kiếp, đem cảnh giới tăng lên, đem suy nghĩ phẩm chất lần nữa cải tạo. Tam trọng lôi kiếp, La Quân nói ra, người có thể hay không quá nhanh. Áo đen tố trinh nói ra, nhanh, ta còn ngại chậm, bây giờ ta đối phó một cái cửu thiên huyền nữ đều như thế tốn sức, đây quả thực là ta sỉ nhục. La Quân nói ra, cũng không thể nói như vậy, huyền nữ là bởi vì kiện pháp khí này mới có thể quát tháo. Áo đen tố trinh nói ra, ta bây giờ suy nghĩ một chút, liền cảm giác nghĩ mà sợ. Trước đó, hai người chúng ta vẫn là khinh địch. Khinh địch, La Quân nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, ta vốn cho rằng, ta cùng ngươi liên thủ đối phó huyền nữ cùng vậy quá nguyên tiên tử chính là 10 phần chắc chín. Thế nào biết, cái này huyền nữ không biết từ nơi đó đạt được tiên vũ. Cái này tiên vũ bên trong hỗn nguyên lực lượng cùng ta cái kia sơn hà xã tác đồ bên trong đồ, vật giống nhau y hệt nếu như chúng ta không phải nắm giữ âm dương thai ngén vạn vật lực lược, ngày đó liền chết tại cái này hỗn nguyên dưới thế giới. La Quân nghe vậy, nhất thời lòng còn sợ hãi, hắn ngầm nói ra, âm dương hợp thể, quả nhiên là có thể tạo hóa thần. Vậy bây giờ, La Quân nói ra, lực lượng ngươi mạnh như thế, chỉ sợ ta không quá có thể giúp ngươi một chút. Áo đen tố trinh nói ra, không thể nói như vậy, ngươi là duy nhất có thể cùng ta linh thu thành công người. Mặc kệ ngươi pháp lực yếu cỡ nào nhỏ, nhưng đều đại biểu âm dương dương. Âm dương pháp lực, nhất định phải có người mới có thể dựng dục ra tạo hóa thần. La Quân nói ra, vậy người độ lôi kiếp, ta vẫn còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Áo đen tố trinh nao nao, nàng theo rồi nói ra, có người cùng ta ở chung một chỗ, ta phần thắng hội lớn rất nhiều. Nhưng nếu như một cái sơ sẩy, mình hai đều sẽ biến thành cho bụi. La Quân còn chưa lên tiếng, áo đen tố trinh nói ra, ta biết, đối ngươi như vậy không công bằng. La Quân vung tay lên, nói ra, đừng nói như thế tới nói, tại thần nông đỉnh bên trong lúc, người cũng không có cự tuyệt qua ta thỉnh cầu. Nếu là bằng hiếu, khác lời nói không cần phải nói. Tốt, ta cùng ngươi. Áo đen tố trinh nở nụ cười xinh đẹp. Nàng nụ cười này, nhất thời có loại khuynh quốc khuynh thành mị lực. Tựa hồ tất cả hoa tươi đều trong nháy mắt này mất đi nhan sắc. La Quân nhìn ngẩn ngơ, hắn nhịn không được nói ra, đây là ta lần thứ nhất gặp ngươi cười. Áo đen tố trinh nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nàng nụ cười lập tức cũng theo biến mất. La quân nói ra, thật là dễ nhìn. Áo đen tố trinh vội ho một tiếng, nói, tốt, người chứa cùng ta rót thuốc mê. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng, người muốn thật muốn gái, cái kia cửu thiên huyền nữ người tùy thời đều có thể tìm. La quân không khỏi im lặng, nói ra, người coi ta là gì người. Áo đen tố trinh nói ra, dù sao cơ hội ta là cho ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý thu nàng làm tiểu thiếp, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết nàng." "Khác?" La Quân nói ra, "Nàng cũng không tính đại gian đại ác người, ta nhìn, có thể thiếu tạo giết hại thiếu tạo một chút đi." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Lời nói không phải nói như vậy, cái này cửu thiên huyền nữ tu vi không phải thấp. Nàng hiện tại đối chúng ta hận thấu xương, nếu là thả nàng trở về, một là hội dẫn tới giao trì cung truy sát, hai là lại cho mình gia tăng một cái cường đại đối thủ." Nàng đón đến, nói ra, tóm lại, giết nàng là trước mắt lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Là quân nói ra, trước cầm tù nàng thôi, dù sao cũng là một cái thẻ đánh bạc. Có lẽ về sau cần phải đây. Áo đen tố trinh nói ra, giao trì cung sẽ vận dụng một chút thủ đoạn thần bí truy tung tới, người không có khả năng vĩnh viễn để giao trì cung tìm không được. Là quân nói ra, thực việc này cũng đã rất là rõ ràng. Giao trì cung không thấy cửu thiên huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử, Tự nhiên sẽ theo Thanh Thành Cung bắt đầu tra. Cũng rất nhanh hội tra được ta thân thể tới. Áo đen Tố Trinh trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, "Tốt a, à, cái kia cầm tủ lấy đi." Mời mọi người tìm tòi phẩm sách, lưới nhìn lớn nhất toàn, chỉ là việc này sẽ chỉ càng ngày càng phức tạp. Lần này cũng không phải tỉ tỉ ta cho người gây phiền toái. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Tốt a, à, lần này là ta tại họa." Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, Nói ra, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ ta không biết vứt xuống ngươi mặc kệ. Nói trở lại, Cửu Thiên Huyền Nữ như thế hận ngươi, cũng là lúc trước ngươi tại giao chỉ cung cứu ta lúc, bắt cóc nàng. Nói cho cùng, bởi vì vẫn là tại ta chỗ này. La Quân không khỏi cảm thán, nói ra, quả nhiên hết thảy tự có mệnh số, nên đến luôn luôn tránh không rơi a. À. Sau đó, La Quân còn nói thêm, ngươi chuẩn bị lúc nào độ lôi kiếp. Áo đen Tố Trinh nói ra, Xuân Thiên đã qua. Mùa hè đến gần, các loại hạ lôi một thanh âm vang lên, chính là ta độ lôi kiếp lúc. Hạ lôi, La Quân nói ra, cái này có ý tứ gì sao? Hạ lôi càng thêm thuần ví, theo thối luyện, hội càng thêm khác biệt. Áo đen tố trinh giải thích, La Quân nói ra, cái này nhưng không biết, lúc nào sẽ có hạ lôi tiến đến. Ngươi chờ đến sao? Nhanh, Áo đen tố trinh nói ra, ta có cảm giác. La Quân nghe vậy, liền không nói thêm gì nữa. Áo đen Tố Trinh nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, nàng để ngươi trái tim băng giá. Ừm, nàng, người nào, là quần hơi hơi ngẩn ngơ. Áo đen Tố Trinh nói ra, heo a ngươi. Là quần não tử chuyển một cái, lập tức minh bạch. Hắn không phải cái tính toán chi ly người, cũng chưa từng đi nhiều chú ý cùng áo trắng Tố Trinh ở giữa sự tình. Cho nên áo đen Tố Trinh đột nhiên kiểu nói này, hắn thật đúng là là không nhớ ra được. Hắn lúc này tỉnh ngộ lại áo đen tố trinh là nói áo trắng tố trinh tùy ý hắn bị cử thiên huyền nữ truy sát sự tình. Hắn liền thở dài, nói ra, nói không trái tim băng giá đi, nàng là như vậy tính tình. Lúc trước bị nhân gian hoàng đế hạ lệnh vào cung làm phi, cũng là không dám phản kháng. Trong nội tâm nàng đem thanh thành cung nhìn rất nặng, không nguyện ý liên lụy nhiều người như vậy. Bây giờ, nàng cũng vẫn là sợ đắc tội giao trì cung, cho nên mới không dám đắc tội cử thiên huyền nữ. Quả thực là thật quá ngu xuẩn áo đen tố trinh nói ra ta trước đó đại bộ phận pháp lực đều lưu ở người nàng nàng còn có sơn hà xã tác đồ cùng tinh thần thạch chính là tây vương mẫu tiện nhân kia cũng đối với nàng là kiêng kỵ rất nhiều lần này giao chỉ cùng chỗ lấy đến quả mừng vậy nói rõ hết thảy nhưng bây giờ giao chỉ cùng xem như triệt để minh bạch nàng đảm lược vậy còn không vào chỗ chết khi dễ a à. bất luận cái gì ngoại giao nếu là mềm yếu là tuyệt đối sẽ không đạt được tôn trọng la quân khe khẽ thở dài nói ra điểm này ta hiểu nhưng nàng không hiểu áo đen tố trinh nói ra ta có dạng này ngu xuẩn muội muội quả thực là ta sỉ nhục la quân nói ra người tính tình cùng nàng thật sự là hai thái cực nàng không phải ngu xuẩn chỉ là không quá thích hợp nắm giữ thanh thành cung a áo đen tố trinh lạnh hừ một tiếng la quân cũng không nói thêm gì nữa hắn biết áo đen tố trinh đối áo trắng tố trinh không phải là không có cảm tình nếu là người khác, nàng không biết nói chuyện nhiều. Nàng mỗi lần nói lên áo trắng tố trinh, nhiều con là một loại giận không tranh. Chính như áo trắng tố trinh lo lắng nàng hội sông ra càng lớn di thiên đại họa tới. Hai người này tính cách, một cái là một mực nhường nhịn, cầu được bình an. Một cái lại là tuyệt không nhượng bộ nửa bước, hận không thể muốn đem thiên đụng lỗ thủng đi ra. Trong lúc nhất thời, là quần cùng áo đen tố trinh đều không nói thêm gì nữa. Bên trong thiên địa, yên lặng như tờ. Gió đêm thổi tại Thái Sơn đỉnh núi, là quân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Xa như vậy chỗ vân vụ lượn lờ, lại là nhìn không rõ ràng. Toàn bộ thiên địa, đều là một mảnh tĩnh mịch chi. Một vòng ngân nguyệt treo trên cao chân trời, ngân nguyệt sáng sáng trói vẩy chiếu vào Thái Sơn chi. Nếu là ở xã hội hiện đại, nhất định có thể nhìn đến nơi xa nhà nhà đốt đèn. Mà ở chỗ này, lại là cái gì cũng không nhìn thấy bằng điểm ấy khác nhau, liền có thể để La Quân rõ ràng biết nơi này là địa phương nào. Nơi này là Nam Tống, là diệu lịch sử chi, là xã hội hiện đại người, mãi mãi cũng không thể tới thể nghiệm địa phương. La Quân ngửa nhìn bầu trời, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cực kỳ may mắn. Ta chỉ là cái này vô tận vũ trụ một hạt bụi, chỉ là một cái hèn mọn linh hồn, lại có thể nhìn đến quá khứ tương lai cảnh tượng, thể nghiệm rất nhiều huyền diệu. Thương đợi ta, xác thực cũng là có hậu ái chỗ trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ mà áo đen tố trinh đã ở một bên tu luyện nàng đồng thời không để ý tới la quân la quân im lặng đứng dậy hắn tốc độ di chuyển rất nhanh bốn phía quan sát thái sơn phong cảnh hắn nhìn đến lờ mờ thiên môn nhìn đến rất nhiều quen thuộc địa phương trong đầu của hắn cũng không có nhớ tới ma đế mà là nhớ tới tống linh san đồng giai văn lão sư còn có linh nhi khắc cốt ghi tâm linh nhi đó là một đoạn liên quan tới thanh xuân trí nhớ, tại La Quân tâm lý, cái kia là phi thường Mỹ hảo trí nhớ. La Quân trong đầu nhớ tới cái kia đoạn ký ức, hắn thậm chí có thể nhớ lại khi đó phong là hương vị gì, ánh trăng là cỡ nào nhu hòa. Còn có Tống Linh San nói qua cái gì, Linh Nhi nói qua cái gì, trong lòng của hắn đều là nhất thanh nhị sở. Mỗi người đều có thanh xuân, tại một thế này thời điểm, ta thanh xuân là tràn ngập huyết tinh cùng giết hại. Cũng chỉ có tại cái kia bình hành thế giới bên trong lúc, ta mới cảm giác được, ta là một người bình thường. La Quân nói thầm. Vậy đại khái cũng là La Quân vì cái gì đối thế giới kia là như thế nhớ nhung nguyên nhân vị trí đi. Về sau, La Quân trở lại áo đen tố trinh bên người. Trở lại bên người nàng thời điểm, La Quân tâm tư trở lại trong thế giới này. Hắn thế giới bên trong, không còn là thanh xuân, cao, đại học, đồng học, mà chính là tràn ngập tiên cùng ma. Khiến La Quân có lúc hội sinh ra ảo giác đến cùng cái này tiên cùng ma thế giới là đang nằm mơ vẫn là cái kia thanh xuân mỹ hảo là ở vào hiện thực đâu nếu như cái này tiên ma thế giới là mộng cái này mộng cũng không tránh khỏi quá dài quá dài một chút sắc trời dần dần sáng bình minh tờ mờ sáng chân trời lộ ra ngân bạch sắc bất quá hôm nay cũng không có mặt trời toàn bộ khí trời đều là âm trầm giống như là đang nổi lên một trận mưa lớn xem ra hạ lôi là thật muốn tới la quân ngầm nói ra mà giờ khác này thanh thành cung, chính là gió thổi báo rông bão sắp đến. Giao trì cùng bảy đại kim tiên cùng đi đến thanh thành cung hương sư vấn tội. Bảy đại kim tiên đứng đầu lữ anh mới phong lưu phóng khoáng, kiêu căng khinh người. Hắn áo trắng đai lưng ngọc, khí chất tuyệt hảo. Bạch Tố Trinh, thao thiết yêu vương đồ lâm đứng tại lữ anh mới bên người. Hắn nói ra, chúng ta huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử đến đây chúc mừng. Lại là từ trước đến nay thanh thành cung về sau, chính là tin tức hoàn toàn không có căn này, người đừng nói các ngươi không biết chút nào. Áo trắng tố trinh cùng hứa tuyên còn có tiểu thanh, cùng thu trưởng lão, hồng trưởng lão cùng đi ứng đối cái này bảy đại kim tiên. Ngày đó, thu trưởng lão thẳng thắn, nói ra, ngày đó huyền nữ gặp La Quân, lòng sinh cừu hận, nhiều lần bàn giao, không cho ta thanh thành cung nhúng tay nàng tự oán. Cho nên về sau, huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử cùng La Quân rời đi, đến mức về sau đến cùng chuyện gì phát sinh chúng ta thanh thành cung là căn bản không biết được. Đồ Lâm chính muốn nói chuyện, Lưu Anh mới nhạt lạnh quét mắt một vòng thu trưởng lão. Hắn ánh mắt chi, mang theo một cỗ túc sát khí tức, khiến thu trưởng lão nhất thời cảm thấy sợ hãi. Lưu Anh mới sau đó mới vừa nhìn về phía áo trắng tố trinh, sự tình là như thế sao? Áo trắng tố trinh trầm giọng nói ra, không sai. Lưu Anh mới lên tiếng, cho nên, các ngươi không có có trách nhiệm. Áo trắng tố trinh nói ra, xác thực như thế. Lưu Anh mới lên tiếng, tốt, rất tốt, đã bạch tố trinh ngươi nói như vậy, vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Chỉ là, trong vòng ba ngày, nếu như ta không gặp được huyền nữ cùng Thái Nguyên, như vậy ta giao chỉ cung liền đem thanh thành cung thực sự vì đất bằng. Hắn sau khi nói xong, quay người muốn đi. Áo trắng tố trinh lập tức gấp, nàng chợt lách người ngăn lại Lưu Anh mới đi đường, tiên dừng bước. Lưu Anh mới lông mày nhướn lên, nói, làm sao? Chẳng lẽ Bạch Tố Trinh ngươi bây giờ muốn động thủ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có cái kia sơn hà xã tắc đồ, liền thật sự là trí cao không? Áo trắng Tố Trinh nói ra, ta tuyệt không ý này, chỉ là việc này, chúng ta nói tới câu câu là thật. Lúc này huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử đến cùng chuyện gì phát sinh, chúng ta hoàn toàn không biết. Cũng là huyền nữ cố ý bàn giao, thanh thành cung không xuống được đến nhúng tay nàng sự tình. Lư Anh mới cười lạnh một tiếng, nói ra người là đến đem cho các ngươi chúc mừng mới mất tích. Huyền nữ chính là nương nương lớn nhất yêu quý đệ tử, nàng nếu có cái gì sơ suất, bạch tố trinh, người cảm thấy việc này có thể bằng các ngươi như thế mấy câu liền coi như. Ta khuyên ngươi, không nên ở chỗ này cùng ta uổng phí công phu. Vẫn là nhanh đi đem huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử cho chúng ta trả lại. Còn có, sự tình tiền căn hậu quả, người cũng muốn tra rõ ràng. Nếu như huyền nữ cùng thái nguyên ra chuyện, các ngươi chờ xem hắn sau khi nói xong, liền không lại cho áo trắng tố trình biện bạch cơ hội. Cái này bảy đại kim tiên đến nhanh, đi đến càng nhanh, một cái lắc mình ở giữa, liền đều mỗi người khống chế thần hồng rời đi. Áo trắng tố trinh sắc mặt nghiêm túc lên. Cái kia thu trưởng lão càng cảm giác sợ hãi, nói ra, cái này xong đời, không nghĩ tới vừa đưa đi cái kia tai tinh yêu nữ, mắt kế tiếp la quân, lại triệt để đem chúng ta kéo vào đến thâm nguyên chi. Không trưởng lão thì nói ra, cũng không khả năng a. À. Ta nhìn cái kia La Quân, tu vi bất quá là thần thể cảnh đỉnh phong. Mà Huyền nữ cùng Thái Nguyên tiên tử, vậy cũng là không kém gì hắn tồn tại. Huống chi, Huyền nữ cùng Thái Nguyên tiên tử đều có biện pháp khí tại thân, sao lại có thể như thế đây? Hứa Tuyên ở một bên nghe cảm thấy tức giận, nói ra, cho nên các người sáng sớm dự định để La Quân huynh đệ bị Huyền nữ giết tính toán, đúng không? Không trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Tỷ tỷ Tiểu Thanh ở một bên nói ra, giao trì cung thật sự là ép người quá đáng, chúng ta không thể lại nhường nhịn đi xuống. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành a. À. Áo trắng tố trinh nhìn Tiểu Xanh một mắt, nàng sau đó lắc đầu, nói ra, Thanh Thành cung phía dưới, người biết có bao nhiêu Tiểu yêu, còn có bao nhiêu lão nhân sao. Nhiều như vậy trách nhiệm, há là có thể tùy ý làm ẩu. Ta thụ chút ủy khuất, nhường nhịn một chút, đều không quan hệ nhiều lắm. Chỉ cần thanh thành cung an ổn, ta liền không có tiếc nuối nàng đón đến nói ra các ngươi trước tạm đợi đi ta đi tìm huyền nữ vấn đề này cũng thật là cần cho giao chỉ cung một cái công đạo tiểu thanh lập tức nói ra vậy ta đi chung với ngươi không dùng áo trắng tố trinh nói ra hứa tuyên nói ra ta cùng ngươi cùng một chỗ đi trong lòng của hắn thích cực áo trắng tố trinh nhưng lúc này áo trắng tố trinh một chút hành động lại hiện tại quả là để lòng hắn lạnh cuối cùng vẫn là hứa tuyên bồi tiếp áo trắng tố trinh cùng rời đi thanh thành cung. Hai người vân hải chi phi hành, cái kia thiên không chi, âm trầm một mảnh. Nơi xa mây đen bao phủ, tựa hồ có một trận mưa lớn đang nổi lên. Lúc này là buổi trưa 10 giờ, tại cổ đại phép tính, giờ phút này chính là giờ tị. Đối với hứa tuyên tới nói, hắn vốn nên là không có tiếc nuối. Tha thiết ước mơ tốt người đã trở thành kiều thê, nhân sinh đến tận đây, còn cầu mong gì nhưng cái này liên tiếp chuyện phát sinh nhưng lại rất khó để hắn an ổn riêng là áo trắng tố trinh một chút cách làm hắn rất là không đồng ý ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì áo trắng tố trinh nói ra nhưng khi làm ngươi xúc động về sau kết quả là cái gì ngươi tộc nhân toàn bộ đều nàng thở dài một hơi nói ra ta không phải có ý muốn lấy ngươi thương sẹo chỉ là ta không muốn thanh thành cung cũng theo sau còn có áo trắng tố trinh tiếp tục nói giao trì cung nội tình không phải chúng ta thanh thành cung có thể. Hiện tại ngoài sáng đến xem, ta có sơn hà xã tắc đồ, tinh thần thạch, tựa hồ là có thể cùng giao trì cung chống lại. Nhưng giao trì cung còn có một số viễn cổ trưởng lão, bọn họ nếu là xuất thủ, thanh thành cung nhất định ngăn cản không nổi. Người cũng nhìn đến, thanh thành cung phía dưới, chỗ đó có tránh thức có thể chấn được tràng diện cao thủ. Các ngươi đều cảm thấy ta nhường nhịn, mềm yếu, người nào lại không muốn xung quan giận dữ, thống thống khoái khoái đâu ta như là tỷ tỷ ta, cái gì đều mặc kệ, không để ý, ta cũng có thể xung quan giận dữ. Nhưng ta có thể mặc kệ thanh thành cung phía dưới sao. Hứa tuyên nói ra, nhưng, tố tố, ta minh bạch ngươi khổ tâm, nhưng người cảm thấy, một mực nhường nhịn, thật có thể đổi lấy hòa bình sao. Áo trắng tố trinh nói ra, nếu như chúng ta nhường nhịn, chiếm ý, như vậy giao trì cung tuy nhiên lợi hại, có thể các nàng cuối cùng vẫn là muốn cố kỵ nam hải quan âm đại sĩ nam hải quan âm đại sĩ mấy lần xuất thủ tương trợ giao trì cung đó là bởi vì nàng cảm thấy giao trì cung chiếm ý chỉ khi nào giao trì cung không chiếm ý nàng không biết đứng tại các nàng phía bên kia hứa tuyên nao nao hắn phát hiện mình thật là đem sự tình muốn đơn giản rất hiển nhiên áo trắng tố trinh là muốn nghĩ đến cấp độ càng sâu một chút nàng là đứng tại toàn cục góc độ đến cân nhắc nàng tâm là trang lấy toàn bộ thanh thành cung cứu thực tới nói nàng áo đen tố trinh muốn tới vĩ đại. Nàng vì thanh thành cung mà sống, áo đen tố trinh vì chính mình mà sống. Hứa tuyên tâm tình tốt một chút, cũng cảm thấy mình là sai quái áo trắng tố trinh, thật xin lỗi, tố tố. Áo trắng tố trinh nói ra, không có việc gì. Hứa tuyên còn nói thêm, chỉ là, người thật nhẫn tâm nhìn lấy Trần Huynh ra chuyện sao. Hắn sẽ không xảy ra chuyện, áo trắng tố trinh nói ra, có ta tỉ tỉ tại, hắn sẽ không xảy ra chuyện từ vừa mới bắt đầu, ta biết, huyền nữ các nàng không làm gì được la quân. Hiện tại ta chỉ có thể cầu nguyện, bọn họ không muốn đem huyền nữ cho giết. Hứa tuyên lần nữa nhìn nhiều áo trắng tố trinh. Hắn cái này mới phát giác, nguyên lai trí tuệ vững vàng là vợ mình. Đối với áo đen tố trinh, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có hận, chỉ là cũng không muốn nhiều lời. Hứa tuyên nói ra, vậy bây giờ, chúng ta đi nơi nào tìm bọn hắn. Áo trắng tố trinh nói ra, ta có thể cảm giác được nàng tồn tại, người đi theo ta. Ngay sau đó, hai người thân hình lấp lóe, cấp tốc bay về phía trước. Liền cũng tại lúc này, hư không chỉ có người thoáng hiện. Người kia lại là giao trì cung Lưu Anh mới, Lưu Anh mới cũng không phải không vô nghĩa, hắn là muốn thông qua áo trắng tố trinh tới tìm đến La Quân, tìm ra huyền nữ. Những người này, đều không phải người ngu, mỗi người đều có chính mình dự định. Rất hiển nhiên, Lưu Anh mới tại thanh thành, thành cung cái kia lời nói, tác dụng lớn nhất ý là muốn cho áo trắng tố trinh áp lực, để cho nàng tìm đến ra la quân chỗ. Lư Anh mới tin tưởng, áo trắng tố trinh là cùng la quân có liên hệ nào đó. Thái Sơn Chi, một trận mưa to đang nổi lên. Mây đen trầm thấp, mây đen dày đặc. Áo đen tố trinh cùng la quân một mực chờ đợi đợi. Vào lúc này, hư không bóng người thoáng hiện, sau đó áo trắng tố trinh cùng hứa tuyên xuất hiện tại la quân hai người trước mặt. La quân nhìn thấy áo trắng tố trinh, bỗng cảm giác ngoài ý muốn liền giao chỉ công nhân đều không tìm tới nàng thế mà trước một bước tới bạch cô nương người tới rồi la quân từ tốn nói hứa tuyên thì nói ra trần huynh la quân đối hứa tuyên vẫn là rất cảm kích hắn liền lập tức đổi một bộ vẻ mặt vui cười nói ra hứa huynh người cũng tới nữa hứa tuyên nói ra tố tố có thật nhiều làm không đúng mới ta hy vọng trần huynh ngươi không muốn chú ý ta thay thế tố tố hướng trần huynh người bồi cái không phải hắn nói xong liền muốn cúi đầu la quân lập tức đỡ lấy hắn nói ra hứa huynh nói quá lời đi qua sự tình không cần lại sách hứa tuyên nói ra cái kia trần huynh là không trách tố tố la quân cười một tiếng nói ra bạch tỷ tỷ có chính mình khó xử cùng lập trường ta không có gì tốt chú ý áo trắng tố trinh nhìn nhiều la quân nàng xác thực không nghĩ tới la quân là như thế rộng rãi cái này ngược lại để cho nàng có chút xấu hổ lên, bất quá cuối cùng, nàng không nói gì thêm. Áo trắng tố trinh sau đó cũng mở miệng, nói ra, ngày đó cửu thiên huyền nữ cùng thái nguyên tiên tử đi ra ngoài tìm thù, bây giờ, các nàng đâu? Là quân còn chưa mở miệng, áo đen tố trinh trước khi nói ra, ngày đó sự tình, người không có để ý. Hôm nay, ta nhìn người càng không có quản tất yếu đi. Áo trắng tố trinh nói ra, bây giờ giao trì cung ngay tại hướng thanh thành cung hương sư vấn tội, ta rất khó xử lý. tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi đưa các nàng giao ra. áo đen tố trinh nói ra, giết đều giết, làm sao giao? huống chi tính toán không có giết, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. ngươi đi nhanh lên đi, miễn cho lẫn nhau khó chịu. áo đen tố trinh không có cho áo trắng tố trinh cái gì tốt sắc mặt nhìn, bất quá đây cũng là nàng còn van xin hộ phân. nếu là người khác đến cùng áo đen tố trinh thảo nhân, áo đen tố trinh mở miệng hội làm cho đối phương lăn không lăn trực tiếp giết. Đây mới là áo đen Tố Trinh phong cách cá nhân. Áo trắng Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Trần Huynh, Hứa Tuyên mở miệng, hắn nói ra, sự kiện này là chúng ta đối với ngươi không đúng. Chỉ là lúc này, tình huống phức tạp, có thể tiêu trừ, vẫn là tiêu trừ tốt, ngươi nhìn ngươi có thể hay không? Hứa Tuyên căn bản không muốn cùng áo đen Tố Trinh nói chuyện, hắn cũng biết áo đen Tố Trinh bất thông tình lý, cho nên trực tiếp tại La Quân thân thể tìm đột phá khẩu. La Quân thì là cười khổ, nói ra, Thái Nguyên Tiên Tử là thật bị chúng ta giết. Cửu Thiên Huyền Nữ còn sống, bị ta cầm tù ở. Hứa huynh, người cảm thấy, chúng ta đem Cửu Thiên Huyền Nữ thả trở lại, việc này có thể coi như chưa từng xảy ra sao. Áo trắng Tố Trinh cùng Hứa Tuyên đồng thời bị kinh ngạc. Thật giết một cái, áo trắng Tố Trinh sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hứa Tuyên cũng biết, việc này là thật khó giải quyết. La Quân không quá quan tâm, nói ra, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Hai người bọn họ, tu vi cao thâm, chúng ta cũng lưu không tay. Chẳng lẽ lại chỉ cho phép các nàng giết chúng ta, không cho phép chúng ta giết các nàng. Cái này, điều này cũng đúng, Hứa Tuyên rất tán thành. Sự thật, hắn con hàng này cũng là xúc động vô tính tử. Cái này lúc này, Hứa Tuyên khó xử hướng áo trắng Tố Trinh nói ra. Áo trắng Tố Trinh nói ra, đem Huyền nữ giao về đi nàng ánh mắt đến La Quân thân thể. La Quân nhíu mày, hắn nói ra, hôm nay ta và chị gái ngươi đã cùng giao trì cung thành tử thù. Ngày khác cử thiên huyền nữ nơi tay, luôn luôn một cái thẻ đánh bạc. Cũng có thể làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình, nếu là giao ra, chẳng phải là làm cho đối phương đối với chúng ta không cố kỵ nữa. Hắn đón đến, nói ra, há, ta ngược lại thật ra hiểu. Đem huyền nữ đòi lại, lại là thanh thành cung một kiện công đức còn ta và chị gái ngươi chết sống cái kia cùng ngươi cùng thanh thành cung lại có cái gì liên quan hứa tuyên không khỏi gấp nói ra trần huynh tố tố cũng không phải ý tứ này la quần nói ra cái kia là có ý gì áo trắng tố trinh trầm giọng nói ra có huyền nữ nơi tay các ngươi cũng vô pháp tốt trước mắt sự tình giao trì cung nổi giận sẽ không đi yêu thương tất cả một cái huyền nữ các nàng càng quan tâm là tôn nghiêm cho nên giao cho ta ngược lại không có gì vội vàng nhưng lại thành toàn thanh thành cung la quân đang trở lại nói tiếp áo đen tố trinh nói ra la quân đem nữ nhân kia giao trả lại cho nàng đi ngày đó ta cứu ngươi nàng đem sơn hà xã tác đồ cho ta đây cũng là một phần nhân tình trả lại nàng đi la quân gặp áo đen tố trinh nói như thế lòng hắn tuy có không muốn nhưng cũng không nói thêm lời ngay sau đó liền đem cử thiên huyền nữ vận chuyển đi ra hắn trong nháy mắt đem chỗ có pháp lực thu hồi, lại đem cửu thiên huyền nữ hướng áo trắng tố trinh ném qua đi. Cửu thiên huyền nữ lập tức thức tỉnh, nàng nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi. Áo trắng tố trinh tiếp nhận cửu thiên huyền nữ, cửu thiên huyền nữ lập tức nói ra, thả ta ra. Áo trắng tố trinh liền buông ra cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ nỗ lực tại hư không chi đứng nghiêm, nàng phẫn hận nhìn về phía la quân, nói ra, tiểu tặc, việc này tuyệt đối còn chưa xong ngươi lại cùng ta lại nhảy có tin hay không ta hiện tại giết ngươi la quân đối cử thiên huyền nữ có thể không có gì hảo sắc mặt cử thiên huyền nữ trong lòng run lên huyền nữ chúng ta đi thôi áo trắng tố trinh nói ra cử thiên huyền nữ nhưng cũng là không nguyện ý cùng la quân lại nhiều làm dây dưa ngay sau đó gật đầu nói ra tốt đám người này đang chuẩn bị rời đi thời điểm tứ phương đột nhiên vân động đón lấy bảy đại kim tiên xuất hiện đồng thời còn có giao trì cung tam đại viễn cổ trưởng lão xuất hiện cái này tam đại viễn cổ trưởng lão lại cân giao trì tam thánh giao trì tam thánh hai người là hư tiên cảnh đỉnh phong mạnh nhất một cái đã là động tiên cảnh tu vi bất quá bọn họ mặc dù mạnh mẽ tuyệt đối nhưng đối mặt năm đó áo đen tố trinh nhưng đều là không địch lại áo đen tố trinh tay cầm sơn hà xã tắc đồ tinh thần thạch một thân tu vi cũng tại động tiên cảnh nàng tung hoành vô địch, nếu không phải quan âm đại sĩ xuất thủ, toàn bộ giao trì cung đều đã biến thành cho bụi. Một cái hố tiên cảnh cao thủ, tự nhiên không có khả năng giao động giao trì cung. Nhưng một cái cầm sơn hà xã tác đồ còn có tinh thần thạch động tiên cảnh cao thủ, đây tuyệt đối là giao trì cung ác mộng. Mà giờ khắc này, giao trì tam thánh cùng bảy đại kim tiên xuất hiện, đây cũng là đối hắc áo tố trinh tuyệt đối coi trọng. Tại cái này một cái chớp mắt, mưa to đột nhiên mưa như chút nước xuống tia chớp đánh xuống, lôi quang ầm ầm. Hạ lôi, rốt cuộc tới. Tầng mây nhấp nhô, nhưng Chu Thiên bên trong, nước mưa hạ xuống tại vùng lĩnh vực này, lại bị vô hình lồng năng lượng bắn ra. Giao trì tam thánh cấp tốc bố trí xuống cường hãn động thiên kết giới, liền đem la quân cùng áo đen tố trinh vây chết ở bên trong. Bốn phía trong vòng phương viên trăm giặc, động thiên trải rộng, không gian quy tắc hình thành một vòng một vòng gợn sóng, ngũ quang thập sắc, mười phần trói lọi. Audio điện tử võ tấn bền Giao trì tam thánh, toàn bộ đều là nữ tử Xếp hạng thứ hai gọi là choi phượng, choi phượng tu vi đến động tiên cảnh sơ kỳ Nàng tại giao trì tam thánh tuy nhiên xếp hạng thứ hai, lại là thực lực thứ nhất Còn lại nhị thánh, đều là muốn nghe choi phượng an bài Đó là cái thực lực vi tôn thế giới, tam thánh ở giữa, tỉ muội tình nghĩa cũng sâu Nhưng đứng hàng thứ nhất đại tỷ choi xa vô hình chi, cũng là cảm thấy thấp choi phượng một đầu lúc này, choi phượng bọn người xuất hiện tại áo đen tố trinh cùng la quân trước mặt. Giao trì tam thánh, áo đen tố trinh lập tức nhận ra. Thực tế, xem như ba người này không xuất hiện, áo đen tố trinh cũng có thể theo cái này động tiên kết giới chi biết được là choi phượng lai. Cửu thiên huyền nữ lập tức bái kiến giao trì tam thánh. Đệ tử bái kiến tam thánh, lúc này cửu thiên huyền nữ cung kính không. Giao trì tam thánh ngồi tại mỗi người ngai vàng, các nàng sau lưng có thần bí ánh sáng tồn tại chợt nhìn, liền thật giống là tiên nhân buông xuống. Thế nhân phán đoán ra tiên nhân, đại khái cũng là từ dạng này một chút thần tích thông qua học sáng tác viết ra. Chỉ là tại thế nhân tâm lý, tiên nhân đều có đại từ bi, có mọi loại thần thông, có thể thỏa mãn tín đổ rất nhiều nguyện vọng. Nhưng bọn hắn không biết, tiên nhân cũng có thất tình lục dục, càng có thật nhiều tự tư chi tâm. Nghiêm ngặt nói, bọn họ không phải tiên nhân, mà chính là một chút tu thành thần thông. Người, huyền nữ, người chịu khổ, choi phượng đối cửu thiên huyền nữ cũng rất là tha thứ, nàng từ tốn nói. Cửu thiên huyền nữ bỗng cảm giác xấu hổ, nói ra, đệ tử vô năng, để giao trì cung chịu nhục, mời tam thánh trách phạt. Choi phượng nói ra, huyền nữ, ngươi không nên tự trách. Lần này ngươi chỗ lấy bị thua, chính là là bởi vì linh nữ tại. Ngươi mặc dù là thiên tri kiêu nữ, nhưng khiêng linh cứu đi nữ đến, vẫn là có nhiều không bằng. Năm đó linh nữ một thân một người, có thể đem giao chỉ cung quấy đến long trời lỡ đất. Hôm nay, chúng ta chỗ lấy cùng đi, cũng là bởi vì linh nữ. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt đến áo đen tố trinh thân thể. Áo đen tố trinh cũng nhìn về phía choi phượng. Linh nữ, hơn 200 năm, không nghĩ tới, chúng ta lại gặp mặt. Choi phượng chậm rãi nói ra. Cái này choi phượng, xem ra khoảng 40 tuổi, nàng cũng có chút tư sắc, chỉ là mặt càng nhiều là một loại thật cao tại, còn có đạm mạc vô tình đây là choi phượng nói. Tiên nhân tuy nhiên cũng có thất tình lục dục, nhưng lại sẽ không đem thất tình lục dục hợp với mặt ngoài. Bọn họ dục vọng là cấp độ càng sâu đồ vật, nhân gian một chút tình yêu tiền tài, đều rất khó để bọn hắn động tâm. Áo đen tố trinh đạm mạc nói ra, hôm nay chiến trận rất lớn. Xem ra các ngươi là sẽ không lại cho ta cơ hội. Choi Phượng nói ra, sai lầm không có khả năng liền phạm ba lần, phía trước hai lần, quan âm đại sĩ nhân tử, cho ngươi một đường sinh cơ nhưng lần này, bổn tọa muốn đến, quan âm đại sĩ sẽ không lại vì ngươi xuất thủ. Ha ha, áo đen tố trinh không khỏi lệ cười rộ lên, nàng nói ra, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ a. À. Ta nhìn choi phượng ngươi liền tối thiểu khái niệm đều lầm, hai lần trước, diệu thiện cũng không phải vì ta xuất thủ. Nàng là tại cứu các ngươi, lần này, thực lực của ta còn không bằng các ngươi. Cho nên diệu thiện tự nhiên có thể không xuất thủ. Can đảm dám đối với quan âm đại sĩ vô lễ, bằng điểm này, linh nữ người đáng chết. Giao trì tam thánh đại tỷ choi xa lập tức nghiêm nghị trách cứ áo đen tố trinh. Tốt tốt tốt, rất tốt, bất cứ lúc nào, các người cũng sẽ không quên đối diệu thiện bày tỏ lòng trung thành. Áo đen tố trinh nói ra. Choi xa mặt mo hơi đỏ lên. Cái kia bát đại kim tiên đứng đầu lữ anh mới thì cười lạnh một tiếng, nói ra, linh nữ, lần này, người thế mà đem thái nguyên cho giết. Ta giao trì cung, nhất định phải đưa người chém thành muôn mảnh cho dù là đến quan âm đại sĩ trước mặt, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Muốn giết giết, càng muốn tìm nhiều như vậy lý do. Áo đen tố trinh cười lạnh, nàng nói theo, choi phượng, hôm nay ta nếu không chết, ngày khác chắc chắn ngươi giao chỉ cung san thành bình địa. Vậy bản tỏa càng không thể để ngươi sống nữa, choi phượng lập tức lạnh giọng nói ra. Áo đen tố trinh thân hình lóe lên, cấp tốc chui vào đến la quân trong não vực. Choi phượng không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng không nghĩ nhiều, nàng xuất thủ trước. Sau đó, cái kia động thiên quy tắc cấp tốc sinh ra vô cùng biến hóa. Bốn phía hết thảy đám người, đều bị cách ly, chàng chỉ còn lại có vô số không gian san sát, mới thì là ngũ sắc đám mây trải rộng, nồng hậu dày đặc vô cùng. Áo đen tố trinh cùng la quân cũng triển khai nhanh chóng đối thoại. Cái này xong đời, áo trắng tố trinh khẳng định không dám ra tay. Chúng ta không có sơn hà xã tắc đồ, như thế nào là những cao thủ này đối thủ la quân để ý đọc chi cùng áo đen tố trinh giao lưu áo đen tố trinh nói ra hạ lôi đến nghĩ biện pháp tiến vào lôi tầng bên trong bọn họ không dám tiến vào la quân nhãn tình sáng lên cùng lúc đó choi phượng triệt để xuất thủ một đạo huyền ảo pháp tác hình thành đại thủ ấn trong nháy mắt đem áo đen tố trinh bao phủ lại áo đen tố trinh bị hãm tại choi phượng động thiên pháp tác bên trong vốn là trốn không thoát choi phượng xuất thủ đại thủ ấn kia chấn áp xuống, vô cùng pháp tắc, vô cùng huyền ảo. Nơi tay ấn bên trong pháp lực, rời núi lấp biển, rồi rào khủng bố. Như là trước kia, áo đen tố trinh cùng la quân liền đạo này thủ ấn đều tiếp xuống không được tới. Nhưng lúc này, áo đen tố trinh lực lượng gia tăng gấp 10 lần, sớm đã là nay không phải xưa kia. Nàng tế ra lục tiên kiếm, âm dương pháp lực quán chú. Sau đó, một kiếm bổ giết ra ngoài vô cùng âm dương pháp lực rót vào, lục tiên kiếm, sát khí bành trướng, rời núi lấp biển. Đây là diệu nhất kiếm. Kiếm không có bất kỳ cái gì tinh thần cùng ảo nghĩa, có là âm dương pháp lực. Âm dương giao hòa vào nhau, đến cùng hội sinh ra cái gì, áo đen tố trinh chính mình cũng không rõ ràng. Âm ầm kiếm quang bổ ra, lập tức tao ngộ cái kia trưởng ấn chi rồi rào pháp lực, pháp tắc cùng không gian quy tắc. Những lực lượng này đem kiếm quang này bao trùm những pháp tắc kia lực lượng cấp tốc muốn đem kiếm quang này tiêu trừ ở vô hình. Đây là động thiên pháp tắc bá đạo. Chỉ là một đạo thủ ấn, bên trong có ức vạn quân pháp lực cùng huyền ảo pháp tắc. Đạo này thủ ấn phía dưới, hư tiên cao thủ cũng khó có thể siêu thoát. Mà hư tiên cao thủ sát thần thể cảnh cao thủ, như giết một con chó. Thần thể cảnh cao thủ chính là tầng 10 cao thủ, tầng 10 cao thủ ở trên trời châu nhưng lại là trí cao không tồn tại tại bởi vậy liền có thể gặp cái này giao trì tam thánh choi phượng thực lực là kinh khủng bực nào. Lục tiên kiếm kiếm quang, sát khí ngút trời, thế nhưng huyền ảo thủ ấn pháp lực trực tiếp đem sát khí bao phủ. Vô cùng áp lực áp bách tới, giống như là ức vạn quân lực lượng muốn đem kiếm quang này trên bể. Ở đây đợi áp lực phía dưới, kia kiếm quang chi âm dương pháp lực lần nữa phát huy thần hiệu. Một tiếng ầm vang, kia kiếm quang sinh ra một cỗ sắc bén vô cùng, bao trùm tại quy tắc chi kiếm lực tới kiếm này lực thế mà trực tiếp đem choi phượng đại thủ ấn vỡ ra tới. Áo đen tố trinh người lóe lên, liền rời đi choi phượng đại thủ ấn. Cái này, choi phượng hoảng sợ, nàng cảm thấy cổ quái tới cực điểm. Nàng rõ ràng cảm giác mình đã thành công ngăn chặn áo đen tố trinh, có thể vào lúc mấu chốt nhất, cái kia diệu kiếm lực lại là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem nàng pháp tắc đánh tan. Áo đen tố trinh vừa ra tới, choi phượng, choi xa, còn có xếp hạng thứ ba choi trinh đồng loạt ra tay thiên địa pháp ấn, diệt sát. Ba người này, tay một người một cái hắc thiết huyền lệnh. Hắc thiết huyền khiến tại các nàng pháp lực vận chuyển phía dưới, cấp tốc biến hóa, sau cùng hóa thành ba tòa hắc thiết huyền sơn. Bốn phương tám hướng, liền bị hắc thiết huyền sườn núi vây. Áo đen tố trinh trước mặt, chỉ còn lại có màu đen huyền sơn đang áp sát. Cái này có chút cùng loại sơn hà xã tác đổ bốn tòa thần sơn bức giết địch nhân thủ đoạn. Ba tòa hắc thiết huyền sơn nhanh như lôi đình, trong nháy mắt, muốn đem áo đen tố trinh nghiền thành tản phấn. Áo đen tố trinh thân hình lóe lên, tay lục tiên kiếm xuất thủ lần nữa. Nàng hướng bên trái huyền sơn xuất kiếm, trong nháy mắt chém ra một trăm kiếm. Một kiếm nhanh hơn một kiếm, một kiếm mãnh liệt qua một kiếm. Kiếm lực ngập trời, sát ý lao nhanh, âm dương pháp lực vận chuyển phía dưới, hung hãn tuyệt luân. Vô cùng kiếm lực chém giết, thế mà thật đem cái kia một tòa huyền sơn chém giết ra vết nứt áo đen tố trinh lập tức thi triển ra đại na di thuật thoát đi ra cái này ba tôn huyền sơn. Vừa đến huyền sơn, lại như cũng bị khốn ở động thiên kết giới chi. Bảy đại kim tiên cũng xuất hiện, nhao nhao hướng áo đen tố trinh xuất thủ. Chiêu chiêu đều là sát chiêu, kiếm kiếm đều là chí mạng. Vô cùng sát cơ đem áo đen tố trinh bao trùm. Hứa tuyên cùng áo trắng tố trinh bị ngăn cách bởi kết giới bên ngoài, thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Nhưng lúc này, Hứa tuyên lo lắng tới cực điểm, tố tố, lần này nếu không giúp bọn hắn, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. À. Áo trắng tố trinh không nói một lời. Cái kia cửu thiên huyền nữ cũng tại áo trắng tố trinh bên người, nàng lạnh giọng nói ra, bạch tố trinh, ngươi lần này cứu ta, lần này ân tình, ta ghi nhớ trong lòng. Nhưng ngươi như ra tay trợ giúp cái kia yêu nghiệt, ngươi đừng trách giao trì cung trở mặt vô tình. Cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng ngươi cần phải rõ ràng, không muốn sai lầm áo trắng tố trinh sắc mặt nghiêm túc nhưng nàng trung quy là cái gì cũng không làm hứa tuyên không quan tâm áo đen tố trinh chết sống thậm chí là ước gì áo đen tố trinh này chết tính toán nhưng hứa tuyên không thể không chú ý la quân cho nên lúc này hắn là thật hận không thể trước tương trợ chỉ là cái này động tiên cảnh cao thủ xác thực không phải hứa tuyên có thể tới tướng động thiên pháp tắc phía dưới hắn căn bản không thể tiếp xúc đến la quân đương nhiên áo trắng tố trinh nếu là thi triển ra tinh thần thạch lấy ngôi sao hư ảnh chân áp liền có thể có thể phá cái này động thiên pháp tắc chỉ là áo trắng tố trinh tựa hồ căn bản không có quyết định này áo đen tố trinh giờ phút này xa vào đến tuyệt đỉnh nguy cơ chi bốn phía đều là cuồng phong bạo vũ đao kiếm cùng giết pháp tắc bay múa đầy trời đủ loại lực lượng kinh khủng trảm giết tới bất luận một loại nào lực lượng đều có thể muốn một tên hư tiên cao thủ mệnh là tại dạng này áp lực phía dưới áo đen tố trinh toàn lực thi triển ra âm dương pháp lực. Đỉnh đầu nàng, sinh trưởng ra một đóa trắng đen sen kẽ âm dương liên hoa. Cái này to lớn liên hoa, hết thảy có sáu mảnh liên biện. Vô cùng rất lực chém đến liên hoa mà tới. Liên hoa hư không, lập tức hiện ra trùng điệp không gian tới. Hình như có thế giới cực lạc, Phật quốc thiên đường. Lại như A tị địa ngục, khủng bố vô cùng. Tất cả lực lượng đều chém giết tại liên hoa trong thế giới. Áo đen tố trinh cùng la quân pháp lực lần nữa bị nhanh chóng tiêu hao lên, lần này công kích, cử thiên huyền nữ tiên vũ công kích mạnh hơn mấy lần. Dù sao, đây là giao trì tam thánh, còn có bảy đại kim tiên đồng loạt ra tay. Mà lại, bọn họ cũng có rất nhiều pháp bảo. Cũng may mắn, áo đen tố trinh lực lượng cường đại gấp 10 lần, cho nên còn có thể miễn cưỡng trèo chống. Chỉ là, áo đen tố trinh cuối cùng vẫn là tại nguy hiểm chi. Những người này lần này cũng không phải nàng đi rước lấy. Là quân đang khổ cực ngăn cản đồng thời, tâm nói thầm, cái này lúc này, cửu oán đã là càng kết càng sâu, cho dù là Bạch Tố Trinh không có ý định có chủ tâm trả thù, có thể cuối cùng, vận mệnh tàu thủy vẫn là không có cách nào ngăn cản. Nhân quả trung quy là cần kết. Cái này một cái chớp mắt, là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh muốn rất nhiều. Trong lòng của hắn không có quá lớn cơ sở, lúc này loại này cấp bậc chiến đấu, thật không phải hắn am hiểu hắn bất quá là tầng 10 đỉnh phong tu vi, tuy nhiên cũng có thể tiếu ngạo thiên châu. Nhưng ở những thứ này viễn cổ cự bá trước mặt, thật đúng là có chút không đáng chú ý. Cho nên, đây là áo đen tố trinh chiến trường. Đem áo đen tố trinh làm một chiếc xe xăng, như vậy là quân là thuộc về dầu máy. Dầu máy tuy ít, nhưng không có dầu máy, áo đen tố trinh phép tính lực tăng mạnh hơn 10 lần, vậy cũng không có khả năng ngăn cản được bảy đại kim tiên còn có giao chỉ tam thánh nhất khích. Giờ phút này, Hư không hắc bạch liên hoa chết đem mọi người nhất kích ngăn trở. Hoa sen kia trong không gian có chưa nhiều biến hóa, toàn bộ đều là tại dần dần tiêu trừ các loại công kích. Loại tình huống này giống như là gen tại biến dị, tiến hóa. Cũng giống là một cái thân thể bên trong miễn dịch thể ngay tại tự mình chữa trị, còn có tiêu diệt virus. Đây là âm dương pháp lực chỗ tạo thần, cũng giống là thân thể của mình tiêu diệt virus, nhưng người tự thân là không có loại cảm giác này, cũng sẽ không hiểu loại này nguyên lý. Mỗi người thân thể đều có miễn dịch thể, không có miễn dịch thể, đỏ tiểu huyết tấm, bạch cầu chờ một chút, liền không cách nào sinh tồn, không có cách nào chống cự bên ngoài nguồn ô nhiễm cùng bệnh thể. Nhưng người phần lớn đều sẽ không hiểu loại này tế bào phân bố, cùng là như thế nào hình thành. Giống lúc này, áo đen Tố Trinh cũng không hiểu cái này âm dương pháp lực tạo thành không gian là như thế nào ngăn cản được cái này mạnh mẽ nhất kích. Bất quá, mặc kệ như thế nào, áo đen tố trinh cũng cảm giác được pháp lực kịch liệt sói mòn. Không thể mang xuống, nhất định phải trước tiên rời đi. Áo đen tố trinh ám đạo. Âm dương pháp lực tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng không có khả năng vô địch khắp thiên hạ. Cảnh giới khác biệt, lực lượng tranh lệch quá lớn, âm dương pháp lực cũng là có chút hết cách xoay chuyển. Áo đen tố trinh hơi động lòng, trong đầu của nàng suy nghĩ nhất động. Sau đó, hoa sen kia trong không gian, đột nhiên bắt đầu diễn biến lên là một cái thông đạo nguyên lai like thật có thể la quân thấy thế hưng phấn lên hắn đột nhiên nhớ tới nào đó hãng thuốc lá tuyên truyền một câu tư tưởng có bao xa chúng ta có thể đi bao xa tư tưởng mới là vạn vật chi linh tổ a bất luận cái gì công nghệ cao đầu tiên đều là từ tư tưởng đến cấu tạo thành lúc này âm dương pháp lực thông qua áo đen tố trinh sức tưởng tượng thế mà thật chế tạo ra một cái thông đạo ngoại giới thông đạo toàn bộ bị động thiên pháp tác chấn áp lại đại na di thuật căn bản chuyển rời không đi ra mà âm dương pháp lực thì là mô phỏng xuất ngoại giới phần tử thông đạo hình thành phần tử sâu chuỗi đi áo đen tố trinh cấp tốc thi triển đại na di thuật nàng không biết đầu này nhân tạo thông đạo đến cùng có thể hay không chuyển rời ra ngoài nhưng đây là duy nhất cơ hội lợi hại hơn nữa thần thông pháp lực vốn cũng là tạo không ra phần tử tới phần tử thành thiên ức vạn nhưng pháp lực cao thủ lại tạo không ra một cái đơn giản phần tử Phần tử diệu vật chất chính là không hiểu chi mê, mà âm dương pháp lực lợi hại ở chỗ, nó thế mà thật tạo ra phần tử, đồng thời hình thành thông đạo. Một chút pháp khí chi thông đạo, phần tử đều là theo ngoại giới thu thập, mà âm dương pháp lực là mình tạo ra tới. Âm dương thai ngén vạn vật, thần ở chỗ này. Oanh, trong nháy mắt, áo đen tố trinh theo đông đảo vây công chi biến mất. Cùng lúc đó, cái kia đóa to lớn liên hoa cũng sụp đổ làm sao có thể choi phượng thấy thế không khỏi giật nảy cả mình coi như nàng pháp khí bên trong có ngày không sai thông đạo nhưng bị bổn tọa động thiên pháp tắc che khuất cũng không có khả năng thoát đi ra ngoài vì cái gì nàng có thể chạy đi choi phượng kinh hãi càng cảm thấy thật không thể tin đồng thời choi phượng cảm giác được áo đen tố trinh cũng không thoát khỏi bao xa tại ngoài trăm dặm đuổi theo cái này linh nữ quả nhiên cổ quái hôm nay để cho nàng lại trốn hắn sau này mắc vô cùng. Choi Phượng lập tức di động động thiên pháp tắc, chỉ huy mọi người đuổi theo. Choi Phượng tốc độ cực nhanh chóng, cự ly ngắn bên trong, áo đen tố trinh đại na di thuật đều không có Choi Phượng tới cũng nhanh. Có điều rất nhanh, áo đen tố trinh cùng la quân tiến vào lôi tầng chi. Cái kia trong tầng mây, lôi điện hải dương đã hình thành, đây là thuần chính nhất hạ lôi. Trời à, Choi Phượng bọn người đuổi tới, tận mắt nhìn thấy áo đen tố trinh tiến vào lôi điện hải dương chi, Bọn họ cảm thụ cái kia lôi điện thiên uy, mỗi một cái đều là kinh hồn bạt vía. Lại không dám nói là nhảy vào đi. Phải làm sao mới ổn đây, nhị muội, Choi Sa lập tức hỏi Choi Phượng. Choi Phượng bọn người ở tại lôi điện Hải Dương bên ngoài, không dám tiến lên. Cái này lôi điện chính là thiên kiếp, là người tu đạo sợ nhất đồ vật. Từng cái từng cái tu vi cao, đã cảm giác được thể nội từ trường tràn đầy, cùng cái này lôi kiếp đã có ẩn ẩn đập vào cảm giác bọn họ hận không thể lập tức rời đi nơi này, lại là sợ hãi cái này lôi kiếp hội tùy thời đập tới tới. Cái này lôi kiếp bổn tỏa đều muốn kiêng kỵ, cái này lôi điện hải dương bên trong, càng là khủng bố. Bổn tọa nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn họ thế mà đi vào. Choi Phượng nói ra, quỷ tiên vượt qua lôi kiếp người, từ xưa đến nay, ít càng thêm ít, Phượng mau lân giác. Cái này bạch tố trinh, đến cùng là làm sao làm được. Bổn tọa gặp qua quỷ tiên độ lôi kiếp, bất quá là tiếp nhận một đạo xét đánh. Cái này linh nữ ngược lại tốt, cả người đều nhảy vào đi. Choi Sa nói ra, ta cũng tại nàng thân thể cảm nhận được thuần dương khí tức, nàng hiển nhiên sớm vượt qua phía trước nhất trọng, nhị trọng lôi kiếp. Choi Phượng nói ra, nàng lúc này một mực trốn ở trong sấm sét cũng là không được. Lôi điện chi, vạn vật đều muốn bị thối luyện thành tàn phấn. Không có bất kỳ cái gì phần tử, vật chất, từ trường phân tử, cho nên bọn họ không có khả năng hư không xuyên thẳng qua rời đi. Nàng đón đến, nói ra, chúng ta cùng với nàng hao tổn, đợi nàng đi ra, lại đến giết nàng. Nàng không đủ tục độ tam trọng lôi kiếp còn có sức liều mạng. Nếu là khăng khăng độ tam trọng lôi kiếp, tất nhiên sẽ có một đoạn hư nhược kỳ. Nàng suy yếu thời điểm, là chúng ta giết nàng thời điểm. Lúc này, áo trắng tố trinh cùng hứa tuyên còn có cửu thiên huyền nữ bị xa lánh ở bên ngoài bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hư không năm màu chói lọi trồng chất động thiên pháp tắc. Cái kia giống như là một đoàn to lớn mê vụ tầng, trải rộng phương viên trăm dặm, căn bản là không có cách nhìn thấu bên trong đồ vật, cũng không biết bên trong đến cùng là phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, tại động thiên pháp tắc bên trong, bát đại kim tiên đứng đầu lữ anh mới thân thể run nhẹ nhẹ, nói ra, phượng thánh tiền bối, cái này lôi điện chi, có tầng 9 lôi kiếp. Lôi kiếp cùng bọn ta thể nội pháp lực có một loại nào đó ma sát xúc động, vãn bối thực đang lo lắng lại đột nhiên dẫn động lôi kiếp, vạn kiếp bất phục a. À. Người tu đạo, sợ nhất lôi kiếp, rất không trốn xa chừng nào tốt chừng đó, lúc này lại muốn tại lôi điện tầng bên cạnh ở lâu, khiến Lưu Anh mới xác thực sợ hãi. Lưu Anh mới vừa nói, còn lại sáu đại kim tiên cũng lập tức phụ họa. Liên giao chỉ tam thánh choi xa cùng choi trinh cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhao nhao tán thành trước tiên rời đi. Người tu đạo vốn là to gan lớn mật, nhưng bọn hắn cũng lòng có hoảng sợ đồ vật, không thể nghi ngờ, Lôi Kiếp, Thiên Kiếp là người tu đạo sợ nhất đồ vật. Loại này sợ hãi là theo trong thân thể từ trường cường thịnh mà đến, giống như là khô giáo khí trời bên trong, lúc nào cũng có thể dẫn động hỏa hoạn một dạng. Đó là khiến người ta áp lực cùng bực bội. Tình huống bây giờ chẳng khác gì là người bình thường tại một đầu bên vách núi, vẫn là thuộc về đường hẹp quanh co hành tẩu. Đi lên phía trước một bước, đá vụn rơi xuống thâm uyên. Mà lại phong còn rất lớn, làm không tốt muốn rơi xuống ngã cái thịt nát xương tan. Loại tình huống này, từng cái từng cái sát hắc áo tố trinh tâm đều đã không có mãnh liệt như vậy. Còn là mình trước sống sót mới là tốt nhất. Các ngươi, choi phượng nghe vậy, không khỏi tức giận. Nhị muội choi xa nhịn không được nói ra, chúng ta mục tiêu quá lớn, nếu thật là dẫn động lôi kiếp, đó là được trả bằng mất A. Chờ đợi ở đây, toàn bộ đều là giao chỉ cung tinh anh. Choi Phượng nói ra, thế nhưng là đại tỷ, người phải biết, đây là sát linh nữ ngàn năm một thủa cơ hội tốt. Cái này linh nữ, mỗi một lần giết mà không chết, đều sẽ thành nàng một cơ duyên to lớn. Nếu là hôm nay lại thả hổ về rừng, ngày khác giao chỉ cung là muốn có đại nạn A. Còn có Nam Hải quan âm đại sĩ A, Choi Trinh nói ra, chỉ cần có đại sĩ tại, linh nữ vĩnh viễn đều khó có khả năng lật đến thiên lữ anh mới bọn người lập tức phụ họa tốt các ngươi muốn đi đi các ngươi hôm nay bản tỏa nhất định phải giết cái này linh nữ không thể choi phượng cũng là giận cái này mọi người không khỏi khó xử Lưu anh mới bọn người một trăm cái muốn rời khỏi nhưng tam thánh không đi bọn họ quả quyết là không dám đi bất quá lúc này choi Sa lại mở miệng nàng nói ra ta là đại tỷ hôm nay a à, phượng ngươi muốn khư khư cố chấp ta không thể không yêu thương tất cả giao trì cung một đám tinh anh an nguy đã ngươi không đi vậy thì tốt chúng ta đi sau đó choi xa dẫn đầu rời đi lư anh mới bọn người như gặp đại xá lập tức đáp ứng sau đó rất nhanh choi xa choi trinh còn có bảy đại kim tiên toàn bộ ra choi phượng động thiên pháp tắc choi phượng cũng không ngăn trở thả bọn họ rời đi choi xa bọn người xuất động thiên pháp tắc liền cùng áo trắng tố trinh bọn người tụ hợp Sa thánh tiền bối, các ngươi làm sao? Cửu thiên huyền nữ lập tức hỏi. Choi sa sắc mặt không tốt lắm, nàng nói ra, đi lại nói. Cửu thiên huyền nữ cũng không dám hỏi nhiều nữa. Sau đó, Choi sa để Lữ Anh mới chiếu cố cửu thiên huyền nữ. Trước khi rời đi, nàng lạnh lùng hướng áo trắng tố trinh nói ra, hôm nay ngươi không xuất thủ, là cử chỉ sáng suốt. Bất quá cái kia linh nữ cùng ngươi cuối cùng thoát không can hệ, ngươi nếu là biết chút thời vụ, liền đi đem cái kia linh nữ cầm, mang đến giao chỉ cung có thể tự tu một đoạn thiện duyên nếu không ngày khác vẫn là khó tránh khỏi khó coi choi sa nói xong liền dẫn mọi người rời đi hứa tuyên ở một bên khí muốn chết hắn nói ra tố tố đám người này thật sự là khinh người quá đáng ta hiện tại rốt cuộc để ý giải cái kia linh nữ vì cái gì theo không thỏa hiệp bởi vì chỉ cần cùng với các nàng thỏa hiệp một lần bọn họ hội được một tấc lại muốn tiến một thước nhiều lần ước áo trắng tố trinh trầm giọng nói ra giao chỉ tam thánh tu vi ngươi cũng nhìn đến bằng cái này động thiên pháp tắc thanh thành cung không người có thể chống lại huống chi giao chỉ tây vương mẫu còn căn bản không có xuất thủ chúng ta như không chiếm lấy ý còn có thể trông cậy vào quan âm đại sĩ xuất thủ sao các nàng cũng miệng nói một chút thực trong lòng các nàng cũng là kiêng kỵ quan âm đại sĩ hứa tuyên nói ra thật sự là nín chết ta như vậy nhường nhịn lúc nào mới là cái đầu Áo trắng Tố Trinh không để ý đến hứa tuyên oán trách cùng bực tức, nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia một mảnh động thiên pháp tắc bên trong. Nàng có thể cảm nhận được động thiên pháp tắc bên trong lôi quang, cũng đoán được áo đen Tố Trinh lại đi độ lôi kiếp. Trước mắt động thiên pháp tắc tuy nhiên lợi hại, nhưng áo trắng Tố Trinh cũng biết, chỉ cần nàng tế ra tinh thần thạch, liền có thể đem cái này động thiên pháp tắc phá vỡ. Chỉ là phá vỡ động thiên pháp tắc, liền là tương đương triệt để cùng giao trì cung quyết liệt. Như thế hậu quả Áo trắng Tố Trinh cảm thấy mình đảm đương không nổi, cũng cảm thấy Thanh Thành cung đảm đương không nổi. Nàng từ được đến tự do đến nay, vẫn luôn tại Thanh Thành cung bên trong. Liền cùng cái này Thanh Thành cung phía dưới, có thâm hậu tình nghĩa. Tại áo trắng Tố Trinh tâm lý, chính nàng sinh tử, vinh nhục, những vật này hết thảy không trọng yếu. Chỉ cần, chỉ cần Thanh Thành cung có thể được hưởng an bình, cái kia mọi chuyện đều tốt, cũng hết thảy đều cảm giác đáng giá. Chúng ta đi thôi. Áo trắng Tố Trinh bỗng nhiên nói ra. Hứa tuyên nói ra, như thế đi. Áo trắng Tố Trinh nói ra, người yên tâm đi, nhiều người như vậy đều không có thể vây chết bọn họ. Hiện tại những người này đều đi, bọn họ càng không có vấn đề. Hứa tuyên sợ sệt không thôi, cuối cùng cũng là bất lực, liền theo áo trắng Tố Trinh đi. Choi Phượng toàn tâm toàn ý muốn sát hắc áo Tố Trinh. Mà lúc này áo đen Tố Trinh ngay tại lôi điện Hải Dương chi độ tầng 3 lôi kiếp là quân thân thể lần nữa đạt được thối luyện, cái kia tầng ba lôi kiếp chi, lôi điện vật chất liền đến càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm diệu. Thậm chí đạt tới để cơ nhân biến dị cấp độ. Áo đen tố trinh pháp lực cường hãn, âm dương pháp lực hộ dưới hạ thể, lôi kiếp nghiền sát mà đến, cùng âm dương pháp lực lẫn nhau đụng giết, lại dần dần dung hợp. Là quân cảm giác được chính mình thân thể đang không ngừng bị thối luyện cùng biến hóa. Lôi lực tại trong thân thể của hắn chạy trốn, mà đồng thời, lôi điện chi lực ngay tại thối luyện áo đen tố trinh 30.000 cái suy nghĩ. Nàng tại sinh ra biến chất. Oanh một chút, áo đen tố trinh thân thể chuyển một cái, cả người bắt đầu dung hợp được, 30.000 cái suy nghĩ một lần nữa ngưng tụ, ngưng tụ ra bản tôn bộ dáng. Tại thời khắc này, chính thức tuyên cáo áo đen tố trinh vượt qua tầng thứ 3 lôi kiếp. Ba lần lôi kiếp cao thủ, tuyệt đối trí cao không tồn tại tại. Áo đen tố trinh không chút nào dừng lại, đồng thời phóng tới tầng thứ tư lôi kiếp. Là Quân bị kinh ngạc, hắn không kịp ngăn cản, cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp áo đen tố trinh. Tam trọng lôi kiếp, tâm huyết dâng trào, cảm giác nguy hiểm hòa phúc. Đó là một loại rượu năng lực, mà tứ trọng lôi kiếp, chính là hóa lôi vì nước. Vượt qua tứ trọng lôi kiếp về sau, từ đó lôi điện chính là tai nàng đồ chơi. Lôi điện có thể làm nước, vì điện, vì thánh. Ầm ầm một chút, tứ trọng lôi kiếp hải dương chi, lôi điện rồi rào chi lực cuồn cuộn nghiền sát mà đến. Nhất trọng nhất trọng hung hãn, nhất trọng nhất trọng mãnh liệt. Tại cái này tứ trọng lôi kiếp hải dương chi, lôi điện đã bắt đầu diễn hóa vạn vật, công bố chúng sinh sự ảo diệu. Áo đen tố trình thỏa thích tiếp nhận lôi kiếp cột rửa, âm dương pháp lực không ngừng chống cự, dung hợp, diễn hóa suốt đông đảo liên hoa không gian tới. Chúng pháp tướng, không cách nào tướng, thiên địa pháp tướng. Tứ trọng lôi kiếp chi, hung hiểm vô cùng là quân cảm giác được chính mình tựa hồ là đang vách núi Vân Hải đỉnh sang, tùy thời đều có bị xé nứt nguy hiểm. Hắn cũng chúa tể không, dứt khoát giống như là ngồi xe cáp treo tiểu bằng hiếu, nhắm mắt, hết thảy đều tùy ý áo đen tố trinh đến chúa tể. Hồi lâu sau, tứ trọng lôi kiếp, thuận lợi vượt qua. Áo đen tố trinh y nguyên không ngừng lại, lại phóng tới ngũ trọng lôi kiếp. Chờ một chút, là quân kinh hồn bạt vía, lập tức ngăn cản áo đen tố trinh hai người dựa vào suy nghĩ giao lưu, cho nên cũng không dùng mở miệng nói chuyện. La Quân nôn nóng nói ra, cái này tứ trọng lôi kiếp đã 10 phần hung hiểm, ngũ trọng lôi kiếp tính toán vượt qua cũng là vô cùng suy yếu. đến lúc đó không phải đợi lấy bị giao trì tam thánh cho giết chết sao? Áo đen tố trinh nao nao tiếp mà nói rằng, tốt ha, người nói cũng có chút đạo lý. vậy chúng ta hiện tại, La Quân nói ra, có thể lao ra sao? ta lần này tích xúc đủ rất hùng hậu, sau khi độ kiếp mỏi mệt không nghiêm trọng lắm. chúng ta nhiều thôn vệ chút long quả, sau đó giết ra ngoài. áo đen tố trinh nói ra, la quân nói ra, cái kia tốt. la quân tiếp lấy thôn vệ một nghìn mai long quả. đương nhiên, hắn là tiêu hóa không loại này lực lượng. áo đen tố trinh lập tức thôn vệ về sau, lại ngược lại tư nhuận la quân pháp lực. rất nhanh, la quân cảm thấy thân thể dễ chịu rất nhiều đi áo đen tố trinh trưởng khống lấy la quân thân thể cấp tốc ra lôi điện tầng vừa đến lôi điện tầng liền xa vào đến choi phượng động thiên pháp tắc bên trong choi phượng cũng lập tức cảm giác được áo đen tố trinh đã đi ra tiện tì người cuối cùng là đi ra choi phượng nghiêm nghị quát lớn nàng động thiên biến hóa cấp tốc đem áo đen tố trinh bao phủ một giây sau choi phượng thân thể xuyên thẳng qua chỉ huy động thiên pháp tắc dịch chuyển tức thời trong hư không ra hơn trăm dặm chính là rời xa cái kia khủng bố lôi điện hải dương. Cái kia lôi điện hải dương chính là người tu đạo sợ nhất đồ vật. Cùng chuột trời sinh sợ hãi mèo một dạng, là đến từ huyết dịch hoảng sợ. Áo đen tố trinh thủy chung là bị vây ở động thiên pháp tắc bên trong. Choi phượng cũng không theo áo đen tố trinh nói nhảm, toàn bộ động thiên pháp tắc bên trong, đều tràn ngập một loại giữ tợn khí tức. Choi phượng là động thật giận, đại động can qua như vậy, lại đều bắt không được áo đen tố trinh, khiến nàng rất là nổi nóng. Giờ này khắc này, nàng quyết định không thôi bất cứ giá nào đem áo đen tố trinh giết chết. Áo đen tố trinh là lớn nhất mối họa lớn, nàng nhất định phải chết. Choi Phượng Lệ quát một tiếng, nói, tiện tì, người chịu chết đi. Vừa mới nói xong, động thiên pháp tắc chi, gió dục mây vần, không gian vô cùng biến hóa. Đột nhiên, áo đen tố trinh dưới chân không gian đổ sụp, tất cả trọng lực bắt đầu mất cân bằng, Nàng lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia phía dưới chính là hắc ám thâm uyên, xem ra vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Áo đen Tố Trinh mấy lần thi triển thân pháp, lại đều cải biến không dưới rơi xu thế. Chỉ cần áo đen Tố Trinh đột phá không cái này động thiên pháp tắc, liền cải biến không dưới rơi xu thế. Áo đen Tố Trinh mắt hàn quang lóe lên, tứ trọng lôi kiếp cao thủ, đã là không kém gì động tiên cảnh cao thủ tồn tại nàng sao lại lại bị choi phượng một chiêu này có hạn chế ở nhất niệm sinh thế giới áo đen tố trinh mi tâm đột nhiên mở rộng vô cùng suy nghĩ bay ra một cái ý niệm trong đầu hóa thành một cái thế giới áo đen tố trinh bốn phía có vô cùng thế giới san sát nàng thân thể lập tức bình tĩnh tại giữa trời động thiên pháp tắc cũng xâm lấn không hóa lôi vì nước vô cùng thế giới chi đột nhiên diễn sinh ra vô số lôi điện hải dương tới những thứ này lôi điện toàn bộ hóa thành lôi thủy, cuồn cuộn lao nhanh. Toàn bộ động thiên bên trong, liền biến thành lôi thủy hải dương. Cái kia lôi thủy nhìn một cái, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Giống như là một mảnh tránh thức hải dương. Đương nhiên, cái này lôi thủy tuy nhiên khủng bố, lại cũng khó lường tránh thức lôi điện hải dương. Nhưng áo đen tố trinh tu luyện tới trình độ như vậy, cũng là xác thực khủng bố vô cùng. Là quân đều nhìn đến nhìn mà than thở hóa lôi vì nước, hóa thủy vì điện, thiên kiếp niệm lên, thế giới phá nát. Lôi điện hải dương đột nhiên biến hóa, gió dục mây vần, sóng giữ cuốn lên ngàn cơn sóng. Âm âm, âm âm, động thiên tri cấp tốc biến thành lôi điện thế giới, ngàn vạn đạo lôi điện cuồng mãnh bổ giết ra ngoài. a à, choi phượng phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, nàng động thiên triệt để bị dạng này thuần dương lôi điện bổ đến tứ phân ngũ liệt. Áo đen tố trinh lôi điện tuyệt đối không phải vậy hắn cao thủ lôi thuật đạo pháp có thể nghĩ trong thiên hạ này vượt qua lôi kiếp đến tầng thứ tư lúc này chỉ phát hiện áo đen tố trinh một người như vậy nàng lôi thuật không ai dám cùng nàng choi thịt phượng thân thể tinh huyết là cùng động thiên pháp tác dung hợp lại cùng nhau bây giờ động thiên pháp tác gặp được trọng đại như thế thương tổn nàng tự thân cũng là phun máu tươi tung tóe ngươi nói đến cùng ai là tiện tì? Áo đen tố trinh đột nhiên triệt để rời đi la quân thân thể, hóa thành nguyên thần hàng lâm đến choi phượng trước mặt. Choi mắt phượng vừa nhấc, liền nhìn đến áo đen tố trinh sắc mặt băng hàn. Lúc này áo đen tố trinh, tại choi trong mắt phượng như là ma thần. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại? Áo đen tố trinh vươn tay bóp lấy choi phượng cổ. Tử vong hoảng sợ xâm nhập hướng choi phượng não vực chi, cái này một cái chớp mắt, vị này quan tuyệt thiên hạ giao chỉ tam thánh đứng đầu, nhịn không được thân thể run rẩy lên trải qua vạn kiếp lại như cũng là sợ hãi cái này chết phong tên a nói cho ta biết ai là tiện thì áo đen tố trinh nhẹ nhàng hỏi nàng ánh mắt ôn nhu giống như là một cái ôn nhu tình nhân tại choi phượng bên tai thấp giọng nỉ non nhưng cái này thanh âm ôn nhu lại làm cho choi phượng trong nháy mắt cảm thấy toàn thân đều nổi ra gà là là ta ta là tiện tì choi phượng nói ra ha 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 Áo đen Tố Trinh cười ha hả. Nếu là tiện tì, vậy ngươi đi chết đi. Sau đó, áo đen Tố Trinh vận dụng lên đại phong ấn thuật tới. Nàng trước đem choi phượng dùng lôi điện triệt để thối luyện thành nguyên thần, sau đó vận chuyển đại phong ấn thuật, cấp tốc đem choi phượng hóa thành một khỏa linh lợi đan hoàn. Động tiên cảnh đan hoàn. Choi phượng đại bộ phận tinh nguyên lực lượng, liền đều tại cái này mai đan hoàn chi. Áo đen tố trinh cùng la quân hợp thể về sau, là quân rất nhiều thuật pháp đều bị áo đen tố trinh học hội điểm này là quân là biết cũng cho phép ta thiên người đem nàng giết là quân chuyển rời đến áo đen tố trinh bên người hắn vẫn còn có chút ngẩn người đúng giết không giết sau đó để cho nàng trở về cùng chúng ta tiếp tục là địch sao áo đen tố trinh hỏi lại là quân ách người cái này logic là đúng bất quá như thế giết một cái hố tiên cảnh cao thủ a là quân cảm thấy nếu như là chính mình giống như không có lớn như vậy lượng lớn a giết cái người bình thường giết giết loại này cự bá giống giết con gà con một dạng giết chết hắn tự nhận là không có cách nào làm đến đi rời khỏi nơi này trước lại nói áo đen tố trinh bỗng nhiên nói ra la quân gật đầu hai người nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ không nghĩ tới người bây giờ tu vi mạnh mẽ như vậy liền động tiên cảnh cao thủ đều bị ngươi như vậy tùy tiện giết la quân nhịn không được cảm thán ngươi cũng không có dựa vào pháp bảo, lúc này ngươi, chẳng lẽ trước đó ngươi càng lợi hại hơn? Không phải nói như vậy, áo đen tố trinh nói ra, ta là nguyên thần, động thiên pháp tắc tương đương với choi phượng thân thể. Nàng đem ta khốn tại trong cơ thể nàng, ta vận dụng lôi điện chi lực, tự nhiên là nàng phải ngã nấm mốc. Nàng nếu là không sử dụng động thiên pháp tắc, ta muốn giết nàng, cái kia còn đến tốn nhiều sức lực. Là quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn theo rồi nói ra, hiện tại chỉ sợ là khó làm không quan trọng khó làm không khó xử lý thù này vốn là không giải được em mờ áo đen tố trinh nói ra ta đoán chừng lại không lâu nữa diệu thiện cũng muốn xuất thủ la quân nói ra lần này đạo lý làm sao cũng không tại bọn hắn bên kia chúng ta bất quá là tại thanh thành cung tham gia tiệc cưới là các nàng trước muốn quyết đấu sinh tử các nàng người đông thế mạnh xuất thủ là tất phải giết hình dáng tổng không được chúng ta còn muốn thủ hạ lưu tình. Áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, người nói với ta những đạo lý này, có làm được cái gì? Đương nhiên tình huống cùng hiện tại là không có sai biệt. Tại những cái kia người đối với ta kêu đánh kêu giết thời điểm, diệu thiện không xuất thủ. Chờ ta phản kháng, muốn diệt các nàng thời điểm, diệu thiện xuất hiện. Đọc trong miệng Nam Mô A Di Đà Phật, lòng dạ từ bi. Nhưng nàng từ bi, chưa từng đối với ta từ bi qua. Nếu là từ bi, chỉ là một phương từ bi, đây không phải là từ bi, mà chính là cường quyền. Là quân nhất thời như có điều suy nghĩ. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm nhận được áo đen tố trinh vì cái gì như vậy chấp nhất. Mà nhường nhịn, nhất định là không thể được đến tôn trọng, như áo trắng tố trinh bên kia. Cái kia giao chỉ cung hiện tại chưa từng đem thanh thành cung, đem áo trắng tố trinh xem như người. Quản chi áo trắng tố trinh tu vi bất phàm, càng có sơn hà xã tác đồ cùng tinh thần thạch, chỉ sợ nếu không phải còn kiêng kỵ quan âm đại sĩ, sớm muốn hảo lấy cưỡng đoạt. La quân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, quan âm đại sĩ xuất thủ, chúng ta có phần thắng sao? Không có, áo đen tố trinh nói ra. La quân không khỏi phiền muộn, nói ra, quan âm đại sĩ tu vi, đến mức nào? Áo đen tố trinh nói ra, đoán chừng đã là thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh, La quân hút miệng hàn khí, hắn nói ra, khó trách người mỗi lần đều đánh không thắng ngươi còn hiểu thiên vị cảnh áo đen tố trinh có chút kinh ngạc la quân lập tức tự hào nói ra thiên vị cảnh cũng không tính là gì ta còn cùng tạo hóa cảnh cao thủ giao thủ qua đây ngươi nói đùa cái gì áo đen tố trinh rõ ràng không tin nói ra ngươi có biết hay không tạo hóa cảnh là cảnh giới gì a à? la quân nói ra thật không lừa ngươi đó là một vị đến từ tiên giới thiên quân đại địa thiên quân thiên quân ngươi cũng biết ngươi biết đồ vật thật đúng là không ít a à áo đen tố trinh kinh ngạc nói ra la quân tiếp tục tự hào nói ra ta còn đã từng đem một cái đến từ tiên giới ma quân chỉnh muốn khóc áo đen tố trinh sắc mặt cổ quái nói ra đây đều là cái gì cùng cái gì a à? ma quân cùng thiên quân tu vi đều là tại diệu thiện chi la quân cười ha ha một tiếng nói ra cái kia ma quân là bị người sau khi đánh bại cầm tù tại địa ngục trong không gian thần bí hắn lực lượng cơ hồ đều gần như không còn ta lúc đó dùng tiểu túc mệnh thuật chỉnh hắn. Còn ngày đó quân, cũng là tàn, bất quá xem như tàn, lúc đó cũng dùng rất lớn đại giới. Ta một vị động tiên cảnh bằng hiếu bị đại địa thiên quân đại luân hồi thuật đả thương, đến bây giờ còn trầm luân tại luân hồi chi, không cách nào thức tỉnh. Nói càng về sau, là quân giọng nói có chút nặng nề. Người còn có động tiên cảnh bằng hiếu, áo đen tố trinh nói ra. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, người không phải cũng là bằng hiếu ta sao. Áo đen tố trinh nói ra, ta còn tưởng rằng, trừ ta là không có cách, người khác đến động tiên cảnh tu vi, chỗ đó tiết phu cùng ngươi làm bằng hữu A. Là quân nhất thời cảm thấy bị hách áo tố trinh thật sâu khinh bỉ. Bất quá lập tức, áo đen tố trinh lời nói xoay chuyển, nói ra, động tiên cảnh tuy nhiên quan tuyệt thiên hạ, nhưng ở tạo hóa cảnh thiên quân trước mặt, cho dù thiên quân là tàn, cái kia muốn giết động tiên cảnh cao thủ, cũng cùng giết chó một dạng đơn giản. Các ngươi là làm thế nào sống sót? la quân nói ra lúc đó hắn liền giảng chính mình dùng tiểu túc mệnh thuật chế tạo ra bất hủ chi thành sự tình khó trách áo đen tố trinh nói ra cũng chỉ có đại số mệnh thuật tiểu túc mệnh thuật dạng này liên quan tới số mệnh đồ vật mới có thể đánh vỡ thiên quân pháp lực xem ra người cái tên này địch nhân thật không ít a à, theo yếu đến mạnh đủ loại la quân cười ha hả nói ra đều là mẹ nó thân bất do kỷ a à. giống bây giờ ta địch nhân này càng ngày càng nhiều cái kia là ta chủ động đi trêu chọc. Áo đen tố trinh nói ra, lúc trước cứu ta, uy huyền nữ, đây chính là chính ngươi làm quyết định, ta không có cầu ngươi. Cái này, là quân nói ra, tốt a. À? Nói xong cái này một gốc dạ, là quân ngữ chuyển hướng, nói, vậy bây giờ chúng ta làm cái gì, cũng không phải quan âm đại sĩ đối thủ. Hắn đón đến, nói ra, nếu không chúng ta đi đem Sơn Hà xã tác đồ còn có tinh thần thạch muốn trở về. Áo đen tố trinh nói ra, không dùng. Nàng có chính mình kiêu ngạo, tuyệt sẽ không đi tìm áo trắng tô chiết muốn đồ, vật. Áo đen tố trinh theo rồi nói ra, ta tiếp tục tu luyện, mặt khác, chúng ta đi tụ hợp chiến của những người kia, bố cái trận pháp, cũng làm tốt chống cự những người kia chuẩn bị. Là quần nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đúng, ta kém chút quên chúng ta còn có lớn như vậy một đám cao thủ. Thương lượng song song về sau, áo đen tố trinh cùng la quân lập tức ở một tòa thâm sơn chi cùng chiến cuồng bọn người tụ hợp. Chiến cuồng một đoàn người, toàn bộ đều là đối hắc áo tố trinh còn có la quân trung thành tuyệt đối. Đây là một tòa vô danh thâm sơn, tới tương liên còn có vô số thanh sơn. Xa xa xem xét, liên nguyên thành biển, vô biên vô hạn. Tại Nam Tống thời điểm, núi Mộc Thụ Lâm xã hội hiện đại là phải nhiều hơn. Ngược lại là về sau khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, chặt cây rừng cây, tạo thành linh khí cực tốc sói mòn. Nhân loại chi, càng ngày càng khó lấy nhìn thấy tu chân giả. Rất nhiều tu chân giả, đều đã đến khác vị diện, hoặc là hư không chi ẩn tàng. Tại tòa này vô danh trong núi rừng, chiến cuồng bọn người tìm một tòa không tệ sơn động. Sơn động đi qua cải tạo, đã hình thành động phủ. Những cao thủ này, cũng đều có chút tích xúc, bây giờ, bọn họ toàn bộ đều là thờ phụng la quân cùng áo đen tố trinh, một lòng vô tư phụng hiến, tuyệt không tàng tư cho nên, tòa động phủ này cũng bị chế tạo y theo dáng dấp. Là quân thủ hạ này liền là cao thủ như mây, còn không thiếu hư tiên cao thủ. Đương nhiên, những cao thủ này cảnh giới cũng không tệ, nhưng thật đánh lên, thực lực nhưng vẫn là không ra thế nào, dù sao đều là tốc thành phẩm. Nhưng mà kệ như thế nào, cũng là có thể trấn nhiếp cái kia giao trì cung. Trong động phủ, là quân gặp mặt các cao thủ, tiếp nhận các cao thủ triều bái. Như thế về sau, chiến cuồng đề nghị Muốn cho động phủ đặt tên Mặc kệ như thế nào, đây đều là một cỗ thực lực La quân cảm thấy cái chủ ý này không tệ Nhìn về phía áo đen tố trinh Áo đen tố trinh thì nói ra, người quyết định đi La quân nghĩ tới, nói ra, gọi là giả lam điện đi Hắn tóm lại là đúng giả lam hai chứ ưa thích không rời Tại sao muốn gọi giả lam điện Áo đen tố trinh không khỏi quái hỏi la quân La quân nói ra, ưa thích Áo đen tố trinh cũng không so đo, nói ra, được. Sau đó, là quân tự phong vì già Lam Vương, liền cũng là già Lam Điện Điện Chủ. Đến mức áo đen tố trinh thì là già Lam Điện Nữ Quân. Hào, già Lam Nữ Quân. Là quân xương vương, áo đen tố trinh vì quân. Dù sao áo đen tố trinh là không đều là về sau, đó là rõ ràng để la quân chiếm tiện nghi. Cái thế lực này như thế định ra tới. Về sau, la quân cùng áo đen tố trinh bắt đầu bố trận. La Quân từng tại Vũ Hóa môn tàng chân các trộm một bản Chư Thiên Bí Kíp, cái kia Chư Thiên Bí Kíp có luyện khí chi thuật, cũng có luyện trận chi pháp. Lại thêm La Quân vốn là trận pháp cao thủ, cho nên rất nhanh căn cứ đám người pháp thuật, pháp lực đến luyện tạo ra một cái đại trận. Nói Hạo Thiên Càn Khôn trận, La Quân cùng áo đen tố Trinh Âm Dương pháp lực làm dẫn, chế tạo hạ trận pháp Hạch Tâm. Rất nhiều cao thủ pháp lực cùng trận pháp đem liền, chỉ cần tại động phủ bên trong, trận pháp bên trong chỉ cần đồng thời vận chuyển pháp lực đi qua, liền có thể đem chọn tòa đại trận trèo chống. Nhiều như thế cao thủ cùng một chỗ tạo thành đại trận, chính là quan âm đại sĩ đến, chỉ sợ cũng không thể phá. Là quân khắc sâu minh bạch, cái này rất nhiều cao thủ, chỉ cần không tổ trận, gặp quan âm đại sĩ. Đối phương chỉ sợ tịnh bình vung lên, có thể đem toàn bộ trấn áp lại. Mà lại, không nói quan âm đại sĩ, đơn thuần giao chỉ cung Tây Vương Mẫu, chỉ cần cầm côn lôn kính, cũng có thể đem những cao thủ này toàn bộ chấn áp lại. Những cao thủ này, toàn bộ đều là tốc thành phẩm. Đụng động tiên cảnh cao thủ, thực tế là không có cái gì sức chống cự. Là quân cùng áo đen tố trinh cũng minh bạch, giả lam điện trước mắt là nát như ekip. Bên ngoài nhìn là rất đẹp, thực tế, bên trong vấn đề rất nhiều. Cũng rất dễ dàng bị đánh tan, trước mắt bất quá là ỉ vào trận pháp, chống cự ngoại địch, sau đó cho mình một chút thời gian tu luyện A những người này tuy nhiên đều rất trung thành cái này loại này trung thành là không có tinh thần cùng cảm động đây là một cái không có nội tình môn phái cũng là một cái không có tinh thần cảm động môn phái già lam trong động phủ rất lớn la quân cùng áo đen tố trinh một cái một gian hang đá bất quá hai người không có tách ra ở áo đen tố trinh thân thể đều không có cho nên cũng thực không cần tránh hiểm nghi cái gì áo đen tố trinh còn cần la quân hỗ trợ tiếp tục tu luyện đối với máu và nước mắt sự tình la quân cũng không nghĩ nhiều cũng không nhắc lại hết thảy liền đều thuận tự nhiên đi hắn cũng không dám cẩn thận suy nghĩ nếu như áo đen tố trinh thật muốn chảy xuống máu và nước mắt điều này nói rõ hắn cùng áo đen tố trinh chỉ sợ sẽ là bi kịch a màn đêm buông xuống áo đen tố trinh gấp rút tu luyện la quân thôn vệ long quả lấy một triệu cấp bậc thôn vệ tốc độ thôn vệ long quả dinh dưỡng áo đen tố trinh thân thể tràn ngập thuần chủng long tức giống là chân long thiên tử. Đồng thời, lôi lực cũng tại trong cơ thể nàng dập dờn. Sớm thời điểm, áo đen tố trinh hấp thu song song. Linh hồn nàng lần nữa cường đại không ít. La quân cũng cảm giác được chính mình là phá lệ sảng khoái tinh thần. Hắn đồng thời tốt hỏi, vượt qua lôi kiếp nguyên thần ít càng thêm ít, vì cái gì người độ đến dễ dàng như vậy. Riêng là lần này, tam trọng tứ trọng cơ hồ là đồng thời vượt qua. Cái này có cái gì ảo diệu bí quyết sao? áo đen tố trinh nói ra người kiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta ta cũng cảm thấy có chút lạ vì cái gì ta giống như phá lệ có thể chịu đựng lấy cái kia lôi kiếp một chút nàng đón đến nói ra chúng ta âm dương pháp lực dung hợp là một mặt một mặt khác đại khái hẳn là cùng ta hấp thu không ít long quả có quan hệ đi long quả thuần dương khí tức chính là là đến từ tổ long chi khí vô hình chi có lẽ thẩm hợp thiên đạo đi cái này đồng thời cũng là áo đen tố trinh nghi vấn nàng cũng nói không rõ ràng. Là quân nghe vậy, cũng lười suy nghĩ nhiều. Phượng Thánh bản mệnh kim đăng đã tắt, chấp trưởng rất kim khố chấp sự hồi thiên lão nhân cung kính hướng Tây Vương mẫu bẩm báo. Bảy đại kim tiên, còn có choi xa, cho trinh, cửu thiên huyền nữ đều tại giao trì cung đại điện chi bái kiến Tây Vương mẫu. Tây Vương mẫu ngồi ngay ngắn bài, đầu nàng mang kim sắc hoàng quan, khuôn mặt uy nghi. Hồi thiên lão nhân lời nói sau khi nói xong, chúng đều là hoảng sợ. Tây vương mẫu mỹ lệ khuôn mặt âm trầm phải ra nước tới. Lúc này, Tây vương mẫu không nói lời nào, chúng tiên cũng không dám nói lời nào. Đây là làm cho người ngạt thở trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tây vương mẫu phanh một tiếng, giận đập ghế dựa dựa vào. Kịch liệt tiếng vang dị thường đột ngột, nhưng lại gõ vào mỗi người tâm. Mọi người nhịn không được trong lòng run sợ. Năm đó cái kia tiện tỳ toàn thịnh thời kỳ, tay cầm sơn hà xã tắc đồ, tinh thần thạch, còn không thể giết tới giao trì cung một cái hư tiên lấy cao thủ. Bây giờ nàng bị quan âm đại sĩ đánh nguyên thần suy yếu, thân thể không còn, pháp bảo tước đoạt. Các ngươi hiện tại thế mà nói cho ta biết, Phượng Thánh đâu bị nàng giết. Tây vương mẫu thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Chúng ta vô năng, nương nương bất giận, chúng tiên cùng kêu lên nói ra. Mọi người tại đây, đều là giao trì cung xương cánh tay chi thần. Tây vương mẫu mặc dù giận dữ, cũng không tiện giận lây sang đám người này nàng nhẫn nại thật lâu, mới chậm rãi đem lửa giận áp lực đi xuống. Sa thánh, vì sao các người hội một mình lưu phượng thánh nhất người, lại toàn bộ trở về? Nếu như các người đều tại, phượng thánh làm sao đến mức này? Tây vương mẫu đau lòng nhức óc, nàng không phải dùng trách cư ngữ khí hỏi choi xa, mà là một loại đau lòng ngữ khí. Choi xa trầm giọng nói ra, nhị muội quá mức tự tin, lúc đó cái kia tiện tỷ trốn vào lôi điện tầng, chúng ta đều sợ tại lôi kiếp, muốn rời khỏi mà nhị muội cuối cùng không chịu đi, nhị muội tu vi cao hơn ta các loại, còn có thể chống lại lôi kiếp. Chúng ta đành phải rời đi trước. Tây vương mẫu thở dài một tiếng, theo rồi nói ra, Phượng Thánh rời đi, là ta giao chỉ cung lớn lao buồn bã sự tình, bản tôn trầm thống cùng cực. Nàng đón đến, nói ra, bản tôn sẽ vì Phượng Thánh cử hành thịnh đại thiên táng, mà xa thánh, trinh thánh, các ngươi cũng muốn bớt đau buồn đi. Đa tạ nương nương ân trạch, choi xa cùng choi trinh lập tức nói ra. Ầm, ừ, tại lúc này, Tây Vương Mẫu đột nhiên lần nữa giận đập ghế dựa dựa vào, nàng quát lên, "Huyền nữ, ngươi cho bản tôn quỳ xuống." Cửu Thiên Huyền Nữ trái tim run lên, sắc mặt nàng trắng bệch, hãi hùng khiếp vía, nghe vậy lập tức quỳ đi xuống. "Ngươi khư khư cố chấp, hại chết Phượng Thánh cùng Thái Nguyên, ngươi phải bị tội gì?" Tây Vương Mẫu tức giận nói ra. "Đồ nhi tội đáng chết vạn lần, mời sư phụ trách phạt." Cửu Thiên Huyền Nữ cúi đầu nói ra. Tây Vương Mẫu nói ra ngươi tuy là bản tôn đệ tử, nhưng bản tôn cũng không thể nhân nhượng ngươi. Hôm nay nếu không đưa ngươi đánh hồn phi phách tán, bản tôn như thế nào xứng đáng chết đi Phượng Thánh cùng Thái Nguyên? Nàng đón đến, nói ra, người tới, đem huyền nữ cầm xuống, áp chảm tiên thai, lập tức hành hình. Cửu thiên huyền nữ lại cúi đầu, nói ra, đệ tử tiếp bị trừng phạt. Rất nhanh, có tiên tướng phụng mệnh trước tới bắt cửu thiên huyền nữ. Ngay vào lúc này, Choi Sa mở miệng, nói ra, nương nương chậm đã. Nàng đón đến, nói ra, việc này, cũng trách không được huyền nữ. Huyền nữ cũng là vì giao trì cung mới đi chu sát cái kia tiện tì, mà nhị muội chết, chính là nhị muội khư khư cố chấp. Huyền nữ cũng là người bị hại, khẩn cầu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng tiên liền cùng một chỗ nói, khẩn cầu nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ngươi, Tây Vương mẫu nộ khí khó nén, nhưng vẫn là không được không nể mặt chúng tiên. Nàng vung tay lên, nói ra, tốt, huyền nữ, hôm nay bản tôn xem ở chúng tiên mặt mũi, tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh. Nhưng là từ tội miễn, tội sống khó tha, bản tôn phạt ngươi tiến thiên linh nguyên đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 100 năm. Đệ tử tạ ơn sư tôn, cửu thiên huyền nữ lập tức nói ra. Nàng tự nhiên biết, nàng sẽ không chết. Chúng tiên cũng biết, Tây Vương mẫu đây là làm cho mọi người nhìn. Nếu là chúng tiên thật nhìn lấy huyền nữ bị giết, cái kia ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt hơn. Cửu thiên huyền nữ rất nhanh bị ấn xuống đi. Choi xa thì nói ra, cái kia tiện tỳ đã càng phát ra lợi hại, nếu là bỏ mặc đi xuống, chỉ sợ tương lai thực sẽ nguy hiểm cho giao trì cung. Không biết nương nương có tính toán gì không? Chúng tiên đều là cùng nhau nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nói ra, việc này việc này lớn, quan âm đại sĩ cũng đã nói trước, bản tôn muốn trước đi Nam Hải một chuyến, cùng quan âm đại sĩ thương lượng chúng tiên nhãn tình sáng lên. Cái này thật là lớn nhất ý kiến hay cùng dự định. Bởi vì áo đen tố trinh thân thể tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn, đem cái này cục diện dối rắm ném cho quan âm đại sĩ, thật sự là quá rất qua. Mà lại hiện tại, Thái Nguyên tiên tử cùng choi phượng đều chết tại áo đen tố trinh tay. Như vậy, giao chỉ cung cũng coi là sư suốt có tên. Tây vương mẫu rất mau ra phát, nàng lấy phượng liễn tiến về Nam Hải Phổ Đà Sơn đi theo tây vương mẫu cùng một chỗ còn có hai tên thần quan chiếc này tên thần quan đều là nữ tử mà lại tu vi không tầm thường thân là tây vương mẫu không có khả năng xuất hành không mang theo cao thủ cũng không có khả năng vì tiện toát ra cái gì a miêu a cầu nàng đều muốn tự mình ra tay nam hải phổ đà sơn đảo mắt nhân tiện nói đối với người tu đạo tới nói địa cầu bất quá là một cái thôn không có bọn họ không cách nào đến địa phương cái kia phổ Đà Sơn tại Đại Hải Van xin mây mù lượn lờ tử trúc mùi thơm ngát Tây Vương mẫu người ở trên không liền nhìn đến phổ Đà Sơn hư không trận pháp nhấp nhô Phật âm lượn lờ cái kia mây mù không cách nào nhìn thấu cũng không rõ lắm bên trong đến cùng là cái gì tình trạng sao trì cung Tây Vương mẫu cầu kiến quan Âm đại sĩ thần quan ở ngoại vi la lớn thần quan liên tiếp hô ba tiếng ba tiếng sau đó bên trong truyền đến Quan Âm đại sĩ ngồi xuống đồng tử thanh âm. Cung Ninh Tây Vương Mẫu vừa mới nói xong, hư không mây mù lập tức tản ra. Tây Vương Mẫu đầu tiên khóa chặt phía dưới tử trúc lâm. Đó là một mảnh xanh um tùm trúc hải, thoạt nhìn là khiến cho người tâm thần thanh thản, đẹp không sao tả xiết. Tây Vương Mẫu chỉ huy hai tên thần quan hạ xuống tại tử trong rừng trúc. Hướng phía trước mà đi, liền gặp Quan Âm đại sĩ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chi mặt mũi hiền lành, ngay tại tĩnh tọa. Mà thiện tài cùng long nữ hai tên đồng nhi cũng ở một bên thủ hộ. Bồ Tát thời gian, cũng không có nhiều màu nhiều sắc, mỗi ngày nhiều chuyện nhất là tĩnh tọa, tu luyện. Bái kiến đại sĩ, Tây Vương mẫu mười phần khách khí nói ra. Quan âm đại sĩ mở mắt, nàng mỉm cười, nói ra, thánh mẫu đột nhiên tới đây, chắc là có khó giải quyết sự tình. Cứ nói đừng ngại, Tây Vương mẫu cũng không vòng vèo tử, nói ra, đại sĩ, vừa trước ngài lòng dạ từ bi, vẫn chưa đem cái kia linh nữ triệt để giết chết, lưu một tia nguyên thần, có phải thế không? Quan âm đại sĩ hơi hơi nhíu mày, nói ra, chẳng lẽ là linh nữ lại ra đến gây sự? Tây vương mẫu nói ra, cái này linh nữ, không biết đến cái gì duyên, tu vi chi trước kia còn kinh khủng hơn. Trước kia nàng đối phó động tiên cảnh cao thủ, còn muốn dựa vào sơn hà xã tắc đồ, tinh thần thạch. Bây giờ nàng bảo vật gì không cầm, thế mà đều muốn ta thủ hạ tam thánh một trong phượng thánh cho giết chết. Nàng đón đến, còn nói thêm, không chỉ là phượng thánh, thái nguyên cũng bị nàng giết. Cái này linh nữ, tuy nhiên ngài đối nàng lòng dạ từ bi, nhưng nàng sát tính không giảm chút nào, nếu là lại để cho nàng tu luyện, ngày khác sao chỉ cung chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Xem như đại sĩ ngài, chỉ sợ cũng khó có thể an bình. Quan âm đại sĩ từ tốn nói, A-di-đà Phật, bổn tỏa tại cái này từ trúc lâm tu hành, chính là tu thân, tu tính, tu mệnh. Ngộ đạo tức rõ ràng bản tâm, vì tâm tức là nói. Linh nữ đợi muốn thế nào, hết thảy toàn bằng mệnh số. Cái này, Tây Vương Mẫu nói ra, ngài ý là, mặc kệ nàng. Quan âm đại sĩ chuyện bỗng nhiên chuyển một cái, nói ra, linh nữ lần này, vì sao đột nhiên làm khó dễ. Bồn tỏa tựa hồ chưa từng cảm giác được giao chỉ cung bên kia, phát sinh kinh thiên động địa sự tình. Nói như vậy lên, hẳn không phải là nàng đi giao chỉ cung phát sinh sự tình a à. tây vương mẫu nhất thời nghẹn lời quan âm đại sĩ nói ra thị phi nhân quả bổn tỏa tâm cũng có một gây thước đo tại phơi linh nữ cũng không phải là đại gian đại ác người chỉ là nàng tính cách quá mức thật mạnh nếu thật là đại gian đại ác người bổn tỏa không biết lưu nàng tánh mạng đến tận đây đại sĩ ngài ý là bỏ mặc không quan tâm tây vương mẫu nói ra quan âm đại sĩ nói ra không sai có thể nàng như thế phát triển tiếp ngày khác nếu là liền ngài cũng vô pháp ngăn lại nàng vậy phải làm thế nào cho phải vậy sẽ là nhân gian tai nạn tây vương mẫu nói ra quan âm đại sĩ nói ra ngươi sao có thể bằng còn không có chuyện phát sinh đi bình tĩnh nàng tội đâu tây vương mẫu không nghĩ tới quan âm đại sĩ lại là thái độ này nàng hít sâu một hơi nói ra đại sĩ ngài ý tứ ta minh bạch quan âm đại sĩ nói ra bổn tòa hai lần xuất thủ không phải là vì giao trì cung ra mặt. Mà chính là, giao trì cung đồng thời không sai lầm lớn. Cũng không muốn cái kia linh nữ này đúc xuống sai lầm lớn. Bây giờ, bổn tỏa cũng hy vọng, giao trì cung có thể khác giữ bổn phận. Cái kia hạo thiên điện, hạo thiên đại đế sớm đã biến mất, lại một mực không có phân tranh. Giao trì cung nhiều lần xuất hiện tại đứng mũi chịu sao, thánh mẫu, chẳng lẽ giao trì cung thật không có chính mình nguyên nhân vị trí sao? Tây vương mẫu nói ra, đại sĩ chỉ điểm đúng, ta lần này trở về, cũng xác thực cần tự kiểm điểm một phen. Chỉ là, nhân gian người cũng coi trọng phòng ngừa chu đáo. Cái kia linh nữ hung ác, chúng ta cửu oán sớm đã kết xuống, ta quả thực lo lắng giao chỉ cung an nguy. Quan âm đại sĩ nói ra, nếu nàng thật sự là khư khư cố chấp, bổn tỏa tự sẽ tiến về tiêu trừ. Hắn sự tình, thánh mẫu không cần lo lắng. Tốt, có đại sĩ câu nói này, ta yên tâm. Cáo từ. Tây Vương Mẫu sau đó rời đi. Đợi cái kia Tây Vương Mẫu sau khi đi, quan âm đại sĩ bên người Long Nữ nói ra, Bồ Tát, Ngài thật mặc kệ Linh Nữ sao. Quan âm đại sĩ từ tốn nói, người cảm thấy cần phải quản. Long Nữ nói ra, ta hiền lành tài đều cảm thấy Ngài cần phải quản. Quan âm đại sĩ mỉm cười, nói ra, vì sao? Long Nữ nói ra, cái này Linh Nữ lai lịch, mười phần quỷ dị. Tựa hồ cùng thánh nhân nữ oa nương nương có liên hệ nào đó, nàng tu luyện tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức thật không thể tin. mà lại nàng đối với ngài thành kiến rất sâu, nếu không đi sớm cho kịp ngăn lại, hậu hoạn vô cùng. thiện tài nói ra, đúng vậy a, à, bồ tát. quan âm đại sĩ nói ra, sự vật mỗi một bước phát triển đều có mệnh số, muốn đi cưỡng ép bóp chết mệnh số, nói rõ tâm còn có hoảng sợ. các người phía trước muốn đi đường còn rất dài, mệnh số gây ra, đến liền tiếp nhận, đi không giữ lại tùy tâm tùy tính, là vì hoan hỉ. Thiện tài cùng long nữ bỗng cảm giác lờ mờ, nhưng lại như cũ nói ra, đệ tử biết. Quan âm đại sĩ mỉm cười. Áo đen tố trinh cùng la quân một mực tại lo lắng quan âm đại sĩ cùng giao trì cung làm khó dễ, nhưng mà. La quân cùng áo đen tố trinh một mực tại lo lắng, nhưng giao trì cung cùng quan âm đại sĩ bên kia, lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách, lưới nhìn lớn nhất toàn bình tĩnh chi, ngược lại để La Quân có chút bất an. Nói cho đúng, hẳn là La Quân lo lắng cùng bất an. Áo đen tố trinh là có chút phòng bị, nhưng thấy đối phương không có phản ứng, nàng lười suy nghĩ nhiều. Tại tu hành sau một tháng, áo đen tố trinh quyết định thôn vệ động tiên đan hoàn. La Quân cũng không có ngăn cản, áo đen tố trinh tu luyện tốc độ, nhanh quả thực muốn nghịch thiên. Nhưng nàng bản thân là như thế cái nhân vật cường hãn, dù sao La Quân là nghĩ cũng không dám nghĩ, la quân cùng áo đen tố trinh ở giữa linh tu đã biến thành áo đen tố trinh đơn phương tiến hóa la quân là làm giàu máy nhân vật không có la quân áo đen tố trinh rất nhiều chuyện đều là không làm được la là quân tu vi trước mắt mà nói căn bản là không có thể đột phá áo đen tố trinh cũng không hy vọng la quân nhanh chóng đột phá bởi vì la quân tu vi vốn rất nhanh hiện tại tích lũy kinh nghiệm trí tuệ pháp tác trọng yếu nhất nếu như tích lũy không đủ dạng này cưỡng ép đột phá về sau tu hành hội vô cùng nguy hiểm cùng khó khăn rất nhiều tu sĩ chỗ lấy không cách nào đổ qua thiên kiếp phần lớn đều là bởi vì tích lũy không đủ la quân cũng hỏi lại qua áo đen tố trinh vì cái gì nàng có thể nhanh như vậy tu thành chẳng lẽ nàng không cần tích lũy áo đen tố trinh thì nói ra chẳng lẽ người quên ta trước đó đã tu luyện tới động tiên cảnh la quân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ chính mình thật sự là kém chút quên cái này quan trọng một gốc giả ngẫm lại chính mình lúc trước đi cái kia bình hành thế giới thời điểm cái kia võ đạo tốc độ tiến triển cũng là nhanh đến không tưởng nổi thời gian một năm có thể đạt tới đến cùng đại bá một dạng cảnh giới như vậy đem đây hết thảy sau khi nghĩ thông suốt là quần cũng có thể hiểu được áo đen tố trinh vì cái gì có thể tiến triển nhanh như vậy song phương vốn không phải tại một cái cấp độ huống chi áo đen tố trinh vốn là linh nữ cái gì gọi là linh thể linh thể chính là thiên địa chi linh nhất định là tiến hành tu hành, làm ít công to. Đêm nay, áo đen tố trình chính, chính thức thôn vệ động tiên đan hoàn. Nàng y nguyên cùng la quân hợp thể. Cho dù áo đen tố trình bây giờ đã cường hãn đến không kém gì động tiên tồn tại, nhưng tùy tiện thôn vệ một khỏa động tiên đan hoàn cũng là có nguy hiểm rất lớn. Phía tây vương giới chi, vô dục thiên thôn vệ một khỏa động tiên đan hoàn, trực tiếp theo hư tiên đến động tiên kỳ. Bởi vậy có thể thấy được động tiên đan hoàn chi lợi hại. Nhưng, vô dục trời mặc dù đến động tiên cảnh kỳ, nhưng lại là căn cơ bất ổn, cuối cùng vẫn lạc. Nguy hiểm này, cũng là giống nhau trường hợp. Về sau Minh Nguyệt Tiên Tôn đến động tiên cảnh, bởi vì nóng lòng cầu thành, về sau cũng là này trọng thương, đến bây giờ chưa từng khôi phục. Đáng giá nói chuyện là, vô dục thiên thôn vệ là động tiên kỳ đan hoàn. Mà áo đen tố trinh thôn vệ là động tiên sơ kỳ đan hoàn, tuy nhiên chỉ cách một cảnh giới. Nhưng lực lượng lại là tranh lệch rất nhiều, nguyên khí tinh lực pháp tắc đều là tranh lệch rất nhiều mặc dù như thế cái này một cái động tiên đan hoàn cũng lại nhiều long quả đều đều hữu hiệu hơn long quả chỉ là đơn thuần dinh dưỡng mà động tiên đan hoàn bao hàm đồ vật phong phú nhiều có thể giảm bớt áo đen tố trinh rất nhiều tu luyện phiền phức đây là một đầu đại thắng đường đường tắt tuy có chỗ cực tốt nhưng cũng có rất lớn tai hại lúc này lớn nhất tai hại là đến một lần áo đen tố trinh cũng có khả năng hội này vẫn lạc Thứ hai, dù cho thành công, trong này rất nhiều kinh nghiệm, đồ vật, thủy chung đều là người khác. Cùng các loại cảnh giới, áo đen tố trinh tuyệt đối không phải địch nhân đối thủ. Tại Già Lam Điện, chiến cuồng những người kia cảnh giới không kém, nhưng tránh thức đánh lên, riêng là cùng cùng cảnh giới người đánh lên, quả thực là không chịu nổi một kích. Đây là chiến cuồng những người kia nóng lòng cầu thành về sau hậu quả. Là quân trèo chống pháp lực, cùng áo đen tố trinh dung hợp, áo đen tố trinh hấp thu động tiên đan hoàn pháp lực. Cái kia động tiên đan hoàn tại áo đen tố trinh nguyên thần chi tan ra, lập tức, là quân cảm nhận được hoàng hà vỡ đê đồng dạng pháp lực chen trúc trùng sát mà ra. Rồi rào vô cùng, phổ biên vô hạn pháp lực lan tràn trùng sát, vô cùng tinh nguyên, toàn bộ chém giết tới. Áo đen tố trinh cấp tốc hấp thu. Nàng hấp thu tốc độ là tuyệt đối khủng bố, nhưng lúc này cái kia động tiên đan hoàn lực lượng càng khủng bố hơn. Liền như tinh thần cuồn cuộn, La Quân ở một bên cảm thụ bực này uy lực, bỗng cảm giác kinh hồn bạt phía. Hắn biết, lấy chính mình thực lực, nếu như phục dụng cái này động tiên đan hoàn, đó là vài phút chết không có chỗ chôn. Hư tiên cùng động tiên, mặc dù chỉ là một cảnh giới chỉ cách, nhưng lực lượng này tranh lệch thật sự là quá kinh khủng. Tuy nhiên lẫn nhau liệt mã bôn đằng chi lực không có quá kinh khủng tranh lệch, có thể chất lượng này là đại khác nhiều. Động tiên tinh nguyên, hùng hậu dồi rào, tinh thần vô cùng chỉ sợ là một viên tinh nguyên, cũng phải làm cho ta khó có thể chịu đựng cùng tiêu hóa. Xem ra, ta cách chân chính cao thủ tranh lệch vẫn là quá xa. Là quân tâm dần dần có một cái rõ ràng nhận biết. Lúc này, áo đen tố trinh cũng là trịnh trọng không? Nàng cũng đến cực thời khắc mấu chốt, nàng 30 ngàn cái suy nghĩ cùng một chỗ hấp thu lực lượng, cũng không cách nào đem hoàn toàn hấp thu. Áo đen tố trinh suy nghĩ chi, bắt đầu hiện ra cực độ lóa mắt ánh sáng, giống như là nổ tung trước lóa mắt một cỗ khí thức nguy hiểm tại áo đen tố trinh tâm bốc lên cũng tại la quân tâm bốc lên áo đen tố trinh dần dần chống đỡ không nổi nàng suy nghĩ không cách nào nhanh chóng tiêu hóa bực này lực lượng đây không phải áo đen tố trinh không bằng động tiên cao thủ càng không phải là nói một cái chết đi choi phượng có thể diệt áo đen tố trinh mà chính là áo đen tố trinh không kịp tiêu hóa giống như là ao nước miệng nước chảy quá nhỏ mà bên trong nước lại thăng được quá nhanh, căn bản không kịp bài xuất đi. cái kia động tiên đan hoàn lực lượng là tại áo đen tố trinh nguyên thần bên trong tan ra. loại cảm giác này có chút cùng loại thôn vệ phao đằng mảnh một dạng, phao đằng mảnh cần hoàn toàn bị nước giải, sau đó mới có thể nuốt. không phải vậy lời nói, một miệng làm nuốt, có thể đem người giả dày chen bể. áo đen tố trinh lúc này suy nghĩ bắt đầu thống khổ phân liệt những ý niệm này đang bị động tiên đan hoàn pháp lực đè ép, đồng thời có muốn nổ tung xu thế. Âm dương pháp lực, dung hợp, áo đen tố trinh cấp tốc vận chuyển vô pháp lực. Cái kia âm dương pháp lực lập tức bao trùm nàng tất cả suy nghĩ, sau đó, những ý niệm này bắt đầu chia nứt, nhưng là tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, lại xảo diệu dung hợp. Giống như là bắp thịt tái sinh một dạng. Đây là thần nhất màn, là thuộc về âm dương pháp lực thần. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật áo đen tố trinh thầm nghĩ ta tuy nhiên tự phụ tài hoa cũng là thiên phú dị bẩm nhưng cái này qua mấy lần nếu không có cái này thần âm dương pháp lực ta liền sớm đáng chết cái này động tiên đan hoàn quả nhiên khủng bố kém một chút phải chết ở chỗ này mặt vô dục thiên có thể một lần vượt qua sống sót bắt nguồn từ hắn tức giận vận nồng đậm bất quá khí vận nồng tới cực điểm sau cùng chuyển mỏng xác thực nói đó bất quá là hắn một trận tử kiếp không có chết tại kim bàn nhược động tiên đan hoàn phía dưới sau cùng chết tại minh nguyệt tiên tôn tay mà lúc này áo đen tố trinh kiếp số toàn bộ đang bị âm dương pháp lực tiêu trừ không phải vậy lời nói cho dù nàng miễn cưỡng đem động tiên đan hoàn tiêu hóa chỉ sợ cũng khó có thể triệt để lĩnh ngộ nói không chừng sau khi ra ngoài trực tiếp tao ngộ kiếp số mà chết nói trở lại dù vậy áo đen tố trinh về sau đường đến cùng sẽ như thế nào đó cũng là khó có thể nói rõ ràng Liên tiếp 3 ngày, áo đen Tố Trinh đều đang tiêu hóa động tiên đan hoàn. 3 ngày sau, tất cả động tiên đan hoàn tinh khí, nguyên khí toàn bộ bị hách áo Tố Trinh tiêu hóa. Nàng 30 ngàn suy nghĩ lần nữa cường đại, nàng thực lực cũng theo mạnh lớn gấp đôi. Nghiêm chỉnh mà nói, áo đen Tố Trinh tu vi đã không bị gọt đi thân thể trước đó, còn cao hơn nữa một bậc. Bây giờ áo đen Tố Trinh, tụ tán vô thường, giết người vô hình. Tức giận lúc, Thương Hải tan điền, đều là phải hóa thành vỡ nát. Rời đi lúc, gió mát mưa phùn, ba vạn sáu ngàn suy nghĩ, có thể hóa thành ba vạn sáu ngàn tôn nguyên thần, tôn tôn đều là cường đại vô cùng. Ta muốn độ tầng thứ năm lôi kiếp, áo đen tố trinh đối mỏi mệt La Quân nói ra. Khụ khụ, ta muốn nghỉ ngơi trước hai ngày, La Quân nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, được. La Quân tĩnh dưỡng hai ngày sau đó, tinh thần lần nữa sung mãn. Sau đó, La Quân cùng áo đen tố trinh gặp mặt, nhanh như vậy độ ngũ trọng lôi kiếp, là quần vẫn là không nhịn được lề mề chậm chạp. Áo đen tố trinh nói ra, ta hấp thu choi phượng tinh nguyên về sau, thân thể trong cơ thể lực lượng sung mãn. Tích xúc đã đầy đủ, hiện tại chính là cần lôi đình đến thối luyện tạp chất. Nàng đón đến, nói ra, đây cũng là ta yêu thế, hắn tiên nhân, tu thân thể, pháp lực, rất khó dùng lôi đình đến thối luyện tạp chất. Riêng là lúc này loại này trực tiếp thôn vệ hắn người tinh nguyên lực lượng về sau, khó tránh khỏi hội có người khác oán niệm, nhân quả. Nếu không dùng lôi đình thối luyện, khó được kết thúc yên lành. La là Quân nói ra, thì ra là thế. Sau đó, áo đen tố trinh cùng La Quân dung hợp lại cùng nhau. Áo đen tố trinh cấp tốc thi triển đại na di thuật, rời đi giả lam điện. Lúc này bầu trời chi, bầu trời trong trẻo. Cái này một khoảng trời chi, quả quyết là không có sức mạnh sấm sét. Nhưng cái này không có nghĩa là lôi đình đồng thời không tồn tại, áo đen tố trinh chuyển rời 10 ngàn dặm, rốt cục tại mặt biển tìm tới một mảnh trời mưa to địa phương. Cái kia mặt biển, sóng dữ tuôn ra, thiên địa một mảnh tối tăm. Mây đen áp thành, lôi đình diệt tuyệt. Ầm ầm, lôi đình hóa thành vạn cái lôi xà, tại thiên địa chi cuồn cuộn. Cái kia là một bộ tận thế cảnh tượng. Lúc này, áo đen tố trinh nghênh khó mà, phù diêu thẳng. Sông phá bầu trời mây đen, ngừng lại gặp diệu cảnh tượng. Tại bên này, lôi đình bạo động, mà nơi xa lại có dương quang phổ chiếu, đây là tầng mây cùng lôi tầng tụ tập về sau gây nên bạo động. Áo đen tố trinh cấp tốc xông vào đến lôi tầng chi, nàng trực tiếp trùng kích đến tầng thứ 5 lôi đình chi. Ngũ trọng lôi kiếp, phá toái hư không. Áo đen tố trinh thần hồn tại lôi đình chi thối luyện, là quân thân thể cũng đang tiếp thụ loại này thối luyện. Dạng này lôi đình, là la quân theo đáy lòng hoảng sợ. Cũng may mắn có áo đen tố trinh cường đại pháp lực tại treo trống, như thế cũng mới để la quân sống sót nếu là hắn một người tiến đến tầng thứ nhất lôi kiếp có thể cho la quân vạn kiếp bất phục âm dương pháp lực nhấp nhô áo đen tố trinh ba vạn sáu ngàn mai suy nghĩ tiếp tục sinh ra biến chất hóa suy nghĩ chi tạp chất tiếp tục bị thối luyện một điểm một tia tạp chất oán niệm nhân quả toàn bộ đều tại cái này mạnh đại lôi đình phía dưới bị thối luyện vì tinh khiết sức mạnh sấm xét bên trong thiên địa lôi đình nhấp nhô một tiếng ầm vang, áo đen tố trinh rốt cục vượt qua. Ngũ trọng lôi kiếp, ngũ trọng lôi kiếp, phá toái hư không. Áo đen tố trinh tu vi đã đạt tới một cái khủng bố cảnh giới. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Nàng suy nghĩ đối hư không lý giải đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Có thể trong nháy mắt tại hư không xuyên thẳng qua, đồng thời ẩn tàng vào hư không chi. Cái này là quỷ thần khó đoán bản sự. Đi, áo đen tố trinh nói ra sau đó, nàng nhanh chóng nhanh rời đi lôi điện tầng. Không độ tầng thứ sáu, La Quân hỏi. Áo đen tố trinh nói ra, độ không, tầng thứ sáu là một cái đường danh giới, luyện hồn thành thần, có thể làm cho hồn phách nắm giữ thực chất một dạng tinh thần cùng xúc cảm. Chẳng khác gì là tái tạo thân thể, lại có thể thiên biến vạn hóa. Hóa long, hóa vật chờ một chút, đều có thể đạt tới. Ta đi, đây không phải tôn ngộ không thất thập nhị biến mà. La Quân nhịn không được nói ra. Áo đen tố trinh là nghe qua La Quân nói tôn ngộ không, mà lại, nàng cũng thói quen La Quân nói chuyện tính chất nhảy nhót. La Quân vốn là cái thiên mã hành không người, thất thập nhị biến, ngươi nói cái kia thất thập nhị biến bất quá là có hình dạng. Mà ta chỉ cần đi hấp thu long tinh thần, còn có các loại giống loài tinh túy nguyên khí, có thể thật sự biến hóa ra bọn họ bản sự tới. Bất quá, vậy cũng là đường nhỏ, biến thành bọn họ cũng sẽ không biến đến kịch liệt, ta cũng không có cái này thời gian rỗi la quân cười ha ha áo đen tố trinh nói ra đương nhiên bây giờ nói lời này còn quá sớm ta cũng còn chưa tới tầng thứ sáu cái này tầng thứ sáu lôi điện ta có cảm giác độ không qua đi ở trong đó lôi điện sinh ra biến chất lấy người pháp lực cũng giúp không ta trừ phi tương lai người tu vi có thể cùng ta sóng vai kể từ đó hai người chúng ta có khả năng đem một kiếp này vượt qua la quân nói ra vậy ngươi phải nhiều chờ ta một chút hy vọng có một ngày như vậy đi áo đen tố trinh mỉm cười nói ra ta đối với ngươi có lòng tin la quân cười ha ha một tiếng sau đó áo đen tố trinh nói ra ta có chút mệt mỏi cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian la quân nói ra tốt ngay sau đó hai người thi triển đại na di thuật trở lại già lam điện áo đen tố trinh vẫn là sống nhờ tại la quân não hải chi sau đó là quân thôn vệ long quả tư nhuận áo đen tố trinh. Là quân đoạn thời gian này, toàn bộ đều là bốc lên nguy hiểm tính mạng đang bồi thái tử sách. Hắn tu vì cơ vốn không tiến triển chút nào, bất quá thân thể ngược lại là mạnh đến mức ra. Là quân cảm giác được thân thể của mình mỗi một tế bào đều tựa hồ đã bị lôi hóa. Một khi động niệm, để lôi lực trải rộng, thân thể của hắn hiện ra màu hoàng kim, liền bên trong kinh mạch, mạch lạc đều là cứng rắn vô cùng tầm thường đao kiếm căn bản không thể gây tổn thương cho, xem như cường hãn pháp lực cũng rất khó đem la quân trọng thương. Đây là la quân cho đến trước mắt đạt được lớn nhất tài phú. Đây mới thực là kim cương bất hoại chi thân. Đương nhiên, ngoại lực tuy nhiên khó làm thương tổn, có thể gặp phải ẩn chứa pháp tắc lực lượng, vẫn có thể giết la quân. Đến mức tích lũy phương diện, la quân căn cơ cũng là càng ngày càng thâm hậu. Tại lôi lực thối luyện, hắn bởi vì nhiều lần nhanh chóng tăng lên, cùng thôn vệ người khác lực lượng tạo thành oán nghiệp, nhân quả, tạp chất cũng toàn bộ bị lôi lực thối luyện sạch sẽ. Hiện tại là quân lực lượng vô cùng thuần túy. Đây cũng là một cái chỗ tốt cực lớn. Tóm lại lúc này là một cái đặt nền móng quá trình, để la quân căn cơ phá lệ vững chắc. Như vậy hắn về sau đường cũng sẽ rất là trôi chảy. Áo đen tố trình chỉnh một chút tu luyện một tháng. La quân có thời gian thời điểm, sẽ đi lâm an thành trong hoàng cung hấp thu long quả. Đồng thời, là quân cũng cho già lam điện chiến cuồng những người kia cho phép long quả, để bọn hắn cực kỳ tính dưỡng, tu luyện. Không cầu gì khác nhóm cảnh giới đột phá, chỉ phải thật tốt tiêu hóa, đem chính mình cơ sở đánh kín một chút. Sau một tháng, áo đen tố trinh cả người giống như thoát thai hoán cốt. Nàng quanh thân phía dưới, tản mát ra một cỗ cường đại như lôi đình khí tức. La quân chỉ cảm thấy áo đen tố trinh thân thể có rồi rào lôi hệ, tựa hồ nàng đại biểu lôi kiếp khiến La Quân đều cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Xem ra hiện tại, người đã làm tốt chuẩn bị, La Quân nhịn không được nói ra. Áo đen tố trinh gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói ra, ta không biết nên nói thế nào, thực ta hy vọng người có thể hơi thở binh, này qua chính mình. Người muốn đi một con đường rất khó khăn. Áo đen tố trinh nói ra, người cũng biết, ta muốn làm, sẽ không buông tha cho. La Quân nói ra, ta biết áo đen tố trinh nói ra ngươi còn nguyện ý cùng đi với ta làm sự kiện này sao la quân nói ra ngươi khăng khăng ta tự nhiên cùng ngươi đa tả áo đen tố trinh nói ra la quân tâm xác thực hy vọng áo đen tố trinh này trôi chảy sống hết đời nhưng hắn biết áo đen tố trinh không biết nguyện ý mà lại la quân mâu thuẫn nhất là nếu như áo đen tố trinh một mực trôi chảy đi xuống hắn làm sao lấy được máu và nước mắt đâu cái này mâu thuẫn không cách nào tiêu trừ như vậy la quân cũng chỉ có thuận tự nhiên ta hiện tại muốn trước đi một chỗ cầm một vật áo đen tố trinh theo rồi nói ra la quân nói ra ồ áo đen tố trinh nói ra cái chỗ kia gọi là mạt nhật phần tràng mạt nhật phần tràng la quân nhất thời bị kinh ngạc người biết mạt nhật phần tràng áo đen tố trinh hơi hơi kinh ngạc la quân nói ra ta xác thực biết mà lại ta vẫn muốn đi cái chỗ kia nhưng cũng không dám đi bởi vì ta lực lượng quá yếu. Áo đen tố trinh nói ra, người muốn đi cái chỗ kia làm cái gì? Là quân nói ra, thái cổ liệt diễm thú, người biết không? Áo đen tố trinh nói ra, ta biết, làm sao? Là quân nói ra, ta cần hắn nội đan đến luyện hóa thành liệt diễm kim đan, liệt diễm kim đan là trị liệu luân hồi chi lực khắc tinh. Ta đã nói với ngươi, ta vì kia động tiên cảnh bằng hữu một mực còn ngủ say tại luân hồi chi. Áo đen tố trinh nói ra, há, vậy thì thật là tốt, ta lần này giúp ngươi chuyện này. La quân đại hỉ, nói ra, vậy quá tốt, hắn đón đến, nói ra, có điều, ta bây giờ căn bản cảm giác không đến hắn thế giới. Cái kia mạt nhật phần tràng, ta không biết có thể hay không đi. Ba nghìn thế giới, tại ta não vực chi toàn bộ biến mất, quả thực quỷ dị. Áo đen tố trinh cũng là lớn, nói ra, thế mà lại có chuyện như vậy. Là quần nói ra, từ khi ta theo ta thế giới đi tới nơi này về sau, không cách nào cảm ứng được hắn thế giới. Áo đen tố trinh nói ra, người nói loại tình huống này, ta chưa từng gặp qua. Cho nên cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta tại ngươi trong não vực lúc, ta y nguyên có thể cảm ứng được mặt nhật phần chàng tồn tại. Như vậy đi, ta mang theo ngươi đi. La quân nói ra, không biết có được hay không, tóm lại thử một chút cũng không sao. Áo đen tố trinh nói ra, ừm. Um. Sau đó, thương lượng song song. Áo đen tố trinh cùng la quân dung hợp đón lấy. Áo đen tố trinh thi triển đại na di thuật rời đi giả lam điện. Tại hư không sự nhanh chóng phi hành. Áo đen tố trinh rất nhanh tới một chỗ trống trải đỉnh núi chi. Sau đó nàng bắt đầu yên lặng ngưng thần, liền tại phức tạp tin tức chi tìm ra mặt nhật phần tràng phương vị tới. Ba nghìn thế giới tại áo đen tố trinh não vực chi nhau nhau xuất hiện, rất nhanh. Áo đen tố trinh khóa chặt mặt nhật phần tràng. Ừm tại áo đen tố trinh chuẩn bị vỡ ra mặt nhật phần chàng lỗ hồng lúc, ngoài ý muốn xuất hiện. Áo đen tố trinh pháp lực xé rách đi qua, cái kia người xuất hiện rồi rào màu xanh lam nguyên tử. Màu xanh lam nguyên tử trực tiếp đem áo đen tố trinh pháp lực chém giết thành phấn vụn. Đây là áo đen tố trinh lần thứ nhất gặp phải dạng này sự tình. Trước đó, là quân đi thần nông thế giới, là bởi vì thần nông thế giới còn không thuộc về 3.000 thế giới. Thần nông thế giới bất quá là thần nông đỉnh mà thôi. Mà lúc này, mặt Nhật phần chàng là chân chính đại biểu ba nghìn thế giới một cái thế giới. Tương đồng, Âm Diện Thế Giới cũng là đại biểu một cái thế giới. Cho nên, La Quân cũng không có cách nào đi Âm Diện Thế Giới tìm Lam Tử Y. Lúc này, áo đen Tố Trinh liên tục ba lần xé rách lỗ hổng, nhưng pháp lực đều bị màu xanh lam nguyên tử diệt sát. Lẽ nào lại như vậy? Áo đen Tố Trinh không khỏi giận tím mặt, ta còn không tin cái này ta. Nàng trong nháy mắt thoát ly La Quân thân thể, sau đó mãnh liệt thi triển lôi lực oanh sát ầm ầm một chút một đạo cự đại lỗ hồng lập tức xuất hiện áo đen tố trinh liền nói với la quân chúng ta đi la quân không khỏi cười khổ nói ra ta đi cái rắm a à, ta cái gì đều cảm giác không thấy ngươi vừa mới oanh không mở miệng tử là bởi vì ngươi cùng ta pháp lực dung hợp lại cùng nhau ngươi bây giờ oanh đục cái lỗ hổng, là bởi vì ngươi rời đi ta thân thể ngươi cho rằng là ngươi nổi giận hoàn thành a à. Áo đen tố trinh lập tức cũng kịp phản ứng, nàng nói ra, ta lại tiến ngươi trong não vực. Nàng nói xong bay vào la quân não vực chi. Nhưng là lập tức, áo đen tố trinh cảm thấy gặp quỷ một dạng. Nàng vừa vào la quân trong não vực về sau, cái kia mặt nhật phần chàng lỗ hổng biến mất. Như thế nào, la quân hỏi áo đen tố trinh. Lỗ hổng lại hợp, áo đen tố trinh nói ra. La quân nói ra, ta tuy nhiên không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể đại khái nghĩ đến ta là bị tinh chủ thông qua thủ đoạn thần thông sử dụng thủy triều thời không đưa vào ta đến có ta nhiệm vụ cũng là thiên đạo một loại tự mình chữa trị trình tự nếu như ta đi hắn thế giới sẽ đem hắn thế giới sớm định ra sự vật cho nhiễu loạn đây là không được cho phép cho nên ta không thể đi hắn thế giới áo đen tố trinh nói ra trình tự nàng tự lẩm bẩm hiển nhiên trình tự hai chứ quá mức tiền vệ áo đen tố trinh căn bản không hiểu la quân nói ra nếu không một mình ngươi đi vào đi ngươi đem thái cổ liệt diễm thần thú nội đan cho ta lấy ra tốt áo đen tố trinh nói ra ta thử lại lần nữa đi nếu như vẫn chưa được ta một người đi vào tốt la quân nói ra ngươi muốn làm sao thử áo đen tố trinh nói ra đương nhiên là bách phát bách chúng âm dương pháp lực nàng sau khi nói xong vận chuyển âm dương pháp lực tiến đến lần này nàng cấp tốc phóng xuất ra hắc bạch liên hoa Tôn này liên hoa tại màu xanh lam nguyên tử chi xoay chậm chậm, màu xanh lam nguyên tử điên cuồng vận chuyển lên, cái kia hết mana sắc nguyên tử trong nháy mắt hình thành đại dương màu xanh lam. Vô cùng vô tận nguyên tử chi kiếm chém giết điên cuồng hướng hắc bạch liên hoa. Hắc bạch liên hoa, biến ảo thế giới hình thành, vô cùng Phật quang vận chuyển, ngược lại lại là địa ngục xâm la. Những cái kia nguyên tử chi kiếm liền đều bị hắc bạch liên hoa không gian vây khốn. La quân cùng áo đen tố trinh ngầm sợ hãi thán phục, Nguyên bản xé rách không gian, đi hướng hắn thế giới chính là một kiện cực giản đơn sự tình. Nhưng lại không nghĩ rằng lúc này sẽ biến phức tạp như vậy cùng khủng bố. Thông đạo ra, áo đen tố trinh cấp tốc vận chuyển pháp lực. Áo đen tố trinh tại hắc bạch liên hoa chi, chế tạo ra một cái thông đạo. Tựa như ngày đó theo Choi Phượng động thiên pháp tác chạy đi một dạng đạo lý. Lối đi này chính là áo đen tố trinh vận dụng âm dương pháp lực chế tạo ra đến thông đạo. Đi áo đen tố trinh cấp tốc theo lối đi kia chui vào. Chỉ thấy bóng người lóe lên, cái kia hắc bạch liên hoa theo biến mất. Màu xanh lam nguyên từ tại tiếng ầm ầm cũng theo biến mất. Tại cái kia đỉnh núi chi, hết thảy đều khôi phục lại gió êm sóng lặng, núi vẫn là núi, đám mây vẫn là đám mây, giống nơi này đã từng cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Lại như là một tảng đá lớn ném vào mặt hồ, lúc bắt đầu nhấc lên to lớn gợn sóng, nhưng gợn sóng sau đó, hết thảy đều bình tĩnh lại mà lúc này La Quân rốt cuộc chính thức đến mặt nhật phần tràng. La Quân vẫn chưa trưởng khống thân thể, nhưng lại dùng hai mắt đang quan sát cái này không giống nhau thế giới. Thả mắt nhìn đi, mặt nhật phần tràng một dạng có bao la bát ngát không gian. Vô biên vô hạn, giống như là mặt nhật thế giới. Hư không sầu vân thảm vụ, một mảnh tối tăm, bầu trời mây máu cuồn cuộn, phần đục không khí hút vào một miệng, liền khiến người ta cảm thấy tâm không thông. La Quân đã từng đi qua âm diện thế giới, hắn vốn là cảm thấy âm diện thế giới không khí đã đầy đủ hỏng bét. Cái kia âm diện thế giới giống như là tràn ngập một cái cảm xúc tiêu cực địa phương. Mà bây giờ, La Quân nhìn đến cái này mặt nhật phần tràng, liền cảm giác âm diện thế giới cùng mặt nhật phần tràng một. Cái kia âm diện thế giới quả thực có thể cân phải là thiên đường. La Quân ngừng tụ thần thức cảm ứng, phát hiện mặt nhật phần tràng ngang dọc 10.000 dặm, to đến không thể tưởng tượng. Đồng thời, là quân cũng cảm ứng được cái này mà nhật phần chàng chi có vô số khí tức cường đại, có chút khí tức đang ngủ đông, có chút khí tức cảm nhận được la quân thần niệm, lập tức đưa ra cảnh cáo. Nhìn thấy mà giật mình, la quân bị kinh ngạc, hắn rốt cuộc minh bạch linh tuệ hòa thượng cảnh cáo. Cái này mà nhật phần chàng bên trong, xác thực quá mức hung hiểm. Nếu là không có áo đen tố trinh cùng chính mình cùng một chỗ đến đây, chính mình thật là không có tư cách tới nơi này. La quân liền hỏi áo đen tố trinh, Nói ra, chúng ta đến đó tìm thái cổ liệt diễm thú. Áo đen tố trinh nói ra, cái này mộ phần trong chàng, hung thú trải rộng. Liệt diễm thú chính là thái cổ giống loài, cần phải ở tại mặt nhật phần chàng mây máu chỗ sâu. Ở trong đó hung hiểm không, lúc này, chúng ta vẫn là đi trước tìm tới ta muốn tìm đồ. Đến vật kia, chúng ta đối phó thái cổ liệt diễm thú có nắm chắc hơn. Là quân nói ra, cũng tốt. Hắn đón đến, hỏi, người rốt cuộc muốn tìm thứ gì? thiên lôi chi thành, áo đen tố trinh nói ra, đó là một kiện lôi pháp tuyệt thế bảo bối, cũng là thuộc về tiên khí cấp bậc. Chỉ bất quá, thiên lôi chi thành là vô chủ chi vật, lôi điện là người tu đạo sợ hãi nhất đồ vật. Trăm ngàn năm qua, một mực không có người có thể đem thiên lôi chi thành lấy đi. Ta lần này đến, là muốn đem thiên lôi chi thành thu phục. Có ngày lôi chi thành, liền có thể chống lại diệu thiện. Thì ra là thế, La Quân nói ra, lôi điện tuy nhiên lợi hại, có thể ngươi lại là trời sinh không sợ lôi điện. Áo đen tố trinh nói ra, trước đó ta xem như tay cầm sơn hà xã tắc đồ, cũng không nghĩ tới muốn tới thu lấy lôi điện chi thành. Một là vốn cũng thu không, hai là không sở trường lôi pháp, đến thiên lôi chi thành, tác dụng cũng kém xa sơn hà xã tắc đồ. Cho nên, ta không nhúc nhích ý định này, nhưng bây giờ đã là mỗi thời mỗi khác. La quân nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi áo đen tố trinh nói ra ừm um, từ giờ trở đi người ở một bên chỉ nhìn bất động cái này mặt nhật phần chàng bên trong quá hung hiểm người là ứng phó không được bất quá người có thể ở một bên hấp thu kinh nghiệm la quân nói ra tốt ta biết trong lòng của hắn thực đã bắt đầu hưng phấn lên hắn hưng phấn là bởi vì liệt diễm thần đan đạt được liệt diễm thần đan liền có thể thức tỉnh lam tử y chuyến này nhiệm vụ nếu là có thể đồng thời đem Lam Tử Y cùng Linh Nhi thức tỉnh, như vậy hắn cảm thấy đã là vô cùng đáng giá. Lam Tử Y tại La Quân Tâm cũng là có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị. Áo đen tố trinh sau đó triển khai đại na di thuật, tại hư không sự nhanh chóng phi hành. Một đi ngang qua đi, chính là tại không gian quy tắc chi, La Quân đều nhìn đến mặt nhật phần tràng bên trong, khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh giết hại. Có thái cổ thần thú, mà thú tại lẫn nhau chém giết, vận dụng đại pháp lực, đại lực lượng. Cũng có tu sĩ ở chỗ này lịch luyện, chu sát ma thú, hoặc là thần thú. Cũng có tầm bảo nhân ở chỗ này tìm đồ vật, cũng có nhân loại tu sĩ lẫn nhau chém giết. Một đi ngang qua đi, liền gặp sát phạt hơn trăm lên. Toàn bộ mặt nhật phần tràng bên trong, năng lượng cùng pháp lực đều là ở vào một loại cuồng bạo trạng thái. Mỗi thời mỗi khắc, mặt nhật phần tràng chi đô tại xảy ra chiến đấu. Nơi này không có nhà, không có một người bình thường, cũng không có bất kỳ cái gì thực vật. Duy nhất thực vật là địch nhân tinh nguyên, pháp bảo. Vân vân, đây là người tu đạo tàn khốc nhất địa phương. Có thể tại mặt nhật phần tràng bên trong sống mà đi ra đi, bản thân là một kiện đáng giá tu sĩ kiêu ngạo sự tình. Tối thiểu lấy là quân tu vi, tiến đến rất có thể ra không được. Cũng là nói, tại mặt nhật phần tràng bên trong, không có hư tiên phía dưới tu sĩ cùng thần thú đây là một cái bao nhiêu khủng bố số liệu. ừm, áo đen tố trinh đột nhiên hừ nhẹ lên tiếng. làm sao? la là quân hỏi. áo đen tố trinh nói ra, bên kia hư không trong huyết vụ có hai cái tu sĩ tại cùng ma thú người bị đánh chết, tựa hồ sắp chống đỡ không nổi. nàng cấp tốc định trụ thân hình. la quân cũng hướng cái kia trong huyết vụ nhìn qua, hắn cũng lập tức nhìn đến xương máu chi, một đầu cửa thú đang cùng hai tên nhân loại tu sĩ chém giết. Cái kia cửa thú to lớn như thập ngọn núi liên miên cùng một chỗ, xem ra, lại có vô biên vô hạn cảm giác. Nó quanh thân không lông, đầy người đều là thịt mỡ, lưng lại một cặp màu đen cự xí. Cái kia màu đen cự xí xuyên thẳng vân tiêu. Cái kia đầy người thịt mỡ xem ra, là to lớn thịt mỡ núi A. Hỗn độn ma thú, áo đen tố trinh nói ra. Là quân như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác được hỗn độn ma thú tu vi là hư tiên sơ kỳ. Mà cái kia hai cái tu sĩ, một cái là thần thể cảnh đỉnh phong, một cái là hư tiên kỳ. Chỉ bằng vào một cái thần thể cảnh đỉnh phong cao thủ, tự nhiên không dám tới cái này mà Nhật Phần Tràng. Nhưng có một cái hư tiên kỳ đồng bạn thì dám đến đây. Cho nên, cái này tổ hợp cũng không quái. Cái kia hai cái tu sĩ xem ra đều là chừng 30 tuổi, thần thể cảnh đỉnh phong một thân đạo bào, trắng trắng mập mập. Hư tiên kỳ thì là gầy không, hình dáng như tiểu tụy, cũng là một thân đạo bào hai người này hợp lực, lại là chiến không dưới cái kia hỗn độn ma thú. Hỗn độn ma thú mặc dù là hư tiên sơ kỳ, nhưng người ta não dung lượng lớn, thể tích lớn. Tránh thức lực lượng, lại là vượt xa cái kia hai tên tu sĩ. Gầy tu sĩ dựa vào tay lục diệp pháp luân hết sức ngăn cản, liền sớm đã chết tại cái kia hỗn độn ma thú tay. Cái này có cái gì quái? Làm sao đột nhiên dừng lại? Là quân quái nói ra, người cũng không phải cái gì lòng từ bi người. Áo đen tố trinh nói ra, người biết cái gì, sát nhân đoạt bảo A. À. Bọn họ hiện tại chính là đánh đến say xưa, chúng ta xuất thủ, vừa tốt đem bọn hắn tất cả mọi thứ lướt đoạt lại. Ba người này linh hồn chi ý luyện vào đến linh hồn ngươi lốc xoáy bên trong, người chiều này linh hồn lốc xoáy chắc chắn uy lực đại tăng. Ở chỗ này, là tàn khốc luật rừng. Cái gì đạo đức nhân nghĩa, đó là vạn vạn giảng khó lường. Sau đó cái này một cái chớp mắt, áo đen tố trinh lập tức xuất thủ thân thể nhảy lên, hướng cái kia hỗn độn ma thú xông tới giết. Hỗn độn ma thú dựa vào tự thân thịt mỡ tạo thành núi thịt đại trận, đem bốn phương tám hướng chết bao phủ lại. Cái kia hai tên tu sĩ căn bản không trốn thoát được. Áo đen tố trinh cũng không cần la quân lục tiên kiếm, mà chính là hóa ra một miệng lôi kiếm, trực tiếp đem hỗn độn thịt ma thú núi lớn trận mở ra một đầu lỗ hồng. Nàng một đường chém giết đi vào, cái kia hỗn độn ma thú thế mà ngăn cản không nổi áo đen tố trinh lôi kiếm. Áo đen tố trinh tia chấp ở giữa, đến hỗn độn thịt ma thú núi lớn trong trận, đồng thời cùng hai tên tu sĩ hợp thành hợp lại cùng nhau. Hỗn độn ma thú lập tức cảm giác được không ổn, liền muốn phải thoát đi. Muốn đi, áo đen tố trinh chỗ đó sẽ cho nó cơ hội này. Một giây sau, áo đen tố trinh bỗng nhiên phun ra một miệng lôi điện tinh nguyên đi ra. Cái này lôi điện tinh nguyên ẩn chứa nàng 30.000 mai suy nghĩ. ầm ầm chỉ nửa cái hô hấp ở giữa, lôi điện nổ tung trong nháy mắt lôi điện hướng bốn phương tám hướng phương viên trăm dặm lan tràn mà đi trong vòng trăm dặm toàn bộ đều là lôi điện hải dương điện quang vô cùng lôi lực ngập trời vô số lôi điện thần kiếm xé rách đi xuống trong nháy mắt liền đem cái kia hỗn độn ma thú chém giết thành cho tàn bao quát cái kia hai tên tu sĩ cũng là trong nháy mắt chết tại áo đen tố trinh lôi điện phía dưới la quân không khỏi trợn mắt hốc mồm Ta thiên, khoa trương như vậy, ba đại cao thủ, giết gà một dạng giết. Là quân nhìn mà than thở, không dám tưởng tượng. Hắn trong nháy mắt cảm thấy mình tựa hồ là quá mịt mù nhỏ một chút. Riêng là tại áo đen tố trinh trước mặt. Áo đen tố trinh nói ra, bọn họ vốn là kiềm chế lẫn nhau ở, mà lại nguyên khí tổn hao nhiều, giết bọn hắn có chuyện gì khó xử. Nếu là bọn họ tề tâm hiệp lực đối phó ta, ta ngược lại thật ra muốn hao phí một chút tay chân. Cái kia hỗn độn ma thú tinh nguyên chi khí, còn có hai tu sĩ tinh nguyên chi khí, linh hồn chi lực cấp tốc tản ra. Đó là rồi rào tinh nguyên còn có vô cùng đại linh hồn chi lực, mảnh vụn linh hồn. Áo đen tố trinh cấp tốc thi triển đại phong ấn thuật. Trong nháy mắt, ngàn đầu, vạn cái sợi tơ bày ra, lập tức bao khỏa những cái kia tinh nguyên còn có mảnh vụn linh hồn. Chỉ một lúc sau, áo đen tố trinh tay xuất hiện sáu cái linh lợi to bằng đậu phộng đan hoàn ba viên là linh hồn đan hoàn ba viên là tinh nguyên đan hoàn đáng giá nói chuyện là đại biểu hỗn độn linh hồn ma thú đan hoàn còn có tinh nguyên đan hoàn đều là lớn nhỏ cỡ nắm tay cái kia hai cái tu sĩ phần lớn áo đen tố trinh đem ba cái tinh nguyên đan hoàn một miệng thôn vệ đi vào ta dựa vào la quân lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm hắn cảm thấy áo đen tố trinh thật không phải là người đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a à. ngươi không hiểu Áo đen Tố Trinh nói ra, lục trọng lôi kiếp là to lớn đường danh giới, ta hiện tại kém lực lượng quá nhiều. Cái này ba cái tinh nguyên đan hoàn, bất quá là tiểu chút lòng thành A. Ta hiện tại hoàn toàn có thể tự động vận dụng lôi lực đem tạp chất thối luyện sạch sẽ. Cho nên, không sao, ta nếu là có thể thôn vệ ba viên không trung cảnh đan hoàn, liền có thể đem lục trọng lôi kiếp cần thiết năng lượng bổ đầy. Là quần trợn mắt chừng một cái. Một cái hố tiên cảnh cao thủ đều đã là ít càng thêm ít truyền truyền. Nàng mở miệng ba tên không trung cảnh cao thủ. Áo đen tố trinh thôn vệ ba cái cao thủ đan hoàn về sau, liền bắt đầu điều tức thân thể, vận dụng lôi lực đem tạp chất toàn bộ thối luyện sạch sẽ. Đem tinh nguyên, toàn bộ hấp thu, tiêu hóa. Cái này đại phong ấn thuật, vốn là thần thuật pháp. Có thể đem cao thủ tinh nguyên toàn bộ phong ấn chặt, đồng thời đóng gói thành một khỏa đan hoàn, sau đó thôn phệ. Không có cái này đại phong ấn thuật, muốn làm đến bước này, lại là cực khó khăn lúc trước thiên yêu thần hoàng, còn có làm tử y chờ một chút, đều là vận dụng đại phong ấn thuật chế tạo ra loại cao thủ này tinh nguyên đan hoàn. Mà thôn vệ cao thủ tinh nguyên đan hoàn, chẳng khác gì là đại thắng đường. Cùng loại với đem người khác đã làm tốt nhãn hiệu, công ty trực tiếp lấy tới dùng. Đây là kiếm tiền nhanh nhất, nhưng cũng có phong hiểm. Làm không tốt, không có đem nhãn hiệu vận dụng tốt, hội hao tổn. Sau đó đem chính mình vốn ban đầu đều bồi đi vào tại thôn vệ cao thủ tinh nguyên đan hoàn mặt, là một cái nhãn hiệu mạo hiểm lớn hơn. Cái này liên lụy đến nhân quả, oán niệm, còn có lẫn nhau nhóm máu dung hợp. Cái này nhóm máu không phải chỉ tránh thức nhóm máu, mà là đối phương pháp lực, nguyên khí phải chăng cùng tự thân pháp lực, nguyên khí có thể rất hoàn mỹ dung hợp. Có xem ra đã dung hợp, nhưng thực tế hội chôn xuống tai họa ngầm. Cho nên, cái này từ xưa đến nay, vô số thần thông giả, vô số cao thủ, lại ít có nghe nói là dựa vào nuốt hắn người tinh nguyên đan hoàn mà tu thành. Cái này là ma đạo. Này ma không phải ma giáo, mà là mình ma. Tại đại thần thông giả trong mắt, cũng sẽ không dùng phương thức như vậy đến để thăng. Bởi vì một khi thói quen nơi này giống như tăng lên, như vậy căn cơ tất nhiên bất ổn. Căn cơ bất ổn, tạp chất càng nhiều, tương lai kiếp số tiến đến, chính là chết không táng sinh chi địa. Tính toán kiếp số không đến, cũng sẽ khó có thể lại trèo lên càng cao tầng thứ mà lúc này, áo đen tố trinh tình huống lại có khác nhau. Nàng một thân lôi pháp, thối luyện tạp chất, lại là có thể hoàn mỹ quá độ. Thân thể thủy chung là không có để lại tai họa ngầm. Đến mức căn cơ phương diện, nàng bản thân ở phía trước nắm giữ thân thể lúc, căn cơ đã cực chi vững vàng. Nhưng dù vậy, áo đen tố trinh nếu như đến tầng thứ sáu lôi kiếp, y nguyên dựa vào loại phương thức này đến để thăng, như vậy vẫn sẽ có nguy hiểm rất lớn. Mà lại, nàng tuy nhiên thối luyện tạp chất, nhưng lại thối luyện không nhân quả những thứ này tai họa ngầm chờ một chút áo đen tố trinh tâm thanh sở nhưng nàng bây giờ một ý duệ lấy tinh tiến là người khác đều ngăn cản không áo đen tố trinh tiêu hóa cái này ba cái tinh nguyên đan hoàn về sau lại đem ba cái linh hồn đan hoàn đánh vào đến la quân linh hồn lốc xoáy bản nguyên chi cái kia linh hồn bổn nguyên cấp tốc hấp thu cái này rồi rào linh hồn lực lượng linh hồn bổn nguyên lập tức lớn mạnh áo đen tố trinh bắn ra linh hồn bổn nguyên lực lượng cái kia linh hồn bổn nguyên hóa thành 3 mét vuông màu đen lốc xoáy. Vòng xoáy này chi, có thâm ảo linh hồn pháp tắc, chỉ nhìn một chút, nhiếp nhân tâm phách. Người bình thường linh hồn tới gần nơi này linh hồn bổn nguyên, lập tức có chủng linh hồn dục dịch, phải bay suốt thể xác cảm giác. Cái kia màu đen lốc xoáy chi, lôi từ nhấp nhô lao nhanh, phong mang ra hết. Đồng thời, ba cái linh hồn đan hoàn ném vào, màu đen linh hồn rồi rào lực lượng rót vào, vòng xoáy này thật không có tăng lớn, nhưng lại càng thêm hùng hậu cường hãn lên. La Quân rõ ràng cảm giác được, linh hồn này lốc xoáy lực lượng cường đại không chỉ gấp 2. Chỉ cần nhất động độc, tất cả linh hồn lực lượng ngoại phóng, có thể đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Tốt, tốt, rất tốt, La Quân biết, linh hồn lốc xoáy đem sẽ trở thành hắn an thân lập mệnh chiêu số. Đây là áo đen tố trinh đưa cho hắn đại lễ. Cái này hỗn độn ma thú cùng hai tên tu sĩ rất nhiều pháp bảo, cũng toàn bộ bị hắc áo tố trinh lôi đình chi lực nghiền sát thành phấn vụn. Cho nên dưới mắt trừ loại này đan hoàn, hắn cái gì đều không được đến. Áo đen tố trinh nói ra, nơi này là địa phương tốt, tốt nhất ta lại nhiều giết một chút. Một bên tăng cường ngươi linh hồn bổn nguyên, một bên tăng cường ta tu vi. Nếu là có thể trực tiếp đem ta tích lũy chứa đầy, thuận lợi vượt qua lục trọng lôi kiếp, đó chính là tốt nhất. La Quân nói ra, xem ra, người mục tiêu không chỉ là quan âm đại sĩ. Áo đen tố trinh nói ra, đó là đương nhiên, ta há lại không biết, diệu thiện bất quá là Phật giới một viên. Đánh diệu thiện, diệu thiện sau lưng Phật giới cao thủ không có khả năng không có phản ứng. Giống ngươi nói Tây Du Ký cố sự, tôn ngộ không đại náo về sau, tự có như lai tới thu thập hắn. Có lẽ ta đem diệu thiện sau khi đánh bại, cái kia thế tôn sẽ ra ngoài. Là quân hút ngụm khí lạnh, nói ra, quan âm đại sĩ đã như thế khó có thể đánh bại, cái kia thế tôn một giới trí tôn, chúng ta chỉ sợ còn không có bản sự này chống lại đi. Áo đen tố trinh nói ra, xem đi, đánh không lại, nếu không chạy đi. Nếu là mọi chuyện đều sợ đầu sợ đuôi, kia cái gì đều không cần làm. Tốt nhất là diệu thiện nói cái gì, vậy chúng ta đều ngoan ngoãn nghe tốt. Là quân nghẹn lời. Về sau, áo đen tố trinh tiếp tục tiến lên. Nàng một đường lại gặp phải đánh ra chém giết, đón lấy, nàng không chút khách khí trước, liền đem song phương đều cho giết sau đó theo phương pháp cũ đến bảo chế tinh nguyên đan hoàn áo đen tố trinh ăn mà linh hồn đan hoàn rót vào la quân linh hồn bổn nguyên lực lượng chi như vậy sát phạt đi qua áo đen tố trinh lực lượng càng phát ra to lớn ra tới tinh quang bùng lên khí tức dồi dào khiến người ta gặp không rét mà run lúc này áo đen tố trinh xem như không có la quân trợ giúp nàng cũng có thể tùy tiện chu sát những cái kia hư tiên cảnh thần thú hoặc là ma thú như vậy sát phạt đi xuống là quân linh hồn bổn nguyên lực lượng lớn mạnh đến một cái không dám tưởng tượng cấp độ. Giết 10.000 người chỗ kiến tạo linh hồn lực lượng, đều không kịp giết một cao thủ linh hồn lực lượng đến cường đại. Là quân linh hồn lốc xoáy lúc này thi triển đi ra, có thể trong nháy mắt đem cửu trọng thiên cao thủ linh hồn rảo sát thành toái phiến. Cũng là nói, lúc này là quân, giết cửu trọng thiên cao thủ giống giết một con chó đơn giản như vậy. Hai năm trước, là quân đối mặt Lăng Vân Phong, hoa thiên anh như chó đồng dạng hèn mọn mà hai năm sau hắn đã đứng tại một cái có thể tiếu ngạo thiên châu độ cao thiên lôi chi thành tại lúc này áo đen tố trinh rốt cục dừng lại tốc độ la quân ngẩng đầu nhìn lại liền thấy phía trước có một tòa thành trì cái kia thành trì bị lôi điện bao phủ lại xì xì điện quang đánh tung mãnh liệt nổ phương viên mấy trăm dặm toàn bộ đều là lôi điện nhấp nhô vô số lôi điện nhấp nhô ở giữa như rắn như long cường hãn tuyệt luân lôi điện đem hư không kiến tạo đến như thiên tai dày đặc. La quân trông thấy thiên lôi chi thành, nhất thời cảm thấy nhìn mà than thở, nói ra, không nghĩ tới, thế gian lại có dạng này thành trì tồn tại. Áo đen tố trinh nói ra, thiên lôi chi thành, nổi danh lâu truyền. Đi, chúng ta đi vào đem cái này thiên lôi chi thành thu phục. La quân nói ra, tốt. Áo đen tố trinh thân hình lóe lên, liền hướng bên trong sông vào. Ầm ầm, Tiến vào thiên lôi chi thành trong nháy mắt, liền có vạn đạo thiên lôi đánh giết tới. Nói đạo thiên lôi, tráng kiện như là thùng nước, đùng đùng sao không dứt tràng diện úy vi tráng quan. Áo đen tố trinh vận chuyển lôi lực, trong nháy mắt, là quân thân thể toàn bộ đều thành kim đồng chi sắc. Đạo thiên lôi này đánh giết tại là quân thân thể, giống như là mạch điện thông qua dây điện một giạc, là quân thân thể không hư hao chút nào, mà lại cảm giác được thể nội một chút tạp chất trong nháy mắt bị thối luyện sạch sẽ. Loại cảm giác này, cùng là tại bốc hơi nhà tắm hơi về sau, lại tới một cái toàn thân đại xoa bóp một dạng cảm giác. Rất dễ chịu, là quần kém chút rên rỉ lên tiếng. Áo đen tố trinh cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng phía trước giết đi qua. Thiên lôi không ngừng đánh giết tới, nhưng cái này thiên lôi đều là thuộc về một loại từ chủ công kích. Tại thiên lôi chi thành ghé qua hơn 200 dặm, trong lúc đó tiếp nhận thiên lôi đánh ức vạn đạo. Bực này thiên lôi đánh giết, chính là hư tiên cảnh đỉnh phong cao thủ cũng không dám tiến đến nhẹ anh phong mang. Mà lại, thiên lôi chi trong thành, tất cả từ trường phần tử đều bị ngăn cách. Trải rộng là thiên lôi chi lực, cho nên trong này, đại na di thuật, hư không xuyên thẳng qua các loại rất nhiều thủ đoạn, cũng khó khăn hiển hiện. Càng kinh khủng một điểm, rất nhiều cao thủ không cách nào thao túng từ trường, chỉ có thể bằng vào pháp lực cùng pháp khí để chống đỡ thiên lôi đây cũng là vì cái gì thiên lôi chi thành tại cái này mà nhật phần tràng bên trong tồn tại nhiều năm lại không người đem lấy đi một trong những nguyên nhân về phần hắn nguyên nhân lại là không được biết áo đen tố trinh đi vào thiên lôi chi thành hạch tâm cái kia phía trước là một tòa màu đen huyền sắt chế tạo nhà phòng này chiếm diện tích 3 000 mét vuông lôi quang xì xì tất cả lôi điện lực lượng liền đều là theo cái này màu đen trong phòng phát ra a à, đó là cái gì La Quân nhìn đến cái kia màu đen nhà mặt, xoay quanh một dạng sự vật. Nhìn kỹ, lập tức xem cho rõ ràng. Đó là một đầu cự mãng. Tử điện thần mãng, áo đen tố trinh lập tức nói ra. Lợi hại sao, La Quân nói ra. Xuất hiện ở đây một đầu thần thú, cái này cũng không quái. Bảo bối phụ cận, tự nhiên sẽ có dị thú xuất hiện. Dị thú là tại thủ bảo bối. Áo đen tố trinh nói ra, đương nhiên lợi hại, có thể trở thành thần thú, cái kia có một cái là đơn giản. Là quân nói ra, vậy ngươi. Liền nó đều làm không rơi, ta còn lấy cái gì thiên lôi chi thành, cùng diệu thiện làm cái gì đấu tranh. Áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng. Cái kia tử điện thần mãng hiển nhiên cũng phát hiện áo đen tố trinh xâm nhập. Tử điện thần mãng thân thể to lớn, to như 10 người ôm hết, nó nâng lên cao ngạo đầu lâu, hai mắt tách ra xì xì tử sắc tia điện tới thần thú uy nghiêm cùng áp bách lực nhất thời hiển hiện ra. Người nào lại dám tự tiện xông vào thiên lôi chi thành, còn không mau cút đi ra ngoài. Cái kia tử điện thần mãng quát lạnh nói. Rất hiển nhiên, tử điện thần mãng cũng có chút kiêng kỵ. Nó là thần thú, chính là thông linh chi vật, tu vi cao thâm, trí tuệ cũng tuyệt không kém ai loại. Biết đối phương đã dám xông tới, hơn nữa còn xông đến thiên lôi chi thành chỗ sâu. Như vậy thực lực đối phương không yếu, cũng tất nhiên là có chỗ ỉ lại áo đen tố trinh mỹ lệ trong con ngươi tách ra hàn quang đến nàng hét lớn một tiếng nói ra tử điện thần mãng hôm nay ta niệm ngươi tu hành không dễ lại thủ bảo bối có không chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đến nhận ta làm chủ người ta liền tha cho ngươi một cái mạng hứa ngươi ngày sau ở bên cạnh ta làm nô bộc không phải vậy lời nói hôm nay nơi đây chính là ngươi tử kỳ thật là cuồng vọng tiện tì tử điện thần mãng không khỏi giận tím mặt Áo đen tố trình ánh mắt phát lạnh, nói ra, tốt, xem ra ngươi là khăng khăng muốn chết. Nàng sau khi nói xong, càng không nói nhảm, cấp tốc tế ra một miệng lôi kiếm. Đón lấy, lôi kiếm chém giết mà đi, trong nháy mắt, một đạo cường hãn tuyệt luân lôi quang hướng tử điện thần mãng đầu lâu chém giết tới. Tại trước mặt bản tỏa, thế mà cũng dám thi triển lôi lực. Tử điện thần mãng cười lạnh một tiếng, nó thế nhưng là chơi lôi điện lão tổ tông ha tử điện thần mãng mở ra bồn máu miệng lớn, lại là đem áo đen tố trinh cái kia một đạo lôi quang trực tiếp thôn vệ đi vào. Muốn chết, áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng. Cái kia lôi quang chính là nàng suy nghĩ ngưng tụ, một giây sau, cái kia suy nghĩ tại tử điện thần mãng bụng chi nổ tung. Trong nháy mắt, vô cùng lôi điện cuồng mẽ ngoanh sát hướng tử điện thần mãng thân thể. Tử điện thần mãng thân thể cũng là thuộc về lôi điện cấu tạo, lại là hoàn toàn chịu đựng lấy áo đen tố trinh thương tổn. Áo đen Tố Trinh đột nhiên rời đi la quân thân thể, nàng cả chiếc nguyên thần hóa thành nhất tôn to lớn lôi kiếm. Lôi kiếm ầm ầm chém xuống, cái kia tử điện thần mãng thấy thế cũng là hoảng sợ, cấp tốc phun ra một vệt chớp tím quang trụ. Cái kia tử điện quang trụ cùng áo đen Tố Trinh lôi kiếm chém giết cùng một chỗ. Chỉ một cái nháy mắt, lôi kiếm đem tử điện thần mãng điện quang trụ chém giết thành cho tàn. Chết, áo đen Tố Trinh lệ quát một tiếng, lôi kiếm chạm tử điện thần mãng đầu tử điện thần mang bạo giống liên tục, lại là vẫn không có này tử vong. Nó não vực cũng là tử điện cấu tạo, lôi kiếm chém giết tiến đến, y nguyên bất diệt. Ngay vào lúc này, áo đen tố trinh trước đó chém giết tiến đến lôi lực cùng lôi kiếm tụ hợp. Hai cỗ lực lượng cùng nhau xé rách. Ngàn vạn đạo lôi điện lực lượng, đơn thuần bạo tạc tính xé rách. Không, tử điện thần mãng phát ra thê lương giống lên một tiếng tới. Nhưng là một giây sau, nó đầu đã bị chia ra thành vô số toái phiến. Áo đen tố trinh cấp tốc thi triển đại phong ấn thuật. Chỉ một lúc sau, liền đem tử điện thần mãng toàn bộ tinh nguyên chi khí phong ấn thành một khỏa linh lợi tiểu đan hoàn. Sau đó, vô số tử điện mảnh vụn linh hồn cũng bị áo đen tố trinh vận dụng đại phong ấn thuật phong bế. Đầu này tử điện thần mãng cơ hồ là trong nháy mắt bị hắc áo tố trinh cho miểu sát. Đầu này xúc sinh, sinh tại thiên lôi chi thành bên trong, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại áo đen tố trinh nói ra bất quá đáng tiếc nó gặp phải ta ta cũng là vận lôi lão tổ tông không phải vậy lời nói gặp đối thủ của hắn nó mượn nhờ cái này thiên lôi chi thành lôi điện không ngớt vũ cảnh cao thủ đều có thể đánh lui la quân nghe vậy hơi hơi thở phào hắn sau đó còn nói thêm vì cái gì ngươi có thể diệt sát nó áo đen tố trinh nói ra nó lôi lực không bằng ta lôi lực ta tại lôi lực mặt phá vỡ nó tất cả lôi điện kết cấu. Là quân hơi động lòng, nói, thì ra là thế. Hắn đột nhiên nghĩ đến Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai thái ất huyền kim chân kinh, sắc bén không. Năm đó thần đế cùng hoa đại đế liên thủ đều giết không hắn. Hắn tình huống cùng cái này tử điện thần mãng một dạng, cơ hồ là bất tử bất diệt. Như vậy, ta muốn ngăn chặn hắn, đến theo kết cấu mặt phá giải. Là quân lòng có một tia minh ngộ nhưng hắn cũng biết, chính mình muốn đi đường còn rất dài. Mình tiến bộ thần tốc, có thể Trần Thiên Nhai tiến bộ hội càng thêm thần tốc. Lúc này Trần Thiên Nhai đã có thể hấp thu đến nguyên khí của tiên giới, hắn đem về thẳng tiến không lùi. Cái này tử điện linh hồn đan hoàn, ta hiện tại trước không đánh vào đến linh hồn ngươi lốc xoáy bên trong. Áo đen tố trinh nói ra, các loại sau khi ra ngoài, người thật tốt hiểu thấu đáo, sau đó dẫn thiên lôi vào linh hồn ngươi lốc xoáy chi dạng này uy lực hội lớn hơn một chút. Tốt, là quần nhãn tỉnh sáng lên. Đi, chúng ta đi gặp thiên lôi chi thành khí linh. Áo đen tố trinh nói ra. Là quần gật đầu. Ngay vào lúc này, cái kia màu đen nhà chi đột nhiên phát sinh biến hóa. Màu đen nhà hư không, thiên lôi dày đặc lên, sau cùng hình thành nhất tôn lôi điện cự nhân. Cái này lôi điện cự nhân, cao có một trăm trượng, một đôi mắt thần, như hai cái mặt trời đồng dạng lóa mắt. Là khí linh, La quân tâm lập tức minh bạch. Áo đen tố trinh cấp tốc tiến vào la quân trong thân thể. Nàng hiện tại không chỉ là muốn dựa vào âm dương pháp lực, càng nhiều là sợ hãi la quân hội xảy ra ngoài ý muốn. Ngược lại không phải là la quân tu vi quá kém, mà chính là áo đen tố trinh muốn khiêu chiến đổ vật, toàn bộ đều là mạnh hơn la quân quá nhiều. Để cả người giá ngàn vạn lão bản đi cùng lập tức ba ba như thế nhân vật lăn lộn, cuối cùng sẽ lộ ra nhỏ bé. Các ngươi thật lớn mật, lại dám đem bổn tọa tôi tớ sát hại. Cái kia khí linh phát ra phẫn nộ gào thét tới. Áo đen Tố Trinh nhướng mày, sau đó nhảy lên một cái, liền đến khí linh trước mặt đứng nghiêm. Nàng hư đứng ở hư không chi, nhất chỉ cái này khí linh, nói ra, hôm nay ta tới, muốn dẫn đi Thiên Lôi chi thành. Ngươi như thức thời, liền lấy sau ngoan ngoãn nghe theo tại ta. Nếu như không tuân, cái kia tử điện thần mãng xuống chàng chính là ngươi xuống chàng. Cuồng vọng khí linh giận tím mặt. Bực này tiên khí khí linh, bản thân là cao ngạo cùng cực. Bình thường tu vi, bọn họ căn bản không để vào mắt. Đến cái hư tiên cao thủ, bọn họ huy trưởng ở giữa có thể ngược sát. Áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra người cũng muốn ngu xuẩn mất khôn. Nàng sau khi nói xong, lập tức hóa ra lôi kiếm. Áo đen tố trinh hiện tại toàn bộ suy nghĩ, đều tràn ngập lôi điện lực lượng. Nàng cũng không lại thi triển lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm tuy nhiên không là phàm phẩm, nhưng tối thiểu lúc này còn cũng không tính đỉnh cấp. Lục tiên kiếm là chu tiên tứ kiếm một trong, chu tiên tứ kiếm nếu là hội tụ đủ, phát huy ra toàn bộ lực lượng. Như vậy bực này lực lượng cũng là sẽ không thua sơn hà xã tắc đồ. Đều là thánh nhân chi vật. Lôi kiếm vừa đến, lôi quang ngang dọc, lôi đỉnh chém chết. Oanh! Tại trước mặt bản tỏa dùng lôi pháp, ha ha ha. Cái kia khí linh cười như điên nó không nhúc nhích, mặc cho lôi quang chảm giết tới. ầm ầm, lôi quang chảm giết, khí linh không hư hao chút nào. Người cũng tiếp bổn tọa một kiếm, khí linh đột nhiên vung tay lên. Sau đó bầu trời chi, một đạo càng hung ác lôi quang như giống như giải lụa chảm giết tới. Lôi quang chi, ẩn chứa rồi rào cuồn cuộn thiên lôi chi lực. Pháp tắc hiển hiện, chém chết hết thảy. Tương đương với tứ trọng lôi kiếp lực lược, không tệ. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nhưng cũng là đứng ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Lôi quang chém xuống, áo đen Tố Trinh không hư hao chút nào. "Ừm", khí linh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Áo đen Tố Trinh xuất thủ lần nữa. Khí linh cũng theo xuất thủ. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ thiên lôi chi thành lôi điện dày đặc lên, thành 10 triệu thiên lôi đánh tới. Áo đen Tố Trinh tại đầy trời thần lôi chi, trang nghiêm nghiêm túc, nàng đột nhiên nhảy lên một cái, đón thiên lôi mà Đại hỗn độn lôi kiếm. Ầm ầm. Một đạo cử đại vô cùng lôi quang thoáng hiện, lôi quang chi, rồi rào hỗn nguyên pháp tắc xuất hiện. Một kiếm đem thiên địa xé rách. Một kiếm gặp vũ trụ hồng hoang, thái cổ thê lương. A. À, khí linh kêu thảm một tiếng, tất cả thiên lôi đột nhiên an tĩnh lại, hành quân lặng lẽ. Cái kia khí linh thống khổ ở trên không kêu thảm. Áo đen Tố Trinh từ khi đem cử thiên huyền nữ tiên Vũ Tiêu Hóa về sau, cũng đem bên trong hỗn nguyên lực lượng hấp thu. Cái này đại hỗn độn lôi kiếm, chính là nàng ẩn tàng tuyệt sát chi nhận. Lúc này so chiêu, nàng không chút do so dự thi triển đi ra. Một kiếm này chảm giết ra ngoài, áo đen tố trinh cũng cảm thấy nguyên khí tiêu hao cực kỳ khủng bố. Lấy nàng bây giờ thực lực, cũng chỉ có thể duy nhất một lần thi triển ra ba lần đại hỗn độn lôi kiếm tới. Cái kia khí linh thụ bị thương cực kỳ nặng hại, lập tức ẩn tàng đến màu đen trong phòng. Đi, áo đen tố trinh cấp tốc đi theo vào. tại màu đen trong phòng có một cái to lớn lôi trì, lôi trong ao, cái kia khí linh ngay tại dưỡng thương. ta nguyện ý từ nay về sau phục tùng ngươi. khí linh nhìn thấy áo đen tố trinh theo tới, lập tức nói ra. áo đen tố trinh gật gật đầu, nói ra tốt, ta cho ngươi một lần cơ hội. bất quá từ giờ trở đi, ta muốn tại ngươi tâm đánh xuống dấu ấn tinh thần, từ nay về sau, người mãi mãi cũng chỉ có thể thần phục tại ta vâng khí linh nói ra cái kia mạt nhật phần tràng chi lôi vân dày đặc thiên lôi nhấp nhô phương viên mấy trăm dặm tại cái này một mảnh khu vực gài miền chi không người tới gần có thể vào lúc này cái kia tất cả thiên lôi đột nhiên co vào sau cùng thiên lôi chi thành biến mất tại chỗ chàng áo đen tố trinh tay xuất hiện một tòa tiểu tiểu thành trì xem ra giống như là thành trì mô hình một dạng cái này phong cách cổ xưa màu đen thành trì duy nhất chỗ đặc biệt tại ở trong đó lôi chỉ còn đang lóe lên thiên lôi giờ khắc này áo đen tố trinh chính thức thu lấy thiên lôi chi thành đi mau áo đen tố trinh đột nhiên thân hình lóe lên cấp tốc thi triển đại na di thuật rời đi địa phương la quân cũng cảm giác được cực kỳ nguy hiểm khí tức áo đen tố trinh liên tục chuyển rời rất mau đem đằng sau theo dõi người hất ra tình huống như thế nào la quân không rõ ràng cho lắm áo đen tố trinh nói ra cái này mạt nhật phần chàng bên trong không phải đơn giản như vậy, còn có ma thần, hung thần tồn tại. Xem ra là chúng ta lấy thiên lôi chi thành lúc kinh hãi động đến bọn hắn. Lấy hiện tại ta tu vi thêm thiên lôi chi thành, cũng chưa chắc có bao nhiêu sợ bọn họ. Nhưng là một khi bị quấn, cũng sẽ rất phiền phức. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Hiện tại chúng ta đi tìm thái cổ liệt diễm thú, áo đen tố trinh nói ra. La Quân đại hỉ. Sau đó, áo đen tố trinh một đường hướng mạt nhật phần chàng chỗ sâu bay đi. Cái kia chỗ sâu chi, xương máu nồng đến cơ hồ đều muốn tan không ra. Các loại ẩn tàng sinh vật, nhiều vô số kể, càng có vô số cường đại tồn tại. Bất quá cũng may áo đen tố trinh thân thể khí tức cũng là cực kỳ khủng bố, cho nên đồng thời không có cái gì sinh vật chủ động trêu chọc tới. Là quân cũng biết, giờ này khắc này áo đen tố trinh, đã là một cái để hắn tuyệt đối ngưỡng mộ tồn tại tại vô tận huyết sắc hư không chi, là quân đột nhiên cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt. Là thái cổ liệt diễm thú, áo đen tố trinh nói ra, nàng cấp tốc đại na di thuật, trong nháy mắt, đến phía trước. Cái kia phía trước sóng nhiệt cuồn cuộn, phía dưới thì là hỏa diễm đầy trời, còn như hỏa diễm như núi. Phương viên trăm dặm toàn bộ đều là hỏa diễm chi địa. Càng hướng xuống bay đi, cái kia nhiệt khí càng phát ra khủng bố. Hỏa diễm hừng hực, Hường hực chi mang theo rất tinh hỏa độc. Cái này rất lửa cùng lôi điện chi lực, lại là khác biệt hai thứ. Áo đen Tố Trình vận chuyển lên La Quân trong thân thể lôi lực, nhất thời, quanh thân là kim đồng sắc. Ngọn lửa kia liền liều mạng luyện hóa La Quân thân thể, nhưng La Quân lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn kim cương bất hoại chi thân, cũng không có dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Phía dưới dưới đất là thái cổ liệt diễm thú thân thể lúc này thái cổ liệt diễm thú hiển nhiên phát giác được có người xâm nhập là ai dám xông vào bổn tọa lãnh địa cái kia thái cổ liệt diễm thú phát ra một ngạt gào thét áo đen tố trinh nói thẳng ta hôm nay đến là muốn lấy ngươi nội đan luyện chế liệt diễm thần đan cho nên chúng ta không cần nói nhảm đều bằng bản sự đi còn tốt áo đen tố trinh lần này không có nói muốn đối phương ngoan ngoãn đem nội đan giao ra bởi vì nội đan vừa đến là một con đường chết. Thái cổ liệt diễm thú bạo giống một tiếng, hắn phát ra phẫn nộ tiếng giống thảm. Audio điện tử võ tấn bền. Thái cổ liệt diễm thú sau khi gầm hết một tiếng, tiếp lấy hướng lên trời mở ra bồn máu miệng lớn. ầm ầm, nó phun ra ra hỏa diễm tinh nguyên. Đón lấy, toàn bộ không gian hỏa diễm lập tức sinh ra biến hóa. Hỏa diễm chi sinh ra vô số điều hỏa diễm giao long đến, những ngọn lửa này hung mãnh tuyệt luân, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Vô số hỏa diễm giao long xoắn giết tới. Trong nháy mắt, chàng hung hiểm tới cực điểm. Áo đen tố trình cười lạnh liên tục, nói, không biết tự lượng sức mình. Thiên kiếp buông xuống, lôi điện chín tầng. Đạo thiên lôi này chi thành lập tức biến lớn, đem chọn cái thái cổ liệt diễm thú phạm vi bao trùm ở. Bầu trời chi, thiên lôi nhấp nhô, lôi vân dày đặc. Lôi vân hiện ra một mảnh u ám chi sắc. Oanh! Tiếp theo trong nháy mắt, vạn lôi oanh tạc xuống. Đùng đùng sao không dứt vũ trụ tịch diệt uy thế. Tất cả thiên lôi mang theo vạn quân điện lưu oanh tạc mà xuống, những cái kia hỏa diễm giao long trực tiếp bị oanh nổ thành phấn vụn. Đồng thời, áo đen tố trinh thi pháp, tay nàng bắt pháp quyết, đột nhiên nhấn một ngón tay. Nhất chỉ lực lượng đột nhiên tại thiên lôi chi thành bên trong hình thành một miệng thao thiên lôi kiếm, khẩu này lôi kiếm dài đến ngàn trượng, chiều rộng một trăm trượng lôi kiếm chi, thiên lôi nhấp nhô, vô cùng lôi điện pháp tắc trải rộng. Oanh, một kiếm chảm thái cổ liệt diễm thú đầu. Trong nháy mắt, thái cổ liệt diễm thú bị lôi điện chém giết thành than cốc. Cường đại vô cùng thái cổ liệt diễm thú tại áo đen tố trinh tay, cơ bản không có cái gì lực phản kháng. Đồng thời, hư không sóng nhiệt, hỏa diễm toàn bộ theo biến mất. Áo đen tố trinh phi thân đi xuống, lấy đại pháp lực thăm dò. Chỉ chốc lát về sau, tại cái kia khét lẹt núi thịt chi tìm được một cái nội đan. Đừng nhìn thái cổ liệt diễm thú thân thể to lớn vô cùng, chiếm lấy phương viên mấy trăm dặm chi địa. Nhưng nội đan lại cũng không lớn, chỉ lớn chừng quả đấm. Luyện, áo đen tố trinh cấp tốc lấy lôi điện chi lực cùng đại phong ấn thuật luyện hóa. Chỉ chốc lát về sau, trong lúc này đan hóa làm ba viên to bằng đậu phộng đan hoàn. Đây là người muốn liệt diễm thần đan, áo đen tố trinh nói với La Quân. La quân trưởng khống lấy thân thể, hưng phấn nhìn lấy cái này ba cái liệt diễm thần đan, nghĩ đến làm tử y mác lấy thức tỉnh, lòng hắn kích động không thôi. Tại lúc này, áo đen tố trinh đột nhiên nói ra: chúng ta phải đi, lại có người tới. Kéo dài thêm, không thiếu được lại muốn lãng phí thời gian. La quân nói ra: ừm, hắn đem ba cái liệt diễm thần đan cất kỹ về sau, liền đem thân thể quyền khống chế giao cho áo đen tố trinh một giây sau áo đen tố trinh mang theo la quân thi triển đại na di thuật rời đi tại chỗ tại ra mặt nhật phần tràng thời điểm đồng dạng rất là phiền phức áo đen tố trinh liền lấy hắc bạch liên hoa âm dương pháp lực làm dẫn chế tạo một đầu đặc thù thông đạo như thế mới mới rời khỏi mặt nhật phần tràng vừa đến mặt nhật phần tràng trước mắt chính là trời xanh mây trắng một mảnh trong vắt cái này không khí trong lành đến làm cho người nhịn không được lòng say la quân miệng lớn hô hấp lấy cảm thụ được cái này bình thường thế giới mỹ hảo. Về sau, áo đen tố trinh liền về trước già Lam Điện. Hồi già Lam Điện cũng là trong trước mắt sự tình, trở lại già Lam Điện về sau, áo đen tố trinh bắt đầu thối luyện thiên lôi chi thành. Thiên lôi chi thành cũng có vô số trận pháp, những trận pháp này đều cần cao thủ pháp lực thôi động. Áo đen tố trinh để già Lam Điện cao thủ toàn bộ tiến vào thiên lôi chi trong thành. Trước kia thời điểm, thiên lôi chi thành thời khắc ngăn cản ngoại địch, Thiên Lôi dày đặc, không cho ngoại nhân tiến vào. Nhưng lúc này, áo đen Tố Trinh trưởng khống thiên lôi chi thành về sau, liền có thể đem ngoại nhân để vào đến thiên lôi chi thành. Áo đen Tố Trinh tại thiên lôi chi thành trận pháp chỗ cốt lõi, đem hơn 100 tên cao thủ toàn bộ bỏ vào. Nàng cho những cao thủ cung cấp long quả phục dụng, liền đem bọn họ như thế như vậy nuôi. Những người này toàn bộ bị hắc áo Tố Trinh độ hóa, cũng sẽ không lên cái gì hay lòng. Chiến cuồng cũng được bỏ vào đi dù sao chiến của một người ở bên ngoài, vậy cũng không có tác dụng gì. Áo đen tố trinh tiếp tục tu luyện, đồng thời không hành động thiếu suy nghĩ. Nàng muốn đem thể nội hết thảy pháp lực, toàn bộ tiêu hóa, đồng thời vận dụng. Nàng hấp thu quá nhiều cao thủ tinh nguyên, mà la quân thì thối luyện lên linh hồn bổn nguyên lực lượng tới. Viên kia tử điện thần mãng tử điện linh hồn đan, hắn còn không có rót đi vào. Dựa theo áo đen tố trinh thuyết pháp, cái này là tuyệt đối đồ tốt, không thể thô bạo như vậy đối đãi. La Quân ngồi xếp bằng, vận chuyển linh hồn lốc xoáy. Cái kia linh hồn lốc xoáy chi, rồi rào linh hồn chi lực hình thành một cỗ mạnh không hấp lực. Mà lại, cỗ lực hút này chỉ nhằm vào linh hồn. Linh hồn cũng là nguyên thần, đây là tu pháp giả khắc tinh. Lần này tiến vào mặt nhật phần tràng, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng thực tế hung hiểm vạn phần. Nhưng là đồng thời, thu hoạch cũng là to lớn. Linh hồn này lốc xoáy bên trong linh hồn lực lượng, đã tương đương với một triệu người linh hồn lực lượng mạnh mẽ. Linh hồn lực lượng lại có nhằm vào pháp lực lôi từ tồn tại. Vô luận là linh hồn pháp tác vẫn là lôi từ, đều là pháp lực, nguyên thần, linh hồn khắc tinh. Chuyến này, sở dĩ như vậy viên mãn, bởi vì, là bởi vì La Quân mang theo áo đen tố trinh loại này siêu cấp cao thủ. Áo đen tố trinh bây giờ cường đại đến mức nào, khác không nói, tối thiểu nàng đã có lòng tin đi khiêu chiến quan âm đại sĩ. Tính toán là không bằng quan âm đại sĩ, đó cũng là không sai biệt bao nhiêu. Một nhân vật như vậy, còn có cái gì dễ nói đây? Lại ba tháng trôi qua, là quân tới này Nam Tống, đã chỉnh một chút tám tháng có thừa. Đoạn thời gian này, áo đen tố trinh vẫn luôn đang gia tăng tu luyện, giống như là trước trận chiến chuẩn bị. Là quân cũng tại tu luyện, hắn Thủy Trung vẫn là không cách nào tìm tòi đến hư tiên cảnh cánh cửa. Theo tầng 10 đến hư tiên cảnh, ngưỡng cửa này quá mức hùng hồn, hắn một mực không đúng phương pháp. Bất quá đoạn thời gian này đến nay, hắn đem chính mình công pháp sắp xếp một lần, thêm áo đen tố trình chỉ điểm, hắn thực lực cũng có rất lớn tăng trưởng. Một ngày này, chính là cuối tháng 9, khí trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Hôm qua vừa xuống một trận mưa lớn, hôm nay bầu trời cũng đã sáng lại. Ngàn dặm không mây, bầu trời trong vắt. Buổi trưa 10 giờ, áo đen tố trinh trầm giọng nói ra, lên đường đi. Nàng trước đó không có nói qua một câu phải làm như thế nào sự tình, nhưng ở hôm nay đột nhiên nói ra phát. Mà La Quân cũng không có hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Bởi vì hắn cùng nàng sớm đã tâm ý tương thông. Tốt, La Quân nói ra. Này vừa đi, chính là một con đường không có lối về. Đối hắc áo tố trinh tới nói, có chết, cũng không hối hận. Đại na di thuật thi triển đi ra. Thời gian mấy cái nháy mắt, liền đã đi tới Ngọc Sơn giao trì cung trước. Áo đen Tố Trinh cũng không có tùy tiện động thủ, mà chính là trực tiếp tế ra Thiên Lôi chi thành. Bao trùm phương viên mấy trăm dặm Thiên Lôi chi thành xuất hiện tại giao trì cung hư không, Thiên Lôi dày đặc, kiếp vân nhấp nhô. Vốn là sáng sủa bầu trời, đột nhiên trở nên u ám một mảnh. Cái kia nhấp nhô Thiên Lôi làm người ta kinh ngạc run sợ. Giao trì cung phía dưới lập tức phát hiện sự biến hóa này. Giao trì cung nhìn xuống đến cái kia thiên không lít nha lít nhít lôi điện kiếp vân lúc, lập tức hoảng sợ thất sắc. Tây vương mẫu, giao trì tam thánh choi xa, choi phượng, còn có bảy đại kim tiên toàn bộ điều động. Giao trì cung còn lại đệ tử, tiên tướng cũng lập tức bảo vệ giao trì cung hộ cung đại trận. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Ông dung hoa quý Tây vương mẫu chỉ huy chúng tiên đi ra, chính thức đối mặt áo đen tố trinh. Tây vương mẫu trước mặt nhìn đến người chính là La Quân, nhưng tây vương mẫu liếc một chút nhìn ra thực tế thân thể này quyền khống chế là thuộc về áo đen tố trinh cái hiện tượng này mọi người cũng không trách tây vương mẫu lạnh lùng nhìn về phía áo đen tố trinh nói ra linh nữ đi qua sự tình đã qua cho dù là thái nguyên cùng phượng thánh chết tại tay ngươi chúng ta cũng tự biết đuối lý không truy cứu nữa mà ngươi hôm nay còn muốn chủ động tìm cửa là đạo lý gì áo đen tố trinh cười ha ha một tiếng nói ra đạo lý làm sao thiên hạ này đạo lý chỉ cho phép các ngươi trước tới tìm ta không thể ta trước đến gây phiền phức cho các ngươi nàng đón đến sắc mặt dày đặc lạnh xuống nói ra ta trước đó nói qua ta sẽ đến diệt các ngươi giao trì cung cả nhà hôm nay ta là tới thực hiện ta lời hứa giao trì cung phía dưới tất cả đều giận dữ linh nữ ngươi quá cuồng vọng lữ anh mới giận dữ mắng mỏ áo đen tố trinh mắt lạnh nhìn về phía lữ anh mới chỉ liếc một chút xem ra, Lữ Anh mới liền cảm giác thần hồn run rẩy, hắn lui về phía sau một bước, không dám nói nữa. Tây Vương Mẫu nói ra, xem ra, hôm nay là không có hỏa hoãn chỗ trống. Áo đen tố trinh nói ra, không sai, nàng sau đó ánh mắt rét lạnh nói ra, ngày xưa, mạo phạm giao trì cung người, phải thừa nhận giao trì cung lửa giận. Hôm nay, ta muốn để cho các người biết, mạo phạm ta bạch tố trinh người, cũng phải tiếp nhận ta lửa giận. Hộ trận, Tây vương mẫu hét lớn một tiếng. Chúng tiên đồng loạt ra tay, hộ cung đại trận lập tức triển khai. Vú lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đem chọn cái dao chỉ cung phía dưới chết bảo vệ. Áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng. Bất hủ thiên lôi. Theo áo đen tố trinh pháp lực thôi động, đồng thời, thiên lôi chi thành rất nhiều cao thủ cùng một chỗ thi triển pháp lực. Cái này bất hủ thiên lôi chính là thiên lôi chi thành tuyệt sát chi nhận. Mỗi phát ra một lần bất hủ thiên lôi, liền cần tiêu hao rất lớn pháp lực. Chính là lấy áo đen tố trinh pháp lực, cũng không đủ thôi động bất hủ thiên lôi một lần phát động. Xem như rất nhiều cao thủ cùng một chỗ, cũng chỉ là chỉ có thể một lần phát động bất hủ thiên lôi. Một lần về sau, những cao thủ kia ít nhất phải nghỉ ngơi ba ngày, đồng thời phục dụng đại lượng long quả, như thế mới có thể khôi phục nguyên khí. Thiên lôi chi thành, đột nhiên thiên lôi không lại nhấp nhô. Một loại khủng bố tuyệt luân khí tức lan tràn đi ra sau đó, một đạo to như 10 người ôm hết thiên lôi xuất hiện. Ầm ầm, thiên lôi nổi giận chém xuống. Bất hủ thiên lôi, bất hủ khí tức bày ra, chấn động thiên địa pháp tắc cùng lực lượng, giống như đến từ viễn cổ hồng hoang, thê lương, rồi rào, cuồn cuộn, vô số tinh thần đều chất chứa tại cái này bất hủ thiên lôi chi. Đây là thiên ý chí, thiên muốn hủy diệt, không thể không diệt. Ầm ầm, bất hủ thiên lôi rốt cục chém xuống, đánh vào cái kia hộ cung đại trận mặt hai cỗ lực lượng chạm vào nhau lóa mắt quang hoa lấp lóe cả mảnh trời hư không bên trong thiên địa một mảnh khoe bạch một giây sau bất hủ thiên lôi đem hộ cung đại trận xé rách ra một đạo cử đại lỗ hồng toàn bộ hộ cung đại trận nhất thời sinh ra vô số dạn nứt văn ầm ầm hộ cung đại trận toàn bộ trở thành vô số toái phiến cùng lúc đó chúng tiên phun máu tươi tung tóe cả đám đều đã bản thân bị trọng thương mà áo đen tố trinh đứng tại thiên lôi chi thành phía dưới, ngạo nghễ bễ nghễ giao chỉ cung mọi người. Duy chỉ có không có có thổ thương là Tây Vương Mẫu, nàng vẫn luôn có giữ lại. Tây Vương Mẫu mắt thoáng hiện hàn quang. Côn lôn kính, nàng trong nháy mắt tế ra côn lôn kính tới. Áo đen tố trinh lông tóc không tổn hao gì, lúc này áo nàng không gió từ trống. Tây Vương Mẫu tránh thức an thân lập mệnh pháp bảo. Cái kia côn lôn kính tại côn lôn sơn, hấp thu linh khí mấy trăm năm, Bên trong tự thành không gian, chính là Thiên Địa Linh Vật, lại trải qua thánh nhân thối luyện, chính là là chân chính tiên khí. Phẩm tiên khí, liền cửu thiên huyền nữ đều có tiên khí nơi tay, huống chi là Tây Vương Mẫu. Lúc này, côn lôn kính vừa đến, lập tức như mặt trời đồng dạng phát ra mạnh mẽ quang mang tới. Quang mang này, trong nháy mắt bao phủ cái này một mảnh khắp nơi. Cũng đồng thời đem giao trì cung phía dưới, cùng Thiên Lôi chi thành, áo đen tố trinh toàn bộ bao phủ lại côn lôn kính quang mang chi vô số không gian hiển hiện ra đồng thời hình thành linh huẩn vô số không gian đem thiên lôi chi thành cùng áo đen tố trinh cấp tốc chia cắt ra tới thiên lôi chi thành là thuộc về giã ngoại sinh ra linh vật thiên địa chi linh lực lượng cuồng bạo tinh khiết cũng là thuộc về tiên khí cấp bậc bất quá nó không có đi qua cao nhân thối luyện cho nên vẫn là thuộc về hạ phẩm tiên khí áo đen tố trinh trong nháy mắt cảm giác không thấy thiên lôi chi thành tồn tại Đồng thời, Tây Vương mẫu xuất thủ lần nữa. Áo đen tố trinh cảm giác được chính mình không gian xung quanh vô biên vô hạt, mà lại, không khí rất tốt, bốn phía đều là lâm mộc, giống như là tại rừng rậm nguyên thủy hư không. Ngay vào lúc này, theo Tây Vương mẫu xuất thủ, chung quanh cây cối đột nhiên cuồng bạo nhổ tận gốc. Mười triệu căn lâm mộc cùng một chỗ rút lên, già thiên tế nhật. Những thứ này cây cối rảo sát cùng một chỗ, hình thành vô số thủ tay. Thủ tay có vô số xúc tu, những thứ này thuộc tay hướng áo đen tố trinh xé rách mà đến. Mỗi một đạo thuộc tiêu pha, đều ẩn chứa cực bá đạo lực lượng, một chảo phía dưới, xé rách hư không. Đầy trời đều là thuộc tay hướng áo đen tố trinh xé rách mà đến, đây là muốn đem áo đen tố trinh bắt thành phấn vụt, đem nàng ba vạn sáu ngàn suy nghĩ toàn bộ bắt thành cho tàn, không cho áo đen tố trinh mảy may đảo ngược cơ hội. Giờ phút này, Tây Vương Mẫu là toàn lực đối phó áo đen tố trinh. Áo đen tố trinh mắt lóe qua tinh quang, nàng lệ quát một tiếng, nói, Tây Vương Mẫu, người còn chưa đủ tư cách. Sau đó, tay xuất hiện một miệng thao thiên lôi kiếm. Lôi kiếm chém ra đi, trong nháy mắt đem hư không bổ ra. Côn lôn kính cũng vô pháp đem một kiếm này phong kín. Một kiếm này lực lượng, quá mạnh. Ngũ trọng lôi kiếp lôi lực, há là có thể tùy tiện ngăn cản. Một giây sau, áo đen tố trinh đã xuyên thẳng qua hư không rời đi không gian phong tỏa ngay sau đó, áo đen tố trinh chuồn vào đến thiên lôi chi trong thành. Thiên lôi chi thành lôi điện vạn quân ầm ầm, lôi vân trải rộng phương viên ba trăm dặm. Sau đó, lôi vân nhấp nhô ước vạn vạn đạo thiên lôi ầm ầm chém xuống. Nói đạo thiên lôi chi đều ẩn chứa áo đen tố trinh tinh thần ảo nghĩa. Nàng tinh thần ảo nghĩa chính là ngũ trọng lôi kiếp phá toái hư không ảo nghĩa. Tây vương mấu cấp tốc vận chuyển pháp lực lấy côn lôn kính pháp tác lực lượng ngăn cản. Thế nhưng lôi kiếp chi lực, phiên sơn đảo hải, trồng chất, côn lôn kính cũng vô pháp hoàn toàn đem phong bế. Tây vương mẫu mắt thấy côn lôn kính muốn ngăn cản không nổi thiên lôi chi thành, nàng bạo giống một tiếng, mỹ lệ khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn. Côn lôn thần mang, Tây vương mẫu thôi động tinh nguyên pháp lực, nàng đồng thời đem sớm chuẩn bị tốt vô cùng thuần dương đan thuốc vùi đầu vào côn lôn kính hạch tâm trận pháp chi. Chúng giao chỉ cung đệ tử nghe lệnh, Toàn lực thôi động hạch tâm bàn quay. Vâng, chúng tiên lập tức phát ra toàn bộ pháp lực. Cái kia côn lôn kính hạch tâm bàn quay chuyển động. Đây là côn lôn kính hạch tâm sát chiêu, cùng bất hủ thiên lôi một dạng, một khi thi triển, tiêu hao pháp lực, đan dược, cực sự khủng bố. Nói đến, côn lôn kính thiên lôi chi thành phẩm cấp cao hơn. Nhưng cái này có cái lúng túng mới, côn lôn kính thi triển côn lôn thần mang cần thiết pháp lực càng thêm to lớn. Cho nên thiên lôi chi thành bất hủ thiên lôi còn không cần đan dược, dựa vào pháp lực thi triển đi ra. Mà côn lôn kính còn cần đan dược. Xem như nhiều tiên nhân như vậy cùng một chỗ, thêm đan dược, thậm chí Tây Vương mẫu toàn bộ lực lượng, lại đều chỉ có thể phát huy ra côn lôn thần mang một phần ba lực lượng. Cái kia một cái chớp mắt, tráng kiện như là thùng nước đại tiểu côn lôn thần mang xuất hiện, thần mang hiện ra kim sắc. ầm ầm côn lôn thần mang tia chớp giết ra. Thần mang chỗ đến, vạn vật tan giã đạo thiên lôi này chi thành thiên lôi lực lượng tại thần mang trước mặt không có chút nào sức chống cự trong nháy mắt thiên lôi chi thành bị oanh giết ra một cái to lớn lỗ hồng tới vô luận áo đen tố trinh như thế nào vận chuyển thiên lôi chi thành đều là ngăn cản không nổi côn lôn thần mang đây là trấn nhiếp thiên địa lực lượng là không gì địch nổi lực lượng là trí cao không có sức mạnh tại dạng này thần mang phía dưới trốn là tuyệt đối chạy không thoát lấy đi thiên lôi chi thành cũng không có khả năng. Chỉ có thể đón đỡ, nhưng nói tiếp, lại không có bất kỳ cái gì pháp lực cùng lực lượng, pháp khí có thể ngăn cản được côn lôn thần mang phong mang. Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, áo đen Tố Trinh đột nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm ra, lôi quang lóe lên, hư không xé rách. Trong nháy mắt, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm đem côn lôn thần mang chặt đứt. Cái này một chạm phía dưới, côn lôn thần mang tất cả hỗn nguyên nhất thể lực lượng toàn bộ bị phá hư hầu như không còn. Thiên lôi chi thành lập tức phát động thiên lôi, liền đem côn lôn thần mang oanh sát thành cho tàn. Bất hủ thiên lôi oanh phá giao trì cung hộ cung đại trận, đại hỗn độn lôi kiếm chém vỡ côn lôn thần mang. Đủ loại tính kế, đều tại áo đen tố trinh tâm. Tây vương mẫu lần này, rốt cục nguyên khí đại thương, sắc mặt nàng trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới bọn người tiên cũng là nguyên khí đại thương thiên lôi chi thành lôi đình vạn quân áo đen tố trinh càng không khách khí lập tức huy động thiên lôi chi thành vô cùng lôi điện cấp tốc dày đặc lên liền muốn đem chọn tòa giao trì cung hủy thành cho tàn mặc kệ giao trì cung có bao nhiêu người nhiều ít vô tội nhưng áo đen tố trinh hôm nay muốn là diệt giao trì cung cả nhà đây là mạo phạm nàng bạch tố trinh về sau hậu quả đây là giao trì cung phải thừa nhận lửa giận thuộc về bạch tố trinh lửa giận lúc này giao trì cung đã không có lực lượng đề kháng tại tu đạo giới chi mặc kệ các người phái lớn bao nhiêu đệ tử có bao nhiêu có thể gặp phải chống trời cự bá như cũ một cái tay có thể đem diệt chém chết ngôi sao đại thần thông giả không phải là không có địa cầu cái tinh cầu này có đặc thù tính nó đặc thù ở chỗ sinh linh cùng người chém chết hắn ngôi sao chỉ cần không có sinh linh tồn tại như vậy thuần túy lực sát thương có thể đem ngôi sao thoái diệt chỉ cần lực lượng đầy đủ, có thể diệt ngôi sao. Mà hủy diệt địa cầu thì cần muốn công nghệ cao, công nghệ cao là thuần túy sát thương tính vật chất. Như các loại hủy diệt tính súng đạn, vũ khí. Nhưng pháp lực trung quy là vật chất hình thành, như từ trường, phần tử, còn có tinh khí. Vân vân, dính đến khí, như vậy tại địa cầu thiên đạo chi khí chỉ cần tồn tại. Các tiên nhân không cách nào diệt đi địa cầu, không chỉ có không cách nào diệt đi. Chỉ cần lòng sinh độc, đối với địa cầu động thủ, nhất định bị phản phệ. Khí, là huyền diệu nhất đồ vật. Lại nói lúc này, giao chỉ cung mắt thấy muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến thở dài một tiếng, A-di-đà-phật. Đó là thuộc về thanh âm cô gái, cũng là từ bi thanh âm, Phật quốc thanh âm. Một giây sau, kim quang thoáng hiện, kim quang chi xuất hiện một đạo đại môn. Đại môn chi, quan âm đại sĩ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ngai vàng, nàng chỉ huy thiện tài đồng tử, lòng nữ đến đây. Quá trình này là phi thường nhanh chóng, nhanh đến thiên lôi cũng không kịp chém xuống. Trong nháy mắt, quan âm đại sĩ tay tử trúc diệp theo tịnh bình chi vung ra. Một chút thủy phiêu vẩy ra đến, tia chớp trong một chớp mắt, một tầng tựa như biển nước đồng dạng màng mỏng xuất hiện, liền đem chọn cái giao chỉ cung đều cho bảo vệ. Âm âm, vô cùng thiên lôi oanh sát, nhưng không có đem cái kia giọt nước màng mỏng oanh mở. Thiên lôi chi thành như cú tại hư không xoay quanh, đem chọn cái bầu trời bao phủ. Quan âm đại sĩ ngồi ngay ngắn hư không, sau lưng thập nhị trọng Phật quang pha tạp lưu ly. A-di-đà Phật, Bạch Tố Trinh, người như là đã giành lấy cuộc sống mới, vì sao còn muốn tiếp tục đi đầu này đường xưa? Quan âm đại sĩ mặt mũi hiền lành, rất là tiếc hận nói ra. Áo đen Tố Trinh đối mặt quan âm đại sĩ, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, quả nhiên, người tới. Quan âm đại sĩ nhìn về phía áo đen tố trinh, nàng nói ra, cho dù là thanh thành cung gặp nạn, bổn tỏa cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Từ hàng phổ độ, quả nhiên là có đại từ bi. Áo đen tố trinh cười lên ha hả. Cái này từ bi, tại ngươi mắt, là như thế buồn cười không? Quan âm đại sĩ nói ra. Không sai, là buồn cười. Áo đen tố trinh ánh mắt biến lệ, nói ra, không hỏi nguyên nhân, không hỏi hậu quả, liền tới tử bi. Dạng như người tử bi, ai muốn? Năm đó giao trì cung lấn ta thanh thành cung, nhục ta thanh thành cung lúc, ngươi chẳng quan tâm. Cũng được, người nào cũng không cần ngươi hỏi tới. Nhưng khi ta mở bắt đầu phản kháng lúc, ngươi lại đứng ra, đại biểu giao trì cung đem ta trấn áp 200 năm, thuần hóa 200 năm. Trong mắt ngươi, là có thù không thể báo, có oan không thể duỗi mọi người tốt tốt, hòa bình còn sống là. Chỉ muốn sự tình không nháo lớn, người đều mặc kệ. Đợi đến sự tình làm lớn, liền đem nháo sự bắt lại, đây là người phương thức, người tử bi. Áo đen tố trinh nói ra, 200 năm, diệu thiện, từ hàng phổ độ, trong mắt ngươi, thế nhân có nguyên nhân có quả, có đối có sai. Như vậy người có thể từng cảm giác được qua chính người cũng là có sai. Quan âm đại sĩ trầm mặc một cái chớp mắt, nàng theo rồi nói ra, bổn tọa xử sự, sự, xưa nay lòng dạ từ bi, thiên hạ vì công. Không vì tư tâm, không vì tư lợi, làm sai chỗ nào. Ngược lại là ngươi, chấp mê bất ngộ, nhập ma quá sâu. Trời ban ngươi thiên phú như vậy, nguyên là nhìn ngươi, tạo phúc thế nhân. Có thể ngươi lại dùng dạng này bản lĩnh đến làm hại nhân gian, bổn tỏa đoạn không thể tha cho ngươi. Ha ha ha, áo đen tố trinh nghiêm nghị cười như điên, diệu thiện, hôm nay ta muốn ngươi tận mắt nhìn ta là như thế nào, như thế nào đem cái này giao trì cung hủy diệt. Có bản lĩnh, ngươi đến cản ta, ngăn không được, liền đem hết thảy nghiệp báo trả lại cho ngươi. A-di-đà Phật, quan âm đại sĩ thật dài ngâm lên Phật hiệu tới. Sau đó, nàng hai mắt trợn lên. Tay tịnh bình cấp tốc xuất thủ. ầm ầm, tịnh bình đột nhiên bắn ra đi, ở trên không biến lớn, chính là miệng bình chiều. Đón lấy, nước biển tuôn ra. Lấy tịnh bình làm trung tâm, tứ hải chi thủy, đều tuôn mà ra. Giao trì cung ngọc sơn nơi ở, ly nhân gian phồn hoa rất xa, cho nên các phàm nhân là không nhìn thấy giờ phút này bầu trời hùng vĩ diệu cảnh tượng toàn bộ bầu trời trở thành hải dương vô biên vô hạn hải dương những đại dương này chi thủy trôi nổi hư không ba đào hung dũng cuộn trào dồi dào nước biển đem thiên lôi chi thành bao trùm cũng đem áo đen tố trinh bao trùm càng đem giao trì cung phía dưới ngăn cách ra áo đen tố trinh đứng yên hư không nàng đồng thời không nóng nảy xuất thủ mà chính là ngưng thần cảm ứng một trận chiến này, nàng chờ quá lâu quá lâu. Đại dương này cũng không phải là đơn thuần hải dương, mỗi một nước đều ẩn chứa Phật tính, Phật quang, Phật pháp. Ảo nghĩa vô cùng, chính là thiên lôi cũng khó có thể đem đánh thấu. Theo bản chất tới nói, hải dương cũng là thiên lôi khắc tinh. Rất nhiều yêu linh vì tránh né thiên kiếp, lôi kiếp liền đều trốn ở trong hải dương. Vô hình chi, hải dương có thể đem thiên lôi lực lượng tiêu trừ ở vô hình áo đen tố trinh vẫn không có xuất thủ. Lúc này, quan âm đại sĩ đột nhiên bắt đầu đọc Phật âm. Cái kia Phật âm hùng hồn, to lớn, trong nháy mắt hình thành vô số âm tiết phiêu tán tại hư không, đồng thời dung nhập vào trong hải dương. Thập nhị trọng Phật quang cũng bay vào đến trong hải dương. Mỗi một tầng Phật quang đều là vô số tín đồ tạo thành tín ngưỡng, đồng thời lấy Phật Pháp thối luyện, chính là tự thành thế giới lực lượng. Phật quang, Phật Pháp, Phật âm, toàn bộ dung nhập vào vô cùng Hải Dương Chi. Sau đó, tại Hải Dương Chi, lấy nước biển làm dẫn, liền hình thành 12 vị Phật Đà. Phật Đà hoặc thần thái an tường, hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc tai to mặt lớn, hoặc trợn mắt kim tình, hoặc giữ tợn khủng bố. Phật Đà có hàng ma chi Phật, cũng có giết Phật, đồng thời không toàn bộ đại biểu từ bi. Bởi vì cái gọi là, Phật cũng có lửa. 12 vị Phật Đà đem thiên lôi chi thành vây lại, cũng đem áo đen tố trinh vây lại. Một giây sau, 12 vị Phật đà đồng thời duỗi ra to lớn cánh tay, đều ra nhất quyền đánh giết hướng đạo thiên lôi này chi thành. Chính là muốn tại trong khoảnh khắc, triệt để đem thiên lôi chi thành đánh nổ. Áo đen tố trình ánh mắt phát lạnh, nàng đã ý thức được quan âm đại sĩ lợi hại. Hoặc phải nói, nàng một sớm biết quan âm đại sĩ lợi hại không, chỉ là không nghĩ tới, nàng pháp lực thế mà ngập trời đến nước này. 12 đạo Phật đà chi thủ, đại biểu 12 cái tiểu thế giới lực lượng cũng bao hàm Phật giới không cách nào thì, ảo nghĩa. 12 đạo Phật đà chi thủ, hung hăng vồ bắt hướng lên trời lôi chi thành. Lợi hại vô cùng tiên khí tại thời khắc này, liền có muốn tứ phân ngũ liệt nguy hiểm. Tựa hồ lập tức muốn sụp đổ. Tịnh Bình cũng là tiên khí, quan âm đại sĩ càng là Phật giới tuyệt đỉnh cao nhân. Nàng toàn lực xuất thủ, muốn diệt một kiện tiên khí, đó cũng không phải việc khó. Mạt nhật phần chàng bên trong cao thủ không ít, nhưng có tiên khí, lại tu vi đạt tới quan âm đại sĩ mức độ này lại cũng không nhiều. Mà lại, tính toán có bực này tồn tại, cũng sẽ không nguyện ý dốc hết sức lực đi hủy diệt thiên lôi chi thành. Dù sao, không có người sẽ cùng một kiện tiên khí có thù. Đối với thiên lôi chi thành tới nói, không tinh thông lôi pháp người đạt được, ngược lại là một loại gánh vác. Đủ loại nguyên nhân, liền dẫn đến thiên lôi chi thành một mực hoang phế tại cái kia mạt nhật phần tràng bên trong. Cũng hoặc là, thiên lôi chi thành là vì áo đen tố trinh chế tạo riêng. Kiếp phân dày đặc, ngũ lôi oanh đỉnh, áo đen tố trinh trong nháy mắt xuất thủ. Nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Thiên lôi chi thành, kiếp phân hình thành, ẩm ẩm. Năm đạo cường hãn tuyệt luân, bá tuyệt thiên hạ thiên lôi hình thành. Tử sắc thiên lôi tráng kiện vô cùng, đột nhiên oanh giết ra ngoài. Cái này năm đạo thiên lôi, đầu tiên oanh sát hướng năm tên Phật đà chi thủ. Ẩm ẩm cái kia năm tên Phật đà lập tức biến hóa thủ thế, đạn, quất, điểm, đánh, bọn họ pháp quyết biến hóa nhanh, trong thân thể, hải dương lực lượng trải rộng. Đột nhiên một trường vỗ ra, hùng hồn, rồi rào hải dương Phật lực đánh giết mà ra. Âm ầm năm đạo thiên lôi nhất thời bị đánh thành phấn vụn. Thiên lôi chi thành lực lượng tại những thứ này Phật đà tay, quả thực là không chịu nổi một kích. Sau đó, 12 vị Phật đà chi thủ liền phân biệt bắt lấy thiên lôi chi thành một góc. Mặc cho thiên lôi đánh, 12 vị Phật đà lại là sắc mặt bình ổn, không nhúc nhích chút nào. Sau đó, 12 vị Phật đà đồng thời vận đủ pháp lực, hình thành 12 cái góc độ, đồng thời có 12 đạo khác biệt Phật lực đến tan giã thiên lôi chi thành. Áo đen tố trinh lập tức cảm nhận được cái này 12 vị Phật đà cường đại chỗ lợi hại. Nàng nếu là không có chiếc vận chuyển bất hủ thiên lôi, lúc này hoàn toàn có thể tan giã 12 Phật đà công kích thế nhưng bất hủ thiên lôi đã đem các cao thủ nguyên khí đại thương những cao thủ hiện tại cũng không có dư thừa pháp lực đến giúp đỡ áo đen tố trinh tây vương mẫu là bằng vào tự thân lực lượng cùng chúng tiên cùng một chỗ vận chuyển hạch tâm bàn quay đem côn lôn thần mang thi triển đi ra mà tây vương mẫu cũng bởi vậy nguyên khí đại thương áo đen tố trinh tại vận chuyển bất hủ thiên lôi lúc nàng là không sao cả tiêu hao nguyên khí lúc này Áo đen Tố Trinh Thiên lôi lực lượng đối với mấy cái này Phật Đà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng cảm nhận được 12 Phật Đà cơ hồ là thật muốn đem Thiên Lôi chi thành xé rách ra tới. Cái kia lực lượng cường đại, cơ hồ là có thể đem một tòa tinh cầu xé rách. Hảo lợi hại từ hàng phổ độ, La Quân cũng cảm nhận được cái này nguy cơ, không khỏi sợ hãi thán phục. Áo đen Tố Trinh mặt trầm như thủy, nàng thân thể lóe lên, xâm nhập đến Thiên Lôi chi trong thành. Kế tiếp nháy mắt, một đạo thao thiên lôi kiếm từ thiên lôi chi thành bay ra ngoài vô cùng thiên lôi lực lượng đều hỗn hợp đến một kiếm này chi thăng cấp bản đại hỗn độn lôi kiếm áo đen tố trinh đem tất cả lực lượng đều chém vào đến một kiếm này chi đại hỗn độn lôi kiếm oanh một kiếm ra đạo thiên lôi này chi thành trước mặt phật đà lập tức bị chém giết thành toái phiến cái kia phật đà hóa thành nước biển lại không bất kỳ lực lượng nào cái này cũng chưa tính một kiếm này cấp tốc hướng cái kia tâm tịnh bình chém tới. Quan âm đại sĩ thấy thế, không khỏi biến sắc, nàng lập tức nắn pháp quyết, pháp lực cuồng vận. Chính là thiện tài đồng tử cùng long nữ cũng lập tức thi triển pháp lực trợ giúp. Sau đó trong chớp mắt, vô số trải qua lít nha lít nhít quấn đi vòng qua, liền tại cái kia đại hỗn độn lui kiếm trước mặt, hình thành vô số không gian, mỗi một cái không gian bên trong, đều là Phật Pháp đông đảo, kim quang đầy trời. Những thứ này Phật pháp là ăn mòn quy tắc, lực lượng lớn nhất đồ tốt. Chỉ là, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm trực tiếp đem những thứ này lít nha lít nhít không gian, cùng trải qua toàn bộ chém chết. Một kiếm ra, thiên địa đều muốn bị chém thành hai khúc. Trong thiên hạ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản được dạng này một kiếm. Ầm ầm, một kiếm này chạm tại Tịnh Bình chi, cái kia hung mãnh vô song Tịnh Bình sinh ra vô số vết nứt quan âm đại sĩ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Đồng thời, nàng không khỏi hoảng sợ. Đơn giản là, cái này tịnh bình vừa vỡ, tứ hải chi thủy liền sẽ đem phía dưới tuyết sơn hướng hủy. Tuyết sơn hòa tan, đem sẽ tạo thành sinh linh đổ thán. Dù cho nơi đây chỗ hoang vu, lần này nhân quả tạo thành, cũng là quan âm đại sĩ đều cảm thấy không thể tiêu tan hóa. Giờ khắc này, quan âm đại sĩ liều lĩnh bắt đầu vận chuyển pháp lực nàng không để ý sau lưng nguy hiểm, bay thẳng hạ giới đi. Ngọc Sơn bốn phía, đều là tuyết sơn, khí hậu lạnh lẽo. Quan âm đại sĩ pháp lực tuôn ra, liền đem lao xuống nước biển trong nháy mắt đóng băng. Từng tòa băng sơn tại Ngọc Sơn mặt hình thành, đó là cực hùng vĩ một màn. Áo đen tố trinh lúc này cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, nàng để la quân liều mạng ăn long quả, cấp tốc khôi phục nguyên khí. Cái kia thiện tài đồng tử cùng long nữ cũng thi triển pháp lực, trợ giúp Quan Âm đại sĩ đóng băng tứ hải chi thủy. Đại sĩ, côn lôn kính mượn ngươi, cái kia Tây Vương Mẫu thấy thế, không khỏi động dung. Quan Âm đại sĩ là chân chính lòng từ bi, thương hại thiên hạ thương sinh. Quan Âm đại sĩ tiếp nhận côn lôn kính, lập tức đem côn lôn kính không gian triển khai, dung nạp vô cùng tứ hải chi thủy. Lấy Quan Âm đại sĩ pháp lực, đó cũng là không cách nào đem tứ hải chi thủy đóng băng. Bất quá lúc này côn lôn kính vừa đến, vậy dễ làm nhiều. Dây lát về sau, tứ hải chi thủy toàn bộ bị chứa vào đến côn lôn kính bên trong. Bên trong thiên địa, trừ thêm ra rất nhiều băng sơn bên ngoài, lại không hắn dị dạng. Nhưng lúc này, quan âm đại sĩ cũng đã tình trạng kiệt sức. Áo đen tố trinh lại là nhân cơ hội khôi phục không ít nguyên khí, tay nàng cầm thu nhỏ thiên lôi chi thành, bay xuống dưới đi. Một giây sau, áo đen tố trinh đem quan âm đại sĩ hấp thu vào đến thiên lôi chi trong thành, sau đó, áo đen tố trinh cũng không trì hoãn, cấp tốc bay khỏi tại chỗ. Sao trì cung phía dưới, hoảng sợ thất sắc. Liên quan âm đại sĩ đều, bại, như vậy một khi áo đen tố trinh lại ngóc đầu trở lại, ai có thể ngăn cản. Là quân lúc này cũng là có chút chậm thẫn thờ. Thật đem từ hàng phổ độ, cho bắt, là quân tâm hò hét, thầm nghĩ, đó là quan âm đại sĩ A, là từ hàng phổ độ, nam hải quan thế âm A. Đây là ta từ nhỏ truyền thuyết thần thoại A. Tựa hồ rất nhiều thế giới quan, nguyên bản nhận biết cũng bắt đầu tại la quân tâm đổ sụp. Áo đen tố trinh sau khi đi, giao chỉ cung dưới đều bao phủ đang sợ hãi chi. Đáng giá nói chuyện là, Tây Vương mẫu côn lùn kính cũng bị áo đen tố trinh mang đi. Mà lại, giao chỉ cung phía dưới toàn bộ nguyên khí đại thương. Từng cái từng cái, không có nhanh như vậy chữa trị. Tây Vương mẫu nguyên khí tổn hao nhiều, mà lúc này, choi xa cùng choi trinh cũng đến đây còn lại thất tiên đô theo tới nương nương cái kia linh nữ thủ đoạn độc ác bây giờ chúng ta sau cùng bình chứng quan âm đại sĩ cũng rơi vào tay nàng đợi nàng thong thả lại sức nhất định sẽ lại tìm chúng ta giao trì cung phiền phức nếu như không thích đáng xử trí giao trì cung liền thật muốn bị diệt tại này a à? choi trinh lo lắng nói ra tây vương mẫu nghiến răng nghiến lợi nàng nói ra người nói ta đương nhiên minh bạch thế nhưng là lúc này liền quan âm đại sĩ đều không được ta còn có thể như thế nào? Cái này tiện tì, cái này tiện tì, nàng tu vi tiến triển, như thế nào nhanh như vậy? Lần này, nàng thế mà liền sơn hà xã tác đồ đều không dùng. Hừ, choi xa nhịn không được hừ lạnh, nói ra, ngày đó chúng ta sớm cùng quan âm đại sĩ nhắc nhở qua, không thể tùy ý cái này tiện tì tiếp tục tu luyện đi xuống. Có thể đại sĩ không phải là không nghe, bây giờ kết quả này, lại có cái gì ngoài ý muốn? Đại sĩ Phật giới người, cái gì đều nghĩ thoáng, có thể nàng lại đem chúng ta hại thảm. Như là trước kia, trực tiếp đem cái kia tiện tỷ giết, lại cái kia có hiện tại những phiền toái này sự tình. Thất tiên đứng đầu Lưu Anh mới lên tiếng, bây giờ nói những thứ này, đều không có ý nghĩa thực tế. Hắn đón đến, nói ra, ta cho rằng, phải giải quyết nguy cơ trước mắt, nhất định phải tiến về Phật giới một chuyến. Phật giới, mọi người nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, sau đó nhãn tình sáng lên. Tây Vương Mẫu nói ra, không sai, Phật giới. Phật giới chi, chính là có thánh nhân cùng thế tôn. Cái này tiện tì lại càn dỡ, lại có thể cùng Phật giới chống lại. Tốt, tốt cực kỳ, cái này tiện tì hiện tại bắt quan âm đại sĩ, chúng ta cũng không lo Phật giới không xuất thủ. Chỉ là, choi xa trầm giọng nói ra, Phật giới tại ba nghìn thế giới chi, đồng thời không phải có thể tùy ý tiến vào. Phật giới chi môn, đóng lại đã lâu, chúng ta muốn thế nào đi vào đâu? Tây vương mẫu nói ra, Bản Tôn biết đi vào biện pháp, chỉ cần đi hướng Hạo Thiên Điện, mượn nhờ đại lôi âm tự còn sót lại bồ đề Phật châu, liền có thể tiến về Phật giới. Tây Vương Mẫu sau khi nói xong đứng dậy, nhân tiện nói, việc này không nên chậm trễ, Bản Tôn lập tức tiến về Hạo Thiên Điện. Chúng tiên cần cực kỳ trấn an chúng đệ tử, cắt không thể trước tự loạn trận cước. Già Lam Điện, Quan Âm đại sĩ bị hắc áo tố Trinh từ thiên lôi chi thành phóng xuất ra. Đồng thời áo đen tố trinh đã vận chuyển đại pháp lực đem quan âm đại sĩ pháp lực toàn bộ phong bế, kinh mạch toàn thân đều bị áo đen tố trinh phong bế. Lúc này quan âm đại sĩ không lại từ hàng phổ độ. Chính là đến một người bình thường đều có thể giết quan âm đại sĩ. La quân cũng trực tiếp bị hắc áo tố trinh phong tại hang đá bên ngoài. Áo đen tố trinh biết la quân tính cách, cũng là miễn cho la quân tại bên tai nàng nói rông dài, cho nên dứt khoát không cho hắn tiến đến quan âm đại sĩ ngồi xếp bằng nàng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng là tiên thiên trí bảo bất quá lúc này cũng đã bị hắc áo tố trinh lấy đi áo đen tố trinh nhìn về phía quan âm đại sĩ quan âm đại sĩ mặt mày rủ xuống chuyện cho tới bây giờ nàng lại như cũ bình tĩnh ngươi có thể bình tĩnh là bởi vì ngươi biết ta không thực sự dùng ti tiện thủ đoạn đến nhục nhã ngươi áo đen tố trinh từ tốn nói nếu ta đi tìm mấy người ở giữa nam tử đến xấu hổ ngươi nhục ngươi ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh sao quan âm đại sĩ nói ra a di đà phật bổn tọa tin tưởng bổn tọa chưa từng đối ngươi làm qua sự tình ngươi cũng sẽ không đi làm bổn tọa năm đó muốn làm ngươi khuất phục cũng có thể có thủ đoạn phi thường thế nhưng đồng thời không có ý nghĩa gì áo đen tố trinh nói ra đúng chuyện này ta không cùng ngươi tranh luận diệu thiện ta chỉ hỏi ngươi ngươi sai sao quan âm đại sĩ mỉm cười nói ra bạch tố trinh liền ngươi đều có không khuất phục tinh thần cùng dũng khí, chẳng lẽ bổn tọa liền cái này không có chút nào như ngươi sao? Sai chính là sai, đối chính là đúng. Năm đó sự tình, ngươi vốn là sai. Áo đen tố trinh nói ra, ngươi không phải lòng dạ từ bi sao? Tốt, chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi năm đó sai lầm, ta liền thả ngươi. Nếu ngươi không nhận, ba ngày sau, ta liền đi đem giao trì cung hủy thành cho tàn. Quan âm đại sĩ nói ra, đã ngươi cố chấp như thế, vậy thì tốt, bổn tỏa hướng người thừa nhận là bổn tọa sai áo đen tố trinh nói ra rất tốt chỉ bất quá người ở trước mặt ta nhận lầm như thế vẫn chưa đủ ta sẽ đi triệu tập giao trì cung thanh thành cung còn có thiên hạ tất cả yêu tinh đạo hữu tề tụ một đường trước mặt người trong thiên hạ người thừa nhận người sai chúng ta ân oán liền dừng ở đây quan âm đại sĩ lập tức biến sắc nàng lập tức nói ra điều đó không có khả năng không có khả năng vì cái gì không có khả năng, đã ngươi biết là sai, vì cái gì không thể để cho người trong thiên hạ biết. Năm đó từ hàng phổ độ xuất thủ, chấn áp yêu nữ bạch tố trinh 200 năm. Đây chính là thiên hạ đạo hữu đều biết sự tình, làm sao ngươi nhận lầm, không thể để cho người trong thiên hạ biết. Áo đen tố trinh hỏi lại quan âm đại sĩ. Quan âm đại sĩ trầm mặc đi xuống. Nàng đột nhiên không nói thêm gì nữa. Áo đen tố trinh ánh mắt biến lạnh, nói ra, nói như vậy lên, ngươi là không thể. Quan âm đại sĩ Y Nguyên không nói lời nào. Cho dù là giao trì cung bị ta hủy thành cho tàn. Áo đen tố trinh tiếp tục nói. Quan âm đại sĩ Y Nguyên không mở miệng. Áo đen tố trinh cười lên ha hả, nàng nói ra, ta đã sớm nói, cái gì lòng giả dạ từ bi, đều là cầu thí. Được, người trấn áp ta 200 năm, ta trả lại gấp đôi. Liền đưa ngươi tại thiên lôi chi thành trấn áp 400 năm. 400 năm về sau, Ta trả lại người tự do Quan âm đại sĩ nói ra A-di-đà-phật Trừ cái đó ra liền không hắn lời nói Về sau áo đen tố trinh đem Quan âm đại sĩ cầm tù đến thiên lôi chi trong thành Còn cái kia côn lôn kính Còn có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên Cái này đều là đồ tốt Già lam điện một đám cao thủ Cũng toàn bộ tại thiên lôi chi trong thành tu luyện Áo đen tố trinh sau đó Mang la quân lúc trước hướng Bắc Hải Đi Bắc Hải tự nhiên là phóng thích côn lôn kính tứ hải chi thủy tiến về bắc hải áo đen tố trinh triển khai đại na di thuật mấy cái chuyển rời liền đến cực xa bắc hải như thế về sau áo đen tố trinh đem côn lôn kính tứ hải chi thủy ầm ầm đi xuống cái kia tứ hải chi thủy giống như là ngập trời thác nước theo trời ầm ầm đi xuống tràng diện có chút hùng vĩ tứ hải chi thủy ầm ầm hoàn tất về sau áo đen tố trinh nói với la quân côn lôn kính là kiện tốt pháp bảo Bất quá tiền khí tại tay ngươi, một chút tác dụng đều không phát huy ra được. Lúc này cho ngươi, chỉ làm cho ngươi mang đến tai ách. Ta trước thu, chờ ngươi tu vi đến hư tiên đỉnh phong về sau, ta lại đem côn lôn kính cho ngươi. Khả năng này là 800 năm sau đi." La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, "Ta ở chỗ này thời gian chỉ có mấy tháng, ta nhất định phải trở lại ta ban đầu đến địa phương. Nếu là ngươi một mực lưu tại nơi này, sẽ như thế nào?" Áo đen Tố Trinh hỏi. Áo đen tố trinh tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng nàng xác thực chưa bao giờ gặp la quân loại tình huống này. Thời không, thời gian là rất nhiều thần thông chi, có thể cùng vận mệnh cùng so sánh tồn tại. Vận mệnh còn có thể cải biến, nhưng thời gian không thể bị cải biến. Đông đảo thần thông, liên quan tới thời gian thần thông, nhiều lắm thì đem quy tắc chế tạo, tại một cái bịt kín trong không gian, chế tạo ra trái ngược nhau thời gian tới. Mà vượt qua thời không, trở lại quá khứ, đây là không thể tưởng tượng sự tình, cũng là gần như không có khả năng chuyện phát sinh. Duy nhất có thể trở về biện pháp là nguyên thần, nguyên thần xuyên thẳng qua, chỉ có thể quan sát, lại không thể đi quấy nhiễu được bất luận cái gì phát triển. Giống là quân loại này thân thể đều xuyên qua đến, áo đen tố trinh trước kia xác thực không có đụng phải, cũng chưa nghe nói qua. Thời không thông đạo, quá nguy hiểm. Cũng không có cái kia cao thủ sẽ nhàm chán đến đi nguyên thần vượt qua thời không thông đạo tại cái kia thời không thông đạo bên trong, một cái sơ sẩy, biến thành cho bụi. Cho nên, áo đen tố trinh cũng không biết, giống là quân loại tình huống này sẽ như thế nào. Là quân nói ra, cụ thể, ta không biết, tựa hồ là bỏ lỡ lần tiếp theo thủy triều thời không, ta rất khó lại tìm đến cơ hội trở về. Khác không nói, tối thiểu ta như một mực còn sống, từ nơi này sống đến ta cái thời không kia, như vậy mẹ ta sinh hạ ta, hội sinh ra hai cái ta như thế vận mệnh tuyến hội toàn bộ rối loạn ta muốn loại này rối loạn tạo thành hậu quả là không thể tưởng tượng nổi vậy cũng đúng áo đen tố trinh nói ra nàng còn nói thêm huống hồ thê tử ngươi vẫn chờ ngươi chỉ là máu này nước mắt là quần cũng là khe khẽ thở dài máu này nước mắt không phải áo đen tố trinh muốn cho có thể cho a à. áo đen tố trinh nói ra ta muốn trước tiên tìm một nơi đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trực tiếp hủy hấp thu lực lượng tinh khí còn cái này côn lôn kính, ta trước luyện hóa, luyện hóa về sau giữ lại cho ngươi. La quân nói ra, tốt. Áo đen tố trinh mắt nhìn bầu trời. Nàng thân hình di động, hướng chỗ càng sâu bay đi. Sau cùng, nàng tìm tới một cái đảo hoang, sau đó rơi xuống cô trong đảo. Diệu thiện sau lưng, còn có Phật giới. Lần này diệu thiện bị ta bắt, Phật giới không biết từ bỏ ý đồ. Áo đen tố trinh mắt hàn quang lóe lên, nàng nói ra, Ta sẽ ở mảnh này hư không bố trí xuống âm dương kết giới, kể từ đó, xem như lại đại thần thông, cũng là khó có thể đi tìm tới. Chờ ta tu luyện xong tốt, lại đến ứng phó Phật giới người. Là quân nghe vậy, hắn có chút lo lắng, nói ra, người thật muốn đem quan âm đại sĩ trấn áp 400 năm. Áo đen tố trinh nói ra, đương nhiên, nàng có thể trấn áp ta 200 năm, ta vì cái gì không thể trấn áp nàng 400 năm. Năm đó ta không nhận sai hôm nay nàng không phải một dạng không nhận sai sao. La quân thở dài một tiếng, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sự thật, là quân hay là bởi vì tâm lý đối quan âm đại sĩ có đặc thù cảm tình. Bởi vì từ nhỏ mưa dầm thấm đất, quan âm đại sĩ là trí cao không, lòng dạ từ bi bồ tát. Lúc này làm thành cái dạng này, La quân tâm quả thực không quá an bình. Áo đen tố trinh tại hòn đảo hư không bố trí xuống rượu âm dương kết giới, như thế về sau, bắt đầu luyện hóa côn lôn kính. Nàng pháp lực cường đại, rất nhanh thuần phục đến côn lôn kính khí linh, lại đem Tây Vương mẫu dấu ấn tinh thần cưỡng ép xóa đi. Cái kia Tây Vương mẫu ngay tại hạo thiên điện làm khách, đột nhiên cảm thấy mình cùng côn lôn kính tất cả liên hệ đều trong nháy mắt này, đột nhiên mất đi. Tây Vương mẫu lập tức biết là áo đen tố trinh đem nàng côn lôn kính chiếm thành của mình. Tiện tì, Tây Vương mẫu tâm đại hận, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại lại không thể làm gì, Áo đen tố trinh sau đó luyện hóa thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hồng liên kiếp hỏa toàn bộ hấp thu. Cái này hồng liên kiếp hỏa bị hắc áo tố trinh đánh vào đến la quân đại hỏa diễm thuật bên trong. La quân đại hỏa diễm thuật phẩm chất lần nữa đề cao. Về sau, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tiên thiên tinh khí bị hắc áo tố trinh toàn bộ hấp thu. La quân sẽ giúp trợ áo đen tố trinh ăn đại lượng long quả. Như thế tu hành sau một tháng, áo đen tố trinh tu vi lần nữa tinh tiến. Là quân nhịn không được hỏi, hiện tại có thể đi độ tầng thứ 6 lôi kiếp A. Áo đen tố trinh lắc đầu, nói ra, còn kém hơn phân nửa tinh khí pháp lực đây. Tốt nhất là hấp thu ba cái không chung cảnh cao thủ tinh khí, như thế mới có thể miễn cưỡng viên mãn. Là quân nói ra, trước đó người nói muốn ba cái, một tháng này tu luyện, không có lên một chút tác dụng. Không đáng kể, áo đen tố trinh nói ra, người phải biết, một cái hố tiên cảnh cao thủ tu thành, đến cần bao nhiêu cơ duyên và đan dược còn có thời gian. Một cái không chung cảnh cao thủ, cái kia càng khủng bố hơn. Cho nên, ăn như thế một tháng long quả, chỗ đó có thể giải khát. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Hắn đón đến, nói, bất quá dưới mắt, long quả đã còn thừa không có mấy. Tiêu hao quá lớn, chúng ta thiên lôi chi thành bên trong những cái kia thủ hạ, mỗi ngày cũng muốn tiêu hao long quả đây. Áo đen tố trinh nói ra, ta minh bạch người ý tứ, chúng ta đi một chuyến lâm an thành. Là quân nói ra, thế nhưng là lúc này, Phật giới người chỉ sợ một mực tại tìm chúng ta. Một khi rời đi âm dương kết giới, Phật giới người. Ta là trấn áp diệu thiện, cũng không phải làm đào phạm trốn. Áo đen tố trinh nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ bọn họ không được. Đánh không lại, nhiều nhất chạy trước. Là quân lòng có lấy lo lắng, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì lúc này thiên rốt cục sáng la quân cùng áo đen tố trinh rời đi phòng bị tu di phòng bị tu di là gắn ở thụ la quân cùng áo đen tố trinh đứng tại một gốc tham thiên cự thụ tia nắng ban mai vẩy chiếu xuống đến tắm rửa tại thân người khiến người ta cảm thấy mỹ diệu đã đến dạng này tia nắng ban mai đại biểu hy vọng ánh sáng la quân hít sâu một hơi trong không khí tràn đầy sương mai khí tức áo đen tố trinh thì đứng tại nhánh cây chỗ nàng một thân màu đen váy dài, tư thái hoạt bát thướt tha. Nàng là xinh đẹp như vậy, sợi tóc theo gió bay múa, giống như là cửu thiên huyền nữ, không, cửu thiên huyền nữ cũng không thể cùng nàng tướng. Cửu thiên huyền nữ cũng không thể cùng giờ này khắc này áo đen tố trinh tướng. Cửu thiên huyền nữ Mỹ thì Mỹ vậy, nhưng lại vĩnh viễn không có áo đen tố trinh phần này đặc biệt khí chất. Nàng khí chất, độc bá thiên hạ, anh tư bừng bừng phấn chấn, nhưng hai đầu lông mày lại có một tia ẩn tàng nhu tình. Trước kia, nàng là không có cái này tia nhu tình. Cái này tia nhu tình là bởi vì La Quân. Nàng sẽ không muốn đi cùng La Quân phát sinh chọn cái gì, nhưng lại hội vĩnh viễn nhớ kỹ La Quân người bạn này. Sớm như vậy sáng sớm, vô cùng yên tĩnh, cũng vô cùng khó được. Mà cho đến nay, La Quân đã đi tới cái thế giới này 9 tháng. Hắn còn thừa lại 3 tháng. 3 tháng này đến cùng sẽ phát sinh cái gì đâu. La Quân không tưởng tượng ra được, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Đó là, không phải là chuyện tốt. Muốn để áo đen tố trinh dạng này dòng người chảy máu nước mắt, cái kia sẽ là như thế nào tàn nhẫn đâu. La Quân không dám tưởng tượng, cũng không nguyện ý áo đen tố trinh thống khổ. Hắn thường xuyên cảm thấy áo đen tố trinh đều là tại siếc đi dây, hắn tình nguyện nàng có thể bình an vui sướng một chút. Có thể đây không phải áo đen tố trinh muốn sinh hoạt, cho nên hắn cũng cảm thấy bất lực. Hắn rất muốn giúp bận biệu, nhưng hắn thực lực cùng những cái kia Phật giới lão đại, thậm chí Tây Vương mẫu những người kia, kém quá nhiều. Hắn bất quá là mới sống 4 năm 10 năm người, tại cái này tu đạo giới bên trong, mấy cái này năm tháng, liền mới ra đời đều tính toán không. Đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực. Dạng này hoàn cảnh, thường xuyên sẽ để cho La Quân sinh ra cảm giác bị thất bại. La Quân sâu hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, về sau áo đen tố trinh nói ra đợi đến muộn chúng ta đi lâm an thành la quân nói ra tốt áo đen tố trinh nói ra gần nhất một mực tại tu luyện nếu không hôm nay chúng ta ở chỗ này dạo chơi tâm sự đi la quân cũng cảm thấy có chút buồn tẻ không thú vị nghe vậy cười một tiếng nói ra ta ngược lại thật ra muốn nếm một chút nhân gian mỹ vị không bằng ta đi bắt chút con thỏ cùng cá nướng đến ăn ta phòng bị tu di bên trong còn có không ít đồ gia vị áo đen tố trinh nói ra người ăn đi ta thân thể đều không tồn tại làm sao ăn la quân cười ha ha nói ra thẳng dễ dàng người tiến vào ta não vực ta vị giác chẳng khác gì là ngươi vị giác áo đen tố trinh nói ra ta đối với người nói những thứ này mỹ thực một chút hứng thú đều không có la quân thở dài nói ra người không thể qua loa phía dưới ta sao áo đen tố trinh khẽ giật mình theo rồi nói ra tốt ha à sau đó về sau là quân cùng áo đen tố trinh liền tại bờ biển bắt một chút cá cũng làm một chút thịt thỏ. âm dương kết giới toàn bộ hòn đảo bao phủ, cho nên tại hòn đảo bên trong vẫn là rất an toàn. là quân quanh năm bên ngoài du đáng, dã ngoại sinh tồn năng lực là cực mạnh. hắn vận dụng đại hỏa diễm thuật đem lửa đốt, đem con thỏ lột ra đi nội tạng. rất nhanh thơm ngào ngạt thịt thỏ cùng thịt cá nướng ra tới. đừng nói là quân liền thìa là. Bột tiêu cay những thứ này đồ gia vị đều có. Thời gian dài tại giã ngoại sinh tồn người là biết rõ nói sao hưởng thụ cái này đại tự nhiên ban tặng. Áo đen tố trinh thực không sao cả ăn rồi mỹ thực, đang hưởng thụ đến là quân chỗ nướng thịt thỏ về sau, liền hô ăn ngon. Là quân cười ha ha. Một ngày này, qua được rất là hài lòng, ánh sáng mặt trời, bãi cát, còn có bình tĩnh mặt biển. Cái kia mặt biển sóng nước lấp loáng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Khiến cho người tâm thần thanh thản Gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến Mang theo ướt mặn vị đạo La quân ăn rồi Mỹ thực về sau Nằm tại bãi cát Khiến hắn trong lúc nhất thời có chút ngẩn ngơ Không biết mình đến cùng là người ở chỗ nào Áo đen tố trinh cũng rất hưởng thụ Nàng nằm tại la quân bên người Hai người trò chuyện rất nhiều nhà thường Còn có một số dâu ria lời nói Luôn luôn có một dựng Không có một dựng trò chuyện Bất quá tại xế chiều thời điểm Áo đen tố trinh nghĩ đến cái gì, nói ra, 800 năm về sau, chúng ta ngược lại là còn có thể gặp lại. Ngươi nói ta muốn hay không tại ngươi sinh xuống tới thời điểm, đi tìm tới ngươi. Sau đó bảo vệ được mẫu thân ngươi, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là thiếu cửu hận. Là quần nhãn tình sáng lên. Nhưng là rất nhanh, là quần nói ra, nếu như ngươi nói thành lập, vậy bây giờ ta không đến được đến bên cạnh ngươi. Bởi vì ta có thể sẽ một mực tại ta bên người mẫu thân trải qua sau đó không có hiện tại sự tình, đây là một cái vòng lặp vô hạn. Nếu như ta không đi tới bên cạnh ngươi, ngươi càng không có lý do gì đi cứu mẫu thân của ta. Áo đen tố trinh nói ra, ta bị chỉnh cũng có chút loạn, cái này nhân quả quan hệ, quá mức phức tạp. Bất quá mặc kệ như thế nào, đến lúc đó ta sẽ thử thử nhìn. Lên ngươi không có tới đến bên cạnh ta, ta tình nguyện ngươi là hạnh phúc tiểu hài tử. Đa tả, La Quân nói ra. La Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn bắt đầu lo lắng chẳng lẽ nàng chỗ lấy không có đi cứu mẫu thân của ta là bởi vì nàng xa chuyện ý nghĩ này nảy sinh đi ra la quân tâm cảm thấy nói không nên lời hoảng sợ ừm người đang suy nghĩ gì áo đen tố trinh gặp la quân ngẩn người liền hỏi không có gì la quân nói ra áo đen tố trinh cũng không hỏi thêm nữa nàng chuyển đổi đề tài nói ra các loại trời tối chúng ta đi lâm an thành ta nghĩ kỹ lúc này đang cần cao thủ đến tế đế luyện nếu như phật giới có người tới có thể ứng phó liền trực tiếp giết sau đó thôn vệ tinh nguyên nếu như ứng phó không liền trước đào tẩu hẳn là sẽ không cái kia thế tôn nhanh như vậy chạy tới a chờ ta vượt qua lục trọng lôi kiếp chính là cái kia thế tôn ta cũng muốn lấy chiến nhất chiến la quân trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi áo đen tố trinh hài lòng cười một tiếng nói ra đây còn phải nói sau khi màn đêm buông xuống áo đen tố trinh đem âm dương kết giới triệt hồi cái này âm dương kết giới là dựa vào đảo phong mạo bố trí xuống các loại trận pháp kết thành cái này chủ yếu nhất đồ vật thì là hai người âm dương pháp lực mà người một khi nhất động cái này âm dương kết giới là không có cách nào tải hư không chi kết thành phòng bị tu di không gian cũng quá nhỏ thiên lôi chi thành côn lôn kính đều có chính mình trận pháp cho nên cũng là bố không thành. Cho nên cái này cũng tạo thành áo đen tố trinh cùng la quân một khi rời đi đảo hoang, hội bại lộ vị trí của mình. Tuy nhiên tại một toàn bộ thế giới chi muốn tìm áo đen tố trinh cùng la quân cũng không dễ dàng, nhưng Phật giới chi, tự có đại thần thông cao thủ, chưa hẳn thật không thể tìm kiếm được bọn họ. Áo đen tố trinh cũng không muốn một mực trốn trốn tránh tránh, nàng là muốn chân áp quan âm đại sĩ. Thật không nghĩ qua muốn cùng quan âm đại sĩ cùng một chỗ ngồi cái này khổ nhà tù dịch chuyển tức thời trong hư không, ngàn dặm mười ngàn dặm, đều tại dưới chân. Trong nháy mắt, liền đến Lâm An Thành. Lâm An Thành không minh nguyệt trong sáng, màu xám bạc ánh trăng vẩy chiếu khắp nơi. Nhìn thật kỹ, hư không chi, tổ long chi khí vần quanh. La Quân liền nói ra, nếu như chúng ta một mực đợi tại Lâm An Thành bên trong, chỉ sợ cái kia Phật giới thế tôn đến đây, cũng là không thể làm gì. Mà lại chúng ta có thể hấp thu đại lượng long quả, áo đen tố trinh nói ra không sai bất quá ta không có ý định một mực co đầu rút cổ tại một chỗ bọn họ muốn chiến vậy liền đánh đi la quân nói ra bạch tố trinh người có thể gọi ta tố tố áo đen tố trinh cười một tiếng nói ra nàng không phải cái thích cười người nhưng lại cùng la quân ở giữa nụ cười càng ngày càng nhiều la quân tự nhiên nhớ tới trước đó hắn bảo nàng tố tố sau đó bị lãnh khốc đánh đoạn sự tình La Quân cũng sửa sang lại suy nghĩ, hắn nói ra, tố tố, ngươi nên không phải là bởi vì muốn muốn giúp ta đạt được máu và nước mắt, muốn đi cố ý đi một chút nguy hiểm lộ tuyến A. Ngươi có quá nhiều biện pháp, có thể an phận ở một góc. Ha ha, áo đen tố trinh cười ha ha, nàng nói ra, ngươi đem ta muốn cũng quá vĩ đại đi. Ngươi chớ cùng ta nói sang chuyện khác, La Quân nói ra, áo đen tố trinh nói ra, ta không nghĩ tới ngươi sự tình ta chỉ là muốn làm ta muốn làm sự tình. Nàng nói xong về sau, tiếp tục nói, đại đạo phía trước, dũng hướng tinh tiến, chẳng sợ hãi. Nếu là sợ hãi bên ngoài mưa gió, ta sao lại có ý hướng cái kia lôi điện tầng nhảy lên dũng khí? Ta hiện tại thật là có sở thành, nhưng ta nếu là sợ Phật giới, trốn ở chỗ này mặt, như vậy ta thành liền từ này dừng ở đây. Nàng nói tiếp, người vẫn còn có chút không hiểu nhiều. Thực ta buồn bực diệu thiện, cũng mời nàng. Nàng biết rõ, ta lần nữa ngóc đầu trở lại, sẽ trở thành nàng lớn nhất ma kiếp. Nhưng là nàng y nguyên thuận tự nhiên, không có đem ta sớm bóp chết. Đây là nàng dũng khí, nàng có dũng khí, ta không có khả năng không có. Hiện tại, ta cũng muốn độ ta ma kiếp, chỉ vì ta tiến bộ dũng mãnh không vì hắn. Là quần bỗng cảm giác ngượng ngùng, nói ra, tốt ha, là ta suy nghĩ nhiều. Áo đen tố trinh nói ra, đúng, người tự mình đa tình. Ta hiện tại cùng ngươi, tuy nhiên quan hệ rất nhiều biến hóa, cũng thừa nhận ngươi tại ta tâm, có đặc thù địa vị. Điểm này, ta không phủ nhận, cũng phủ nhận không. Áo đen tố trinh nói đến đây, liền không nói thêm gì đi nữa. Nhưng nàng ý tứ, là quân cũng triệt để minh bạch. Về sau, là quân bắt đầu hấp thu long quả. Liên tiếp 10 ngày, là quân đều tại Lâm An Thành, không phân ban ngày muộn hấp thu long quả. 10 ngày sau, tích xúc đã đầy đủ tiêu xài. Như thế về sau, áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta đi. La Quân nói ra, đi nơi nào. Áo đen Tố Trinh lạ mắt lạnh, nói ra, Lâm An Thành bên ngoài, sớm có người đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta lại có thể để bọn hắn thất vọng đây. Sau khi nói xong, nàng liền vào vào La Quân não vực chi, trưởng khống La Quân thân thể. Hai người hợp tác nửa năm, đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên động tác này, đã là lô hỏa thuần thanh. Áo đen tố trinh sau đó bay thẳng ra Lâm An thành. Nàng không muốn tại cái này phồn hoa khu buôn bán khai chiến, cho nên nhanh chóng nhanh rời đi cái này nơi phồn hoa. Cái kia Lâm An thành bên ngoài, bốn tên Bồ Tát một mực tại yên ổn chờ đợi. Phật giới chi, Thế Tôn vẫn luôn tại Linh Sơn tĩnh tu, không người dám đi quấy rầy. Linh Sơn chính là Phật môn thánh địa, Linh Sơn chi có thánh tự Đại Lôi Âm tự. Đại Lôi Âm tự tại chư thiên thế giới chi, uy danh lan xa nhưng xưa nay chỉ nghe tên không có người nhìn thấy đại lôi âm tự cùng linh sơn chân dung mà thế tôn tại đại lôi âm tự tĩnh tu cái này một tu là hơn trăm năm thời gian hơn trăm năm thế tôn cũng không xuất hiện qua lúc này quan âm đại sĩ tuy nhiên ra chuyện nhưng phật giới chúng bồ tát cũng không dám lần này đi quấy rầy thế tôn lấy ra phía dưới gặp phải sự tình tự nhiên muốn nghĩ đến chính mình trước giải quyết giải quyết không lại đi tìm thế tôn mà đây mới là hợp cách thủ hạ. Bồ tát nhóm cũng không phải bại hoại nhân viên, cho nên nhất định sẽ không gặp chuyện đi trước tìm thế tôn. Quan Âm đại sĩ chính là thế tôn đệ tử, nàng ra chuyện, Phật giới chúng bồ tát vẫn là cực kỳ coi trọng. Áo đen Tố Trinh rời đi Lâm An thành về sau, cấp tốc chuyển rời đến mặt biển. Ánh trăng trong sáng, bích hải rực rỡ. Minh mông mặt biển, bình tĩnh tri ẩn chứ cuồn cuộn cùng thâm thúy. Áo đen Tố Trinh liền như vậy đứng tại mặt biển rất nhanh, phía sau gió dục mây vần, tiếp theo từ hư không chi nhô ra bốn người tới. Bốn người này tất cả đều là hòa thượng đầu chọc, sau lưng đều có Phật Quang. Có tối đa nhất thập nhất trọng Phật Quang, ít nhất chỉ có chín tầng Phật Quang. Không hề nghi ngờ, cái này bốn tên hòa thượng đều là Phật giới tuyệt đỉnh cao thủ. Quan âm đại sĩ tại Phật giới, chính là thế tôn đệ tử, tu vi công tham tạo hóa, lực áp đông đảo Bồ Tát. Bởi vậy mới bị thế tôn phái đi thế giới bao la chi truyền đạo. Đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt cùng tiến nhiệm Mà lúc này, người tới là Phật giới tứ đại Bồ Tát Theo thứ tự là Kim Cương Bồ Tát, Bảo An Bồ Tát, Bảo Căn Bồ Tát, Bảo Bối có thể Bồ Tát Cái này tứ đại Bồ Tát, lấy Kim Cương Bồ Tát lợi hại nhất, sau lưng thấp nhất trọng Phật Quang A-di-đà Phật, Kim Cương Bồ Tát đầu tiên mở miệng, hắn sắc mặt bình thản Người khoác áo cà sa, lại lại lộ ra nửa bên cánh tay tới Áo đen tố trinh nhìn chung quanh mọi người Nàng chỉ lạnh lẽo cười, nói ra, Phật giới chư Bồ Tát, hôm nay cản ta đường đi, là muốn tới cứu Diệu Thiện a. À. Kim Cương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, nữ thí chủ sự tình, chúng ta đều đã nghe nói. Cái ngọn nguồn cũng đã rõ ràng, ta dạy quan thế âm Bồ Tát cũng là căn cứ lòng từ bi, cái này có hiểu lầm, nhưng lại không phải là đại gian đại ác sự tình. Cho nên hôm nay, Bần tăng lần này đến, là muốn cùng nữ thí chủ biến chiến tranh thành tơ lụa còn mời nữ thí chủ tướng này quan thế âm bồ tát thả ra ngã phật dạy đối với chuyện này cũng đem không truy cứu nữa cái này phật giáo chưa bồ tát thực lực siêu cường bốn bồ tát cùng nhau đến đây liền cũng là đối hắc áo tố trinh thực lực có chỗ giải chí ít lúc này trong lòng bọn họ là vững vàng có thể bắt được áo đen tố trinh chính là tại dạng này vững vàng chiếm phong tình huống dưới kim cương bồ tát còn nguyện ý giảng đạo lý đồng thời giảng hòa từ một điểm này tới nói Bồ Tát nhóm cũng thật là có lòng từ bi. Nếu như áo đen tố trinh không muốn gây phiền toái, lúc này đại khái có thể đem quan thế âm Bồ Tát phóng thích. Bất quá, áo đen tố trinh nếu thật là cái sợ phiền phức người, cũng sẽ không làm xuống sự kiện này. Nàng chỉ cười một tiếng, nói ra, trước đó diệu thiện không hỏi nguyên do, chấn áp ta 200 năm. Bây giờ ta cũng cùng nàng giảng đạo lý, một là hướng về thiên hạ người thừa nhận, năm đó nàng sai. Hai là bị ta chấn áp 400 năm nàng vừa không nguyện ý hướng về thiên hạ người nhận lầm, ta không thể làm gì khác hơn là trấn áp nàng 400 năm. Cho nên hôm nay, không phải ta thả hay là không thả nàng, mà chính là nàng có chịu hay không hướng về thiên hạ người nhận lầm. A-di-đà à, Phật, cái kia tính khí nóng nảy bảo an Bồ Tát lập tức nói ra, yêu nghiệt, người đây là ngu xuẩn mất khôn. Năm đó sự tình, chúng ta Bồ Tát cũng đã nghe nói. Nói cho cùng, vẫn là người gây chuyện trước đây, sau cùng nguyên náo giao trì cung gà chó không yên. Như thế sư tỷ của ta mới vừa xuất thủ trấn áp ngươi. Bần tăng sư tỷ vốn không sai, vì sao muốn hướng về thiên hạ người nhận lầm? Ngã Phật dạy giáo hóa chúng sinh, giảng chúng sinh bình đẳng, không sợ cường quyền. Hôm nay, thân là Bồ Tát sư tỷ, xem như đầu đoạn máu chảy, cũng không thể hướng người yêu nghiệt này nhận lầm. Đã chúng sinh bình đẳng, vì sao ngươi mở miệng liền cân ta yêu nghiệt? Yêu nghiệt không tại chúng sinh chi sao? áo đen tố trinh mắt lạnh hỏi bảo an bồ tát cười lạnh một tiếng nói ra chư phật dạy giảng chúng sinh bình đẳng cũng giảng hàng ma nằm yêu ngươi liệt căn sâu nặng không là yêu nghiệt lại là cái gì đều nói phật giới người lưỡi nở hoa sen biện luận chi thuật thiên hạ vô song có thể địa dũng kim liên áo đen tố trinh nói ra ta nhìn ngươi biện luận chi thuật không được tốt lắm nhưng lật ngược phải trái bẻ cong sự thật bản sự cũng không nhỏ nói cho cùng người cùng diệu thiện không có gì khác biệt. Các người Phật giới người, từng cái từng cái, toàn bộ đều tự cho là đúng, các người cần là chúng sinh đối với các người sùng bái cùng tín ngưỡng. Chưa từng sẽ đi người nghe sinh nói tới đến cùng có không có đúng sai, các người có tư cách gì thật cao tại. Người nào cho các người tư cách? Ngu xuẩn mất khôn, bảo bối có thể bồ tát lạnh giọng nói ra. Áo đen tố trinh mắt sát khí chạy bốc lên, nói ra, rất tốt, ta đang cần mấy vị thuốc dùng các ngươi tinh nguyên đến thối luyện ta pháp lực. Côn lôn kính. Trong nháy mắt, áo đen tố trinh trước khi triển ra côn lôn kính. Côn lôn kính rất nhiều tiểu thế giới trong nháy mắt này triển khai, mặt biển, phương viên mấy trăm dặm toàn bộ bị côn lôn kính bao phủ. Áo đen tố trinh tự nhiên không trông cậy vào dùng côn lôn kính đến đem chư Bồ Tát đánh bại, có thể nàng lại có thể sử dụng côn lôn kính đem chư Bồ Tát vây kín chi thế tách ra. Côn lôn kính không gian bao phủ, trong nháy mắt, đem bốn tên Bồ Tát hoàn toàn tách ra. Bốn tên Bồ Tát rơi vào khác biệt không gian thế giới bên trong. Dù cho khiến cho bọn hắn pháp lực ngập trời, nhưng Côn Lôn Kính dù sao chính là tiên khí, tiên khí cũng không phải bọn họ có thể trong nháy mắt có thể phá giải. Bất quá không hề nghi ngờ là, Côn Lôn Kính cũng không có khả năng đem một tên Bồ Tát vây khốn thật lâu. Mà lúc này, Áo Đen Tố Trinh muốn bất quá là chuyển trong nháy mắt. Bất hủ thiên lôi, Áo Đen Tố Trinh tiếp lấy phát chiêu. Đạo Thiên Lôi này chi thành tại côn lôn kính bên trong triển khai, các cao thủ cùng một chỗ thi triển pháp lực, áo đen Tố Trinh đem rất nhiều long quả cũng đánh vào đến Hạch Tâm Bàn Quay Chi. Pháp lực cùng long quả thuần dương dinh dưỡng toàn bộ dung nhập một lò. Triệu Viên Long Quả, tương đương với Triệu Viên Thần Đan. Một hơi ném vào đến Hạch Tâm Bàn Quay Chi, dạng này tiêu hao, ở thế tục giới bên trong, không có cái kia đại năng cùng môn phái có thể tiêu hao nổi. Là Vũ Hóa Môn như thế đại phái toàn bộ tích xúc cũng bất quá là 100.000 mai thần đan. Đương nhiên, vũ hóa môn cũng có chính mình môn phái bí mật. Như Vân Thiên Tông có sinh mệnh chi thụ một dạng, một cái lưu truyền nhiều năm đại môn phái, không có điểm áp đáy hòm đồ vật, cái kia là không thể nào. Triệu viên thần đan, hơn nữa nhiều tên cao thủ, mà lại không thiếu hư tiên cao thủ. Dạng này lực lượng thôi động tiên khí thiên lôi chi thành phát ra bất hủ thiên lôi. Dạng này lực lượng, đến cùng khủng bố đến mức nào đâu. Đây là không cần nhiều lời. Tráng kiện Bất Hủ Thiên Lôi trong nháy mắt hình thành, toàn bộ Thiên Lôi chi thành đều run rẩy theo. Ầm ầm. Bất Hủ Thiên Lôi đánh giết trong chớp mắt hướng Kim Cương Bồ Tát. Thân có thập nhất trọng Phật quang Kim Cương Bồ Tát, tại cái này một cái chớp mắt lập tức cảm nhận được Bất Hủ Thiên Lôi khủng bố. Áo đen Tố Trinh cái thứ nhất muốn đối phó là Kim Cương Bồ Tát. Thu thập Kim Cương Bồ Tát, hắn Bồ Tát không đủ gây sợ. Kim cương Bồ Tát tại cái này một cái chớp mắt, vào thời khắc sinh tử tồn vong này, cũng thể hiện ra hắn thực lực. Bồ đề mộc, kim cương Bồ Tát lập tức đem chính mình pháp bảo bày ra. Cái kia bồ đề mộc chính là rút ra bồ đề thụ tinh hoa chi mộc hình thành, bồ đề thụ tại đại lôi âm tự, thụ vạn năm Phật Pháp hun đúc, chính là là tuyệt đối linh mộc, ẩn chứa cuồn cuộn Phật Pháp. Bồ đề mộc vừa đến, Kim Cương Bồ Tát cấp tốc đem tự thân 11 đạo Phật quang đánh vào đến Bồ đề mộc bên trong. Cái kia Bồ đề mộc cấp tốc diễn biến, thế mà ở trên không hóa thành Bồ đề thụ. Cái này Bồ đề thụ cành lá um tùm, mỗi một mảnh lá cây chi đều có Phật bao hàm chảy xuôi. Ngàn vạn lá cây, cành lá cấp tốc hình thành một mảnh thụ hải. Cái này biển cây lá cây phát ra vô cùng Phật lực, Phật lực lại cấp tốc hình thành ánh sáng màu vàng hải dương màu vàng óng tại kim cương bồ tát trước mặt hình thành tầng tầng phật lực cấp tốc tại bất hủ thiên lôi trước mặt hình thành cái này phật lực chi phật giới quy tắc đạo lý ảo nghĩa còn có rồi dào lực lượng đều tràn ngập bên trong còn có vô số tiểu thế giới đến ngăn cản kẻ ngoại lai nhìn như chỉ có trăm mét vuông khoảng cách nhưng nếu không phải tuyệt đỉnh cao thủ đến phá giải chính là tại cái này phật lực chi sông vào ngàn năm vạn năm cũng là hướng không ra mảnh này phật lực thế giới chỉ là lúc này cái kia bất hủ thiên lôi năng lượng trụ sông vào phật lực thế giới chi cỗ này có một không hai thương khung bá đạo thiên lôi trực tiếp đem phật lực thế giới rất nhiều quy tắc tiểu thế giới hết thảy đánh giết thành phấn vụn cơ hồ là trong nháy mắt phật lực thế giới toàn bộ vỡ nát bao quát bồ đề mộc cũng bị oanh tạc thành một khối than cốc bất hủ thiên lôi tiếp lấy tiếp tục oanh sát hướng kim cương bồ tát giống kim cương bồ tát bạo giống một tiếng hắn ngưng tụ toàn thân pháp lực vô lượng kim thân lập tức xuất hiện. Thân thể của hắn tắm rửa tại ánh sáng màu vàng chi, hắn bốn phía, cấp tốc hình thành Phật quốc. Hắn toàn bộ thân thể, cũng thay đổi làm kim cương chi thể. ầm ầm bất hủ thiên lội oanh sát kim cương Bồ Tát thân thể. a à, kim cương Bồ Tát phát ra một tiếng lệ hống, một giây sau, hắn toàn bộ thân thể nổ bể ra tới. Vô cùng tinh khí, nguyên khí tiết lộ ra ngoài, áo đen tố trinh cấp tốc thi triển đại phong ấn thuật, đem quý giá này đồ vật toàn bộ phong tồn. Bao quát mảnh vụn linh hồn, cũng thu lấy. Kim cương Bồ Tát trong nháy mắt biến thành cho bụi, mà áo đen tố trinh tay xuất hiện hai cái đan hoàn. Một cái kim sắc xá lợi tử, một cái màu đen xá lợi tử. Kim sắc xá lợi tử là kim cương Bồ Tát tinh nguyên chi khí, cũng là hắn hùng hậu pháp lực vị trí. Cái này là một cái không trung cảnh cao thủ đan hoàn A. Linh hồn đan hoàn, cũng là bất khả hạn lượng đây là áo đen tố trinh cho đến nay chỗ hấp thu cường hãn nhất một khỏa đan hoàn la quân ở một bên tê cả ra đầu ta thiên thật đem một cái bồ tát cho giết này nương môn cũng quá hung ác đi áo đen tố trinh lúc này lại là không kịp quản la quân tâm tư cũng không tì vết suy nghĩ giết kim cương bồ tát hội có hậu quả gì không nàng lập tức đi đối phó còn lại người đại hỗn độn lôi kiếm áo đen tố trinh duy nhất một lần tiêu hao các cao thủ pháp lực tiếp lấy vận chuyển thiên lôi chi thành khi triển ra siêu cường đại hỗn độn lôi kiếm tới. Một kiếm vạch phá bầu trời, một kiếm chảm diệt thương khung. Lôi quang chi, đại hỗn độn lôi kiếm phá không mà đến. Cái kia yếu nhất bảo bối có thể Bồ Tát cơ hồ là đều không kịp phản ứng, liền chết tại đại hỗn độn lôi kiếm phía dưới. Áo đen tố trinh cấp tốc luyện hóa tinh nguyên cùng mảnh vụn linh hồn. Cùng lúc đó, cái kia bảo an Bồ Tát cùng bảo căn Bồ Tát cũng theo côn lôn kính lóe ra tới áo đen tố trinh nguyên khí tổn hại một phần ba nàng một tay thu côn lôn kính lại đồng thời vận chuyển thiên lôi chi thành đạo thiên lôi này chi thành ở trên không phủ đầy lôi vân thiên lôi nhấp nhô tùy thời đều muốn giết người áo đen tố trinh ngạo mà đứng đối mặt bảo an bồ tát cùng bảo căn bồ tát bảo an bồ tát cùng bảo căn bồ tát lúc này không khỏi biến sắc hai người lập tức cảm giác được kim cương bồ tát cùng bảo bối có thể bồ tát đã bị độc thủ hai người này hoảng sợ muốn tuyệt yêu nghiệt Ngươi lại dám giết Kim Cương Sư huynh, bảo bối có thể sư đệ. Bảo căn Bồ Tát muốn rách cả mí mắt. Có cái gì không dám, hôm nay các ngươi hai cái cũng phải chết. Áo đen Tố Trinh cười lạnh liên tục. Đi, Bảo An Bồ Tát đột nhiên nói ra. Hai người này quay người nhanh chóng nhanh rời đi, trong nháy mắt thoát đi tại chỗ. Hai vị này Bồ Tát không phải là nhát gan, mà chính là áo đen Tố Trinh lấy Lôi Đình Thủ Đoạn đem Kim Cương Bồ Tát cùng bảo bối có thể Bồ Tát giết chết bọn họ quả thực là đã lạnh gan sau đó quyết định đi trước thì tốt hơn sau đó lại tính toán sau áo đen tố trinh nếu là muốn đem hai người này lưu lại tự nhiên cũng có thủ đoạn chỉ là nàng đã tiêu hao không ít nguyên khí nếu là cưỡng ép tới giết tất nhiên sẽ nhiều không ít phiền phức vạn nhất bởi vì giết hai người này dẫn đến nguyên khí tổn hao nhiều lại rước lấy mới địch nhân vậy sẽ là thất bại trong gang tắc áo đen tố trinh lúc này đến hai cái cao thủ tinh nguyên đan hoàn đầu tiên nghĩ đến là trước tiêu hóa, hấp thu. Các loại công lực lần nữa tăng nhiều về sau, tất cả đều dễ nói chuyện. Đi, áo đen tố trinh đem thiên lôi chi thành thu, sau đó thi triển đại na di sách nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Rất nhanh, nàng trở lại trước đó chỗ ở cái kia đảo hoang. Cái kia âm dương kết giới đi qua nàng pháp lực thôi độc, liền lần nữa bao phủ toàn bộ đảo hoang. Tại đảo hoang bên trong, là quân cùng áo đen tố trinh trước an định lại. La Quân nói ra, cái này thật đúng là cùng Phật giới chưa có trở về xoáy chỗ trống, chỉ sợ sẽ kinh động thế tôn. Cái kia thế tôn chỗ lấy vì thế tôn, lại là Phật giới chi chủ, chỉ sợ không phải người ta có thể đối phó. Áo đen Tố Trinh nói ra, nên đến cũng không thể sợ. Nàng đón đến, nói ra, ta tâm cũng có dự định, không nói những thứ này. Ta muốn trước luyện hóa chiếc này khỏa đan hoàn, sau đó thật tốt hấp thu, tiêu hóa. La Quân nói ra, tốt trước mắt mà nói, là quần cùng áo đen tố trinh tu vi tranh lệch là không thể tính toán. Kim cương bồ tát tu vi, phóng tới thiên châu, đó là uy chấn tứ hải. Có thể nghiền ép lam tử y, minh nguyệt tiên tôn cái kia một đám siêu cấp tồn tại. Nhưng kim cương bồ tát tại áo đen tố trinh tính toán phía dưới, chỉ là một cái nháy mắt, liền thân tử đạo tiêu. Xem như bảo bối có thể bồ tát, cái kia phóng tới thiên châu bên trong, cũng là một phương lão đại. Mà áo đen tố trinh chỉ một kiếm, liền đem chém giết xác thực nói áo đen tố trinh là la quân từ suốt đạo đến nay gặp phải cường hãn nhất nữ tính đến mức áo đen tố trinh cùng thần đế ở giữa đến cùng người nào càng hơn một bậc đây là la quân không biết sự tình áo đen tố trinh tiếp lấy bắt đầu đơn độc hấp thu kim cương bồ tát đan hoàn còn có bảo bối có thể bồ tát đan hoàn la quân thì cầm hai cái kia linh hồn đan hoàn đến thối luyện linh hồn lốc xoáy linh hồn này lốc xoáy tại la quân pháp lực làm dịu cùng La Quân càng ngày càng phù hợp. La Quân đạo lý, tinh thần, ảo nghĩa toàn bộ đều rót vào cái này linh hồn bổn nguyên bên trong đi. La Quân thường xuyên cảm thụ linh hồn lốc xoáy lực lượng, cái kia linh hồn lực lượng, rồi rào, cuồn cuộn, thâm bất khả chắc. La Quân có thể cảm giác được cái kia linh hồn lực lượng như một mảnh cự hồ nước lớn. Linh hồn lực màu đen lượng ở bên trong cuồn cuộn lao nhanh, một khi La Quân lấy pháp lực khu động. Linh hồn lực màu đen lượng cùng lôi từ toái phiến đồng thời khu động, cái kia linh hồn lực lượng đối nguyên thần hấp lực đạt tới một loại khủng bố trạng thái. La Quân lúc này đem Kim Cương Bồ Tát Linh Hồn Đan Hoàn đánh vào đi. Ầm ầm, cường hãn vô cùng linh hồn lực lượng phóng thích tại linh hồn bổn nguyên bên trong. Linh hồn bổn nguyên là một loại không phải vật chất tồn tại, cũng không phải là thực chất. Có thể cuồn cuộn như hải, cũng có thể ngưng luyện thành đan hoàn lớn nhỏ. Viên này linh hồn bổn nguyên hạt giống chính là La Quân một tay chế tạo ra đến, tầm thường thời điểm tại la quân não vực chi là to bằng đậu phộng hạt giống chỉ là một khi phóng xuất ra liền sôi trào mãnh liệt giờ phút này linh hồn lốc xoáy ở trên không hình thành vốn là linh hồn này lốc xoáy vốn có thể lật đắp phương viên trăm dặm nhưng la quân đem áp xúc bầu trời chi linh hồn lực màu đen lượng cuồn cuộn lao nhanh đảo hoang mặt các loại sinh linh linh hồn lực lượng lập tức muốn bị thu nạp vào đi la quân cấp tốc thi triển pháp quyết đem cỗ này linh hồn hấp lực ngừng hắn xưa nay đều không phải là thích lạm sát kẻ vô tội chủ. Nói cho đúng, La Quân là có một khỏa lòng nhân từ. Kim cương bồ tát linh hồn lực lượng, cường hãn đến bất khả tư nghị cấp độ. Trong nháy mắt đó, linh hồn lốc xoáy bản nguyên lực lượng trọn vẹn cường đại gấp 3. La Quân không khỏi đại hỷ. Hắn có thể cảm giác được linh hồn lốc xoáy đối với pháp thuật cao thủ lực sát thương. Ta muốn là sẽ dẫn vào đầy đủ lôi từ cùng lôi lực, tương lai linh hồn lốc xoáy sẽ trở thành ta đặt chân vũ trụ, bá tuyệt thiên hạ tư bản. Linh hồn này lốc xoáy, hội siêu Việt 3.000 đại đạo. Là quân lòng sinh ra dạng này hào tình tráng trí tới. Sau đó, là quân lại đem bảo bối có thể bồ tát linh hồn đan hoàn đầu nhập đi vào. Linh hồn hắn lốc xoáy tiếp tục lớn mạnh. Tốt, rất tốt, là quân nhìn lấy linh hồn lốc xoáy càng phát ra cường hãn, hắn biết mình chuyến này cổ thế giới chuyến đi, thu hoạch quả nhiên là phong phú tới cực điểm đồng thời, là quân tay còn có một khỏa tử điện thần mãng linh hồn đan hoàn. Viên này đan hoàn không giống với hắn linh hồn lực lược, là quân biết không thể coi thường, cho nên tạm thời không dùng. Sau đó, tại cái này cô trong đảo, là quân cùng áo đen tố trinh lại tu hành một tháng thời gian. Là quân đem toàn thân thần thông lần nữa sắp xếp, đối linh hồn lốc xoáy cũng thối luyện đến càng thêm lô hỏa thuần thanh. Mà áo đen tố trinh thì cách lục trọng lôi kiếp tiếp tục còn kém gần một nửa tích xúc. Bất quá mặc kệ như thế nào, đang hấp thu kim cương Bồ Tát cùng bảo bối có thể Bồ Tát tinh nguyên về sau, áo đen tố trinh đã có thể một mình thôi động bất hủ thiên lôi một lần, đồng thời còn có thể phát động đại hỗn độn lôi kiếm ba lần. Nàng đã cường hãn đến thật không thể tin. Mà la quân tại cái này Nam Tống đã vượt qua 10 tháng, hắn chỉ còn lại có hai tháng. La quân cũng một mực không cùng áo đen tố trinh lấy chuyện này, bởi vì lấy cũng vô dụng chẳng lẽ còn có thể thúc giục áo đen tố trinh chảy xuống máu và nước mắt hay sao? Như vậy tu luyện, ta cũng không có thể đột phá. Áo đen tố trinh nói ra, chúng ta vẫn là phải đi ra ngoài một bận. Phật giới người không biết từ bỏ ý đồ, ta phải thừa dịp lấy người còn ở nơi này, đem chính mình mau chóng tăng lên tới lục trọng lôi kiếp. Như thế về sau, chờ người đi, ta mới có đối kháng Phật giới năng lực. Bằng không, nói cái gì trấn áp diệu thiện 400 năm, cái kia sẽ trở thành một chuyện cười là quân nào nào hắn bỗng nhiên mới nghĩ thông suốt chuyện này nguyên lai like, áo đen tố trinh cũng cần theo dựa vào chính mình nàng cũng là tại giành giật từng giây có thể nói áo đen tố trinh lần này lần nữa quật khởi thậm chí trong thời gian ngắn siêu việt trước kia nàng tại cái này chính mình là lên tính tuyệt đối tác dụng giống hết thảy đều là mệnh số một dạng nếu như la quân không có trùng hợp như vậy cầm giữ có nhiều như thế thuần âm đan như vậy không có khả năng tạo áo đen tố trinh tu luyện được nhanh như vậy. Nếu như không có La Quân linh tu chi thuật, càng không thể có áo đen tố trinh đếm lần thành công độ lui kiếp dấu vết. Nếu không có La Quân, có lẽ áo đen tố trinh tại một lần lui kiếp thời điểm trực tiếp chết. Cho nên, lúc này, áo đen tố trinh còn muốn tiếp tục điên cuồng trưởng thành. Bởi vì nàng địch nhân thật sự là quá cường đại, đó là Phật giới. Long quả số lượng trong một tháng này cũng đã tiêu hao sạch sẽ áo đen tố trinh đề nghị lại đi Lâm An Thành. La Quân cũng không có ý kiến gì. Đây là nhất định phải làm sự tình, mỗi ngày áo đen tố trinh đối long quả tiêu hao, đó là lượng lớn. Áo đen tố trinh là một cái dấu vết, nhưng cái này dấu vết đế tạo giả là La Quân. Tại ba nghìn thế giới bên trong, không có môn phái kia có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi áo đen tố trinh dạng này siêu cấp tiêu hao phẩm. Một ngày muốn thôn vệ mấy triệu thần đan, xem như viễn cổ đại phái, vậy cũng muốn trong nháy mắt bị hắc áo tố trinh tiêu hao sạch sẽ lại là ban đêm minh nguyệt y nguyên trong sáng áo đen tố trinh trưởng khống la quân thân thể sau đó đại na di thuật triển khai cấp tốc hướng lâm an phủ mà đi chỉ là lần này còn chưa rời đi biển cũng đã lọt vào tập kích áo đen tố trinh lần này chuyển rời sau khi đi ra phát hiện đồng thời chưa rời đi biển nàng gặp phải phiền phức mà sự thật Phật giới đại năng tại Kim Cương Bồ Tát cùng bảo bối có thể Bồ Tát sau khi chết, đã cao độ coi trọng lên áo đen tố trinh tới. Bọn họ một mực tại tìm kiếm áo đen tố trinh, bắt đầu từ quan thế âm Bồ Tát thân thể tìm kiếm dấu vết để lại. Chỉ là một mực tại cái này mặt biển, lại là thủy trung tìm không được áo đen tố trinh hạ lạc. Mà lúc này, áo đen tố trinh vừa thi triển đại na di thuật đi ra, Phật giới đại năng đã tìm kiếm đến. Lần này, đến Phật giới đại năng là chân chính Phật giới chi, lấy chiến đấu lực nổi tiếng đại uy thiết long bồ tát đại uy thiết long bồ tát tụ hợp còn lại bảo an bồ tát bảo căn bồ tát còn có thiên la bồ tát tại phật giới bên trong lấy phật tổ vi tôn phật tổ về sau liền có di lặc phật quá khứ phật chờ một chút tuy là phật lại chống đỡ không được phật tổ phật đà về sau chính là bồ tát bồ tát về sau lại là la hán phật giáo chủ yếu là lấy tu hành làm chủ nhưng rất nhiều tu hành lại đều không sở trường sát phạt. Phật giáo từ trước đến nay lấy giáo hóa thế nhân, lòng dạ từ bi xuất hiện tại chúng sinh trước mặt. Bọn họ dạy người bỏ xuống đổ đao, đến đại an ninh. Cho nên, tại Phật giới bên trong, rất nhiều Phật đà, Bồ Tát, cũng không phải là có thể hàng ma nằm yêu. Bọn họ tuy có thâm hậu pháp lực, lại sẽ chỉ độ nhân, sẽ không giết người. Mà lấy quan thế âm cầm đầu một đám Bồ Tát, thì là lại hội độ nhân, lại có hàng ma nằm yêu thủ đoạn một lần phật giới đối phó áo đen tố trinh đã là cực độ coi trọng cho nên mới sẽ phái ra kim cương bồ tát bọn người chỉ là không nghĩ tới áo đen tố trinh thủ đoạn lợi hại đến mức ra sau cùng dẫn đến thất bại trong gang tắc tổn thất nặng nề mà lần này phật giới lần nữa có chuẩn bị mà đến liền đại uy thiết long bồ tát cái này pho tượng chiến thần cũng mời đi theo đại uy thiết long bồ tát pháp lực chưa hẳn quan thế âm bồ tát thâm hậu nhưng hắn thủ đoạn giết người lại là tại quan thế âm Bồ Tát chi. Lần này, Đại uy Thiết Long Bồ Tát các loại người ngưu hại chuẩn xác. Chuẩn bị thừa dịp áo đen tố trinh thi triển đại na di thuật đồng thời, liền đem Phật giới chi cửa mở ra, để áo đen tố trinh trực tiếp rơi vào đến Phật giới bên trong đi. Chỉ cần đến Phật giới, liền có thể đến cái đóng cửa đánh chó. Chỉ là rất nhanh, Đại uy Thiết Long Bồ Tát phát hiện sự tình không ổn. Nguyên bản thiết kế tốt, có thể đang chuẩn bị đem áo đen tố trinh kéo vào Phật giới chi môn lúc, cái kia Phật giới chi môn sinh ra mãnh liệt bài xích. Tình huống này, cực hiếm thấy. Sau đó tại cái này một cái chớp mắt, áo đen tố trinh cũng phát giác được không ổn. Áo đen tố trinh là bám vào la quân thân thể, cho nên la quân là rất khó tiến vào Phật giới. Đây cũng là vì cái gì áo đen tố trinh không có tiến Phật giới duyên cớ. Lúc này, áo đen tố trinh sắc mặt phát lạnh, nàng tại hư không chi tiện gặp cái này bốn tôn bồ tát muốn chết áo đen tố trinh lệ quát một tiếng song phương không nói nhảm nữa lập tức khai chiến cái kia đại uy thiết long bồ tát cấp tốc trượt quát một tiếng nói bố trận chúng bồ tát lần này đồng loạt ra tay không lại cho áo đen tố trinh phản ứng cơ hội chúng bồ tát đồng loạt ra tay lập tức bố thành một cái đại trận đại trận này tên là thế giới cực lạc tại cái này thế giới cực lạc chi Phật nhạc từng trận, đầy trời kim quang. Có rượu cây lạ, có bát bảo công đức trì, có vô cùng gót sen, đồng thời có dị hương từng trận. Thế giới này, kéo dài hơn trăm dặm, bên trong thiên địa, tất cả đều là an vui. Tại dạng này địa phương, khiến người ta kìm lòng không được muốn ngủ, muốn muốn vĩnh viễn tắm rửa tại dạng này cực nhạc chi. Từ xưa có Tây phương cực lạc thế giới nói chuyện. Mà Phật giáo chi, cái này thế giới cực lạc chính là vô cùng lợi hại trận Pháp. Thế giới cực lạc vừa đến, chính là tiên khí, đại thần thông giả cũng khó có thể siêu thoát ra ngoài. Càng nguy hiểm hơn là, thế giới cực lạc chi Phật nhạc ẩn chứa cực ảo diệu hàm nghĩa cùng ảo ý. Tại loại này Phật nhạc tắm rửa phía dưới, hết thảy lòng sát phạt, còn có rất nhiều đạo lý đều không thể ngưng tụ. Giống như là tại Phật đà biện luận phía dưới, hết thảy giải thích đều trở nên trắng xám không, khiến người ta có khổ không thể tố, chỉ có thể tiếp nhận Phật đà ma đỉnh chúc phúc đây là tan giã thế gian hết thảy hung hãn pháp tác lợi khí. Thân ở thế giới cực lạc chi, lại há có thể lòng sinh giết hại đâu. Là quân lập tức cảm giác được lòng yên bình, an lành. Hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực đến đỡ kháng dạng này thế giới cực lạc. Hắn đồng thời còn cảm thấy mình trước kia chỗ tạo giết hại, quả nhiên là nghiệp chướng nặng nề. Càng cảm thấy chính mình thế mà đối phụ thân, huynh đệ sinh ra lòng sát phạt, thật sự là tội ác tay trời cái này một cái chớp mắt la quân không khỏi lệ rơi đầy mặt sai ta sai la quân trong lòng hò hét hảo lợi hại thế giới cực lạc ngay vào lúc này áo đen tố trinh lạnh hừ một tiếng nàng tâm tình lập tức chúa tể la quân thân thể nàng hừ lạnh một tiếng lập tức như thể hồ quán đính một dạng đem la quân theo tự trách tâm tình phóng xuất ra la quân bỗng cảm giác khủng bố hắn lại nhìn thế giới cực lạc lại nghĩ tới vừa mới chính mình tâm cảnh cái này thế giới cực lạc, ta đại lôi âm phổ độ pháp còn lợi hại hơn nhiều. Lấy ta giờ này ngày này tu vi, thế mà liền một giây phản kháng tâm tư đều không có sinh ra qua. Là quân nhịn không được trong lòng cùng áo đen tố trinh nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, đó là đương nhiên, đại lôi âm phổ độ pháp bất quá là theo Phật giới lưu truyền ra đi thuật pháp, mà thế giới cực lạc chính là Phật giới chi công pháp trí cao. Vẫn là từ bốn vị Bồ Tát cùng một chỗ thi triển đi ra, uy lực lại há có thể giống nhau mà nói. Làm sao bây giờ? La quân hỏi. Áo đen tố trinh nói ra, nhìn ta. Nàng cấp tốc tế ra côn lôn kính. Lúc này, áo đen tố trinh đương nhiên sẽ không thi triển bất hủ thiên lôi cùng đại hỗn độn lôi kiếm. Chiếc này nhận đều giống như là đấu địa chủ bên trong nổ vương cùng hắn đại tạc đạn. Tại không có làm rõ ràng phía dưới mặt bài lúc, quả quyết không thể tùy tiện loạn nổ. Vạn nhất nổ còn về sau, đối phương còn có thật nhiều bom, lúc đó chết không táng sinh chi địa áo đen tố trinh trước dùng côn lôn kính đem một phương tiểu thế giới bao phủ để cho mình đặt mình vào tại côn lôn kính trong thế giới cái kia côn lôn kính bị tế ở trên không côn lôn kính chiếu xuống rất nhiều tiểu thế giới lật lăn ra đến chỉ là rất nhanh áo đen tố trinh phát hiện không ổn côn lôn kính chiếu bắn ra tiểu thế giới căn bản không phải thế giới cực lạc đối thủ cái kia thế giới cực lạc cấp tốc đem rất nhiều tiểu thế giới khuyến đại thành thế giới cực lạc lúc này tình huống là trừ phi trốn đến côn lôn kính bên trong nhưng người một khi đi vào côn lôn kính hội bạo lộ ở bên ngoài như vậy địch nhân có thể trực tiếp luyện hóa côn lôn kính áo đen tố trinh ánh mắt phát lạnh nàng lúc này đồng thời không nói lời nào mà chính là kiên nhẫn quan sát bốn phía thế giới cực lạc ở cái này thế giới cực lạc bên trong áo đen tố trinh cảm nhận được cường đại khắc chế chi lực đại na di thuật là quả quyết chuyển rời không ra thế giới cực lạc các loại pháp tắc, lực lượng, toàn bộ bị chết khắc chế. Không khách khí nói, không trung cảnh phía dưới cao thủ xa vào đến loại này thế giới cực lạc bên trong, trực tiếp không có chút nào sức chống cự. Như La Quân như vậy, hội cảm thấy mình mọi loại tội ác, hận không thể vừa chết lấy tạ thiên hạ. Hận không thể lập tức vùi đầu vào Phật đạo ôm ấp chi. Thế giới cực lạc tuy nhiên lợi hại, nhưng lại mê hoặc không đến áo đen tố trinh tâm trí. Nàng tâm như bàn thạch, sừng sững bất động áo đen tố trinh liếc nhìn bốn phía nàng tiếp lấy vận chuyển côn lôn kính côn lôn kính có tuần tra xem xét chu thiên thế giới bản sự nhất thời kính mũi nhọn bắn phá mà ra phân biệt thế giới cực lạc chân thực cùng hư huyễn rất nhanh áo đen tố trinh rõ ràng thế giới cực lạc cái này thế giới cực lạc mặc dù là pháp lực biến ảo nhưng cũng lại là thuộc về chân thực tuyệt không phải hư huyễn pháp lực là hư huyễn cũng là thực chất áo đen tố trinh thầm nghĩ thế mà đến nước này chính là côn lôn kính cũng tìm không ra sơ hở thật chẳng lẽ muốn ta vận dụng bất hủ thiên lôi hoặc là côn lôn thần mang đến oanh phá cái này thế giới cực lạc áo đen tố trinh không nhìn thấy thế giới cực lạc giới hạn cũng không biết xuất trận chi pháp nàng cũng không có nắm chắc có thể một chút đem thế giới cực lạc đánh thành phấn vụn liền cũng tại lúc này đại uy thiết long bồ tát xuất thủ cái kia đại uy thiết long bồ tát cũng không xuất hiện tại hư không chi nắn pháp quyết bạch tố trinh nghĩ không ra ngươi thế mà cũng sẽ ta Phật giới đại lôi âm phổ độ Pháp. Tại ngươi thiên lôi chi trong thành, độ hóa nhiều như thế cao thủ. Cũng được, bổn tọa liền vận chuyển Phật Pháp, dạy bọn họ hoàn tục. Đại uy thiết long Bồ Tát liên tục thi Pháp, vô cùng Phật nhạc hóa thành vô số trải qua. Những thứ này trải qua lít nha lít nhít, đều là màu đen chữ nhỏ, sau cùng giống như cự long, hội tụ cùng một chỗ, trực tiếp tiến vào thiên lôi chi trong thành. Đáng giận, áo đen tố trinh kinh hãi bất hủ thiên lôi, áo đen tố trinh lập tức vận chuyển pháp lực, khiến các cao thủ thi triển bất hủ thiên lôi đi ra. Cái này kéo dài thêm, nếu để cho các cao thủ toàn bộ hoàn tục. Một khi bọn họ tại thiên lôi chi trong thành đại náo lên, cái kia đối với áo đen tố trinh tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu A. À. Cho nên, áo đen tố trinh cấp tốc muốn đem bất hủ thiên lôi phóng xuất ra. Có điều nàng trung quy là chậm một bước, những cái kia trải qua thế mà không nhận thiên lôi hình ảnh áo đen tố trinh pháp lực cũng có lỗi với mảy may tác dụng. Những thứ này trải qua mắt thấy một đường thông suốt tiến vào thiên lôi chi thành khu vực trung tâm. Nếu là những thứ này trải qua rơi vào đến các cao thủ thân thể, như vậy những cao thủ này chỉ sợ lập tức sẽ trả tục. Linh hồn lốc xoáy, thời khắc mấu chốt, là quân lại là linh cơ nhất động. Hắn cấp tốc đem linh hồn bổn nguyên loại đạn bắn đi ra. Trong nháy mắt, linh hồn lốc xoáy hình thành. ầm ầm một chút, rất nhiều trải qua trực tiếp bị linh hồn lốc xoáy hút vào đi vào, trong một chớp mắt, liền đem trải qua toàn bộ vỡ nát. Cái kia các cao thủ căn bản chưa từng tiếp xúc đến trải qua, cho nên cũng không thể nào hoàn tục. Sau đó tại thời khắc này, toàn bộ nghe theo áo đen tố trinh hiệu lệnh, cùng một chỗ phát động bất hủ thiên lôi. Áo đen tố trinh đem sau cùng một triệu long quả cũng rót vào hạch tâm bàn quay chi. Linh hồn lốc xoáy tại cái này một cái trước mắt, thế mà có hiệu quả áo đen tố trinh vừa mừng vừa sợ la quân người thật sự là ta cứu tinh áo đen tố trinh cười lớn một tiếng la quân cấp tốc thu linh hồn lốc xoáy cái kia bất hủ thiên lôi đã như tàu con thoi động cơ đã xúc thế tới cực điểm đón lấy một tiếng ầm vang bất hủ thiên lôi bắn ra đi hỏng bét trời à chư bồ tát lập tức phát hiện bất hủ thiên lôi lợi hại đạo này bất hủ thiên lôi không nhận bất luận cái gì ngoại giới vật chất quy tắc pháp tắc hình ảnh. Bởi vì vì tất cả năng lượng đều là đến từ các cao thủ nội bộ pháp lực, cùng thuần dương đan thuốc, còn có thiên lôi chi thành bản thân quy tắc. Bất hủ, thiên lôi. Ầm ầm. Thế giới cực lạc lúc này trong nháy mắt bị bất hủ thiên lôi oanh ra một cái to lớn lỗ hổng tới. Cái này một cái chớp mắt, áo đen tố trinh cấp tốc thi triển đại na di thuật, mang theo thiên lôi chi thành trực tiếp rời đi thế giới cực lạc. Đáng giận, Đại Uy Thiết Long Bồ Tát tức giận lệ hống một tiếng, cả người trong nháy mắt theo lấp lóe. Ngăn cản tại áo đen tố trinh trước mặt. Đại Hòa Thượng, người cũng phải chết, áo đen tố trinh mắt lóe qua lệ quang. Đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen tố trinh trực tiếp tế ra nàng hung ác vô song đại hỗn độn lôi kiếm. Đại Uy Thiết Long Bồ Tát kinh hãi giật mình, cái kia bất hủ thiên lôi vốn là đã đầy đủ để hắn kinh ngạc. Mà trước mắt đại hỗn độn lôi kiếm, lại là càng thêm hung hãn nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì vì sao lại có hung hãn như vậy bản sự bất quá đại uy thiết long bồ tát trung quy là phật giới cự bá như thế nào kẻ vớ vẩn nguy cơ chi đại uy thiết long bồ tát tia chấp lui lại tiếp lấy giống giận phật môn bắt âm mang ra đoán chữ vừa đến thế giới chi một cái đến từ cổ đoán chữ hình thành vô cùng tê liệt lực lượng đem đại hỗn độn lôi kiếm bao trùm liền cuồng mãnh xé rách lên oanh Đại hỗn độn lôi kiếm tại lóe lên ở giữa, liền đem cái kia đoán chữ chấn thành phấn vụn. Phong, chữ thứ hai theo đại uy thiết long bồ tát miệng bên trong toát ra tới. Một cái to lớn phong tự xuất hiện, hình thành ngàn đầu, vạn cái sợi tơ, cấp tốc đem đại hỗn độn lôi kiếm chết bao lấy. Oanh, đại hỗn độn lôi kiếm cấp tốc đem tất cả sợi tơ chấn thành phấn vụn. Đại uy thiết long bồ tát không nhúc nhích, chấn định không, giống như là phổ thiên thế giới, chỉ có hắn một người mà thôi diệt một cỗ diệt thế hung sát chi lực buông xuống hóa thành nghìn đạo vạn đạo rất lực đánh giết tại đại hỗn độn lôi kiếm mặt oanh đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp đem diệt thế rất lực toàn bộ tan giã giết đại huy thiết long bồ tát lại nôn một chữ sát khí hải dương cấp tốc hình thành sau cùng bao phủ thành một cỗ ngập trời long quyển phong liền đem đại hỗn độn lôi kiếm cuốn vào bên trong oanh đại hỗn độn lôi kiếm cấp tốc đem long quyển phong cũng chấn thành cho tàn lục đại huy thiết long bồ tát lại nôn một chữ lục chữ vừa đến vô cùng lục kiếm thần mũi nhọn chém giết tới đại hỗn độn lôi kiếm y nguyên cuồng mãnh vô cùng liền đem lục kiếm thần mũi nhọn toàn bộ chém chết chết đại huy thiết long bồ tát phun ra cái thứ bảy chữ hơi thở bên trong thiên địa bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh phân khởi mây tuôn ra mây cuốn mây bay cái kia hơi thở chữ đột nhiên đem đại hỗn độn lôi kiếm tất cả lực lượng cho tan giã. Hơi thở binh, đại hỗn độn lôi kiếm liền như vậy, bị đại uy thiết long bồ tát hóa giải. Lúc này, đại uy thiết long bồ tát cũng rốt cục nhỏ khẽ thở vào một cái. Hắn trơn bóng cái chán, trong một chớp mắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Đón thêm một kiếm, đại hỗn độn lôi kiếm. Không nghĩ tới lúc này, áo đen tố trinh hung uy không giảm, đột nhiên lần nữa chém ra đại hỗn độn lôi kiếm bên trong thiên địa, liền sát cơ tuôn ra, tựa hồ toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại có một kiếm này. Lúc này, còn lại ba vị Bồ Tát cũng đuổi tới. Áo đen tố trinh lập tức lấy côn lôn kính bố ở chung quanh, để bọn hắn tạm thời không cách nào công sát tiến đến. Đại hỗn độn lôi kiếm. Oanh! Đại uy thiết long Bồ Tát ngăn trở đệ nhất kiếm, không nghĩ tới áo đen tố trinh sẽ trực tiếp tế ra kiếm thứ hai tới. Lúc này, hắn là vạn vạn ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt, đại hỗn độn lôi kiếm trực tiếp đem đại uy thiết long bồ tát chém thành hai khúc đại Huy thiết long bồ tát liền rên thảm đều không hừ ra đến liền này thân tử đạo tiêu tinh thần hắn nguyên khí thẳng mút trời áo đen tố trinh cấp tốc lấy đại phong ấn thuật đem hắn toàn bộ tinh thần nguyên khí còn có mảnh vụn linh hồn phong ấn chặt đồng thời cái kia côn lôn kính đem còn lại ba vị bồ tát phây khốn nhưng là lập tức cái kia ba vị bồ tát muốn phá kính mà ra áo đen tố trinh không còn dám đi thu hồi côn lôn kính một khi thu hồi côn lôn kính nàng không có cơ hội lại đào tẩu đi lúc này áo đen tố trinh đã nguyên khí tổn hao nhiều lại kéo dài thêm nhất định là một con đường chết nàng âm dương pháp lực cũng không phải đến cao vô địch tại nguyên khí bị hao tổn địch nhân quá mạnh tình huống dưới cái kia cũng căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì tính áo đen tố trinh cấp tốc thi triển đại na di thuật trở lại đảo hoang đồng thời đem âm dương kết giới bố trí xong. Toàn bộ quá trình, tại trong chớp mắt, quả thực là một mạch mà thành. Cái kia bảo an Bồ Tát, bảo căn Bồ Tát, còn có thiên la Bồ Tát chỉ là bị côn lôn kính vây khốn trong nháy mắt, sau đó theo côn lôn kính tất cả trốn đi ra. Côn lôn kính tuy nhiên lợi hại, nhưng áo đen tố trinh không có dư thừa pháp lực thao túng, cho nên côn lôn kính cũng khốn không được những người này. Bảo an Bồ Tát bọn người sau khi đi ra, liền nhìn đến Đại Uy Thiết Long Bồ Tát chết tại Đại Hỗn Độn lôi kiếm phía dưới. Muốn truy sát áo đen Tố Trinh lúc, bên trong thiên địa mất đi áo đen Tố Trinh tung tích. Bảo An Bồ Tát một phát bắt được côn luôn kính, thu nhập túi. Ba người bọn họ mắt thấy Đại Uy Thiết Long Bồ Tát cái này pho tượng chiến thần cấp bậc Bồ Tát cũng trong nháy mắt bị hắc áo Tố Trinh giết chết, bọn họ không khỏi tâm đại hận. Đi, Bảo An Bồ Tát các loại người biết tình thế đã nghiêm trọng đến không thể không đi kinh động thế tôn cấp độ bọn họ lập tức quay người trở về phật giới tại đảo hoang bên trong là quân cùng áo đen tố trinh sau khi rơi xuống đất là quân bắt đầu luyện hóa đại uy thiết long bồ tát mảnh vụn linh hồn áo đen tố trinh thôn vệ đại uy thiết long bồ tát tinh nguyên đan hoàn không thể không nói phật giới hai lần xuất thủ lại là cho áo đen tố trinh cung cấp rất lớn năng lượng viện trợ linh hồn bổn nguyên lần nữa hấp thu đại uy thiết long bồ tát mảnh vụn linh hồn cái này linh hồn bổn nguyên cường đại đến một loại nghịch thiên trình độ mà áo đen tố trinh bên này, cũng rất mau đem đại uy thiết long bồ tát tinh nguyên đan hoàn hấp thu song song. Nàng thân thể năng lượng ở vào một loại cuồng bạo trạng thái. Lấy hiện tại, năng lực ta, có thể một mình đem bất hủ thiên lôi một lần phát động, đồng thời còn có thể phát ra ba lần đại hỗn độn lôi kiếm. Áo đen tố trinh nói ra. Là quân nói ra, chúc mừng. Người có vẻ giống như không phải rất vui vẻ. Áo đen tố trinh bỗng nhiên nói ra. Là quân nói ra, chỉ sợ, thế tôn muốn xuất thủ người thật có thể đối kháng đến thế tôn sao áo đen tố trinh nao nao nàng theo rồi nói ra ngươi là đang lo lắng ta la quân nói ra đương nhiên áo đen tố trinh nói ra ta hiện tại tuy nhiên tự tin rất đủ nhưng cũng biết ta không phải thế tôn đối thủ la quân nói ra vậy ngươi có tính toán gì áo đen tố trinh nói ra thực ta sớm đoán được cái kia thế tôn khẳng định là đang bế quan tham mộ thiên đạo không phải vậy hắn sẽ để cho hắn những đệ tử này đi tìm cái chết chiếc này lần xuất thủ đều là các đệ tử muốn đem cái này sự tình làm thỏa đáng chỉ là thông qua chiếc này lần về sau bọn họ nhất định sẽ đi kinh động thế tôn nàng đón đến tiếp tục nói lấy thế tôn bản sự cho dù là chúng ta trốn ở cái này âm dương trong kết giới vậy cũng không có khả năng giấu giếm được hắn la quân giật mình áo đen tố trinh nói ra ta hiện tại chỉ có hai đầu đường có thể đi cái kia hai con đường La Quân liền vội hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, con đường thứ nhất, giao ra diệu thiện, tự động đầu hàng, cũng có thể miễn cưỡng đổi được một con đường sống. Bất quá, con đường này, ta vĩnh viễn không biết đi. La Quân nói ra, đây không phải nói nhảm sao. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói ra, thứ hai con đường, thực cũng là duy nhất đường. Ta muốn đi độ lục trọng lôi kiếp. Người thích xúc đầy đủ, La Quân lập tức hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, còn chưa đủ còn kém một chút vậy ngươi la quân nói ra áo đen tố trinh nói ra có thể ta chỉ có thể mạo hiểm thử một lần nếu như ta vượt qua có cùng thế tôn chống lại năng lực la quân hít sâu một hơi nói ra ta ở chỗ này chỉ có hai tháng ngươi muốn thử vậy được đi lần này ta một người đi áo đen tố trinh nói ra không dùng ngươi cùng ta cùng một chỗ như vậy sao được la quân lập tức phản đối nói ra vốn là không có nắm chắc không có ta ngươi không nguy hiểm hơn áo đen tố trinh nói ra chính là bởi vì không có nắm chắc ta không thể để cho ngươi lại đi cửa tử nhất sinh la quân nói ra nếu như ngươi chết ta máu và nước mắt càng không khả năng không cứu sống linh nhi ta và ngươi cùng chết tại trong lôi kiếp ngược lại là một trăm áo đen tố trinh thân thể chấn động nàng nhìn nhiều la quân liếc một chút sau đó liền không phản đối nữa nói ra vậy được rồi Nàng ánh mắt chi có thần sắc phức tạp, nhưng giờ khắc này, La Quân cũng đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. La Quân cũng lười suy nghĩ. Bây giờ sự tình đi đến một bước này, đã là không có chút nào quay về chỗ trống. Như vậy, chỉ có một con đường đi đến đen. Nói là một chút, đón lấy, áo đen tố trình chiếm cứ La Quân thân thể, sau đó xông ra đảo hoang. Lần này rời đi đảo hoang, vẫn chưa trực tiếp thi triển đại na di thuật mà chính là bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Để áo đen Tố Trinh hơi hơi ngoài ý muốn là, nàng cũng không có cảm nhận được Phật giới người đang nhìn trộm. Thế mà không có hành động, thật sự là ngoài ý muốn. Áo đen Tố Trinh cũng không nghĩ nhiều, lập tức ở trong bốn biển tìm. Có đại na di thuật tại, bên trong thiên địa, nơi đó là đi không được. Cái này bên trong thiên địa, cũng chỉ có lôi điện tầng tồn tại. Tại sau 10 phút, áo đen Tố Trinh rốt cuộc tìm được lôi điện tầng đó còn là tại một vùng biển hư không. Tại địa phương khác vùng biển vẫn là một mảnh yên tĩnh, mà vùng biển này lại là nhấc lên biển động. Phong cuồng vũ gấp, lôi điện đan sen, bên trong thiên địa, u ám giống như là mạt nhật thiên tai. Đây mới thực là thiên địa lực lượng. Áo đen tố trinh sông vào tầng thứ sáu lôi điện chi. ầm ầm vô cùng lôi điện tưới tiêu, điên cuồng rửa sạch la quân thân thể, cũng tại gột rửa lấy áo đen tố trinh nguyên thần. Đem những cái kia tạp chất, độc tố, nhân quả, toàn bộ thối luyện đến sạch sẽ. Lôi đình tưới tiêu, gột rửa nguyên thần. Đây là không chi thần thông, nhưng tương tự cũng hung hiểm không. Áo đen tố trinh tiếp nhận dạng này gột rửa, liền giống như thường nhân gân cốt bị từng khúc vò nát, lại cấp tốc phục hồi như cũ, tiếp lấy lại vò nát, đây không phải là người thống khổ, không phải người nung nấu. Chỉ cần một cái sơ sẩy, lập tức biến thành cho bụi. Cũng may mắn có âm dương pháp lực vận chuyển, mỗi lần tại nàng sắp chống đỡ không nổi lúc, âm dương pháp lực liền có thể tỏa ra sinh cơ đến, cho áo đen tố trinh cung cấp sống sót dũng khí. Là quân cũng tương tự tại tiếp nhận loại này không phải người tra tấn, hắn biết, hắn không thể buông lòng. Hắn chết đều muốn kiên trì, không phải vậy lời nói, hết thảy đều là vạn kiếp bất phục. Tại thống khổ như vậy chi, là quân phảng phất là trở lại một năm kia, tu la đại đế hoang thần vương tiến phạm, hắn vì bảo vệ linh nhi, sau cùng tươi sống bị tôn này hoang thần vương đánh gân cốt vỡ vụn thế nhưng là chỉ cần có một tia linh trí vẫn còn tồn tại hắn phải không ngừng chiến chiến đến chết vì chỗ người yêu chỉ cần có một chút hy vọng không thể buông tha trừ phi là chết hắn hiện tại không chỉ là là đen áo tố trinh cũng là vì linh nhi oanh tại vô tận tra tấn sau đó áo đen tố trinh rốt cục hoàn mỹ vượt qua tầng thứ sáu lôi kiếp Áo đen tố trinh cấp tốc mang theo La Quân thoát ly lôi điện tầng. Lần này, nàng chưa có trở về đảo hoang, mà là đi Lâm An thành. Lâm An thành có tổ long chi khí che chở, ngược lại là an toàn nhất chỗ. Đi Lâm An thành một đường thuận lợi, đến hoàng cung về sau, hai người đều uể oải trên mặt đất. Bọn họ nguyên khí hao tổn, thật sự là quá mức nghiêm trọng. Vì bí ẩn, hai người trước trốn vào phòng bị tu di chi nghỉ ngơi trình một chút ba ngày ba đêm tĩnh tu là quân cùng áo đen tố trinh mới có nói khí lực áo đen tố trinh thật sâu minh bạch lần này độ kiếp chi nguy hiểm cùng thống khổ cũng minh bạch la quân vì giúp nàng cũng chịu đựng đồng dạng thống khổ bất quá tuy nhiên như thế áo đen tố trinh cũng không nói thêm gì đến đón lấy thời gian chính là la quân liều mạng hấp thu long quả sau đó trợ giúp hai người khôi phục bị hao tổn nguyên khí lại ba ngày sau đó mỗi người nguyên khí khôi phục lại điểm cao nhất Lúc này, áo đen tố trinh đi thiên lôi chi thành hạch tâm bàn quay bên trong gặp một lần quan âm đại sĩ. Quan âm đại sĩ tại tính tòa tu luyện, cứ việc nàng kinh mạch toàn thân bị phong, pháp lực bị phong, nhưng nàng y nguyên có thể thiền tu. Tu thiền không tu pháp, có thể trong lòng yên tĩnh, có thể cảm thụ Phật Pháp chi thật lớn. Áo đen tố trinh nhàn nhạt lạnh lùng xuất hiện tại quan âm đại sĩ trước mặt. Nàng tiến đến là một thân một mình, là quần cũng vô pháp cùng theo vào, càng sẽ không biết bên trong nói chuyện với nhau là cái gì nội dung. Quan âm đại sĩ từ từ mở mắt, nàng bình tĩnh nhìn về phía áo đen tố trinh. Nhiều ngày như vậy giam giữ, quan âm đại sĩ vô hận, không đau nhức, không oán không tăng. Nàng vốn là người tu hành, đối với nàng tới nói, bất quá là đổi chỗ khác tu hành mà thôi. Ngươi đến, quan âm đại sĩ từ tốn nói. Áo đen tố trinh nói ra, phạm sai lầm, là cần muốn trả giá đắt. Quan Âm Đại Sĩ nói ra, người muốn nói cái gì? Áo Đen Tố Trinh nói ra, ta lần thứ nhất bị ngươi chấn áp, là ta không ngờ rằng ngươi sẽ ra tay, không ngờ rằng người hội không hỏi phải trái đúng sai, đem ta chấn áp, người chỉ thấy ta sát phạt, cũng không có đi nhìn đến giao chỉ cung kiêu căng ương ngạnh còn có đối thanh thành cung lăng nhục ức. Có lẽ là bởi vì các nàng còn không có muốn tiêu diệt thanh thành cung, cho nên người cảm thấy không cần xuất thủ, mà người cảm thấy muốn xuất thủ là bởi vì ta một lòng muốn tiêu diệt giao trì cung. Áo đen tố trinh nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Quan âm đại sĩ nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, ta vì ta sai lầm trả giá đắt, hơn 200 năm trấn áp cùng thuyết giáo. Ngươi bước ta khuất phục, về sau, vì ngươi để ngươi biết, ta không có khuất phục. Cho nên ta dự định chết trong tay ngươi, ta muốn để ngươi biết, ngươi hơn 200 năm thời gian, tất cả đều là cầu thí. Quan âm đại sĩ nói ra, những vật này, chúng ta đã nói qua rất nhiều lần. Ngươi đến cùng muốn nói rõ cái gì? Ta muốn nói với ngươi là đại giới hai chữ, ta phạm sai lầm, ta trả giá đắt, như vậy ngươi phạm sai lầm, ngươi cũng cần trả giá đắt. Cái này đại giới, không chỉ là ngươi ở chỗ này bị ta giam giữ 400 năm, còn phải có người Phật giới máu đến thanh tẩy như thế sai lầm. Áo đen tố trinh nói ra, bây giờ, kim cương Bồ Tát, bảo bối có thể Bồ Tát, còn có đại uy thiết long Bồ Tát, toàn bộ bị ta giết ta hấp thu bọn họ tinh nguyên chi khí, mới có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện đến nước này. Đây là đại giới, là người phạm sai lầm cần thiết trả giá đắt. Quan âm đại sĩ thân thể chấn động, nàng nhìn áo đen tố trinh liếc một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Sau một hồi khá lâu, nàng thuận theo mắt cúi xuống, nói ra, A-di-đà-phật. Áo đen tố trinh nói ra, người đọc A-di-đà-phật cũng vô dụng, tiếp đó, sẽ có càng nhiều máu tươi đến vì ngươi sai lầm trả giá đắt bởi vì phật giới sẽ không như thế tính toán chỉ sợ là các ngươi thế tôn đều muốn đích thân xuất thủ ngươi không phải thế tôn đối thủ quan âm đại sĩ nói ra ngươi là tại đi một con đường không có lối về áo đen tố trinh nói ra vạn sự không có tuyệt đối quan âm đại sĩ nói ra ngươi bây giờ thắng lợi quá nhiều lần ngươi quá tự phụ áo đen tố trinh nói ra ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì mà lại muốn vì này bỏ ra cái giá gì ta rất rõ ràng ta không hối hận, nàng sau đó cười một tiếng, nói ra, là không biết, tại ngươi ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng là như ta cũng như thế, không hối hận. Quan âm đại sĩ nói ra, A-di-đà Phật, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa. Quan âm đại sĩ như thế nào tiểu nhi nữ, sẽ còn tại áo đen tố trinh trước mặt biểu lộ cõi lòng, hoặc là khóc ròng ròng. Đại thần thông giả tâm trí, đều cứng cỏi đến như là bàn thạch. Áo đen tố trinh gặp qua quan âm đại sĩ về sau, liền rời đi thiên lôi chi thành. Nàng và La Quân tụ hợp, nói tiếp, ta hiện tại còn muốn đi làm một việc. Ừm, La Quân nói ra. Đi giao chỉ cung, áo đen tố trinh nói ra. La Quân nói ra, đi giao chỉ cung. Áo đen tố trinh nói ra, làm sao? La Quân nói ra, ngươi là muốn. Có chút ân oán, cũng nên kết. Áo đen tố trinh nói ra. Sau đó, áo đen tố trinh nói ra, chúng ta đi thôi. La Quân gặp áo đen tố trinh tâm ý đã quyết, không nói thêm lời, nhân tiện nói, tốt. Áo đen tố trinh bao lấy La Quân, sau đó thi triển đại na di thuật, cấp tốc tiến về giao chỉ cung. Vân Hải bốc lên, chỉ một lúc sau, liền đến Ngọc Sơn. Đáng giá nói chuyện là, trước đó quan âm đại sĩ lấy đại pháp lực đem tứ hải chi thủy đóng băng, liền tại Ngọc Sơn chi tạo ra nhiều tòa băng sơn. Giờ phút này, những cái kia băng sơn y nguyên đứng vững, lại nguy nga hùng vĩ đây là đạo pháp chi huyền diệu mà cái kia giao trì cung tại ngọc sơn chỗ cao nhất thành lập cung điện kia đắp lên lộng lấy giống như là trời cao cung giao trì cung chiếm cứ giao trì cái kia giao trì lâu dài vân vụ bốc hơi giao trì bên cạnh hoa cây lạ tranh nhau khoe sắc cái này là tuyệt đối phúc địa nhân gian thường có nghe đồn giao trì tây vương mẫu chính là nhân vật thần tiên mà cái này giao trì cung tuy nhiên không phải thật sự ở trên trời nhưng tình cảnh này nhìn cùng cái kia tiên cảnh cũng là không có gì khác biệt áo đen tố trinh tại giao trì cung phía trước đứng nghiêm cái kia nguy nga cung điện xem ra hùng vĩ nhưng lại bình tĩnh không lúc này là muộn minh nguyệt trong sáng địa thế nơi này rất cao xem ra cùng minh nguyệt khoảng cách cũng không xa lý bạch từng có một bài thơ lầu cao cao trăm thước tay có thể hái ngôi sao không dám cao giọng ngữ sợ kinh thiên người cái kia thơ miêu tả tình cảnh Cùng trước mắt giao trì cung ngược lại là giống nhau y hệt. Đây là một cái tình thơ ý họa, tràn ngập yên lặng mới. Bầu trời chi, một đóa mây đen đều không có. Cũng là vào lúc này, thiên lôi chi thành xuất hiện. Bao phủ phương viên trăm dặm thiên lôi dày đặc tại giao trì cung hư không, thiên lôi trong tầng mây, tử lôi nhấp nhô, giống như là ngoại tinh sinh vật buông xuống, lại như là tận thế biểu thị công khai. Dạng này đại động tính, lập tức kinh động giao trì cung chúng tiên tây vương mẫu đi hướng hạo thiên điện thật là thành công mượn nhờ đến hạo thiên trong điện phật châu sau đó đến phật giới phật giới cũng cao độ coi trọng việc này biểu thị sẽ ra tay trừng trị áo đen tố trinh về sau tây vương mẫu trở lại giao trì cung đoạn này thời gian đến nay tây vương mẫu vẫn luôn đang ngẩng đầu trông đợi phật giới tin tức tây vương mẫu nhìn đến bầu trời to lớn thiên lôi chi thành lại trước mắt càng thêm hung ác áo đen tố trinh nàng tránh thức cảm thấy hoảng sợ chẳng lẽ Phật giới người đều không làm gì được nàng. Tây vương mẫu kinh hãi rung động không thôi. Diệu thiện, ra đi, áo đen tố trinh đem quan âm đại sĩ từ thiên lôi chi thành bên trong cầm ra tới. Quan âm đại sĩ khuôn mặt bình tĩnh. Bạch tố trinh, người đến cùng muốn như thế nào? Tây vương mẫu sắc lệ nội cha. Áo đen tố trinh nói ra, Tây vương mẫu, hôm nay người tại, diệu thiện cũng tại. Nên nói, chúng ta phải nói rõ ràng. Ngươi đi thông báo Phật giới người, đừng tưởng rằng ta không đoán ra được. Nhưng là, bọn họ lại có thể làm khó dễ được ta. Nàng đón đến, nói ra, hiện tại, ta hỏi ngươi, năm đó, ta tại sao muốn náo ngươi giao chỉ cung? Có phải hay không là bởi vì ta trộm ngươi tiên thảo? Tiền căn hậu quả, nói rõ ràng, còn có, sư phụ ta huyền nữ, vốn là ngươi muội muội Ngươi thu người đệ tử, cũng gọi huyền nữ, ngươi là có ý gì, còn cần ta nói sao? Năm đó, Ta kế thừa nữ oa nương nương truyền thừa, sự kiện này bị ngươi biết được. Ngươi một mực tại bước bách sư phụ ta, để sư phụ ta đem sơn hà xã tác đồ còn có tinh thần thạch cùng hắn đồ, vật đều cho ngươi. Nhưng ngươi lại không muốn để cho thế nhân biết rõ ngươi là cưỡng đoạt người, cho nên vụng trộm đem sư phụ ta bắt lại. Về sau, ta không biết cụ thể chuyện gì phát sinh. Chỉ biết là sư phụ ta có một ngày đột nhiên trở về, mở miệng liền để cho ta đi, muốn ta đi được càng xa càng tốt ta lặp đi lặp lại hỏi qua sư phụ ta, đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng sư phụ Thủy Trung không nói, ta lại nhìn đến, sư phụ ta thân thể lại có vĩnh viễn không cách nào chữa trị vết thương. Ta vô pháp tưởng tượng, người đến cùng là như thế nào nhục nhã sư phụ ta, như thế nào để sư phụ ta không nói một lời. Ngày đó, ta nghe sư phụ ta, rời đi thanh thành cung. Tại ta huyền công đại thành về sau, ta chuyện thứ nhất là đi đưa người tiên thảo cướp đi. Đây là vì cho sư phụ ta liệu thương chi dụng lại về sau, người dùng tiên thảo mãnh liệt trương, liền cũng tốt, ta đưa người giao chỉ cung nhắc lên cái úp sấp. Cũng để cho người biết, thánh nhân truyền thừa đệ tử, người đến cùng có thể hay không khi nhục. Người đối thanh thành, thành cung nhục nhã đã lâu, những thứ này ta đều có thể nhịn ngươi. Nhưng ngươi sao dám nhục nhã sư phụ ta, bây giờ, sư phụ ta đi xa chân trời, không rõ sống chết. Sư phụ ta cũng là người thân muội muội, Tây Vương Mẫu, người tâm có thể từng có một tia ái náy. Áo đen tố trinh lời nói xoay chuyển, tay lái quan âm đại sĩ, nói ra, diệu thiện, là tại dưới tình huống như vậy, người đem ta bắt, chân áp 200 năm. Người thế mà còn muốn ta hướng thiện, người nói, người đến cùng phải hay không từ bi. Người chưa từng có nói qua sự kiện này, quan âm đại sĩ nhìn về phía áo đen tố trinh, nói ra. Áo đen tố trinh bi vẫn nói ra, sư môn chi nhục, ta tại sao muốn cùng một cái cửu nhân nói. Quan âm đại sĩ thân thể lần nữa chấn động, nàng nhìn về phía tây vương mẫu nói ra thánh mẫu nương nương sự tình thật sự là như vậy sao tây vương mẫu ánh mắt sắc lấp lóe nàng không cần lại nói cái gì quan âm đại sĩ dĩ nhiên minh bạch áo đen tố trinh nói tới câu câu là thật huống chi cho tới hôm nay tình trạng này áo đen tố trinh cũng không có bất kỳ cái gì nói dối tất yếu hôm nay ta sở dĩ ở chỗ này đem những thứ này nói ra là bởi vì hôm nay trừ diệu thiện các ngươi còn lại người toàn bộ đều phải chết. Ta Bạch Tố Trinh nói qua muốn các ngươi giao chỉ cung cả nhà chết sạch, đó chính là ta Bạch Tố Trinh lời thề, hôm nay là toàn bộ các ngươi tử kỳ. Câu nói này sau khi nói xong, áo đen Tố Trinh sát khí đằng đằng. Bạch Tố Trinh, quan âm đại sĩ đột nhiên mở miệng, Bồ Tát sợ bởi vì, chúng sinh sợ quả. Đã bởi vì là bổn tỏa tạo thành, như vậy, cái này quả, bổn tỏa cũng nên tiếp nhận. Ngươi muốn bổn tỏa hướng về thiên hạ người nhận lầm, bổn tọa đáp ứng ngươi là nhưng thánh mẫu chi sai, không phải là toàn bộ giao trì cung sai. Ngày đó bổn tọa ngăn trở ngươi, không phải muốn xoắn suýt tại một người đúng sai. Mà chính là cùng hôm nay, bổn tọa Thủy chung không cho rằng, cả tòa giao trì cung nhân đều đáng chết. Bọn họ đều muốn chôn cùng, áo đen tố trinh cười ha ha một tiếng, nói ra, diệu thiện, người bây giờ mới cúi đầu, trễ. Đây là đại giới, là ngươi phạm sai lầm đại giới. Ta muốn ngươi nhìn tận mắt các nàng, nhìn lấy cái này giao chỉ cung phía dưới thành 10 triệu đệ tử, toàn bộ đều chết tại trước mắt ngươi. Các nàng chỗ lấy chết, là chết tại ngươi từ bi phía dưới. Bạch Tố Trinh, quan âm đại sĩ nói ra, từ bi có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng từ bi không là một loại tội. Chúng ta là có linh chi vật, đứng tại các loại sinh linh đỉnh đầu, chúng ta cần phải có lòng thương hại. Nếu như ngươi cảm thấy không hết hận, bổn tỏa có thể vừa chết tạ tội. Áo đen Tố Trinh cười lên ha hả, Nàng sau đó lại cười âm thanh thu vào, lạnh lùng nói ra, ta bạch tố trinh từ trước đến nay là thủ đoạn độc ác, mạo phạm ta bạch tố trinh người, đều phải chết. Mạo phạm sư phụ ta người, toàn tộc đều phải chết. Hôm nay, giao chỉ cung phía dưới, toàn bộ đều phải chết. Trần Thí Chủ, quan âm đại sĩ ánh mắt đến là quân thân thể. Là quân tâm tình phức tạp tới cực điểm. Quan âm đại sĩ nói ra, Trần Thí Chủ, chỉ có người có thể khuyên động bạch tố trinh. bổn tọa biết được người cũng là có đại từ bi người chẳng lẽ người thật muốn trơ mắt nhìn lấy cái này rất nhiều vô tội sinh linh chết tại tay nàng người nhẫn tâm nhìn lấy nàng hai tay dính đầy vô số máu tươi la quân nhìn về phía áo đen tố trinh ngươi không cần khuyên ta áo đen tố trinh lạnh lùng nói ra la quân nói ra ta không hy vọng tay ngươi dính đầy nhiều như vậy máu tươi riêng là vô tội máu tươi tay ta vô tội máu tươi đã đủ nhiều không quan tâm lại nhiều cái này một số người riêng là bọn họ tuyệt đối tính không được vô tội áo đen tố trinh nói ra nếu như ngươi lại khuyên ta vậy ta ngươi từ đó chính là người dưng la quân thân thể chấn động khóe miệng của hắn đắng chát nói ra ta không nghĩ tới giữa chúng ta tình cảm tại trong lòng ngươi như thế không đáng giá nhắc tới áo đen tố trinh lạnh giọng nói ra tùy ngươi nghĩ ra sao la quân nhìn về phía quan âm đại sĩ hắn sau đó đắng chát nói ra nàng nói hôm nay toàn bộ máu tươi đều là đại sĩ ngài sai lầm. đây là ngài tội nghiệt nhưng sự thật đây là ta tội nghiệt. không có ta không có hôm nay bạch tố trinh cho nên cái này tất cả tội nghiệt đều là ta. audio điện tử võ tấn bền áo đen tố trinh sau đó thôi động thiên lôi chi thành bất hủ thiên lôi lập tức ấp ủ lên tây vương mẫu cuồng hống một tiếng nói hổ cung đại trận một lần. Tây Vương Mẫu bọn người triển khai Hộ Cung Đại Trận, lại bị áo đen Tố Trinh bất hủ thiên lôi phá hủy. Vì thế, bọn họ toàn bộ nguyên khí bị hao tổn. Bây giờ, nguyên khí rốt cục bù lại, có thể áo đen Tố Trinh lại trở về. Bất hủ thiên lôi lợi hại, Tây Vương Mẫu bọn người tâm thanh sở không. Cho nên bất kể như thế nào, Tây Vương Mẫu đều phải vận dụng Hộ Cung Đại Trận, lần nữa ngăn cản bất hủ thiên lôi. Tại cái này trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ đều là thiên lôi chi thành phạm vi bao phủ. Bọn họ những người này, cho dù là muốn chạy trốn, cũng là không chỗ có thể trốn. Tiên khí phong tỏa, nơi đó là dễ dàng như vậy chạy đi. Cho nên giờ phút này, bọn họ chỉ có thể liều chết nhất kích. Tại cái kia một cái chớp mắt, quan âm đại sĩ, còn có la quân đều bị áo đen tố trinh lấy không chi pháp lực bao phủ. Nếu không lời nói, bất hủ thiên lôi lực lượng cũng có thể đem bọn hắn phá hủy thành cho tàn. Một lần, Tây Vương Mẫu cũng không có vận chuyển pháp lực đến chèo chống hộ cung đại trận. Nàng lực lượng là chuẩn bị xúc tích lên, ứng phó áo đen Tố Trinh. Mà lần này, Tây Vương Mẫu cũng đem pháp lực thúc chuyên trở ra ngoài. Bao quát giao chỉ cung phía dưới một chút pháp lực yếu kém đệ tử, lúc này đã từ lâu giữ nghiêm trận pháp, đi ra lực. Bọn họ lực lượng tuy nhỏ, lại có thể hội tụ thành biển. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ giao trì cung tại áo đen Tố Trinh bức bách phía dưới, tề tâm hiệp lực cùng một chỗ thủ hộ giao trì cung. Tây vương mẫu vì pháp lực tổng cương, mọi người pháp lực, hướng nàng hội tụ. Nhưng gặp Tây vương mẫu pháp tướng trang nghiêm, quanh thân quần áo, không gió từ trống, bay phất phới. Vô cùng pháp lực, toàn bộ quán chú đến hộ cung đại trận mặt. ầm ầm bất hủ thiên lôi oanh sát xuống tới. Áo đen tố trinh cũng không có xuất lực, bất hủ thiên lôi lực lượng toàn bộ do trời lôi chi thành bên trong các cao thủ phát ra. Đồng thời, long quả triệu viên ném vào đi vào. To lớn thuần dương chi lực tại vận chuyển. Giao trì cung hộ cung đại trận, xưa nay đều là cường hãn vô cùng. Đã từng chống cự không qua thiếu đại có thể xâm lấn. Mà bây giờ, áo đen tố trinh lực lượng một người, nhiều lần để giao trì cung tránh cũng không thể tránh, bất lực hoàn thủ. Nghiên cứu nguyên nhân, một là áo đen tố trinh thật là vạn năm khó gặp mới. Hai, nàng là nữ oa nương nương người thừa kế đồng thời nắm giữ sơn hà xã tắc đồ, tinh thần thạch dạng này tiên thiên trí bảo. Đến giờ này ngày này, tuy nhiên nàng không có nữ oa nương nương trí bảo. Nhưng nàng ngược lại càng thêm hung hãn. Đạo thiên lôi này chi thành, cường hãn vô cùng. Nhưng, thiên lôi chi thành cũng có khiếm khuyết, đó là không hủ thiên lôi phát động, cần thiết pháp lực cùng dinh dưỡng, quá mức khủng bố. Xem như cổ môn phái, cũng không có động một tí phát ra một chiêu tuyệt sát, liền thiêu đốt triệu viên thần đan đạo lý người nào tiêu hao nổi khủng bố như vậy tiêu hao đâu. Triệu viên thần đan cùng một chỗ cuốn vào hạch tâm bàn quay, lại từ hơn 100 tên tuyệt đỉnh cao thủ cùng một chỗ phát động pháp lực. Thật lớn như thế pháp lực tạo ra không đến được hủ thiên lôi, dạng này lực lượng, đã là tránh thức vô địch. ầm ầm bất hủ thiên lôi phát ra tia sáng chói mắt đến. Đón lấy, bất hủ thiên lôi đánh giết tại hộ cung đại trận mặt. Hộ cung đại trận, trùng điệp trận pháp tại pháp lực tới tiêu phía dưới, cấp tốc khởi động. Thiên trọng không gian pháp lực, rồi rào năng lượng trong nháy mắt tụ tập, ngăn cản bất hủ thiên lôi. Bất hủ thiên lôi thì là lấy lôi đình vạn trượng lực lượng đánh giết xuống tới. Chiếc này có lực lượng đụng giết cùng một chỗ, trong nháy mắt tách ra trói lọi quang hoa tới. Lóa mắt quang hoa lấy hộ cung đại trận làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra vô cùng năng lượng. Tức thì ở giữa, phương viên chăm dặm, toàn bộ biến thành phế tích, cho tàn. Tuyết sơn sụp đổ, trong vòng trăm dặm, vô số sinh linh trong khoảnh khắc toàn bộ chết hết. duy nhất còn sống là giao trì cung hộ cung đại trận bao phủ các đệ tử. một lần, hộ cung đại trận trực tiếp bị phá, cho nên toàn bộ năng lượng bị hộ cung đại trận hấp thu. mà lần này, hộ cung đại trận chống cự ở bất hủ thiên lôi, cho nên hai cỗ lực lượng va chạm về sau dư âm toàn bộ tác động đến bốn phía. cũng may mắn nơi đây quái gở, không phải vậy lần này liền là sinh linh đổ thán, chúng sinh gặp nạn. Giao trì cung giữ vương áo đen tố trinh lần công kích thứ nhất. Nhưng lúc này, Tây Vương mẫu mấy người cũng hao tổn quá đa nguyên khí, bọn họ đã không có lực lượng lần nữa tiếp nhận dạng này thương tổn. Mà áo đen tố trinh cười lạnh liên tục, nói ra, rất tốt, rất tốt. Cái kia đón thêm một lần đi. Sau đó, nàng liền bắt đầu ấp ủ bất hủ thiên lôi. Trước đó, là cao thủ nhóm pháp lực. Giờ phút này, áo đen tố trinh phải vận dụng nàng tự thân vô pháp lực. Lần này nếu là thật sự phát ra tới, giao trì cung chắc chắn hủy vì cho tàn. Giao trì cung sinh tử tồn vong, tại cái này một cái chớp mắt. Bạch tố trinh, ngay vào lúc này, phía tây đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Cái thanh âm này, tràn ngập an lành, cẩn trọng. Quan âm đại sĩ nhất thời đại hỷ, là thế tôn. Giao trì cung tây vương mẫu bọn người vốn là đã mất hết can đảm, nhưng nghe đến cái thanh âm này về sau lập tức cuồng nghỉ phía tây nhất thời kim quang đầy trời mà lại vô số đám mây bắt đầu dung hợp lại cùng nhau hình thành vô số tường vân tường vân nối thành một mảnh đi thẳng đến giao trì cung bên này tại cái kia đám mây cuối cùng một vị áo trắng tăng nhân chân trần đi tới chỉ trong nháy mắt đến trước mặt mọi người ha ha áo đen tố trinh chợt cười to một tiếng nếu là thế tôn thật đến ta sẽ còn kiêng kỵ ba phần không nghĩ tới, bất quá là nhất tôn nguyên thần đến đây. Phật giới thế tôn, ngươi cho rằng, bằng ngươi nhất tôn nguyên thần, có thể đem ta hàng phục sao? Quan âm đại sĩ cũng lập tức nhận ra, người đến thế mà không phải thật sự thế tôn. Mà chính là thế tôn luyện hóa đi ra nhất tôn nguyên thần. Thế tôn có tạo hóa chi năng, từng tại bát bảo công đức chỉ lấy pháp lực ôn dưỡng một gốc gót sen. Gót sen sinh ra ba hạt liên tử, ba hạt liên tử sau cùng trưởng thành ba tôn thân thể thế tôn lấy ba tôn thân thể luyện ra ba tôn nguyên thần cái này ba tôn nguyên thần từ xưa đến nay từ trước đến nay không tại phật giới chi xuất hiện cũng không thấy thế nhân chỉ ở truyền thuyết chi mà bây giờ quan âm đại sĩ rốt cuộc nhìn đến cái này nhất tôn nguyên thần bần tăng tuân theo thế tôn ý chỉ đến đây khuyên bạch thí chủ quay đầu là bờ dù sao khổ hải vô biên a à. cái này tăng người hình dáng anh tuấn đầy người phật ý khiến người ta nhìn cảm thấy tâm an lành chỉ cảm thấy, nguyên bản Phật, nên cái dạng này. Áo trắng tăng nhân tay áo tung bay, hắn nhàn nhạt nhìn về phía áo đen tố trinh. Các ngươi Phật giới người, liền đều là như vậy dối trá. Biết rõ ta không biết nghe ngươi, vẫn còn muốn trước khuyên vài câu, chiếm cái đại nghĩa danh phận. Cũng được, cái kia tất cả ác, ta đều đến chịu trách nhiệm. Hòa thượng, người muốn ta bãi binh quay đầu, có thể đánh thắng ta. Áo đen tố trinh không lưu tình chút nào nói ra áo trắng tăng người nói a di đà phật tức là như thế bần tăng liền đành phải theo bạch thí chủ hắn sau khi nói xong thân hình lóe lên lại là đột nhiên đến giao chỉ cung hộ cung trong đại trận bạch thí chủ pháp lực thông huyền bần tăng tự biết lực lượng một người khó có thể ngăn cản hôm nay liền cùng giao chỉ chúng tiên đón thêm bạch thí chủ mấy cái đạo thiên lôi áo trắng tăng nhân sau khi nói xong liền ngồi xếp bằng sau đó miệng niệm phật kinh trong một chớp mắt giao trì cung hộ cung trong đại trận, trải qua phun trào. Kim sắc ánh sáng hoa dày đặc tại giao trì cung, những thứ này trải qua, không chỉ là tại giao trì cung bên trong phun trào, mà lại rất nhiều trải qua còn bay tới áo đen tố trinh thiên lôi chi trong thành. Hợp thể, linh hồn lốc xoáy, áo đen tố trinh không nói hai lời, lập tức cùng la quân dung hợp lại cùng nhau. La quân cũng không có cự tuyệt, chỉ bất quá, hắn không nói một lời, áo đen tố trinh cũng đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Cái kia trải qua phun trào ở giữa, liền muốn xâm nhập đến thiên lôi chi thành hạch tâm, sau đó để các cao thủ hoàn tục. Mà áo đen tố trinh rời đi triển khai linh hồn lốc xoáy, liền đem những thứ này trải qua khóa lại. Ừm, rất nhanh, áo đen tố trinh phát hiện không ổn. Linh hồn lốc xoáy thế mà không cách nào đem những thứ này trải qua vỡ vụn. Rất nhanh, càng nhiều trải qua tiếp tục tràn vào, đồng thời bắt đầu cải biến linh hồn lốc xoáy đáng giận áo đen tố trinh rốt cuộc lĩnh giáo đến cái này áo trắng tăng nhân lợi hại phật giới thế tôn chính là tạo hóa cảnh cao thủ chính là tại tiên giới chi cũng là nhất đẳng cường nhân tạo hóa cảnh đại năng uy nghiêm như thế nào có thể tùy tiện dung chuyển chính là nhất tôn lực lượng nguyên thần cũng là không gì địch nổi diệt áo đen tố trinh tâm niệm nhất động trong nháy mắt nàng thu linh hồn lốc xoáy mắt nở rộ lôi điện thần mang đi ra. Cái này một cái chớp mắt, nàng hai mắt giống như kim đồng, kim đồng bắn ra thần quang, lập tức đem cái kia vô số trải qua, đều thiêu hủy. Lục trọng lôi kiếp, luyện hồn thành thần, đồng thời có kim đồng thần diễm. Cái này kim đồng thần diễm, có thể đốt thiêu thế gian hết thảy có hình dạng cùng vô hình đồ vật, chính là thai ngén thiên lôi chân ý. Như là trước kia, áo đen tố trinh không có vượt qua lục trọng lôi kiếp chính là áo trắng tăng nhân cái này trải qua có thể để các cao thủ hoàn tục để thiên lôi chi thành đại loạn nhưng bây giờ áo đen tố trinh đã vượt qua lục trọng lôi kiếp cái này đã là quả quyết không cách nào xâm lấn đến thiên lôi chi trong thành đi bất hủ thiên lôi áo đen tố trinh ngang nhiên phát động công kích nàng đem một triệu long quả lần nữa ném vào đến hạch tâm bàn quay chi to lớn thuần dương chi lực giống như cuồn cuộn giang hồ chuyển động áo đen tố trinh một người pháp lực liền thắng hơn 100 cao thủ lực lượng. Nàng phát ra bất hủ thiên lôi, những cao thủ kia tề lực phát ra càng khủng bố hơn. Oanh! Bất hủ thiên lôi rốt cục hình thành, tiếp lấy ngang nhiên tiếp tục đánh giết. ầm um, ầm um, hộ cung đại trận mặt phát ra lóa mắt kim quang. Nhưng lần này, hộ cung đại trận vẫn không có tổn hại. Tại áo trắng tăng nhân lôi kéo dưới, bọn họ lần nữa giữ vững giao chỉ cung. Cũng tiếp bần tăng một chiêu. Cái kia áo trắng tăng nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, một chỉ điểm hướng Thương Khung. Vô số trải qua, còn có Phật quang, cùng hộ cung đại trận trùng điệp trận pháp, bao quát Tây Vương Mẫu bọn người pháp lực bị áo trắng tăng nhân toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Cái này một chỉ điểm hướng Thương Khung, Thương Khung chi đột nhiên ngưng tụ ra một nói kim sắc đại Phật tay. Cái này đại Phật thủ cấp tốc trấn áp xuống, chính là hướng về thiên không chi thành vồ bắt mà đi. Vạn Phật Triều tông Quan âm đại sĩ thấy thế, lập tức nhận ra một chiêu này chính là thế tôn tuyệt học, vạn Phật triều tông. Oanh, hư, đại hỗn độn lôi kiếm, áo đen tố trinh lập tức ngưng tụ thiên không chi thành. Sau đó, bầu trời chi, một đạo mạnh mẽ tuyệt luân, núi liền trời đất lôi kiếm xuất hiện. Khẩu này lôi kiếm là hướng về cái kia đại Phật thủ chém giết mà đi. Đại Phật thủ ở trên không cũng không né tránh, bay thẳng đến đại hỗn độn lôi kiếm vồ bắt mà đi. Đại Phật thủ cấp tốc đem đại hỗn độn lôi kiếm bắt lấy, cái kia một cái chớp mắt, giống như là ngàn vạn Phật đà đem vây quanh. Áo đen Tố Trinh cảm nhận được Phật quốc lực lượng, vạn Phật chi tâm, chu sát tà ma. Áo đen Tố Trinh bị kinh ngạc. Cái kia đại hỗn độn lôi kiếm, hung hãn vô song. Trước đó áo đen Tố Trinh thi triển ra, liền cảm giác thiên địa đều là một đoàn mỡ bò, mà tay nàng là một miệng khoái kiếm. Kiếm chảm mỡ bò, sắc bén mau lẹ, không gì không phá. Nhưng là giờ phút này, nàng lại cảm giác được chiêu này vạn Phật chi thủ hình như có 10 triệu điều liễu nhứ. Chém giết đi vào, nhất thời có loại chém không đứt, ý còn loạn cảm giác. Đại hỗn độn lôi kiếm chảm giết vào lúc đợi, cái kia áo trắng tăng nhân tâm cũng là sợ hãi thán phục. Hắn vạn Phật triều tông chi, Phật lý chính là thế tôn chỗ tìm hiểu ra đến đạo lý, pháp tắc. Có thể áp chế thời gian rất nhiều pháp tắc, riêng là cái này, còn có vạn Phật hòa làm một thể đạo lý dạng này đạo lý triển hiện ra lực lượng cuồn cuộn đến vũ trụ thương khung cấp độ nhưng cái này đại hỗn độn lôi kiếm một đường chém xuống giống như là tiên hiền tay cầm lợi bút trực tiếp đem rất nhiều đạo lý toàn bộ đánh tan cũng may mắn đạo lý thực sự quá sâu đại hỗn độn lôi kiếm cũng không thể đem toàn bộ chém giết sạch sẽ giờ này khắc này vô luận là áo trắng tăng nhân vẫn là áo đen tố trinh liền đều là kinh hãi quái lạ Áo đen tố trình đại hỗn độn lôi kiếm không thể có hiệu quả, nàng lập tức lên lòng kiêng kỵ. Nàng đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất hủ thiên lôi chính là lớn nhất lực sát thương chiêu số, có thể mỗi vận dụng một lần liền sẽ hao tổn nguyên khí vô số. Nếu như mình lại đến một kiếm, vẫn là chảm không xuống, đến lúc đó khả năng bởi vì nguyên khí hao tổn quá nhiều, ngay cả chạy trốn đều không có cơ hội trốn. Lần này, áo đen tố trình chủ động xuất kích, có thể không nguyện ý rơi cái thảm đạm kết thúc nhưng nàng khí thế hung hung, cũng không nguyện ý như vậy mặt mày xám xịt rời đi. Âm dương pháp lực, hắc bạch liên hoa, áo đen tố trinh dứt khoát không lại liều mạng, cấp tốc thi triển ra âm dương pháp lực. Sau đó, tại cái kia Phật thủ tiếp tục vồ bắt xuống tới thời điểm. Một đóa hắc bạch liên hoa xuất hiện tại Phật thủ ở giữa. Cái kia Phật thủ vẫn chưa do dự, ôm đồm nhiếp hướng hắc bạch liên hoa. Áo trắng tăng nhân một chảo phía dưới, lập tức phát hiện vi diệu trong nháy mắt đó rượu, để áo trắng tăng người vì đó ngẩn ngơ. Giống như là đại biện luận sẽ, vạn Phật thảo luận Phật lý, diệu ngữ nhiều lần ra, vô hạn đạo lý, Phật lý tại giao hội. Những đạo lý này, chân lý, Phật lý có thể viết ra mấy chục nguồn gốc trải qua tới. Vạn Phật triều tông đạo lý, thế mà đều không thể đem hắc bạch liên hoa ảo rượu cho phá giải ra. Mỗi khi Phật lý thắng qua một bậc thời điểm, hắc bạch liên hoa chi lại hội diễn sinh ra mới đổ vật áo trắng tăng nhân ngược lại là ổn trọng, hắn nhàn nhạt, nhạt nhớ tới trải qua, đồng thời đem càng cường đại pháp lực đưa vào phật thủ chi. áo đen tố trinh cũng liên tục thi triển pháp lực, cái này hai đại cao thủ lẫn nhau ở giữa, lại là ai cũng hàng phục không người nào. thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, tố tố la quân đột nhiên mở miệng, hắn cùng áo đen tố trinh trong đầu bắt đầu giao lưu. ừm, áo đen tố trinh trầm giọng đáp lại, cảm ơn ngươi, la quân nói ra cảm ơn ta, áo đen tố trinh cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Cứ việc ngươi một mực không nói, nhưng thực ta vẫn là hiểu ý ngươi. Ngươi miệng rất hung ác, cũng theo không thừa nhận. Có thể ta biết, ngươi tại các loại hiện tại thời khắc này, ngươi đang chờ ta sau lưng đâm ngươi một đau, ngươi cảm thấy, dạng này ngươi có thể chảy ra máu và nước mắt, đúng hay không? Là quần bỗng nhiên nói ra. Áo đen tố trinh thân thể chấn động, ngươi, ta không, ngươi muốn làm gì? Là quần nói ra, ta muốn nói cho ngươi, ta xác thực động đẩy ý nghĩ này. Nhưng ta làm không được, lại nhiều lý do cùng suy nghĩ nói cho ta biết, làm là như vậy đúng. Nhưng ta là làm không được. Xác thực, có rất nhiều lý do. Vì vô tội sinh linh, vì linh nhi, vì mệnh số, là tất cả hết thảy, thậm chí áo đen tố trinh đều hy vọng la quân làm như thế. Khả la quân vĩnh viễn không qua được tâm lý cái này mấu chốt, điểm quyết định. Áo đen tố trinh tại cái này một cái chớp mắt, mắt phức tạp không hiểu nàng lòng có nói không nên lời vui sướng kích động nhưng lại phức tạp chỉ là lúc này nàng tâm trung quy là loạn oanh một tiếng cái kia hắc bạch liên hoa bị áo trắng tăng nhân vạn phật tay phá mất đồng thời phật thủ liền hướng áo đen tố trinh nắm bắt mà đến lần này nắm bắt là một loại bao phủ dưới trời đất không một chỗ có thể trốn phá áo đen tố trinh mắt lóe qua lệ quang đồng thời ra lại một kiếm đại hỗn độn lôi kiếm lần này đại hỗn độn lôi kiếm chi nhiều nhất trọng thuần túy đạo lý đó là áo đen tố trinh suy nghĩ thông suốt về sau đạo lý oanh đại hỗn độn lôi kiếm vừa đến thiên địa chi lôi quang phá vỡ liền trực tiếp đem cái kia phật thủ trảm thành cho tàn sau đó áo đen tố trinh thân thể lay động cấp tốc bắt quan âm đại sĩ thu thiên lôi chi thành không sai năm sau rời đi giao trì cung đại na di thuật triển khai hướng về Lâm An thành bay đi. Mấy cái chuyển rời, liền đến Lâm An thành, đồng thời trực tiếp vào ở đến trong hoàng cung. Lâm An thành hoàng cung chi, đồng thời không cao thủ. Nhưng Tổ Long chi khí bảo hộ, chính là Phật giới thế tôn cũng không thể đến đây thể hiện. Trong hoàng cung, áo đen Tố Trinh bố trí xuống kết giới, không cho ngoại nhân quấy dày. Hai người tuyển cái vắng vẻ viện tử, sau đó chờ đợi. Trong phòng, áo đen Tố Trinh bắt đầu khoanh chân điều dưỡng nàng lần này hao tổn nguyên khí rất là nghiêm trọng. La quân cũng bắt đầu tu dưỡng sinh tức. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Trong ba ngày này, các cao thủ cũng nhận được long quả điều dưỡng. La quân cùng áo đen tố trinh cũng khôi phục nguyên khí. Bọn họ có đại lượng long quả tư nhuận, cho nên nguyên khí khôi phục được đặc biệt nhanh. Nếu như không phải có như thế lượng lớn long quả tồn tại, lấy áo đen tố trinh tiêu hao, loại này nguyên khí hao tổn, không có 8 năm 10 năm, đừng nghĩ khôi phục ngày này, ban đêm. Bên ngoài mây đen trầm thấp, đang nổi lên lấy một trận cuồng phong bạo vũ. Cái kia cửa sổ bị thổi làm bay phất phới, rất là đáng ghét. Áo đen tố trinh đem vung tay lên, lập tức lấy pháp lực đem gió mưa toàn bộ ngăn cách bên ngoài, cái kia cửa sổ cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Là quân cùng áo đen tố trinh ngồi đối diện nhau. Áo đen tố trinh mắt, nhiều một tia nhu tình. Ngươi là lúc nào nhìn ra ta ý đồ, áo đen tố trinh hỏi. La Quân nói ra, ta trước đó có hoài nghi, tại ngươi khăng khăng muốn tiêu diệt giao trì cung thời điểm, ta khẳng định nghĩ thầm pháp. Ta nghĩ tới, sao không đem kế mà tính toán? Đã ngươi có lòng thành toàn, ta vì Linh Nhi, tự tư một chút lại có làm sao đây? Cái kia tại sao lại không chứ? Ngươi thời gian không nhiều." Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ta làm không được, không có vì cái gì là làm không được." Áo đen Tố Trinh thân thể mềm mại chấn động. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt La Quân tay. Tay nàng, một mảnh rét lạnh. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía áo đen tố trinh, một loại vi diệu tình cảm tại hai người tâm sinh ra, hay là nói, vốn là sớm đã tồn tại. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lóe qua một đạo thiểm điện. Sau đó, tiếng sấm ầm ầm. Rất nhanh, mưa rào tầm tã hạ xuống tới. Bên trong thiên địa, một vùng biển minh mông. Đi, La Quân tế ra đại kim đan viên kia đại kim đan mọc ra to lớn côn bằng cánh, sau đó, hắn cùng áo đen tố trinh ngồi tại mặt. Sau đó cấp tốc xâm nhập đến màn mưa chi. Phong cuồng vũ gấp, lôi điện đan sen, nhưng lại để cả phiến thiên địa đều lộ ra vô tư dày lên. Loại khí trời này, xem như đại thần thông giả cũng sẽ bị che đậy thiên cơ. Cho nên là quân tuyệt không lo lắng sẽ bị Phật giới người truy giết tới. Huống chi, cho dù truy giết tới, cũng không có mấy người là áo đen tố trinh đối thủ. Cái kia một mảnh mưa gió chi, là quân cùng áo đen tố trinh tay chăm chú nắm cùng một chỗ, thủy chung chưa từng tách ra. Suốt cả đêm mưa, mà tại ngày thứ hai sớm, mưa tạnh. Chân trời đám mây vô cùng bạch, bầu trời trong vắt đến làm cho người muốn đi hôn lên nó. Không bằng, người đem quan âm đại sĩ đem thả, cả kiện sự tình, dừng ở đây, này bỏ qua đi. Là quân nói ra, cái này không được, áo đen tố trinh nói ra, đã người đã xem thấu tâm tư ta ta sẽ không lại đi diệt giao trì cung cả nhà. Nhưng là, giao trì thánh mẫu nhất định muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Còn diệu thiện, ta như là đã nói qua muốn chấn áp nàng 400 năm, như vậy ta nhất định muốn nói sao làm vậy. Là quân sờ mũi một cái, nói ra, ta không phải đi thương hại bọn họ, chẳng qua là cảm thấy, người một người đối kháng Phật giới, trung quy là quá mức nguy hiểm. Cái kia thế tôn lực lượng, người cũng nhìn đến, nhất tôn nguyên thần đến đây, liền khiến người ta khó có thể chống cự nếu là hắn chân thân đến ngươi làm cái gì ta không hy vọng nhìn đến ngươi sau cùng áo đen tố trinh nói ra ta minh bạch ngươi lo lắng nhưng là la quân ta không phải thê tử ngươi cho dù ta là thê tử ngươi ta cũng có chính ta muốn làm cùng không thể không làm sự tình đây là ta kiên trì la quân gặp nàng nói kiên định như vậy ngay sau đó cũng không tiện nói thêm nữa tốt a à. trong hoàng cung la quân ngủ một giấc Hắn ngủ thời điểm, làm một giấc mộng, trong mộng trở lại Thái Sơn, bên người còn có Tống Linh San, Đồng Giai Văn cùng Linh Nhi. Tại Thái Sơn đỉnh, ánh nắng tươi sáng. Tống Linh San cùng Linh Nhi còn có Đồng Giai Văn tiếng cười như ngân linh. Tiếng cười kia ở trong đầu hắn phiêu đáng, hắn tựa hồ trở lại tuổi thanh xuân, đó là một đoạn hội trong lòng hắn sâu sắc bất diệt nhớ lại. Cũng là hắn lớn nhất hướng tới nhớ lại. Ở nơi đó, không có tiên ma ân oán, không có nhiều như vậy phức tạp đồ vật có chỉ là thuần túy thanh xuân. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, La Quân đột nhiên kinh hãi ngồi mà lên. Hắn chợt phát hiện bên người đã không có áo đen tố trinh. Hỏng bét, nàng nhất định một mình đi giao trì cung. La Quân giật nảy cả mình, sau đó lập tức thi triển ra đại na di thuật hướng giao trì cung bay đi. Áo đen tố trinh, một thân màu đen váy dài. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt bình tĩnh không lay động. Chỉ bất quá, nàng không lại như vậy băng lãnh nàng trở nên rất bình tĩnh, tâm giận si hận đã cơ hồ không có. Tại giao trì cung trước, áo đen tố trinh đột nhiên xuất hiện, giống là ác ma ác mộng xuất hiện một dạng. Cái kia thạch sùng tiên tướng gặp áo đen tố trinh, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Hộ cung đại trận y nguyên tồn tại, nhưng mất đi giao trì cung chúng tiên nhân pháp lực bảo vệ. Dạng này đại trận tại áo đen tố trinh trước mặt, không chịu nổi một kích. Nàng vươn tay ra, mạnh mẽ xé rách liền đem đại trận xé rách ra một đầu lỗ hồng. Ừm, áo đen tố trinh đột nhiên cảm giác được có người rời đi giao trì cung. Tây vương mẫu thế mà trước đào tẩu, đào tẩu phương hướng là. Hạo thiên điện, muốn đi sao, áo đen tố trinh cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể nhoáng một cái, đại na di thuật triển khai, lập tức đuổi theo. Tây vương mẫu tốc độ lại nhanh, nhưng ở áo đen tố trinh trước mặt đều lộ ra không đủ nhanh. Trong nháy mắt, áo đen tố trinh ngăn cản tại Tây Vương Mẫu trước mặt. Tây Vương Mẫu định ra thân hình, lúc này nàng, không lại như vậy ung dung hoa quý, ngược lại lộ ra có một ít chật vật. Áo đen tố trinh cùng Tây Vương Mẫu đều tại tầng mây chi. Tầng mây kia một đoàn một đoàn, giống như là vô cùng sợi bông xoắn cùng một chỗ. Nhìn nơi xa, càng là trùng điệp tuyết như núi tràng cảnh. Không có gió, tại dạng này tràng cảnh phía dưới, bầu trời có loại mặt biển cảm giác. Phía dưới hết thảy, đều đã bị tầng mây ngăn chặn. Không khí chi, pháp lực không ngừng phun trào lấy. Ánh mặt trời chiếu, vùng trời này là như thế long lanh, cái gọi là trời xanh không mây, đại khái là cái dạng này. Mặt trời kia chiếu xuống, không có tầng mây cách trở, cho người ta kim quang vạn trượng cảm giác. Ánh mặt trời chiếu sáng tại áo đen tố trinh thân thể, nàng mỹ lệ khuôn mặt có một loại dạng rỡ quang huy. Mắt ngọc mày ngài, mặt người đào hoa. Mà lúc này Tây Vương Mẫu Nàng một thân cung trang hoa phục, nàng vốn là xinh đẹp như vậy, thế nhưng chật vật khí tức bán nàng. Khiến nàng thần thánh quang huy lập tức không còn. Bạch Tố Trinh, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt, Tây Vương mẫu giọng căm hận nói ra. Áo đen Tố Trinh cười lạnh một tiếng, nói ra, nói nhảm. Sau đó, nàng liền xuất thủ. Áo đen Tố Trinh cũng không muốn cùng Tây Vương mẫu kéo dài thêm, chậm thì sinh biến. Đi chết đi, thánh mẫu. Áo đen Tố Trinh chợt quát một tiếng, đột nhiên, thiên lôi chi thành thi triển đi ra. Một giây sau, đại hỗn độn lôi kiếm liền đánh giết tới. Bên trong thiên địa, nguyên bản một mảnh thư thái. Đột nhiên, một đạo lôi kiếm phá vỡ thiên địa này trói buộc, như vô tướng chi sinh ra hữu tướng. Cái kia một cái chớp mắt, bên trong thiên địa, hết thảy đều biến mất. Bởi vì vì bên trong thiên địa, chỉ còn lại có cái này một đạo lôi quang. Oanh! Một dưới thân kiếm, uy chấn giao chỉ cung giao chỉ thánh mẫu liền này biến thành cho bụi, không có chút nào sức chống cự. Bây giờ áo đen tố trinh đã là lực áp quan thế âm bồ tát tồn tại, nàng lực lượng chu thiên bên trong khó có địch thủ. Chính là tây vương mẫu cái này các cao thủ tại nàng mắt cũng bất quá là con kiến hôi a. Bạch thí chủ tại lúc này một tiếng quát nhẹ truyền đến, cái kia sau lưng kim quang vạn trượng, áo trắng tăng nhân theo kim quang chi đi tới cái này áo trắng tăng nhân chính là thế tôn nguyên thần. Trước kia chuyện xưa, hôm nay đã, áo trắng tăng người nói, các loại ân oán cũng nên buông xuống. Cái này giao chỉ thánh mẫu, đi sai bước nhầm, hôm nay có này nhân quả, cũng là báo ứng xác đáng. Áo đen tố trinh nhìn về phía áo trắng tăng nhân, nàng nói ra, nguyên lai like người sớm tới. Bần tăng chỉ là một mực chưa từng rời đi, áo trắng tăng người nói. Áo đen tố trinh nói ra, như vậy ngươi lần này đến, là dụng ý gì? Áo trắng tăng người nói, còn mời bạch thí chủ đem rượu thiện thả. Áo đen tố trinh nói ra, ta nếu là không thả đâu. Áo trắng tăng người nói, bạch thí chủ, người tu hành không dễ. Thế tôn cũng niệm tình người cùng thánh nhân nữ oa nương nương quan hệ không ít, cho nên không nguyện ý lại cử động càn qua. Trước đó người tru sát Phật giới chúng đệ tử, thế tôn cũng khi bọn hắn là ứng kiếp mà đi. Cho nên dưới mắt, cũng mời bạch thí chủ không muốn lại chấp nhất đi xuống các ngươi cũng đều có thể xem như diệu thiện cũng bị ta giết là chẳng lẽ đệ tử của hắn bị chết nàng không chết đến áo đen tố trinh nói ra áo trắng tăng người nói nhưng diệu thiện trung quy là còn sống như vậy phật giới không thể không quản việc này ta giới chuẩn đề thánh nhân tiếp dẫn thánh nhân đều cùng nữ hoa nương nương giao hảo cho nên thế tôn không muốn đem cái tầng quan hệ này xé rách nhưng cái này cũng không hề đại biểu phật giới tôn nghiêm có thể tùy ý bạch thí chủ trà đạp tại dưới chân chuyển biến tốt tốt bạch thí chủ bần tăng hy vọng ngươi không muốn sai lầm tốt ga nói như vậy lên các người phật giới đối với ta xác thực cũng là đã hết lòng tận ta lại kiên trì liền lộ ra già mồm áo đen tố trinh nói ra áo trắng tăng nhân nhỏ khẽ thở phào một cái bất quá lập tức áo đen tố trinh lại lời nói xoay chuyển nói ra bất quá ta người này luôn luôn là không biết tốt xấu cũng không hiểu nhìn thấy tốt thu càng không biết cái gì gọi là tiến thối Ta duy nhất biết là, ta muốn làm sự tình, không có người có thể ngăn cản. Lúc trước ta còn không phải Diệu Thiện đối thủ, liền dám phá vỡ sinh tử. Chẳng lẽ đến hôm nay, ta lại không thể sao? Phật giới thế tôn sao? Hắn thật đúng là không dùng cho nữ oa nương nương mặt mũi, bởi vì ta căn bản không biết nữ oa nương nương. Hắn có bản lãnh gì để hắn thi triển tốt? Áo trắng tăng nhân không khỏi biến sắc. Sau một hồi khá lâu, áo trắng tăng nhân hơi hơi thở dài, nói ra thế nhân đều nói bạch thí chủ có hôm nay năng lực chính là toàn dựa vào vận khí cùng thiên phú có thể thế nhân chi mấy người có thể có bạch thí chủ bực này cứng cỏi tính cách bần tăng đối bạch thí chủ quả thực bội phục áo đen tố trinh ngạo mà đứng nói ra hòa thượng bằng ngươi mấy câu nói đó được hôm nay ta không giết ngươi ngươi đi đi áo trắng tăng người nói a di đà phật hắn theo rồi nói ra bần tăng quả thực không muốn cùng bạch thí chủ là địch không biết sao thế tôn chỗ bàn giao sự tình, không thể không xử lý. Hôm nay đã bạch thí chủ khăng khăng như thế, cái kia bần tăng cũng chỉ đành theo khiến hành sự. Áo đen tố trinh nao nao, nói ra, ngày đó ngươi nếu không phải dựa vào giao trì cung mọi người pháp lực còn có hộ cung đại trận, người vạn Phật Triều Tông không có uy lực như vậy. Dù vậy, cũng còn không phải đối thủ của ta, hôm nay ngươi một người, muốn tới cùng ta động thủ. Chẳng lẽ ngươi thật sự là muốn tìm chết? Áo trắng tăng người nói, a di đà Phật, bạch thí chủ, người cứ việc ra tay đi. Áo đen tố trình ánh mắt phát lạnh, nói ra, tốt. Nàng xưa nay không nguyện ý qua nói nhảm nhiều. Tố tố, tại lúc này, là quân rốt cục chạy tới. Hắn cùng áo đen tố trình có rượu liên hệ, hai người âm dương dung hợp đã lâu, không có khả năng điểm ấy khí tức đều bắt không đến. Hắn một đường chạy đến, rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt này kịp thời đến. Làm sao người tới, áo đen tố trình hơi kinh ngạc la quân chợt lách người đến áo đen tố trinh bên người nói ra chúng ta đi thôi hắn trước giữ chặt áo đen tố trinh tay áo đen tố trinh vốn không muốn đi nhưng gặp la quân như thế cũng không tiện lướt nhẹ qua la quân mặt mũi ngay sau đó nàng liền chuẩn bị rời đi chỉ là lúc này áo trắng tăng người nói bạch thí chủ hoặc là thả diệu thiện hoặc là động thủ tóm lại hôm nay sự kiện này tất nhiên là phải có cái kết la quân khẽ giật mình hắn chỗ lấy hô hào muốn đi chính là cảm thấy sự tình không ổn cái này áo trắng tăng nhân chính là thế tôn nguyên thần a la quân cảm thấy áo đen tố trinh vẫn là không muốn cùng hắn lại nổi lên xung đột tốt nào biết lúc này cái này tình huống tựa hồ cũng không khỏi la quân đến khống chế a áo đen tố trinh liền tránh ra la quân tay nói ra người cũng nhìn đến không phải ta không muốn đi la quân cũng không biết nên nói cái gì lòng hắn cảm giác rất là không ổn chỉ sợ là muốn có không chuyện tốt phát sinh. Hợp thể đi, La Quân nói ra, hòa thượng này có gì đó quái lạ. Áo đen tố trinh nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng tâm thực cũng có cảm giác. Tốt, áo đen tố trinh nói ra. Nàng rất nhanh chui vào đến La Quân não vực chi, hai người hợp thể đã lô hỏa thuần thanh, trong nháy mắt liền hòa làm một thể. Một giây sau, áo đen tố trinh liền vận chuyển thiên lôi chi thành. Nàng cũng không có phát động bất hủ thiên lôi, tại nghe không rõ đối phương dự định trước đó, không thích hợp trực tiếp tay tuyệt chiêu. Bất quá, thiên lôi chi thành cũng không phải chỉ có bất hủ thiên lôi một chiêu này. Lôi vân dày đặc, thiên lôi chảm, áo đen tố trinh ngưng thần vận đủ pháp lực. Trong nháy mắt, thiên lôi chi thành, thiên lôi nhấp nhô, trong nháy mắt đem phương viên mười dặm toàn bộ bao phủ lại. Đây là một mảnh bầu trời lôi thế giới. Thiên địa vạn vật tại mảnh này thiên lôi trong thế giới, đều phải hóa thành bột mịn cái kia áo trắng tăng nhân tại. Ngàn vạn đạo thiên lôi hóa thành thiên lôi lợi kiếm, điên cuồng tích lũy thẳng hướng áo trắng tăng nhân. Áo trắng tăng nhân mặt mày rủ xuống, không chút hoang mang. Hắn đột nhiên tay tế ra một bản Phật Kinh. Đại Thừa chân Kinh. Bản này Phật Kinh mặt có bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn, liền vì Đại Thừa chân Kinh. Áo đen tố trình thấy thế, nao nao. Tại nàng trong ấn tượng, Đại Thừa chân Kinh chính là bao hàm rất nhiều Phật Kinh một loại thuyết pháp tại sao có thể có một bản gọi là đại thừa chân kinh phật kinh đâu cái kia đại thừa chân kinh theo áo trắng tăng nhân pháp lực phun trào lập tức triển khai trang sách trong một chớp mắt bên trong trải qua liền bay ra ngoài rất nhanh những thứ này trải qua hình thành một cái lốc xoáy cái kia rất nhiều thiên lôi toàn bộ đều trong nháy mắt này tràn vào đến lốc xoáy chi bạch thí chủ này đại thừa chân kinh chính là thế tôn pháp bảo cũng là một môn tiên khí ẩn chứa thế tôn đối phật pháp toàn bộ lý giải cùng đạo lý thế gian vạn vật pháp pháp đều có thể nhập đạo môn môn đều là bàn nhược người thiên lôi chi thành cũng bất quá là đại thừa chân kinh một vật áo trắng tăng nhân tiếp tục nói thế tôn từng có bàn giao khiến bần tăng tùy tiện không được thi triển pháp bảo này nguyên là muốn thả ngươi một con đường sống tu cái thiện duyên ngày sau cũng tốt sau nữ oa nương nương gặp nhau nhưng ngươi khư khư cố chấp bần tăng cũng chỉ đành vận dụng cái này đại thừa chân kinh hắn đón đến, lại tiếp tục nói, vốn là, xem như thế tôn đại thừa chân kinh đến đây, cũng khó có thể đưa ngươi thu phục. Trừ phi là thế tôn đích thân tới, chỉ tiếc, thế tôn còn có chuyện quan trọng tại thân, không thể đến đây. Nhưng mà, đây cũng là mệnh số, ngươi thôn vệ chúng ta Phật giới chư Bồ Tát, mặc kệ lôi đình như thế nào thối luyện, thân ngươi liền đều đã nhuộm Phật xuyên. Vừa có Phật xuyên, liền không có khả năng siêu thoát ra đại thừa chân kinh. Áo đen tố trinh lập tức nhíu mày nàng cảm nhận được cái này đại thừa chân kinh khủng bố thậm chí nàng còn có một tia e ngại loại này e ngại giống như là huyết mạch thiên địch áp chế giống như là chuột thấy mèo ếch xanh nhìn thấy rắn một dạng bất hủ thiên lôi áo đen tố trinh cấp tốc vận chuyển huyền công long quả không cần tiền ném vào đến hạch tâm bàn quay chi cái kia một đám cao thủ lập tức phát động công lực oanh bất hủ thiên lôi rốt cục ấp ủ ra tới ầm ầm cái kia bất hủ thiên lôi phát ra lóa mắt quang hoa đến, thô to quang trụ thiên lôi ẩm vang chém xuống. Áo trắng tăng nhân cũng không né tránh, chỉ là đem cái kia đại thừa chân kinh triển khai. Đại thừa chân kinh cấp tốc biến lớn, to đến có một cái căn phòng cỡ như vậy. Tại đại thừa chân kinh trang sách bên trong, có rất nhiều huyền ảo đạo lý, cấu thành diệu không ở giữa. Cái này đại thừa chân kinh, nếu là không vận dùng pháp lực, liền giống như là một bản phổ thông Phật kinh nhưng nếu vận dùng pháp lực vận chuyển, trong này giống như là Phật quốc buông xuống, phạm âm không ngừng. Âm âm, bất hủ thiên lôi rốt cục chém xuống, trực tiếp chạm tiến đại thừa chân kinh bên trong. Cái kia đại thừa chân kinh, trong nháy mắt kim quang đầy trời, vô số trải qua giống như là bọt nước một dạng bị tràn ra tới. Nhưng là rất nhanh, những cái kia kim sắc chữ nhỏ trải qua liền lại lần nữa hạ xuống. Đại thừa chân kinh rất nhanh bình tĩnh lại, liền giống như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua. A-di-đà à, Phật, áo trắng tăng nhân ngâm khẽ một tiếng niệm Phật. Áo trắng tăng người nói, bạch thí chủ, vô luận lực lượng ngươi mạnh đến mức nào, quy tắc đến cỡ nào cuồn cuộn rồi rào. Nhưng thân người đã nhiễm Phật duyên nhân quả, như vậy ngươi không có khả năng siêu thoát suốt thế tôn đại thừa chân kinh. Hôm nay đi đến một bước này, không phải là thế tôn mong muốn, cũng không phải bần tăng mong muốn, đáng tiếc đáng tiếc áo đen tố trinh lúc này cũng phát giác không ổn. Cái kia đại thừa chân kinh tiếp tục biến hóa, đột nhiên vô cùng vô tận trải qua tung bay bay ra ngoài, sau đó hội tụ thành biển. Kinh hải dương, bốn phương tám hướng, phương viên trăm dạng, toàn bộ đều là trải qua. Cái này đã là kim sắc chữ nhỏ, mỗi một cái nhỏ trong chữ đều ẩn chứa Phật lý. Áo đen tố trinh thiên lôi chi thành cũng bị trải qua bao trùm, mấy cái biến hóa, đạo thiên lôi này chi thành liền là thu nhỏ đồng thời thiên lôi chi thành các cao thủ cũng bắt đầu hoàn tục phản bội duy nhất không phản bội chỉ có chiến cuồng những cao thủ kia tất cả trốn đi ra sau đó tứ tán đào tẩu lúc này bọn họ cũng không dám tìm áo đen tố trinh tính sổ sách áo trắng tăng nhân tùy ý bọn họ rời đi cũng không ngăn cản áo đen tố trinh đột nhiên cảm thấy đầu rất đau a à, áo đen tố trinh đau hừ một tiếng nàng có siêu phàm tu vi nhưng giờ phút này lại cảm thấy những thứ này trải qua ngay tại xé rách nàng suy nghĩ, tế bào. Mà lại, trong cơ thể nàng quả nhiên cũng có trải qua tồn tại. Đáng giận, đáng giận, áo đen Tố Trinh hét lớn một tiếng, vì cái gì? Vì cái gì Lôi Kiếp đều không có đem những thứ này đáng giận đồ vật thối luyện rơi. Áo trắng tăng người nói, Lôi Kiếp có thể thối luyện rơi tạp chất, nhưng lại thối luyện không rơi xâm nhập ngươi vận mệnh chi phật duyên. Vừa có phật duyên, chính là đại thừa chân kinh trải qua. Bạch thí chủ, cái này đại thừa chân kinh một khi phát động, liền sẽ đưa ngươi luyện hóa thành trải qua. Bần tăng đã nhiều lần đã cảnh cáo ngươi, chỉ là ngươi khư khư cố chấp, bây giờ, bần tăng cũng vô pháp lại trợ giúp ngươi á. Cốt, áo đen tố trinh nói ra, hòa thượng, người bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Một bản đại thừa chân kinh, nhiều ít oan hồn, lại ở chỗ này trang cái gì từ bi. Áo trắng tăng người nói, đại thừa chân kinh trải qua, chính là vô số Phật đà cống hiến ra Phật lý, không phải là oan hồn. Chỉ là do ở bạch thí chủ ngươi chu sát Bồ Tát, thôn vệ Bồ Tát tinh nguyên, nhiễm Phật Duyên. Phật Duyên tức là Bồ Tát, Bồ Tát sau khi chết, cuối cùng là phải trở về Đại Thừa chân Kinh. Mà bọn họ trở về Đại Thừa chân Kinh đường tắt duy nhất, liền đem ngươi cũng triệt để luyện hóa. Giờ này khắc này, áo đen tố trinh đã lười đi nghe áo trắng tăng nhân đang nói cái gì. Nàng cảm thấy thể nội giống như là mọc đầy khủng bố ký sinh trùng một dạng, những ký sinh trùng này đang liều mạng cắn, hấp thu nàng thân thể năng lượng. La Quân vẫn chưa cảm nhận được thống khổ, nhưng hắn lại cảm giác được áo đen tố trinh thống khổ. Âm dương pháp lực, luyện hóa, La Quân lập tức nói ra. Cho tới bây giờ, duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có âm dương pháp lực. Áo đen tố trinh toàn bộ nguyên thần pháp lực cùng La Quân pháp lực bắt đầu vận chuyển lại, cỗ này trùng trùng điệp điệp pháp lực tại La Quân trong não vực hình thành một đóa hắc bạch liên hoa những cái kia tải áo đen tố trinh trong thân thể trải qua lập tức cùng hắc bạch liên hoa đối kháng lên. Rất nhanh, áo đen tố trinh thân thể chấn định lại. Những cái kia trải qua cùng ngoại giới trải qua hô ứng lẫn nhau, vốn nên có vô cùng năng lượng, thiên biến vạn hóa tới đối phó áo đen tố trinh. Nhưng lúc này, bọn họ lại đột nhiên an tĩnh lại. Cái này là do ở hắc bạch liên hoa chấn áp. Là quân cùng áo đen tố trinh nhất định phải liên tục không ngừng tiêu hao nguyên khí, pháp lực đến chấn áp cỗ này diệu kinh một khi bọn họ đình chỉ chân áp, cỗ này diệu kinh sẽ tiếp tục thôn vệ áo đen tố trinh. Chẳng lẽ không có cách nào luyện hóa sao? La quân trầm giọng nói ra. Áo đen tố trinh nói ra, ăn long quả, thêm đại pháp lực. La quân nói ra, tốt. La quân lập tức ăn đại lượng long quả, rồi rào thuần dương chi lực bị hắc áo tố trinh hấp thu. Vô cùng pháp lực chấn áp hướng thể nội diệu kinh. Cái kia diệu kinh vốn là trầm tính, nhưng từ khi đại thừa chân kinh triển khai về sau, cái này trải qua giống như là có sinh mệnh. Mà giờ khắc này, Đại Thừa chân Kinh cũng tại vô cùng vô tận hướng cỗ này trải qua chuyển vận năng lượng. Cho nên giờ phút này, mặc cho La Quân cùng áo đen tố trinh cố gắng như thế nào, lại đều không thể đem cỗ này rượu kinh triệt để luyện hóa. Áo đen tố trinh liền biết sự tình cực chi nghiêm trọng. Ta vốn cho rằng, vượt qua lôi kiếp, liền đem chỗ có nhân quả, tạp chất toàn bộ thối luyện sạch sẽ. Không nghĩ tới, tránh thức nhân quả sớm đã đâm sâu vào áo đen tố trinh đắng chát nói ra là quân nghĩ đến cái gì nói ra hiện tại đem quan âm đại sĩ giao ra vẫn được sao đã trễ không đợi áo đen tố trinh nói chuyện cái kia áo trắng tăng nhân thanh âm truyền vào tới đại thừa chân kinh một khi phát động trải qua nhất định phải quy vị trừ phi là thế tôn xuất thủ chỉ là thế tôn hôm nay đã sớm không biết người ở chỗ nào áo đen tố trinh nói ra thế tôn đột nhiên rời đi cũng không xuất thủ. Bất quá là sợ cùng nữ oa nương nương khó có thể gặp nhau. Đã hắn đã đi xa, cái kia nữ oa nương nương cũng trách không được hắn đối với ta hạ tử thủ. Đây là thế tôn đánh tính toán thật hay đi. Áo trắng tăng người nói, a di đà Phật, thế tôn an bài, bần tăng cũng là không dám đi tham tường. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 90